của nàng, nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều tại ta, nếu ta cùng ngươi một thì tốt rồi. Cao hiểu tiết lúc này thời điểm kinh hãi cũng khôi phục lại rồi, lại biến thành trước kia bay lên bộ dáng, chính không có tim không có phổi ăn lấy trần húc hiếu kính đi lên hoa quả đâu rồi, chứng kiến chạm tinh tới tựu là một bộ muốn khóc bộ dạng, vội vàng ôm chạm tinh nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi xem ta không thể không sự tình sao, đừng nhìn trên cổ buộc nghiêm trọng, kỳ thật tựu là nát phá điểm ra, huyết đều không có chảy ra đây này bất quá ngàn vạn đừng làm cho ta bắt được cái kia cái đổ biến thái cắt hít hầu nam, làm hại bổn cô nương bị thụ lớn như vậy kinh hãi, bờ mông cũng bị đâm một châm. Nghe được Cao Hiểu Tiết nói như vậy Trạm tinh đã biết rõ nàng khẳng định không có việc gì rồi, lau khóe mắt nói, không có việc gì là tốt rồi à, đúng rồi Trần Húc đâu này. Vừa rồi hắn cho ta gọi điện thoại, hắn hiện tại người ở nơi nào. Lúc này đứng ở một bên quản dịch nói, hắn vừa rồi giống như đột nhiên muốn đi lên cái gì, vội vàng đi ra ngoài rồi không biết hắn đi nơi nào cao hiểu tiết ha ha cười nói mặc kệ nó dù sao hắn nói buổi tối mời ăn cơm muốn cho ta áp an ủi còn có đem rách nát ra cho ăn trở lại tinh tinh một à trần húc cái lúc này lại nhớ tới đường dành riêng cho người đi bộ hắn cảm thấy chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi hôm nay nếu như không phải vận khí tốt cao hiểu tiết tựu thật sự treo rồi mà chính mình vừa lúc ở hiện trường nếu để cho hắn tận mắt thấy Cao Hiểu Tiết cứ như vậy sống sờ sờ treo ở trước mặt mình. Trần Húc cảm thấy cả đời mình đều không thể tha thứ chính mình, tuy nhiên chuyện này cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là dù sao Cao Hiểu Tiết là bạn học của mình, đồng học cứ như vậy tại trước mắt bị người sát hại, cái này bóng mờ chỉ sợ cả đời đều không thể tiêu trừ. Hơn nữa, đây là cái kia cái đổ biến thái cắt ít hầu nam tập kích thứ 6 nữ hài tử rồi. 6 nữ hài tử chính giữa, bốn cái vết thương nhẹ, một cái trọng thương một cái tử vong trần húc tuy nhiên một mực không cho là mình là cái gì biện hộ sĩ cũng không phải cái gì cứu vớt thế giới đem hồng đồ lót mặc ở bên ngoài siêu nhân nhưng là đem làm cao hiểu tiết bị tập kích về sau hắn cảm thấy trong lòng của mình giống như bị hung hăng đâm một đao chuyện này không có đến phiên chính mình thời điểm nhiều nhất là đem làm một cái tin tức đến xem có thể thật sự phát sinh ở bên cạnh mình về sau cái kia cũng không phải là tin tức mà là một cái huyết giáo huấn rồi nếu như không thể đem người này dây thường chi tại pháp cái kia không biết có bao nhiêu người hội lại gặp nạn. Mà những này nữ hài chính giữa, rất có thể sẽ còn có chính mình nhận thức đấy. Nói không chừng là quản dịch, nói không chừng là chạm tinh. Nhớ tới người nam nhân kia quay đầu lại lúc, kính dâm hạ lập lè hàn quang, còn có hắn ra tay lúc không chút do so dự cái kia thoáng một phát. Trần Húc tự nhận định thằng này tuyệt đối là một cái khát máu tên điên. Mà cái tên điên này rất có thể thấy được hắn và quản dịch tướng mạo. Nếu như chỉ là người bình thường còn chưa tính, có thể quản dịch bây giờ là trên Internet hồng phát tím người, chỉ cần tùy tiện Baidu thoáng một phát có thể tìm thấy được quản dịch post 3, blog, có thể tìm được thân phận chân thật của nàng. Nếu như hắn muốn báo thù, nếu như dựa theo kịch truyền hình bên trên như vậy, cái này cắt hết hầu nam nhận thức vi dung mạo của mình khả năng bị quản dịch thấy được. Như vậy hắn có rất lớn có thể sẽ đối với quản dịch ra tay. Một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ thương. Vì vậy Trần Húc trở lại rồi, bởi vì hắn nhớ rõ, lúc ấy hắn văng ra tảng đá kia, đập trúng người nam nhân kia đầu. Trần Húc rất rõ ràng chính mình ngay lúc đó lực tay, hơn nữa cái kia thoáng một phát cũng là tuyệt đối đập trúng đấy. Người bình thường bị mình đánh như vậy thoáng một phát cho dù không nện thành cái não chấn động tối thiểu cũng phải phá điểm ra, nếu như chảy ra sẽ có máu chảy ra, có huyết. Như vậy tiểu mẫn là có thể tra được rốt cuộc là ai làm đấy. Trần Húc trở lại cái này bánh ngọt cửa tiệm trước, cúi người cẩn thận tìm kiếm, bên cạnh đi ngang qua mọi người rất ngạc nhiên, nhịn không được thở dài nói, ai, hắn ném đồ vật nhất định là bị trộm, làm sao có thể còn rơi trên mặt đất không có người nhặt đâu này. Bánh ngọt trước hiệu cái này đường tắt cũng không lớn, Trần Húc lật ra vài tảng đá về sau, rốt cục chứng kiến có khối không thế nào thích hợp, dùng ngọn đèn một chiếu, quả nhiên, trên tảng đá xuất hiện màu đỏ sậm huyết dịch. Tự là nó, Trần Húc đem thạch đầu đặt tại trên đồng hồ, đối với tiểu mẫn hạ lệnh làm cho nàng thử máu. Tiểu mẫn rất mau trở về phục, khoác hồ, nam, mã số giấy chứng minh nhân dân V340, mà hình ảnh tắc thì xuất hiện người nam nhân này một tấc ảnh chụp. Trên tấm ảnh người nam nhân này xem rất là nhã nhặn, căn bản không cách nào đem hắn liên tưởng thành như vậy cái đổ biến thái cắt hiết hầu nam trên người. Như hắn như vậy mang cái kính mắt hiển nhiên chính là một cái tinh anh học giả một loại đấy. Chỉ là tiểu mẫn tự cho thấy như vậy điểm tin tức, cái này lại để cho Trần Húc như thế nào truy tra được. Ngoại trừ tính danh ảnh chụp cùng mã số giấy chứng minh nhân dân bên ngoài, cũng chỉ có người này nhóm máu rồi. Về phần thân phận lý lịch sơ lược không có cái gì, thượng diện cũng chỉ đã viết một cái A. À. Vì vậy Trần Húc tự hỏi, như thế nào tin tức cũng chỉ có một chút như vậy. Hắn ở tại thì sao? Thân phận gì? Những này đều tra không được sao? Thực xin lỗi quyền hạn không đủ, không cách nào thẩm tra. Thẩm tra quyền hạn vi A, à. lại là quyền hạn, Trần Húc hung hăng đá một cước tường, nghĩ thẩm về sau nếu sinh cháu ra ta một ngày đánh hắn tám đốn bờ mông hảo hảo làm cái gì quyền hạn, bất quá cái lúc này nóng ruột cũng không có dùng. Trần Húc biết rõ tiểu mẫn chỉ là chương trình, chương trình là hoàn toàn dựa theo chỉ lệnh đến hành động, trừ phi có mật mã, hoặc là phá giải mất những này cái gọi là quyền hạn mật mã. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này thời điểm Trần Húc cả kinh, chính mình cho tới nay giống như chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Đại khái nguyên nhân là bởi vì chính mình máy tính kỹ thuật đồ ăn bỏ đi, tuy nhiên hiện tại hơi có tăng lên nhưng là tại đương đại cao thủ, cho dù là tên soàng xĩnh bên trong đích trong mắt cao thủ đều chưa hẳn đủ xem, mà một nguyên nhân khác thì là Trần Húc cảm thấy tiểu mẫn quá cường đại, cường đại hình như là Everest đồng dạng nhìn không thấy đích, cho nên căn bản sẽ không có phương diện này nghĩ cách. Nhưng là tiểu mẫn cường đại trở lại, nó cũng không quá đáng tựu là một cái chương trình, dù là cái này chương trình là 80 năm sau đấy. Chương trình tựu là chương trình, trong khoảng thời gian này học tập Hán ngữ nói Trần Húc đã được biết đến, chỉ cần là máy vi tính, chỉ cần là Nguyễn kiệt tựu nhất định sẽ có lỗ thủng hoàn toàn không có lỗ thủng phần cứng cùng nguyễn kiện đều là không tồn tại đấy chỉ là nếu như đem lỗ thủng đặt ở người khác nhìn không thấy địa phương cái kia nếu không có lỗ thủng trần húc là cái thái điểu hắn thừa nhận nhưng là bất kỳ một cái nào cao thủ đều là theo thái điểu phát triển ngoại trừ những cái kia trọng sinh như mọi người không ai có thể theo trong bụng mẹ vừa sinh ra tựu là tuyệt đỉnh cao thủ mà thái điểu cũng có thái điểu chỗ tốt đối với một cái thái điểu mà nói phá giải 80 năm sau máy tính mật mã cùng phá giải WINDOWSXP mật mã độ khó đều là đồng dạng, gần như vô cùng lớn. Cái kia đã ngô nguyên từ nhỏ có thể cùng cha của hắn chiến đấu hăng hái, học tập phá giải Windows mật mã, cái kia tại sao mình không thể cố gắng học tập, lại phá giải mất tiểu mẫn mật mã. Ý nghĩ này có chút hoang đường gần như ý nghĩ hão huyền rồi. Một cái còn không có học bò xong hài tử đã nghĩ ngợi lấy như thế nào bay trên trời, cái này hoàn toàn là không thể nào đấy nhưng là ý nghĩ này giống như là một cái hạt giống, theo tuổi cùng thực lực tăng trưởng, hạt giống cũng sẽ biết mọc rể nảy mầm, nếu như bây giờ là ý nghĩ hão huyền. Như vậy về sau đâu này, Trần Húc hít sâu vài khẩu khí, đem ý nghĩ này áp đã đến đáy lòng. Bây giờ không phải là muốn quá nhiều thời điểm, mình cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới loại trình độ này, thực chờ cơ hội này, sợ là đến lúc đó cắt hít hầu nam khả năng chính mình liền mẻo rồi. Nhưng còn có những biện pháp khác, Trần Húc nghĩ nghĩ, kêu xe taxi đi trường học bên cạnh cái kia ra đồn công an. Lần trước cái kia cảnh sát ca ca người không tệ, nhìn xem có thể hay không xin nhờ hắn thẩm tra thoáng một phát cái này mã số giấy chứng minh nhân dân. Tuy nhiên hiện tại trên mạng cũng có thân phận chứng nhận tin tức thẩm tra, nhưng là loại này thẩm tra là không thể nào tra được nên công dân kỹ càng tin tức, cũng không để cho thẩm tra. Trên Internet chứng minh nhân dân thẩm tra hệ thống gần kề chỉ là thông qua mã số giấy chứng minh nhân dân phân tích, tới ra người này giới tính sinh nhật cùng chứng minh nhân dân kẹp tóc địa phương. Thông qua thu phí hình thức cũng chỉ có thể đủ tra được người này tên thật cùng ảnh chụp. Nhưng những vật này Trần Húc cũng biết rồi, hắn hiện tại muốn tìm là người này đến cùng là thân phận gì, đang ở nơi nào, sau đó đem hắn một lần hành động bắt được. Cho nên chỉ có đi cục công an, thông qua chỗ đó chuyên nghiệp hệ thống đến thẩm tra người này kỹ càng thân phận. Bằng không thì chỉ xem lấy như vậy một thứ tên là hoác hồ danh tự cùng ảnh chụp, người Trung Quốc 1.3 tỷ à. Đi đâu tìm hắn đây? Trần Húc đi vào đồn công an, vừa hay nhìn thấy lần trước cái kia người trẻ tuổi cảnh sát ca ca, sau đó còn có mấy cái niên kỷ khá lớn mặc đồng phục đấy. Chứng kiến Trần Húc tiến đến, cái kia người trẻ tuổi cảnh sát ca ca tự cười nói, ôi, đại thám tử đã tới. Vương ca lý ca, để ta giới thiệu một chút, vị tiểu huynh đệ này tự là lần trước muốn tới làm vân tay xem xét, bắt được hắn phòng ngủ cái kia tặc đại thám tử. Mấy cái lớn tuổi điểm cảnh sát đều mang theo vui vẻ nhìn qua, tuổi trẻ cái vị kia cảnh sát ca ca cười nói, làm sao vậy, lần này lại là ném cái gì đó rồi hả? Trần Húc vốn rất muốn trực tiếp lại để cho bọn hắn hỗ trợ thẩm tra, nhưng vừa nghe đến hắn trong lúc vô tình những lời này cũng có chút do dự. Một lần là trùng hợp, hai lần hay vẫn là trùng hợp sao? Cây to đón gió đạo lý Trần Húc trước sau như một rất rõ ràng, nếu như nói lần trước phòng ngủ bị trộm sự tình còn sao nói là hoài nghi cái kia ra bán bút, nhưng sự kiện lần này vô luận như thế nào cũng không thể nào nói nổi rồi. Vì vậy Trần Húc nghĩ nghĩ về sau lập tức tự nói, cảnh sát ca ca, người còn không biết sao. Hôm nay cắt hiết hầu nam tại đường dành riêng cho người đi bộ xuất hiện, tập kích đúng là ta một người bạn, lúc ấy ta ở đây. Ai nha vậy sao, mấy cái cảnh sát đều đứng, cái kia vương ca nói, vừa rồi thượng diện là có gọi điện thoại xuống, nói cái kia cắt hiết hầu nam lại xuất hiện, như thế nào, bằng hữu của ngươi có chuyện gì hay không? Không có việc gì, khá tốt lúc ấy dẫn theo một cái miếng lót, chỉ nát phá điểm ra. Miếng lót, chân lúc đem miếng lót sự tình nói thoáng một phát, mấy cái cảnh sát nghe xong đều vui vẻ, nói, cái này cảm tình tốt, đầu năm nay thương nhân thật sự rất khôn khéo à. Biết rõ không có người gặp chuyện không may mấy cái cảnh sát đều yên lòng. Vì vậy cắt hiết hầu nam sự kiện thật sự là quá ác liệt rồi, một chết một trọng thương, hôm nay đã có 6 người bị tập kích, hơn nữa 6 người toàn bộ đều là đại học đệ tử. Loại hành vi này thật sự là lại để cho cảnh sát trên mặt không ánh sáng, chỉ là dẹp loạn tên kia người chết ra thuộc người nhà phẫn nộ cũng đã đã tiêu hao hết tinh lực, Cục cảnh sát từ trên xuống dưới đều hận cái kia cắt hít hầu nam tận xương. Nhưng vấn đề là người kia so hồ ly còn muốn giảo hoạt, mỗi lần gây án đều là lập tức sự tình, không có lưu lại bất luận cái gì manh mối, chỉ có một đoạn 5 giây, bị chiêu thương ngân hàng màn hình giám sát chụp được đến hắn đi ngang qua hình ảnh. Nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà người này hành động cũng không có bất kỳ quy luật, gây án địa điểm cũng không nhất định Cảnh sát phái nữ hoa khôi cảnh sát cách ăn mặc thành đệ tử bộ dạng đi đường dành riêng cho người đi bộ lung lay một tuần lễ, ăn trộm ngược lại là bắt mấy cái, nhưng lại ngay cả cắt hiết hầu nam bóng dáng cũng không thấy. Vì vậy thì có cảnh sát hỏi, người chứng kiến cái kia cắt hiết hầu nam bộ dạng sao? Chứng kiến tướng mạo sao? Trần Húc nghe nói như thế linh cơ khẽ động, vừa định đem người nọ chứng minh nhân dân bên trên ảnh chụp cho miêu tả thoáng một phát. Có thể cái kia cảnh sát đi theo đã tới rồi một câu, ách, làm sao có thể đây này? Nghe nói cái kia cắt hít hầu nam mỗi lần hành động đều là đem mặt che được cực kỳ chặt chẽ, kính dâm mũ cùng khẩu trang, sao có thể chứng kiến hắn hình dạng. Trần Húc nghe xong liền không nhịn được giơ chân rồi, người nói lời này làm gì vậy à? Bất quá hắn cũng không dám đem người nọ tướng mạo lại nói ra. Vì vậy từ trong túi tiền mặt sờ sờ, lấy ra cái kia nhanh dính huyết thạch đầu, bất quá bị hắn dùng giữ tươi màng bao. Nói, lúc ấy ta dưới tình thế cấp bách dùng tảng đá kia nện hắn, vừa vặn đập chúng cắt hít hầu nam cái ót, hẳn là ném ra huyết rồi tảng đá kia bên trên dính có cắt huyết hầu nam vết máu thật sự à mấy cái cảnh sát vội vàng tới coi chừng tiếp nhận tảng đá kia nói rất đa tạ ngươi rồi đây chính là trọng yếu căn cứ chính xác theo à cái kia vương ca nói cắt huyết hầu nam cái ót bị thương vậy sao cái kia tốt chúng ta cái này đi thông chi tất cả bệnh viện trong khoảng thời gian này muốn tăng cường đối với cái ót có ngoại thương người chú ý người có thể miêu tả thoáng một phát cái kia cắt huyết hầu nam đặc thù sao ví dụ như thân cao, hình thể các loại. Trần Húc nghĩ nghĩ nói, thân thể của hắn cao lớn khái tại 1m8 đã ngoài, hình thể trung đẳng, không thể nói đến cỡ nào cường tráng, nhưng là không gầy yếu. Là cái nam nhân, N, hẳn là. Trần Húc mấy lần muốn nói kỳ thật chính mình thấy được cái kia cắt ít hầu nam diện mạo, nhưng là suy nghĩ kỹ mấy cái lý do đều cảm thấy nói không thông, cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho. Tại làm xong cái này ghi chép về sau, Trần Húc sốt cục đạt được một cái cơ hội mở miệng, hắn nhìn như vô tình ý nói, Đúng rồi, Cục Công an có thể hay không thông qua mã số giấy chứng minh nhân dân tra được một người cụ thể tin tức à, ví dụ như hiện tại ở địa phương nào các loại. Mấy cái cảnh sát nghe xong tự nở nụ cười, nói, làm sao có thể sao. Trung Quốc lưu động miệng người nhiều như vậy, mã số giấy chứng minh nhân dân tại chúng ta cái này tối đa chỉ có thể tra ra bọn hắn hộ khẩu chỗ trên mặt đất, chứng minh nhân dân phát hành địa các loại. Nếu như là tại sự nghiệp đơn vị hộ khẩu có ghi chép ngược lại là có thể tra được, lưu động miệng người tự không có biện pháp rồi ở chỗ này có thể thẩm tra ha ha có thể à cảnh sát kia ca ca ngươi giúp ta tra cá nhân a à. trần húc cười hắc hắc đem cái kia người trẻ tuổi cảnh sát kéo đến bên cạnh vụng trộm đút bao vừa mua nguyễn trung hoa đến trong tay hắn nói tự tra thoáng một phát thử xem be be giúp ta tra cái ra hỏa mã số giấy chứng minh nhân dân cảnh sát ca ca thuốc lá đẩy trở lại nói cái này không được à trái với kỷ luật ngươi muốn tra ai trần húc chú ý tả hữu mà nói hắn ai nha nha ngài cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Giúp ta tra thoáng một phát, ok, đối với tất cả mọi người mới có lợi đấy. Không nên không nên, cảnh sát ca ca thẳng lắc đầu, loại chuyện này không phải ta có thể làm chủ, không phải không băng giúp là không có cách nào băng giúp. Đầu tiên là nguyên tắc kỷ luật vấn đề, tiếp theo nha. Nói thật ta vừa tới, cũng không có cao như vậy quyền hạn. Muốn mấy cái đại ca gật đầu mới được đấy. Trần Húc rất buồn bực đi ra đồn công an, bởi vì mặc kệ hắn trái mài lại mài, người ta tự là không để cho. Vấn đề là Trần Húc mình cũng không dám để lộ ra chút nào có quan hệ cái kia gọi hoác hồ ra hỏa tin tức, hai bên cứ như vậy mắc kẹt. Trần Húc đi ra đồn công an thời điểm tự nhận được cao hiểu tiết điện thoại, cái này tiểu nữ nhân rất bay lên thanh âm tại đầu bên kia điện thoại vang lên, đẹp trai, làm gì vậy đâu này. Không phải nói buổi tối muốn cho ta đại bổ dừng lại, một chầu áp an ủi đấy hở. Người đâu người đâu, chết đói á, chúng ta đều muốn chết đói á. Nghe xong lời này Trần Húc đã cảm thấy cái nhà đầu này thật sự là thần kinh không ổn định đã đến nhất định được cực hạt, người bình thường gặp được loại chuyện này về sau sao có thể nhanh như vậy khôi phục lại à. Vì vậy Trần Húc đã nói âm thanh, các người đánh trước xe đi quốc tế khách sạn, ta lập tức tới ngay, quả nhiên, bên kia cao hiểu tiết nghe được nói đi quốc tế khách sạn, kích động ngao kêu gào, nói câu vậy ngươi mau lại đây à. Tự cúp điện thoại, Trần Húc đuổi tới quốc tế khách sạn thời điểm, cao hiểu tiết các nàng ba nữ nhân đã bắt đầu ăn hết. Quản dịch cùng Trạm tinh ngồi ở trên vị trí rất rụt rẻ ăn lấy hoa quả, hai người động tác một cái yêu nhã một cái nhu hòa, dẫn tới chung quanh nam nhân bất trụ hướng bên này nhìn quanh. Mà cao hiểu tiết tác thì rất hưng phấn bưng chén đĩa du tẩu cùng quầy hàng trước khi. Các nàng là tại ăn tại đây tiệc đứng, quốc tế khách sạn tiệc đứng một mực rất nổi danh, đương nhiên ngoại trừ đồ ăn hương vị bên ngoài đồng dạng nổi danh chính là đồ ăn giá, 188 khối tiền một người. Bất quá những này cũng không tính là cái gì, Chứng kiến Cao Hiểu Tiết rất bay lên rất vui vẻ bộ dạng, Trần Húc đã cảm thấy chút tiền ấy thật sự không tính là quý. Chứng kiến Trần Húc tới, Cao Hiểu Tiết rất hưng phấn mời đến, "Này, ngươi chạy đi đâu? Muộn như vậy mới đến. N, ăn hết mình đừng khách khí à, xem ta cho ngươi chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Nhất định phải ăn hết tất cả à." Trần Húc nhìn trên bàn tràn đầy đồ ăn lại càng hoảng sợ nói, "Ta chóng mặt, ngươi sẽ không để cho ta đem những này đều ăn xong a." À? Cao Hiểu Tiết trên mặt lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười ai nha nha, ngươi là nam sinh mà. Hơn nữa hôm nay khổ cực, muốn hảo hảo khao ngươi thoáng một phát mà. Trần Húc vẻ mặt đau khổ, ngươi đây là khao sao? Tiệc đứng à, ta muốn ăn cái gì ta sẽ không chính mình đi lấy. Ngươi cầm nhiều như vậy, vạn nhất ăn không hết thế nào xử lý. Muốn phạt tiễn đấy, Cao Hiểu Tiết cười tùm tìm gật đầu, rất ngây thơ nói, ta biết rõ à. Cho nên ngươi phải chịu trách nhiệm ăn xong à, chứng kiến Trần Húc trừng mắt, Cao Hiểu Tiết lúc này mới cúi đầu xuống, tội nghiệp nói, người ta là nông thôn đến nha, chưa thấy qua các mặt của xã hội không được à. Ta vừa mới bắt đầu lại không biết muốn phạt tiến, một hương phấn cầm rất nhiều nha. Người xem cái này con cua, mồi câu mực, kỳ thật hương vị đều là rất tốt à. Trần Húc liếc mắt có chút im lặng, nói được rồi được rồi, dù sao chúng ta bốn người người đâu. Vừa nói xong quản dịch tổ cười nói, đừng tính cả ta, ta gần đây tại bảo trì dáng người, không có thể ăn quá nhiều đấy. Trạm tinh cũng mỉm cười nói, ta cũng không thế nào tham ăn. À, Cao Hiểu Tiết trợn tròn mắt, này này, hai người các ngươi cũng quá không có suy nghĩ đi à nha. Nhiều đồ như vậy các ngươi không ăn, hai nữ đều hé miệng mỉm cười, một cái yêu mị một cái thanh thuần, xem chung quanh nam nhân đều có chút choáng váng. Cao Hiểu Tiết đáng thương nhìn qua Trần Húc, người không muốn nói cho ta ngươi cũng không ăn. Trần Húc kỳ thật rất muốn nói không ăn, nhưng nghĩ đến nếu phạt tiền đoán chừng cũng phải chính mình bỏ tiền, vì vậy cắn răng nói, ta ăn. Ngươi không nếu cầm, tham ăn hết một bàn này không tệ rồi vì vậy hai người tự tội nghiệp bắt đầu ứng phó cả bàn đồ ăn. Nếm qua tiệc đứng các bằng hữu đều nên biết, ăn tự giúp mình, kiêng kỵ nhất đúng là ăn cái loại này đặc dễ dàng nhét đầy cái bao từ thực phẩm chín. Ví dụ như bánh ngọt, cơm chờ các loại, có thể cao hiểu thiết cái này chỉ là cái loại này tiểu bánh ngọt mượn đã đến suốt ba bàn. Trần Húc một người ăn hết lưỡng bàn về sau phát hiện mình căn bản núi không trôi rồi. Trần Húc đành phải bên cạnh uống Coca-Cola bên cạnh phàn nàn quản dịch cùng chạm tinh, nói hai người các ngươi xem ra rõ ràng không là lần đầu tiên đến ăn tự giúp mình như thế nào cũng không khuyên giải khích lệ nàng trạm tinh mỉm cười nói khó được nàng vui vẻ như vậy chúng ta cũng không cần sát phong cảnh rồi chứng kiến quản dịch cũng gật đầu trần húc cũng rất phiền muộn tiếp tục ăn bánh ngọt rồi cao hiểu tiết ở bên cạnh đá ở ăn bất quá nàng mỗi dạng tự ăn một cái sau đó trắng trợn lời bình một phen quản dịch nói vừa rồi ngươi không tại thời điểm chúng ta ba cái thảo luận thoáng một phát cảm thấy khai trái trứng bánh ngọt điếm đích thật là cái không tệ chủ ý. Chỉ muốn chế tác bánh ngọt khẩu vị tốt, có đặc sắc, rất nhanh là có thể hấp dẫn tương đương quy mô khách hàng. Sơ kỳ 10 vạn khối tiền đầu tư, hơn nữa phòng ốc thuê bằng các loại, làm tốt trong một năm là có thể thu hồi thành phẩm. Mà chờ chúng ta không làm rồi, những vật này cũng có thể qua tay bán đi, tuyệt không thiếu đấy. Cho nên, cho nên, cho nên chúng ta quyết định, cùng một chỗ nhập cổ phần đến làm như vậy trái trứng bánh ngọt điếm, người có hứng thú hay không? chúng ta bốn người đúng vậy a à, uy ba cái đại mỹ nữ cùng ngươi cơ hội này người bình thường muốn đều nếu không đến đừng như vậy không tình nguyện được không ta nào có không tình nguyện trần húc ha ha cười nói có thể à ta không có ý kiến có thể rèn luyện rèn luyện mình cũng không tệ n như thế nào nhập cổ phần quản dịch cùng trạm tinh liếc nhau quản dịch cười nói ngươi ta cùng trạm tinh ba người mỗi người ra ba vạn khối tiền với tư cách nguyên thủy tài chính cao hiểu tiết ra một vạn nhưng chúng ta mỗi người đều có được phần trăm 25 công ty cổ phần, bởi vì trên cơ bản chúng ta ba người là thuộc về tài chính nhập cổ phần, còn chân chính vội vội vàng vàng bên ngoài chính là cao hiểu tiết. Cho nên nàng chiếm công ty cổ phần tự nhiên là nhiều hơn một chút. Quản dịch nhìn nhìn cao hiểu tiết đi toilet còn không có trở lại, thấp giọng nói, kỳ thật vốn chúng ta là ý định, ba người chúng ta chiếm 50%, cao hiểu tiết một người chiếm 50% đấy. Nhưng là nàng không làm, cho nên hiện tại chỉ có thể trước như vậy, về sau lại chậm rãi đem công ty cổ phần còn nàng. Trần Húc nghe xong tự nói không ý kiến, hắn có thể có ý kiến gì à? Bởi vì rất rõ ràng, ba người đều là muốn giúp Cao Hiểu Tiết một bả, bằng không thì nàng không nên còn cái kia 5 vạn khối tiền được còn tới khi nào. Về phần tiễn nha, quản dịch yêu tinh kia nhất định là không thiếu, chính mình muốn thật muốn kiếm tiền có rất nhiều phương pháp, mà chạm tinh, lần kia làm trò chơi thời điểm, hai người bọn họ cùng một chỗ nhận thầu tất cả mọi người cái bụng, mấy vạn khối tiền nàng liền mí mắt đều không có nháy qua tự nhiên cũng là không thiếu đấy cho nên trần húc cũng rất dứt khoát gật đầu đồng ý quản dịch ha ha cười cười nói buôn bán chứng nhận vệ sinh chứng nhận các loại thứ đổ vật ta đến ok mặt tiền của cửa hàng trạm tinh tới chọn người thì sao dù sao cũng phải cho mình tìm một ít chuyện làm a à. trần húc đổ mồ hôi thoáng một phát nói đến lúc đó ta đi đánh làm việc lặt vặt không có vấn đề những thứ khác gấp cái gì ta cũng giúp không được à hơn nữa hiện tại ta còn có chuyện muốn làm đây này, Trần Húc hiện tại hoàn toàn chính xác có việc muốn làm, cái đó có tâm tư phân đến phương diện này. Nghĩ đến cắt hiết hầu nam, Trần Húc cũng có chút hứng thú hời hợt. Quản dịch nhìn mặt mà nói chuyện, cũng nghĩ đến có thể là bởi vì cắt hiết hầu nam thời điểm lại để cho hắn không thoải mái, vì vậy an ủi nói, yên tâm đi, chắc có lẽ không có việc rồi. Trần Húc biết rõ nữ nhân này rất khôn khéo, vì vậy nghĩ nghĩ về sau lại hỏi, hỏi các người cái vấn đề à, nếu như biết rõ một người mã số giấy chứng minh nhân dân, dùng thủ đoạn gì mới có thể tìm được người này thân phận chân thật. Quản dịch nghĩ nghĩ tự nói, đi đồn công an thẩm tra. Thế nhưng mà đồn công an không để cho cha những người khác cụ thể tin tức à. Quản dịch cười cười, đó là bởi vì công dân tư ẩn quyền, bất quá thật muốn muốn cha, vẫn có rất nhiều biện pháp đấy, nữ nhân này rất chắc chắc mà cười cười. Trần Húc cảm thấy nàng ngụ ý tự là nếu như nàng muốn cha hẳn là rất có biện pháp đấy. Bởi vì nhìn ra, nữ nhân này trong nhà có tiến, nói không chừng còn có quyền nếu như có thể làm cho nàng cha Trần Húc sớm bảo rồi. Nhưng vấn đề này Trần Húc không dám nói, bằng không thì chờ trở, trở lại bắt được cắt hiết hầu nam thời điểm, chính mình hết thảy cho dù không cho hấp thụ ánh sáng, cũng tuyệt đối sẽ khiến người hoài nghi rồi. Vì vậy đem làm quản dịch hỏi hắn muốn cha ai thời điểm, Trần Húc chi chi ngô ngô nói không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Đang ngồi hai nữ nhân đều là dùng một loại có thâm ý ánh mắt nhìn hắn, rõ ràng cho thấy muốn nhìn được chút gì đó. Trạm tinh tuy nhiên nhìn về phía trên có chút nội liếm, nhưng cũng là cái thông minh đã đến tương đương trình độ nữ hài bất quá xem trần húc không nói hai người cũng rất thông minh không có hỏi tới trạm tinh nhẹ nhàng dùng tinh xảo muỗng nhỏ từ quấy lấy trong chén cà phê nhẹ nói kỳ thật còn có một chút phương pháp nói thí dụ như xâm lấn xâm lấn n nếu như ta không có nhớ lầm quốc gia là từ không một năm mà bắt đầu thực hành cả nước chứng minh nhân dân tin tức kho xây dựng hôm nay đã trên đại thể hoàn thành không sai biệt lắm Hiện tại công cộng trên mạng đều có thể thông qua mã số giấy chứng minh nhân dân thẩm tra một người tính danh cùng ảnh chụp mà Bộ Công an tin tức kho chính giữa mới có thể đủ thẩm tra đến càng cụ thể nội dung, ví dụ như hộ tịch cùng với hiện cư đấy, nếu như chính quy còn có thể tra được hồ sơ chỗ đơn vị. Nhưng là hẳn là tra không được cụ thể hồ sơ đấy. Trần Húc nghe xong mặt thì càng tái rồi, người nói là xâm lấn Bộ Công an mạng lưới, cái kia bị nắm, chộp đến nhưng là phải mất đầu đích. Hai nữ ha ha cười bất đồng chính là quản dịch là cười cười run rẩy hết cả người, chạm tinh là hé miệng cười yếu ớt. Bất quá hoàn toàn chính xác, tại Trung Quốc nếu như xâm lấn cơ quan nhà nước trang web thế nhưng mà tội lớn, ít sẽ có cái gì thương lượng chỗ trống. Quản dịch cười nói, người rốt cuộc muốn tra ai à? Ta có thể giúp người điều tra thêm, như vậy cũng không cần mạo hiểm bị mất đầu nguy hiểm. Mà chạm tinh cũng cười nói, kỳ thật cũng không có người nói khoa trương như vậy, bộ công an tin tức kho muốn xâm lấn đều không có đơn giản như vậy, bởi vì này phần tin tức kho không có liên tiếp, kết nối ra ngoài trên mạng, đích thủ đoạn là không vào được đấy. Bất quá chỉ cần người sử dụng cục công an bên trong mạng lưới, hơn nữa biết rõ thẩm tra mật mã, làm cũng không hồi không ai biết đấy. Trần Húc tâm niệm vừa động, cảm giác cái này yên tĩnh nữ hài hình như là cố ý tại đề điểm chính mình. Chợt nghe đến chạm tinh phản phất là nói chuyện phiếm đồng dạng nói tiếp, nếu như ở bót cảnh sát trên máy vi tính lắp đặt một cái quá thời hạn xóa bỏ ngựa gỗ, như vậy thật sự tự thần không biết quỷ không hay rồi vào lúc ban đêm ăn cơm no, Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết cơ hồ là hoành lấy đi ra ngoài đấy. Tràn đầy một bàn đồ ăn, một nửa là hải sản vỏ so loại, toàn bộ bị hai người cuối cùng nhét vào trong bụng, vẻ này chán ngấy. Trần Húc thiếu chút nữa tự đi WC Toilet nhà hơn mấy vòng rồi. Lên xe taxi, Trần Húc tự thề kế tiếp nửa năm tuyệt đối không ăn hải sản thực phẩm, mà Cao Hiểu Tiết bưng lấy phình bụng nhỏ một cái kính hừ hừ, rất phiền muộn nói cái này đã xong, bữa này ăn đến tối thiểu hội trọng 3 cân, muốn giảm béo rồi bất quá xem nàng cái dạng này, trên cơ bản đối với buổi chiều chuyện đã xảy ra tự không thế nào nhớ rõ rồi, như thế lại để cho mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói bị tập kích mặt khác ba cái không sao cả bị thương nặng nữ hài tử, một cái đã bị hù tạm nghỉ học về nhà, mà đổi thành bên ngoài hai cái thời gian cũng không nên qua, cả ngày chờ đợi lo lắng, đi đâu đều muốn tìm đồng học đi theo. Cái này dù sao cũng là tâm lý oán hận à, nàng không có cái này bóng mở là tốt rồi. Trần lúc này hôm sau lúc chiều, lại đi nằm đồn công an nhìn thấy cảnh sát ca câu nói đầu tiên là, ta ngày hôm qua sau này trở về vẽ lên phó đồ, về cái kia cắt hít hầu nam, hy vọng có thể cho các người một ít trợ giúp. Trần Húc móc ra USB cắm ở cục cảnh sát trên máy vi tính, sau đó mở ra về sau đắp click hắn trong một cái tên là cắt hít hầu nam. JPG hình ảnh, chứng kiến cái này bước đồ cảnh sát Kaka thì có điểm chóng luôn, Trần Húc không có ý tứ gãi gãi đầu, không có học qua vẽ tranh, nhất là tại trên máy vi tính vẽ tranh, có thể vẽ ra như vậy đã rất tốt cảnh sát kia ca ca con mắt một phen, nói người cái này không phải người à, rõ ràng là nửa thú nhân. Trên tấm hình là một cái dùng bình thường nhất vẽ bản đồ nguyễn kiện làm họa, mơ hồ có thể chứng kiến đó là một người. Màu đỏ áo khoác, màu xanh đậm len sợi mũ, một cái sâu sắc kính đen cùng khẩu trang. Nói thực ra chứng kiến cái này bước đồ cùng không thấy được không có gì khác nhau, bất quá Trần Húc còn ở bên cạnh chú thích, thân cao 180 đến 183, Nam tính, 25 tuổi tả hiếu, thân thể so với người bình thường cường tráng một ít. Mấy cái cảnh sát đều có loại giở khóc giở cười cảm giác, nghĩ thầm người học sinh này cũng quá trêu chọc một chút, hắn họa vật này còn không có hắn ngày hôm qua khẩu thuật về sau, chuyên gia căn cứ hắn lời khai họa sinh động đây này. Mà khi thấy chuyên gia họa bức họa kia về sau, Trần Húc Tựu rất không có ý tứ nói, ai nha nha, Trần Tướng à, so với ta họa như nhiều hơn. Sớm nói các người có nhân tài như vậy ta còn đi ra bêu xấu cái gì à hắc hắc, ngượng ngùng. Trần Húc cái này thái độ làm cho bọn cảnh sát đều có chút không có ý tứ, dù sao người ta là đệ tử, có thể tới chủ động hỗ trợ là rất đáng được đề sướng. Tại là một đám người tự cười tủm tỉm trả lời không có việc gì, không có việc gì, thái độ là rất đáng được cổ vũ mà. Ngày hôm qua còn may mà người đưa tới tảng đá kia đâu rồi, cha ra trên tảng đá huyết dịch là A Hình, cái này lại để cho chúng ta công tác đã có đột phá kiểu tiến triển à. Trần Húc ngượng ngùng nhổ xuống USB nói đây là ta phải làm, cái kia đã như vậy ta đã đi, không quấy dày rồi. Sau đó hắn tự nhanh như chớp chạy mất, bất quá một đám cười ngây ngô lấy bọn cảnh sát ngược lại là không có phát hiện, Trần Húc đi ra cửa về sau, khóe miệng lộ ra một tia âm mưu thực hiện được mỉm cười. Cái này trương hình ảnh là Trần Húc tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, đương nhiên cái gọi là tỉ mỉ chỉ cũng không phải trên hình ảnh cái kia lớn lên rất giống nửa thú nhân cắt hiết hầu nam, mà là chỉ một cái khía cạnh khác. Cái này đoạn thời kỳ thời kỳ Trần Húc đối với hán ngữ nói học tập cũng chính thức nhập môn, chẳng những đã có thể chính mình biên soạn kịch bản gốc tạo ra chế tác tương ứng nguyễn kiệt, hơn nữa tại học tập đồng thời đối với máy vi tính cứng mềm cũng đều đã có nhất định được hiểu rõ. Lần này Trần Húc lợi dụng chính là hệ điều hành XP kế tiếp còn chưa có bị phát hiện lỗ thủng, nên lỗ thủng là XP kèm theo hình ảnh vẽ truyền thần xem xét khí chỗ mang một cái lỗ thủng. Lợi dụng nên lỗ thủng, có thể bất chi bất giác đem ngựa gỗ đạo vào đến hệ thống chính giữa, khảm nhập quan khóa mặt bàn tiến trình Explorer. EXE văn bản tài liệu, Vụng trộm cởi mở cảng sử bị lắp đặt ngựa gỗ máy vi tính trở thành thịt gà. Trần Húc Giả vờ giả vịt mở ra cái kia tấm bản đồ phiến, kỳ thật chủ yếu mục đích đúng là vì mở ra hình ảnh vẽ truyền thần xem xét khí, sau đó kích hoạt ngựa gỗ nhập chú hệ thống. Hơn nữa này ngựa gỗ còn có tự động ghi chép bàn phím động tác công năng, có thể cho Trần Húc liền mật mã cùng một chỗ trộm tới. Cái này ngựa gỗ danh tự bị Trần Húc mệnh danh là chuyên giết cắt hít hầu nam, đây là hắn đời này chính mình độc lập chế tạo ra đến cái thứ nhất ngựa gỗ. Đương nhiên sử dụng chỗ sơ hở này lại không phải trần húc chính mình phát hiện hắn chỉ là tại đạt được tiểu mẫn giáo trình về sau mới phát hiện lợi dụng chỗ sơ hở này hơn nữa hay vẫn là căn cứ sớm nhất cho bồ câu ngựa gỗ biến chủng khuôn mô hình khai phát ra như vậy một cái mã virus độc đi ra hơn nữa cái này ngựa gỗ đưa lên phương pháp cũng là tại là lại để cho người không biết nên khóc hay cười nào có hacker chuyên môn chạy tới người ta trên máy vi tính trang ngựa gỗ hay sao có thể không như vậy không được bởi vì tại không có cửa sau dưới tình huống Dùng Trần Húc hiện tại kỹ thuật liền bị Rising bức tường lửa bảo hộ hệ thống đều xâm lấn không đi vào. Bất quá bất kể thế nào nói, đây đều là Trần Húc đệ nhất kiện tác phẩm, phải nói là có vượt thời đại, sự kiện quan trọng đồng dạng ý nghĩa. Mà Trần Húc vì bảo hiểm đề, đem cái này virus thiết lập làm một thiên về sau tự động thanh trừ, như vậy virus vừa biến mất, tụ lại cũng không người nào biết chuyện này rồi, thần không biết quỷ không hay, thật tốt. Kỳ thật nếu như không phải Trần Húc bị bước phải bất đắc dĩ rồi, hắn lại làm sao có thể hội chọn dùng loại phương pháp này. Bất quá bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa rồi, Trần Húc theo đồn công an đi ra về sau tựu chui vào bên cạnh một nhà tiểu khách sạn, khai cái phòng thuê ngắn hạn, dùng tiểu mẫn liên tiếp, kết nối đến mạng lưới về sau mở ra chính mình ngựa gỗ đầu cuối bộ phận kết nối bắt đầu xâm lấn. Bởi vì bây giờ là tại thống nhất thay đổi, thay thế đời thứ hai chứng minh nhân dân, cho nên không lo cảnh sát các đồng chí hội không mở ra cái kia thẩm tra hệ thống. Bất quá nói đến nhị đại chứng minh nhân dân, Trần Húc liền nghĩ đến tiểu mẫn miệng người tổng điều tra hệ thống. Bởi vì hắn đã đổi qua nhị đại chứng minh nhân dân rồi, biết rõ đời thứ hai chứng minh nhân dân chính giữa có IC chip, có thể ghi chép thông tin cá nhân, bất quá ghi chép còn chưa đủ phong phú, nhóm máu, vân tay các loại khả năng đều không có ghi lại. Kỳ thật loại này kỹ thuật hiện tại đã là có thể đạt tới, nhưng chỉ sợ là bởi vì thành phẩm rất cao nguyên nhân mà không có làm. Về phần tương lai người kia khẩu tổng điều tra hệ thống, đại khái tựu là căn cứ vào cái này trụ cột làm được. Quả nhiên rất nhanh, Trần Húc ngựa gỗ đầu cuối, bộ phận kết nối, hộp thư trong tự nhận được trộm nick biêu kiện. Vì vậy Trần Húc rất nghênh ngang tiến nhập đối phương máy tính, lúc này thời điểm phát hiện cái kia chứng minh nhân dân thẩm tra hệ thống đã là khai, vì vậy hắn tự đưa vào cắt hết hầu nam hoác hồ mã số giấy chứng minh nhân dân, bên trong lập tức tự tra được tương ứng tư liệu. Hoác hồ, nam, 1980 năm tháng 7 ngày 22 sinh ra. Nguyên quán XX tỉnh XX thành phố, 1998 năm thi vào Tây Nam Giao Thông Đại học, 2002 năm thi vào Tây Nam Giao Thông Đại học Toán học hệ nghiên cứu sinh, 2005 tốt nghiệp căn cứ Tây Nam Giao Đại tốt nghiệp vào nghề bảng báo cáo tiến về trước SX thành phố công nghiệp Đại học đảm nhiệm dạy. Quả nhiên tại chúng ta thành thị, Trần Húc kích động hung hăng đập một cái cái bàn, nhìn nhìn lại không có gì có thể dùng tin tức rồi, vì vậy tự lặng lẽ lui đi ra, hơn nữa đem vừa rồi kết quả tìm kiếm xóa đi. Bởi vì tuy nhiên mỗi lần đều có tiểu mẫn giúp mình giải quyết tốt hậu quả, nhưng Trần Húc tại học tập hacker thường thức đệ nhất giờ dạy học tựu nói đến, một gã hacker là tối trọng yếu nhất chính là muốn bảo vệ mình. Cho nên loại này thói quen là nhất định phải kiên trì xuống đấy. Tra được khoác hồ tư liệu về sau, Trần Húc lập tức đăng nhập công nghiệp đại học chính thức forum. Công đại cũng là vốn là một cái rất nổi danh đại học, cùng hợp hiệp đại không sai biệt nhiều. Bất quá hợp hiệp cực kỳ tổng hợp loại đại học, công cực kỳ thiên hướng về khoa học tự nhiên hai chỗ trường học cũng thực sự không phải là tới gần, cách xa nhau có năm sáu đứng xe buýt lộ trình, cho nên lưỡng trường học tầm đó cũng không có gì quá nhiều liên hệ. Trần Húc đăng nhập bắt đầu làm việc đại forum về sau tự đăng ký cái số tài khoản, đầu tiên điểm đúng là diễn đàn tìm tòi, mấu chốt chữ vi hoắc hồ. Công đại forum nhân khí cũng là rất cao, thiếp mời, bài viết rất nhiều. Trần Húc vừa tìm tác, không biết là hắn gặp may mắn hay vẫn là hoắc hồ không may, lại vẫn thật làm cho hắn tìm thấy được có quan hệ hoắc hồ thiếp mời, bài viết. Thiếp mời, bài viết có vài đầu, Trần Húc từng cái ấn mở xem, phát hiện đều là một ít học sinh phát đấy. Nhưng là rất lại để cho Trần Húc ngạc nhiên chính là, ấn mở thiếp mời, bài viết về sau, bên trong đối với cái này hoác hồ miêu tả đều là ca ngợi. Một cái thiệp nói hoác hồ lão sư giảng bài rất sinh động, người cũng rất khôi hài ẩn giấu. Một cái thiệp nói hoác hồ người rất tốt, bạn học cùng lớp nhóm, đám bọn họ đều rất ưa thích hắn. Còn có một thiếp mời, bài viết nói mọi người cùng nhau đi chơi xuân, đùa như thế nào như thế nào vui vẻ đấy trần húc xem xét cũng có chút choáng váng chẳng lẽ nói chính mình lầm rồi hả cái này gần kề chỉ là trùng tên hoặc là dứt khoát nói tảng đá kia bên trên dính huyết áp căn cũng không phải là cắt huyết hầu nam mà là cái này không may hoác hồ hay sao sau đó chính mình không cẩn thận tìm nhầm thạch đầu rồi hoặc là nói tảng đá kia tại trước đây thật lâu bất hạnh dính đến hoác hồ huyết hết lần này tới lần khác bị chính mình quan sát đã đến trần húc càng xem thiếp mời bài viết tâm càng lạnh nghĩ thầm cái này đã xong, manh mối toàn bộ đều đã đoạn. Mà ở thiếp mời, bài viết trong có một ít ảnh chụp, trong đó có tấm hình tên là ta cùng hoác hồ lão sư. Trên tấm ảnh hai người xem xét đã biết rõ cái nào là lão sư cái nào là đệ tử. Thượng diện hoác hồ tuy nhiên cũng có một mét tám mấy thân cao, nhưng nhìn rõ ràng so cắt huyết hầu nam muốn về yếu. Chẳng lẽ thật không phải là hắn? Không được, Trần Húc nghĩ nghĩ đối với chính mình nói, không thể sớm như vậy có kết luận, ta còn phải điều tra thoáng một phát đi điều tra, sau ót của hắn có hay không bị nện phá. Mà vừa lúc này, công đại bên ngoài một cái cư xá chính giữa, cái kia bị sở hữu tất cả công sinh viên đều cho rằng là hảo hảo tiên sinh, mô hình phạm sư phụ cùng huynh trưởng hoác hồ, chính rất điên cuồng trên giường dãy ruộng. Cặp mắt của hắn huyết hồng, trên mặt bạch không có một tia huyết sắc. Tóc lộn xộn giống như rơm dạ đồng dạng, mà ở hắn sau đầu, rất tỉnh mục đích dán một mảnh màu trắng băng gạc. Băng gạc lên, đỏ thấm ra bên ngoài thấm lấy máu tươi ô ô ô hoác hồ phát ra chó điên đồng dạng tiếng kêu hắn liều mạng cắn gối đầu bằng không thì thanh âm truyền đi thật vất vả phát thiết một trận về sau hoác hồ thấp giọng quát không được không thể tiếp tục như vậy được nữa dược đâu rồi dược đâu này sau đó hắn lại nhìn lướt qua máy tính màn hình đón lấy lại điên cuồng lôi kéo lấy tóc giống như dã thú bị thương đồng dạng vù vù thở gầm nhẹ nói ta muốn giết nàng ta muốn giết nàng các nàng rất giống các nàng vì cái gì lớn lên giống như vậy Tại máy tính trên màn hình, lưu động lấy biến hóa lấy một cái nữ hài ảnh chụp, khi thì tươi đẹp khả nhân, khi thì dáng tươi cười sáng lạn, khi thì thiên thật đáng yêu, khi thì tinh thần phấn chấn bay lên. Đúng là cao hiểu tiết, những ngày ảnh chụp đều là nàng tiếp nhận phỏng vấn thời điểm đập đấy. Mà ở trên mặt bàn, còn có một mở ra, bỏ thêm mật mã út phai, bên trong như vậy viết, tháng 12 ngày 24, đêm Giáng sinh. Ta thất thủ rồi, ta tìm rất lâu, rốt cục đã gặp nàng tại đường dành riêng cho người đi bộ cái kia ra bánh ngọt trong tiệm làm công, đây quả thật là thượng thiên ban cho của ta cơ hội tốt nhất à. Ta một mực đang nhìn nàng, thật không nghĩ đến nàng một mực tại phố xá sầm uất chính giữa, ta không có cơ hội ra tay. Thật vất vả nhìn xem nàng đi đến vắng vẻ cửa ngõ, thật không nghĩ đến cổ nàng bên trên vậy mà đeo có cái gì. Ta bị thương, nhưng ta sẽ không buông tha cho, bởi vì vì bọn nàng quá giống, hơn nữa tên trong chữ, đều có một cái tiết chữ. Hoác Hồ ngã ở một bên trên màn hình điện thoại di động, với tư cách hình ảnh chính là hắn và một cái nữ hài chụp ảnh chung, đó là một cái rất thanh thuần nhỏ nhắn xinh xắn giang nam nữ hài, cô bé này chính tươi đẹp mà cười cười, trên trán cùng cao hiểu tiết có ba phần rất giống. Gần kề chỉ thần thái giống, bởi vì cái loại này đáng yêu, cái loại này bay lên, đều là giống như lúc đấy. Mà nếu như lúc này cảnh sát chứng kiến cái này tấm hình, nhất định sẽ chấn động, bởi vì vì cô bé này đúng là tại tháng 11 10 số, chết thảm ở cắt hiết hầu nam trên tay cái thứ nhất vật hy sinh, cũng là một người duy nhất tử vong nữ hài. Tên của nàng, gọi Bạch Tiết. Audio điện tử võ tấn bền. Trần Húc liên hệ với chính mình trước kia một cái huynh đệ, chính là cái đặc mê trò chơi, vì chơi cuối cùng nhất tưởng tượng còn chuyên môn chạy tới học nhật ngữ gia súc. Cái này gia súc danh tự còn rất khôi hài, gọi ngô vũ, vì vậy mọi người đều đối với hắn rất im lặng. Ngô Vũ cùng Trần Húc là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn thân, lúc thi tốt nghiệp trung học hắn vừa vặn khảo thi đã đến công đại, cho nên Trần Húc cái thứ nhất tự muốn hắn. Chứng kiến Trần Húc thời điểm Ngô Vũ vui cười răng đều muốn mất, nói, tiểu tử ngươi cái chết không có lương tâm, lão tử mỗi ngày chờ hàng đêm trông mong, sẽ chờ ngươi tới thỉnh lão tử ăn bữa cơm, cái này xem như chờ đến rồi. Trần Húc cũng rất không hiểu thấu, nói dựa vào chi, tiểu tử ngươi cọ cơm của ta còn thiếu rồi hả, như thế nào lần này như vậy tích cực, đều tích cực có chút quá mức rồi. Ngô vũ Tựu rất đắc ý nhảy ra khỏi một phần báo chí nói, lần này ngươi cũng đừng muốn lừa gạt ta, muốn thỉnh phải cao đẳng lần đích. Cha ngươi như ai, một cái chó dại khác tinh bán đi hơn 10 ức, tiểu tử ngươi sẽ không chướng điểm tiền tiêu vặt. Sau đó thằng này lại lấy ra một phần báo chí nói, còn có còn có, tiểu tử ngươi cũng nghiêu à, vô thành vô tức tựu đăng lên báo rồi, còn làm trò chơi. Nói thực ra ngươi làm cái kia khoản kim dung bảy hiệp chuyện ta chơi, ba ngày ba đêm không ngủ ẩn tù tỷ đấy. Làm thực chu bò tương đương tương đương, chứng kiến hắn xuất ra nhiều như vậy báo chí Trần Húc thì càng là bó tay rồi, nói, người đem thứ này mang tại trên thân thể có phải hay không nhìn thấy cá nhân mà bắt đầu khoe khoang à. Ngô Vũ không có điểm không có ý tứ, ngược lại rất đắc ý dương dương mi mau nói đó là đương nhiên, nhà mình huynh đệ có đã có tiền đồ ta đi theo cũng thơm lây à. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nói, mời ăn cơm có thể, địa điểm tùy ngươi chọn bất quá người được giúp ta cái bể bột. Đi, nói, người nhận thức trường học các ngươi một cái giáo toán học, gọi hoác hồ lão sư sao. Rất tuổi trẻ một cái, nhận thức à, ngô vũ nghe xong tự vui vẻ, nói, hắn tự là mang chúng ta chuyên nghiệp cao mấy khóa lão sư à. Như thế nào, người tại sao biết hắn hay sao? Trần Húc đánh cho cái ha ha nói, nghe qua, có nghe qua. Nghe nói hắn đi học bên trên không sai, muốn nhận thức thoáng một phát. Ngô Vũ cũng không nghi ngờ gì, cười nói, hoác hồ lão sư địa đại danh đều rơi vào tay các ngươi nơi nào đây nữa à hắc hắc ta đã nói với ngươi à hoác hồ lão sư giảng bài thật không có mà nói bạn thân ta một mực khoa học tự nhiên không tốt ngươi biết lớp số học với ta mà nói thật muốn mệnh à có thể hắn khóa ta đều có thể nghe mùi ngon đấy trên cơ bản hắn dám thị chúng ta là không sợ hắc hắc treo không hết nghe ngô vũ trần húc càng phát ra cảm thấy kỳ quái đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này chính mình thật là làm sai lầm rồi sao? Vì vậy Trần Húc nghĩ nghĩ tự nói, cái kia hoác hồ lão sư bây giờ đang ở sao? Không tại à, ngô vũ buông buông tay, ngươi xem hiện tại mới khi nào? Hai giờ rưỡi, chính khi đi học, nếu là hắn tại ta còn có thể tới tiếp ngươi. Vừa vặn xế chiều hôm nay tự là hoác hồ lão sư khóa, bất quá nói hắn thỉnh nghỉ bệnh rồi. Chúng ta còn ý định đi xem hắn đây này, thỉnh nghỉ bệnh. Trần Húc lập tức tự liên tưởng đến thắt hít hầu nam bị chính mình đập phá đầu địa sự tình, vì vậy tự nói người biết hoác hồ lão sư ở cái đó sao nếu không ngươi bây giờ mang ta đi ta có việc gấp tìm hắn cái này ngô vũ thần kinh lại đại đầu đều cảm thấy kỳ quái nói ngươi hôm nay như thế nào có chút không đúng à như thế nào thứ nhất là nói muốn tìm hoác hồ lão sư còn vội vả như vậy ngươi muốn làm gì à trần húc nói ta có việc gấp à ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy rồi một câu mang không mang ta đi ngô vũ nghĩ nghĩ như nói căn tin tám cái đùi gà ta tựu mang ngươi đi Trần Húc nói tiếng đi chết, lão tử mua 80 cái đùi gà chống đỡ chết ngươi. Bất quá chờ Trần Húc cùng Ngô Vũ hai người tới cư xá dưới lầu thời điểm, Trần Húc đột nhiên lại dừng lại. Ngô Vũ ngạc nhiên nói, ngươi tại sao lại dừng lại rồi hả? Hoác hồ lão sư tự ở phía trên à, ngươi không phải có việc gấp sao? Trần Húc nghĩ nghĩ cảm thấy rất không thỏa, bởi vì cắt hiết hầu nam bái kiến bộ dáng của mình. Lúc ấy hắn dùng thạch đầu nện vào cắt hít hầu nam thời điểm, cắt hít hầu nam quay đầu lại nhìn chính mình liếc cái nhìn kia cảm thấy là khắc cốt minh tâm, chính mình nếu như cứ như vậy lên rồi, nếu như cái này hoác hồ thật là cắt hiết hầu nam. Như vậy chỉ sợ hắn sẽ tại chỗ làm khó dễ, chính mình tuy nhiên luyện qua, có thể bên cạnh còn có một ngô vũ, hơn nữa quân tử không nhịn được việc nhỏ đạo lý Trần Húc hay vẫn là hiểu đấy. Gặp gỡ như vậy cái đổ biến thái, hắn cũng không dám cam đoan chính mình thật sự mà có thể toàn thân trở ra. Trần Húc vốn muốn hơn là xác định thằng này về sau gọi điện thoại báo động, bởi vì nếu thật là hắn, trên tảng đá huyết tựu là bằng chứng. Nhưng nếu như không phải, như vậy chính mình chẳng những muốn gánh chịu bên trên nhiễu loạn công vụ tội danh, là trọng yếu hơn là có thể sẽ bạo lộ thân phận của mình. Trần Húc cẩn thận suy nghĩ một chút về sau tựu nói, nếu không ngươi lên trước đi giúp ta nhìn một chút a, à, đừng nói ta tìm, liền nói ngươi vẫn an hắn đấy. Một chút cũng đừng đề cập ta, nhớ lấy nhớ lấy. Còn có, chú ý nhìn một chút sau ót của hắn có bị thương hay không. Ngô Vũ nghe xong tựu nói, người hôm nay như thế nào kỳ kỳ quái quái địa người đến cùng muốn làm gì à trần húc trực tiếp trả lời một câu tám mươi cái đùi gà hiện tại người cái gì đều đừng hỏi ngô vũ cùng trần húc chơi đùa từ nhỏ đến lớn còn lần thứ nhất chứng kiến trần húc nghiêm túc như vậy vì vậy nghĩ nghĩ về sau gật đầu nói tốt sau đó lại nói câu bất quá đợi tí nữa ngươi đến làm cho ta biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trần húc gật gật đầu ngô vũ tự hấp tấp lên lầu Trần Húc ở dưới mặt bụi hoa bên cạnh tìm cái che giấu địa phương ẩn núp, trái tim rất bất tranh khí nhảy lên vài cái, vì vậy cho mình chọn điếu thuốc, tại nicotine địa dưới sự kích thích mới tốt nửa điểm. Có thể một điếu thuốc còn không có giúp thăm được một nửa, ngô vũ tựu ra rồi. Nét mặt của hắn rất là nghi hoặc, nói, kỳ quái à, hoặc hồ lão sư không ở nhà ai, hắn rõ ràng thỉnh nghỉ bệnh, chẳng lẽ tại bệnh viện. Điện thoại cũng đánh không thông, không tải, đúng vậy à, ta cạch đương đương dùng sức gõ cửa đều không có người hồi cuối cùng thẳng đến đem bên cạnh hàng xóm cho đập phá đi ra bọn hắn nói hoắc hồ lão sư buổi trưa liền đi ra ngoài đi ra ngoài rồi hả trần húc tâm niệm vừa động nói đã như vậy coi như xong hắn ở cái đó một căn phòng chứng kiến ngô vũ chỉ chỉ nói lầu bốn bên trái gian phòng này trần húc tự nói ta đây lần sau đến đây đi ta còn có việc đi trước sau đó không nói hai lời tựu ngăn cản xe taxi chạy khí ngô vũ ở phía sau một cái kính dơ chân. Bắt được ngô vũ đi về sau, xe taxi kia lại quấn trở lại. Trần Húc lấm la lấm lét bốn phía trương nhìn một cái xác định ngô vũ đi về sau, cùng như làm trộm chạy lên hoác hồ trước cửa phòng. Vốn là nhẹ nhàng gõ môn, lỗ tai nằm sấp trên cửa xác thực không có nghe được thanh âm. Trần Húc trái lườm phải lườm phát hiện chung quanh không có người, vì vậy lén lút lấy ra một căn dây kẽm. Tại mô phỏng huấn luyện địa thời điểm, Độc nhãn huấn luyện viên đã từng đã dạy hắn một ít bộ đội đặc trùng thiết yếu tri thức, ví dụ như mở khóa, phân biệt rõ cái gì thảo dược có độc, còn hữu thụ thương cấp cứu chờ các loại, không nghĩ tới hôm nay thật sự dùng tới rồi. Trần Húc mở khóa cũng gần kề chỉ là khai loại này so sánh đơn giản khóa, như cái loại này tám cái ngắt lời cửa chống trộm hắn tựu không được. Bất quá may mắn hơn là, hoác hồ chỗ cái này cư xá phòng ở so sánh lão. Bên ngoài gần kề chỉ là một cái rất bình thường cửa gỗ, dùng cái chủng loại kia khóa cũng là rất thông thường đấy. Trần Húc ba cái hai cái tựu gầy đẩy mở, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Trần Húc cùng tặc giống như địa phương. Kỳ thật tựu là tặc, Trần Húc nằm dạp trên mặt đất, coi chừng giữ cửa khép lại, nào biết được loại này kiểu cũ môn môn trục lên một lượt gì rồi, hắn như vậy một cửa môn. Đột nhiên phát ra rồi két, một tiếng, bị hù Trần Húc vội vàng tháo chạy tới cửa, một nửa thân thể ở ngoài cửa một nửa ở bên trong. Nhưng hơn nửa ngày không nghe thấy trong phòng có động tính, Trần Húc tựu lại nhấc lên lá gan đi vào, duỗi đầu nhìn xem phòng ngủ. Ồ, thật đúng là không có người à. Trần Húc giữ cửa coi chừng đóng lại khóa lại, sau đó lại nhìn một chút, quả nhiên là không có ở. Đây là một phòng một sảnh một chù một vệ địa cách cục. Phòng ở rất già, lắp đặt thiết bị cũng đơn sơ, trong phòng hơi ẩm thật nặng, hơn nữa sân thượng tuy nhiên hướng nam, nhưng ngoài chăn mặt cây cối vừa che là cái gì ánh mặt trời đều chiếu không tới, xem rất âm đấy. Phòng khách cùng phòng bếp thu thập địa còn rất tốt, bát đũa là bầy đặt hấp dẫn, phòng khách địa sàn nhà cũng là sạch sẽ, nhưng trong phòng ngủ cảm giác lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Dương chiếu tán loạn, còn có chút chút huyết dấu vết tại ra gối bên trên. Bên cạnh trong thùng rác cũng có rơi xuống màu đen bộ lông cùng mang huyết băng gạc, cái này lại để cho Trần Húc càng hoài nghi. Bất quá trên mặt bàn thứ đồ vật bầy đặt coi như là chỉnh tề. Có một máy tính đặt ở nơi nào, trên máy vi tính không có cho, so sánh với là thường xuyên sử dụng. Trần Húc tâm niệm vừa động tựu cho máy tính mở máy, muốn nhìn một chút bên trong có thể hay không tìm được cái gì đó. Khởi động máy thời gian 2 phút, nhưng cái này 2 phút trần húc chờ chính là vô cùng địa dài rằng rạc. Khó trách có câu chê cười nói như thế đấy, trên thế giới nhất dài dòng buồn chán thời gian không phải lôi phong tháp xuống đất 20 năm, cũng không phải ngũ chỉ sơn ở dưới 50 năm, mà là chờ máy tính khởi động máy 2 phút. Trần Húc cơ hồ là kinh hồn táng đảm chờ thêm cái này 2 phút, thỉnh thoảng nghiêng tai lắng nghe bên ngoài có hay không thanh âm, có người hay không mở cửa. Chủ yếu là bởi vì hắn hiện trong tay một chút sự tình đều không có tự nhiên sẽ một cái kính nghĩ ngợi lung tung. Bình an vô sự 2 phút đi qua, hệ thống rốt cục vận hành xong rồi. Máy tính khởi động máy tốc độ coi như nhanh, không có gì đồng thời vận hành rác rưởi nguyễn kiệt, ví dụ như xét đánh ả, à, ứng dụng kiêu à loại này lắp đặt lúc lặng yên nhận thức tự động khởi động, kỳ thật căn bản là không dùng được chương trình. Như vậy xem ra người này hẳn không phải là cái điện bạch, mà Trần Húc vừa muốn mở ra hắn máy tính tra tìm thứ đồ vật, đột nhiên một cái nguyễn kiện bật đi ra, kết hồ mặt bàn tinh linh. Cái này nguyễn kiện không có có cái gì đặc biệt, bởi vì này gần kề chỉ là một cái điểm tô cho đẹp hệ thống nguyễn kiện mà thôi, có thể tải trên mặt bàn phóng bên trên đồng hồ báo thức, điểm tô cho đẹp đồ án, tương sách chờ các loại, Trần Húc trước kia cũng dùng qua. Có thể theo cái này nguyễn kiện cùng một chỗ nhảy ra tương sách không lại làm cho Trần Húc sắc mặt lập tức tự thay đổi. Bởi vì tương sách bên trong cô bé kia, đúng là cao hiểu tiết. Trần Húc vội vàng tìm được tương sách chỗ mục lục, vừa mở ra, bên trong hơn 10 tấm bản đồ phiến toàn bộ đều là cao hiểu tiết. Đều là nàng bị phỏng vấn thời điểm chỗ đập ảnh chụp. Trần Húc hung hăng một đập nắm đấm, quả nhiên là hắn. Hắn tự là cắt ít hầu nam. Trên máy vi tính tràn đầy một cái nữ hải ảnh chụp. Loại chuyện này 10 người nhìn có 9 người sẽ cho rằng là máy tính chủ nhân rất ưa thích cô bé này, nhưng là Trần Húc kết hợp được sở hữu tất cả phỏng đoán, giờ khắc này hắn hiểu được rồi, vì cái gì lúc ấy cái kia cắt hiết hầu nam công kích chính là cao hiểu tiết mà không phải quản dịch. Đó là bởi vì mục tiêu của hắn tựu là cao hiểu tiết. Nghĩ tới đây Trần Húc không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu như ngày đó chính mình không có cùng quản dịch đi đường dành riêng cho người đi bộ, nếu như bọn hắn không có gặp được cao hiểu tiết, nếu như lúc ấy quản dịch không là vì thú vị cầm mấy cái cái gọi là miếng lót, lại cho cao hiểu tiết một cái. Đã ngoài nếu như, nếu có một đầu không có phát sinh, như vậy 90% đã ngoài khả năng. Cao Hiểu Tiết cái lúc này cũng đã biến thành một gỗ xinh đẹp thi thể rồi. Vì vậy cắt hiết hầu nam căn vốn cũng không phải là tùy cơ hội tuyển, hắn hoàn toàn là nhằm vào Cao Hiểu Tiết đi đấy. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm trước khi năm tên người bị hại có phải hay không cũng là có tính nhắm vào, nhưng Cao Hiểu Tiết nhất định là đấy. Trong thùng rác vết máu, Trần Húc lại để cho Tiểu Mẫn kiểm tra một chút, quả nhiên hay vẫn là cái này hoắc hồ. Mà ở trong tủ treo quần áo, Trần Húc còn chứng kiến ngày hôm qua cắt hiết hầu nam mặc cái kia kiện màu đỏ lông áo, cái này lông áo rõ ràng cho thấy chính mình cải tạo qua, bên trong có giấy các tông đem quần áo cho chống đỡ, cho nên mặc vào bộ y phục này xem có thể so với nguyên lai thân hình lớn hơn số 1. Cái này thật sự có thể nói là xác nhận không sai rồi. Chỉ cần gặp lại hắn chân nhân, chỉ muốn nhìn thấy hắn sau đầu có thương tích sẹo, như vậy Trần Húc là có thể lập tức gọi điện thoại báo động, sau đó đem thằng này cho chảo. N, treo giải thưởng kim cũng có 3 vạn khối tiền đây này. Trần Húc tiếp tục đảo hắn điện máy tính văn bản tài liệu muốn nhìn một chút có hay không càng xác thực căn cứ chính xác theo, mơ hồ tìm một lần, phát hiện trong máy vi tính bạo lực điện ảnh không ít, còn có mấy bộ phim heo, ấn mở xem xét mà ngay cả Trần Húc cái này từ nhỏ tự xem qua phim heo ra hỏa đều có chút chịu không được rồi. Tuyệt đối trọng khẩu vsm bạo lực ngược đãi địa, mặt khác còn có chút trò chơi, một cái CS, một cái tội ác đô thị, một cái đoạt gành đăng nhập chiến. Bề ngoài giống như đều là xả kích loại, hoặc là có thể xả kích địa trò chơi. Trần Húc tâm niệm vừa động tựu thẩm tra thoáng một phát những văn kiện này thời gian, kết quả phát hiện toàn bộ đều là năm nay tháng 10 ngọn nguồn thời điểm mới download xuống đấy. Trò chơi, còn có nhiều như vậy bạo lực địa điện ảnh, phim heo, tại tăng thêm cái này cắt hết hầu nam thân phận. Trần Húc trên cơ bản trước hết đoán được người này đầu óc có vấn đề, tuyệt đối là biến thái. Hơn nữa nói không chừng là cuối tháng 10 mới bắt đầu biến thái địa. Cuối tháng 10 biến thái, tháng 10 một số 10 cái thứ nhất nữ hài thụ hại. Cái này chính giữa nếu không có liên hệ Trần Húc là có thể đem đầu hái xuống đem làm bóng đá rồi. Trần Húc cẩn thận địa một cái bàn một cái bàn tìm kiếm. Ổ C văn bản tài liệu quá nhiều tạm thời buông tha cho, mặt khác mấy cái trong mâm mặt ngoại trừ trò chơi bên ngoài tựu không có gì cái khác nội dung. Thật muốn như vậy tìm xuống dưới bầu trời tối đen đều tìm không thấy. Trần Húc cảm thấy cũng không có lẽ có người đem mình gây án căn cứ chính xác theo ghi tại trong máy vi tính, cái kia rất dễ dàng bại lộ. Nghĩ tới đây Trần Húc đã nghĩ chạy đi bất quá quay đầu nghĩ nghĩ càng làm tiểu mẫn thay đổi cùng số liệu tuyến đi ra, liên tiếp, kết nối đến cái này máy tính lên, đem bên trong sở hữu tất cả văn bản tài liệu toàn bộ phục chế đi vào. Dù sao tiểu mẫn ổ cứng HDD đại, loại này số liệu tuyến truyền thâu tốc độ vừa nhanh, mỗi giây 500 MB. Chỉ cần 5 phút đồng hồ tả hữu là có thể đem hắn trong máy vi tính sở hữu tất cả văn bản tài liệu đều trộm đi. Sau đó lại lại để cho tiểu mẫn thông qua số nhị phân dấu hiệu đến phân tích sở hữu tất cả văn bản tài liệu chính giữa địa tin tức, nhìn xem không có che dấu địa chứng cứ các loại. Số nhị phân dấu hiệu tựu là trực tiếp đọc đến một file địa nguyên máy móc mã do đó phân tích văn bản tài liệu nội dung. Bởi vì Trần Húc trước kia tại phụ thân trong máy vi tính tàng thứ đồ vật thời điểm, nếu như là một cái văn bản tài liệu đều đem văn bản tài liệu tên đổi thành cùng hệ thống văn bản tài liệu không sai biệt lắm nói thí dụ như là hình ảnh cặp văn kiện bên trong đích hình ảnh trì hoãn tồn văn bản tài liệu thăm. D. Ngoại nhân chứng kiến cái này văn bản tài liệu tên cũng không hồi chú ý, cái này chính là một cái rất tốt che giấu văn bản tài liệu phương pháp. Trần Húc là muốn không chừng người này trong máy vi tính cũng có loại này che giấu văn bản tài liệu phương pháp các loại, dù sao phân tích lấy xem chứ sao. 5 phút đồng hồ chờ đợi thời gian là rất dài rằng dặc tăng thêm Trần Húc trong nội tâm khẩn trương, vì vậy tự muốn lại hút điếu thuốc. Nhưng hắn không dám ở chỗ này rút, vì vậy đem tiểu mẫn đặt ở trên mặt bàn lại để cho chính cô ta đi phim âm bản, chính mình chạy tới trên ban công, đóng cửa lại chọn điếu thuốc. Có thể Trần Húc vừa đốt thuốc, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài có tiếng mở cửa, cái này có thể thật sự đem Trần Húc cho bị hù hồn phi phách tán. Hoác hồ trở lại rồi, Trần Húc phụng trộm kéo cửa ra khe hở nhìn thoáng qua, thấy được một bóng người về sau bị hù lập tức giữ cửa cài đóng không dám nhìn nữa, trong nội tâm kêu rên chính mình như thế nào suy thành như vậy à. Mà vừa nghĩ tới máy tính còn không có quan, tiểu mẫn còn ở phía trên hợp với đây này Trần Húc thì càng sợ hãi, nghĩ thầm chính mình thời điểm có phải hay không lao ra cùng tên kia liều mạng được rồi. Người tiến vào đúng là hoắc hồ, bất quá hắn hiện tại hai mắt tơ máu, một bộ thần bất thủ xá tâm hồn đi đâu mất bộ dạng, tuy nhiên chứng kiến máy tính là khai, nhưng là cũng gần kề chỉ là sửng sốt một chút, cho là mình trước khi không có tắt máy, căn bản tựu không có hoài nghi là có người tiến vào phòng của hắn. Không phải hoắc hồ không có nguy cơ ý thức, mà là hắn tinh thần đang tại hỗn loạn chính giữa, căn bản không rảnh suy nghĩ trước khi chuyện đã xảy ra. Hơn nữa Hoác Hồ cũng rất khẳng định cho rằng, tuyệt đối không có khả năng không ai biết thân phận của hắn mà lèn vào gian phòng của hắn tiến hành điều tra. Về phần tiểu mẫn đặt ở trên mặt bàn hắn không phát hiện, cái này một mặt là bởi vì Hoác Hồ không có chú ý xem. Thứ hai đây này cũng là bởi vì Trần Húc trước sau như một đích thói quen là đem USB tiếp lời cắm ở máy tính đằng sau, cho nên tiểu mẫn cái kia đồng hồ tự bày ở thùng máy về sau, vừa lúc bị thùng máy ngăn trở, khoác hồ nhìn không tới. Bởi như vậy, khoác hồ căn bản không có phát hiện trong phòng có người, hắn một đầu ngã vào trên gối đầu đem mặt buồn bực tiến gối đầu ở bên trong. Mà Trần Húc tại trên ban công là nhanh chóng nước tiểu đều mau ra đây rồi, nhưng hắn hiện tại vẫn thật là không dám xông đi vào. Cái này không thể nói Trần Húc nhát gan, mà là người bình thường trên cơ bản đều là như thế này. Trần Húc tuy nhiên tại giả thuyết trong khi huấn luyện luyện thời gian rất lâu, nhưng là thật muốn nói sự thật chính giữa cùng người động thủ, nhất là tại chuẩn bị sẵn sàng dưới tình huống cùng người động thủ, cái này còn là lần đầu tiên, trong nội tâm tâm thần bất định bồn chồn là khẳng định, muốn đi lên lại không dám đi tới cũng là khẳng định đấy. Không có bị bước đến tuyệt lộ lên a, Trần Húc trốn ở trên ban công đại khí cũng không dám ra ngoài, chân cũng không dám động, sợ phát ra hơi có chút tiếng vang khiến cho thằng này chú ý. Bất quá một lát sau, đột nhiên nghe được trong phòng có dã thú đồng dạng tiếng gào thét. Thanh âm tuy nhiên ép tới rất thấp, nhưng Trần Húc tự dán trên cửa nghe chính là thanh thanh sờ sờ. Căn phòng này là cái loại này rất già thức phòng, tuy nhiên phòng ngủ hướng nam, nhưng là đối với sân thượng nhưng lại vách tường mà không phải hiện tại lưu hành đại cửa sổ sát đất mà là vách tường. Trên vách tường mặc dù có cái kiểu của cửa sổ nhưng quanh năm giam giữ, còn có bức màn, kéo lên bức màn lại đóng cửa lại, trong phòng thật sự tựu đen kịt một mảnh, phân không rõ ban ngày đêm tối. Cho nên hoác hồ cũng căn bản không có phát giác bên ngoài có người, hắn trên giường một cái kính lăn qua lăn lại, lật qua lật lại thanh âm lại để cho ở ngoài cửa Trần Húc bị hù tiểu tâm can phù 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 nhảy, không biết cái này cái đổ biến thái trong phòng làm cái gì. Mà vừa lúc này, đột nhiên một đoạn rất thư trì hoãn trầm thấp âm nhạc tiếng nổ. Trần Húc bị hù thiếu chút nữa nhảy, bởi vì hắn đã hiểu, cái này đoạn âm nhạc, đúng là tiểu mẫn phóng đấy. Trong phòng hót hồ giấy rùa âm thanh cũng đột nhiên ngừng lại, hắn rất là mê mang ngẩng đầu nhìn, thanh âm là từ máy tính bên kia truyền tới, chẳng lẽ là máy tính mình ở phòng âm nhạc sao? Bởi vì ánh mắt vấn đề, hắn hay vẫn là không thấy được bị thùng máy ngăn trở, tiểu mẫn cái kia khối đồng hồ. M nhạc thư trì hoãn và dẫn theo loại thần thánh trang nghiêm khí tức, như phạm âm hát tiếng nổ. M nhạc cứ như vậy chậm rãi vang lên, ngốc ở ngoài cửa trần hút vốn lòng nóng như lửa đốt, tại trên ban công khắp nơi nhìn thấy tìm vũ khí, cầm lấy một cái chậu hoa cảm thấy không thích hợp, móc treo quần áo lại ngại quá dài, tuyển tới chọn đi, rốt cuộc tìm được một cái không biết ném tại đâu đó đã bao lâu chai bia, liền định dẫn theo bình rượu sông đi vào cùng hoác hồ quyết nhất tử chiến rồi. Có thể theo âm nhạc theo trong khe cửa truyền ra, Trần Húc bất chi bất giác cảm giác được trong lòng khẩn trương lo nghĩ từng điểm từng điểm tiêu trừ, tiến tới nghĩ lại tới một ít rất vui vẻ sự tình, nhịn không được trong nội tâm một mảnh vui vẻ, ngược lại cũng không thấy cực kỳ trương sợ hãi. Trần Húc cách ở ngoài cửa mặt đều là như thế, trong phòng hoác hồ tắc thì càng không cần phải nói hắn cứ như vậy si ngốc ngồi ở trên giường, ánh mắt ngốc trệ, tuy nhiên dáng vẻ ấy cùng cái đầu đất không nhiều lắm khác nhau, nhưng lại so với hắn vừa rồi một cái kính phát điên dẫy ruộng muốn tốt hơn rất nhiều. Hoác Hồ khẳng định chính mình chưa từng nghe qua bài hát này, nhưng là tại tiếng ca chính giữa, hắn cũng nhớ tới đã từng cùng cô bé kia một màn một màn. Hai người là trên internet quen biết, chính mình bởi vì nàng, tốt nghiệp về sau đi tới cái thành phố này, một năm kia hắn vừa tốt nghiệp tiến đến làm lão sư, nữ hài lại được vừa đại nhị đại học năm 2. Nhưng là ở trường học chính giữa, nữ Hải bởi vì nói thầy trò yêu nhau ảnh hưởng không tốt cho nên biểu hiện ra cùng hắn khoảng cách kéo vô cùng xa, bất quá hắn một điểm cũng không có ở ý, nhìn xem nữ Hải sinh động ở trường học tất cả hẻo lánh. Hội học sinh, văn nghệ biểu diễn, sân vận động. Hai người mỗi ngày trao đổi đều là tại trên Internet, ngay cả điện thoại gửi nhắn tin đều thiểu. Bởi vì nữ hài tử sợ người khác biết rõ, sợ ảnh hưởng không tốt, cho nên tự vào Internet, hai người dùng cũng hết thảy đều là áo lót số. Cứ như vậy một năm thời gian trôi qua, bọn hắn mỗi ngày đều tại trên mạng nói chuyện phiếm, nhưng sự thật chính giữa nói chuyện số lần lại không có vượt qua năm ngón tay. Suốt cục, tại nữ hài từ nghỉ hè về nhà về sau, hai tháng dài dòng buồn chán chờ đợi lại để cho hắn chịu không được rồi. Cho nên hắn rất hy vọng cùng nữ hài chấn hệ quán minh bạch, cho dù vì chuyện này từ chức vứt bỏ công tác cũng sẽ không tiếc. Chỉ là cái lúc này nữ hài lại nói cho hắn biết, nghỉ hè chính giữa nàng nhận thức một cái bạn trai, bọn hắn đã đã xảy ra quan hệ. À, à, nghĩ tới đây, khoác Hồ lại ôm tóc ra một tiếng vô cùng phẫn uất tiếng hô, hô to lấy bịt lấy lỗ tai, giống như nổi điên đồng dạng liền xông ra ngoài. Mà lúc này âm nhạc ở bên trong, chính chậm rãi ngâm sướng lấy, Tất tăng, A mục a, Sa bà ha. Sa bà ma ha, a tất đà dạ, Sa bà ha, người cát, a tất đà dạ, Sa bà ha sóng đà ma, yết tất đà dạ. Đã qua rất lâu Trần Húc mới kịp phản ứng, lén lút đẩy cửa ra, phát hiện Hoác Hồ đã mất, trong phòng không có một bóng người. Tiểu mẫn âm nhạc cũng không thả, Trần Húc rất phiền muộn chảo đầu, nghĩ thầm đây là có chuyện gì. Bất quá nhớ tới vừa rồi thiếu chút nữa cho hấp thụ ánh sáng, hay vẫn là nhịn không được có chút tim đập nhanh. Càng là không rõ tiểu mẫn như thế nào đột nhiên êm đẹp chính mình phát ra âm nhạc rồi, vì vậy tự rất tức giận hỏi, người vừa rồi thiếu chút nữa hại chết ta người có biết hay không? Tiểu Mẫn trả lời lại làm cho hắn kinh hãi, ta mới vừa rồi là tại cứu ngươi. Trần Húc ách thoáng một phát, Tiểu Mẫn tự phóng ra giải thích nói rõ. Nguyên lai like vừa rồi Tiểu Mẫn vẫn là ở vào công tác chính giữa, mà cái này đoạn thời kỳ tắc thì nếu không có ở vào tuyệt đối tư ẩn dưới sự bảo vệ, mà hắn lúc ấy cũng không tại Trần Húc trên tay, cũng không có nhận được Trần Húc mệnh lệnh, cho nên vẫn tại một loại tự chủ công tác trạng thái phía dưới. Căn cứ chương trình tự chủ phán đoán năng lực đem làm nghe được có người phát ra cái loại này rất thống khổ chu lên lúc, hệ thống tự sẽ tự động phát ra một đoạn này âm nhạc đám người trấn an cảm xúc. Cho nên cái này là tiểu mẫn tại sao phải đột nhiên phát ra âm nhạc nguyên nhân rồi. Mà nàng phát ra cái kia bài hát khúc là tương lai nhà khoa học nghiên cứu một loại tiềm thức ca khúc. Đại bi chú, hiện tại rất nhiều tâm lý chuyên gia đều tại nghiên cứu tiềm thức phương diện vấn đề, nói thí dụ như thôi miên. Mà ở vài thập niên về sau, loại này nghiên cứu đã nhận được đột phá kiểu tiến triển loại này tiến triển tự biểu hiện ở một ít video cùng với âm nhạc bên trên trung quốc một ít chuyên gia căn cứ nghiên cứu làm ra mấy lúc bắt đầu vui cười những ngày âm nhạc rất nhiều đều là lấy tài liệu tại một ít tôn giáo cùng cổ nhạc khúc bên trên sau đó bị các chuyên gia phá tích về sau lại thiết lập âm nhạc địa một ít tần suất do đó có thể làm cho âm nhạc dùng đặc biệt hình thức truyền phát ra do đó sinh ra đối với tiềm thức tiến hành thôi miên hiệu quả tốt như lần trước mọi người cùng nhau làm trò chơi thời điểm trần húc phóng cái kia đoạn bài hát du con cái này đoạn âm nhạc tại trò chơi chính giữa đúng lúc là tiếu ngạo giang hồ địa một đoạn phối nhạc. Thanh tâm phổ thiện chú là có thể làm cho người an định tâm thần, giảm bớt áp lực địa ca khúc, mà cái này âm nhạc chính giữa cũng đã bao hàm một bộ phận tiềm thức tin tức, bất quá là đối với nhân thể rất có lợi tin tức, loại này âm nhạc có thể làm cho người ta buông lòng, nhưng cũng không đối với đại não hạ đạt một ít cương ép chỉ lệch. Có thể cho người tại loại này tiềm thức địa thư trì hoãn thôi miên trao quyền cho cấp dưới tùng tinh thần, chậm rãi chìm vào giấc ngủ mà loại này âm nhạc là cần đặc biệt sóng ngắn âm tần mới có thể sinh ra hiệu quả địa phương. Cho nên thông qua mặt khác thủ đoạn đến thu loại này âm nhạc tựu không đạt được cái này hiệu quả. Mà bây giờ địa máy tính các âm thanh cũng không cách nào hoàn thành như vậy kỹ thuật cao hàm lượng đồ vật, cho nên ngoại trừ tiểu mẫn bên ngoài, mặt khác máy tính phát ra loại này âm nhạc đều khởi không đến ảnh hưởng tiềm thức tác dụng. Tiểu mẫn hiện tại phóng cái này khúc âm nhạc, tự là tương lai các khoa học gia căn cứ Phật gia đại bi chú cải biên đấy. Phật giáo tôn chỉ là đạo người hướng thiện, mà Phật giáo giữa dòng chuyển rất nhiều tôn giáo âm nhạc, tựu đều mang có vài phần từ bi địa cảm giác. Các khoa học gia trải qua phân tích về sau, phát hiện những này âm nhạc là có thể thông qua ảnh hưởng người tiềm thức, có thể tỉnh lại người ở sâu trong nội tâm đẹp nhất tốt rồi trí nhớ cùng lương chi, đồng thời lại để cho người đối với phạm phải sai lầm sinh ra hối hận. Kính nể ngoài, cũng thông qua những tài liệu này khai phát ra này chủng loại tựa như tiềm thức âm nhạc, chủ yếu công dụng ngay tại thẩm vấn dùng và cá nhân sám hối một ít lực ý chí không được, tội ác không sâu phạm nhân. Tại đã bị cái này đại bi chú tiềm thức thôi miên xuống, sẽ tự giác bàn giao, nhắn nhủ chính mình phạm tội hành vi, do đó thay đổi triệt để. Loại này phát hiện thật sự là tương đương có ý nghĩa, trực tiếp tự đưa đến tương lai phạm tội sự kiện trên phạm vi lớn giảm xuống. Đương nhiên, cũng có người cho rằng loại này tiềm thức ảnh hưởng là xâm phạm nhân quyền, chính phủ đối với cái này loại có thể ảnh hưởng người tiềm thức ca khúc cùng tin tức có phi thường nghiêm khắc không chế. Những này tự là nói sau, tạm thời không đề cập tới cái lúc này tiểu mẫn đã đem trên máy vi tính tư liệu toàn bộ đã copy xuống trần húc lại để cho tiểu mẫn bắt đầu phân tích mấu chốt chữ nằm định vì cắt ít hầu cao hiểu tiết hoặc là cùng loại từ tổ chính hắn liền tranh thủ đồng hồ mang theo trên tay gấp vội vàng chạy ra môn xuống lầu dưới trần húc cũng không biết đến cùng cái nào là hoắc hồ lúc này chợt nghe đến hai cái chính đi tới lão thái thái nói tiểu hoắc cương mới làm sao vậy à thần bất thủ xá tâm hồn đi đâu mất gọi hắn hắn cũng không để ý tới cái khác lão thái thái nói hắn khả năng có những chuyện gì a à? tiểu hoắc người này bình thường rất tốt trần húc nghe xong tự đi lên hỏi hai vị bà cố nội các ngươi mới vừa nói tiểu hoắc có phải hay không hoắc hồ lão sư à hai cái lão thái thái nghe xong tự nói đúng vậy a à? một cái hỏi ngươi là ai à tìm tiểu hoắc có việc trần húc lập tức tự nói ta là hắn đệ tử hắn hôm nay không có tới đi học ta là đặc biệt đến xem hắn đấy nghe xong lời này hai cái lão thái thái tự cười nói nguyên lai là tiểu hoắc đệ tử à ta hãy nói đi, tiểu hóc người này tốt như vậy, đệ tử Duyến khẳng định cũng rất tốt đấy. tiểu hóc cương mới hướng công đại bên kia đi, người cùng đi lên xem một chút a. À, hắn một bộ mất hồn mất phía bộ dạng, đừng xảy ra chuyện gì mới tốt. trần húc cảm ơn một tiếng tự đuổi theo, trong nội tâm rất là nghi hoặc. như vậy cái đồ biến thái cắt huyết hầu nam, như thế nào nhân duyên quan hệ tốt như vậy đâu này. trần húc hướng công hào phóng hướng đuổi một đầu phố, rốt cục thấy được một cái cùng loại mục tiêu lúc ấy hắn trong phòng theo trong khe cửa vụng trộm xem thời điểm căn bản không có nhìn rõ ràng tự chứng kiến là cái nhân ảnh màu gì quần áo đều không nhớ rõ cho nên hắn hiện tại tự chăm chú nhìn có hay không sau ót có băng gạc hoặc là tự là rất mất hồn mất phía cái chủng loại kia cái này thật đúng là lại để cho hắn cho bắt được ngay tại công đại cửa trường học hắn chứng kiến một cái rất mất hồn mất phía ra hỏa đeo một cái len sợi mũ sở dĩ nói hắn mất hồn mất phía là vì thằng này nhìn về phía trên nhân duyên rất tốt bộ dáng không ít mọi người cùng hắn chào hỏi, nhưng là hắn lại một cái đều không có lý, lại để cho người bên ngoài cảm thấy phi thường kỳ quái. Trần Húc lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi theo, hắn trường một trường đệ tử mặt, cổng bảo vệ tưởng rằng bản trường học đệ tử cũng không có ngăn đón hắn tự lại để cho hắn tiến vào. Người kia xác thực tựu là hoác hồ, bởi vì Trần Húc nghe được có người gọi hắn hoác lão sư. Hắn cảm giác mình nếu như cùng lầm người chỉ có thể nói mệnh ác quỷ rồi, hắn chằm chằm vào người nọ cái ót nhìn hồi lâu phát hiện hắn tuy nhiên dùng len sợi mũ phủ lên đầu, hơn nữa mũ là màu đen, nhưng là mơ hồ còn có thể chứng kiến trên mũ có dính ám sắc vết máu. Trần Húc cứ như vậy đi theo thằng này đi thẳng à bước đi. Phát hiện đi theo hắn một đến công đại học trường học địa một chỗ hòn non bộ lâm viên phụ cận. Hòn núi giả lâm viên trên thực tế là một hoa viên, chỉ bất quá bây giờ là mùa đông, tuy nhiên còn chưa có tuyết rơi, nhưng là cây cối cũng đều là trụi lùi, nhìn xem rất không thế nào xinh đẹp, Hoác Hồ An vị tại một gốc cây cây tùng bên cạnh trên tảng đá. Cũng mặc kệ hiện tại phong lớn đến bao nhiêu, cứ như vậy ngây ngốc ngồi ở chỗ kia, Trần Húc xa xa địa ghé vào hòn non bộ sau quan sát hắn, lạnh địa không ngừng xoa xoa tay. Hắn không mang cái bao tay, hai người là một cái như vậy ngồi một cái đứng đấy, rằng có hơn 10, sau, Trần Húc cảm thấy toàn thân đều muốn đông cứng đâu thời điểm. Trên cổ tay đồng hồ đột nhiên chấn động, Trần Húc vội vàng đi đến xa xa, một cái có thể xem tới được hoác hồ địa phương thấp giọng hỏi tiểu mẫn, có phải hay không có phát hiện gì? Tiểu Mẫn trả lời, đúng vậy, tại tư liệu chính giữa đã tìm được một cái mã hóa địa WOAD2003 văn bản tài liệu. Phá giải mật mã về sau phát hiện là một quyển sách nhật ký, trong đó có tương ứng địa mấu chốt từ. Phát ra tới ta nhìn xem, Trần Húc nhìn xem trên đồng hồ xuất hiện văn tự, nay thiên trên internet đều đang nói một cái tên là Cao Hiểu Tiết nữ hài, cô bé này dĩ nhiên là giống như vậy nàng. Cái loại này dáng tươi cười cái loại này ánh mắt đều cùng nàng quá giống. Quá giống, Trần Húc chứng kiến đoạn văn này trong nội tâm tựu là cả kinh, cao hiểu tiết rất giống một người. Giống ai? Trần Húc lập tức lại để cho tiểu mẫn tại đây phiến trong nhật ký tìm tương ứng tư liệu. Rất nhanh tìm đến điều thứ nhất, hôm nay ta cùng nàng video rồi, ra ngoài ý định xinh đẹp. Ta gần đây cho rằng mạng lưới không có mỹ nữ, nhưng là không nghĩ tới tại ngàn vạn đầu khủng long bên trong vậy mà để cho ta gặp một đóa hoa tươi. Chứng kiến những lời này, tuy nhiên rất rõ ràng hiện tại chính mình không có lẽ cười. Nhưng Trần Húc hay vẫn là nhịn không được phun ra, bất quá lời này nói cũng không tuyệt đối, trên internet mỹ nữ là không ít. Nhưng không có chuyện gì đi ra nói chuyện phiếm tự không nhiều lắm rồi. Không có gặp được chỉ có thể trách chính mình suy, cái gọi là chút xui xẻo cũng không thể trách xã hội mà. Kế tiếp xuống chờ mình ngày hôm qua thì ngày cá tháng tư, ta tự dùng một loại hay nói dỡn địa khẩu khí nói với nàng, làm cho nàng làm bạn gái của ta. Nàng rất sảng khoái địa đã đáp ứng, nhưng chúng ta cũng biết đây chỉ là một vui đùa. Nhưng hôm nay ta tại trên mạng nhìn thấy nàng thời điểm, ta cố ý nói, ngày hôm qua ta là rất chân thành địa phương. Sau đó nàng nói, nàng cũng là rất chân thành đấy. Ta không nghĩ tới lưới luyến đến như thế đột nhiên, nhưng chứng kiến chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép đã dài đến 800 trang ta biết ngay, đây tuyệt đối không phải nhất thời xúc động. Cho nên ta quyết định, tốt nghiệp về sau, đi nàng chỗ thành thị ta thuận lợi đã trở thành công nghiệp đại học một gã toán học lão sư, hơn nữa ta cũng nhìn được nàng. Nàng so trong video nhiều hấp dẫn, nhưng là nàng lại nói, thầy cho tầm đó nếu có cái gì chuyện xấu ảnh hưởng thật không tốt. Nàng là hội học sinh cán bộ, không muốn bị người nói xấu. Ta suy nghĩ cũng thế, vì vậy tự đồng ý Trần Húc xuống đảo, phát hiện trên cơ bản đều là nói hắn là như thế nào như thế nào tương tư đấy. Chứng kiến cái này Trần Húc cũng có chút thương cảm, hai người rõ ràng tại yêu đương nhưng là thấy mặt không nên chứ không biết, liên hệ chỉ có thể dựa vào mạng lưới, cái này xác thực rất bi ai đấy. Cũng khó trách người này hội trở nên biến thái rồi, nhật ký chính giữa nâng lên giải rác mấy lần gặp mặt, đều là ở chỗ này, cũng khó trách hắn hiện tại hội đi vào cái chỗ này rồi. Cái kia cô bé này đây, về sau thế nào, Trần Húc tiếp tục xuống chờ mình, ngày một mực lật đến năm nay tháng 9. Hôm nay nàng vậy mà cùng ta đưa ra muốn chia tay. Nàng nói cho ta biết, nàng nghỉ hè cùng một người nam nhân nàng vậy mà như vậy nàng vậy mà như vậy thực xin lỗi ta ta vì nàng chuyên môn đi vào cái thành phố này vì nàng đợi trọn vẹn một năm hai tháng nghỉ hè không thấy được nàng ta mỗi ngày đều tại bực bội trong vượt qua mà nàng mà nàng vậy mà đối với ta như vậy ta uống say rượu hẹn nàng đi ra ta ôm nàng nhưng là bị nàng đẩy ra nàng nói nàng đã xóa bỏ sở hữu tất cả có liên quan tới ta đồ vật nói chuyện phiếm ghi chép bút khí vân vân và vân vân nói không có bất kỳ người biết rõ chúng ta quan hệ trong đó. Ta không nghĩ tới nàng vậy mà tuyệt tình như vậy, thậm chí ta đều có nghĩ qua, ta giết nàng cũng sẽ không có người biết đến. Tháng 11 ngày 3, cái này gần 2 tháng ta cũng không biết là như thế nào vượt qua, đã gặp nàng cùng nàng bạn trai mỗi ngày đều cùng một chỗ, lòng ta giống như là đau cắt đồng dạng. Hôm nay là sinh nhật của nàng, ta chạy suốt một ngày, rốt cục mua kiện lễ vật cho nàng. Nhưng là nàng lại không có thu, hơn nữa nói cho ta biết lần sau không muốn gặp lại rồi. Ta thật hận à, giờ khắc này ta đột nhiên muốn giết nàng, nhìn xem nàng giống như thiên nga đồng dạng thon dài trắng nõn cổ, đây vốn là của ta yêu nhất, nhưng là hiện tại, ta quyết định muốn hủy nàng. Tháng 11 ngày 10, ta chuẩn bị một tuần lễ, chuẩn bị quần áo, lưỡi dao, hơn nữa thám thính ra nàng ngày nào đó buổi tối sẽ đi đường dành riêng cho người đi bộ dạo phố, mà ngày nào đó, nàng bạn trai vừa vặn phải về nhà. Nhìn đến đây Trần Húc Tựu là cả kinh, tháng một mười số. Hắn nhớ rõ cắt hiết hầu nam lần thứ nhất xuất hiện địa thời điểm tựu là tại tháng mười một mười số. Chẳng lẽ nói, vừa lúc đó, bên cạnh có hai cái nữ hài vừa đi vừa cười đã đi tới. Chứng kiến hoác hồ ngồi ở chỗ kia, hắn một người trong nữ hài tựu cười nói, hoác lão sư. Người tại đâu đó bày cái gì trầm tư người tạo hình à? Chứng kiến hoác hồ không để ý tới nàng, hai cái nữ hài nhìn nhau, nói hoác lão sư hôm nay có chút là lạ đó a à? sau đó hai cái nữ hài tựu đi tới. Trần Húc ở bên cạnh xem nóng vội à, bởi vì nhìn hoác hồ nhật ký về sau, hắn đại khái minh bạch hoác hồ tại sao phải biến thành hiện tại cái dạng này rồi. Có lẽ người này vốn đích xác là người tốt, nhưng có câu nói đã nói người tức giận mới quả thực đáng sợ. Hoác hồ chính là như vậy, hắn tại một cái nữ hài trên người đầu nhập vào quá nhiều tinh lực cùng cảm tình. Tại thất bại về sau tựu do ái sinh hận, mà kỳ thật tại trong bất chi bất giác, cái kia loại cảm tình bởi vì trường kỳ áp lực không chiếm được thổ lộ bộc phát, trực tiếp tự lại để cho tâm tình của hắn ẩn ẩn có chút bóp méo. Nhật ký đằng sau trong đất cho Trần Húc không thấy, nhưng là không cần nhìn rồi. Hết thảy chứng cứ đều cho thấy, cái này hoác hồ chính là cái đổ biến thái cắt hiết hầu nam. Hắn sở dĩ công kích cái thứ nhất nữ hài là do ái sinh hận, mà sau này lại đi công kích mặt khác nữ hài tắc thì là vì các nàng cùng cái kia cái thứ nhất nữ hài khả năng có vài phần tương tự, hoặc là cảm giác có chút rất giống người này tâm đã vặn vẹo rất nghiêm trọng rồi theo hắn lần thứ nhất đối với chính mình địa trước bạn gái ra tay không phải tại nổi giận hợp lý lúc mà là tỉ mỉ bày ra đã chờ đợi một tuần lễ về sau mới xuống tay có thể nhìn ra mà liên tiếp công kích mặt khác nữ hài mục đích cũng chính là vì báo thù khoái cảm mà hắn hiện tại cái dạng này rất rõ ràng là trong lòng thiện niệm cùng ác niệm không ngừng đan vào dãy giụa cái này một loại địa thư trần húc xem địa rất nhiều là thuộc về tinh thần phân liệt một loại có thể hết lần này tới lần khác ngay tại hắn giấy ruộng địa thời điểm. Tiểu mẫn thả cái kia một khúc đại bi chú, miễn cưỡng lại để cho tinh thần của hắn vững vàng một hồi. Có thể hiện tại còn là ở vào cực độ không bình thường trạng thái, nói cách khác, hắn đã bị một điểm kích thích về sau rất có thể hội bạo khởi đả thương người. Trần Húc chậm rãi cùng cái này hai cái nữ hài đi tới, một mực tại mặt bên bảo trì đối với hoác hồ giám thị. Cái kia hai cái nữ hài chút nào không biết mình đang tại tới gần nguy hiểm, một cái nữ hài ha ha cười nói, Hoắc Hồ lão sư, người đây là đang làm gì đó à? Hoắc Hồ cúi đầu, không nói chuyện, một cái khác nữ hài vỗ vỗ nàng, nói được rồi, Hoắc Hồ lão sư khả năng đang suy nghĩ gì sự tình đây này. Chúng ta hay vẫn là không muốn quấy rầy nàng, vì vậy hai cái nữ hài tựu nói cái kia hoác Hồ lão sư chúng ta đi trước. Liên chuẩn bị quay người ly khai, Trần Húc ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai cái nữ hài ngược lại thật sự quay đầu ly khai có thể nữ hài tử thiên tính trên cơ bản đều là ưa thích bát quái nói chuyện phiếm đấy. Hai cái nữ hài tử vừa đi vừa nói chuyện, đúng rồi, người nghe nói chưa, ngày hôm qua cái cắt hiết hầu nam lại xuất hiện. Ngay tại đường dành riêng cho người đi bộ, Trần Húc nghe xong tự tâm gọi không tốt, mà lúc này, hoác hồ tại các nàng sau lưng mãnh liệt ngưỡng đầu. Có thể hai cái nữ hài còn không biết cảm giác, một cái ngay tại nói, chứng kiến trên mạng có tin tức ai, ngày hôm qua bị tập kích cô bé kia hình như là cao hiểu tiết, tự là làm trò chơi kim dung bảy hiệp chuyện chính là cái kia các ngươi nói cao hiểu tiết hoắc hồ thanh âm đột nhiên tại hai nữ sinh sau lưng vang lên hai nữ quay đầu lại tự chứng kiến hoắc hồ đứng trên mặt âm trầm không chút biểu tình một cái nữ hài cười hỏi a như thế nào hoắc hồ lão sư ngươi cũng biết cao hiểu tiết nhưng vào lúc này một thanh âm ở phía sau hô lớn hai người các ngươi toàn bộ né tránh hai nữ sướng sờ cũng cảm giác được trên người đã bị một cổ đại lực va chạm hai người lập tức bị gãy ngã xuống hoa trì hai bên, Trần Húc tay cầm cục gạch xông tới, người chưa tới, cục gạch trước trực tiếp nện tới, chính vừa vặn tốt nện ở hoác hồ trên đầu, đem hắn nện đầu máu tươi chảy dòng, thân thể lung lay thoáng một phát, lại không có ngã sắp xuống. Cái kia hai nữ sinh lập tức kinh hãi, một người nữ sinh kinh âm thanh thét lên, một cái khác tắc thì hô lớn, người làm gì? Có ai không, có người đánh hoác hồ lão sư, Trần Húc vừa tức vừa vội, hai nữ nhân này như thế nào như vậy à? Bất quá hắn cũng biết Hoác Hồ Thanh danh rất tốt, nếu như không phải chứng cứ 10 phần, ai cũng sẽ không đem hắn liên tưởng đến cắt hít hầu nam trên người. Mà Hoác Hồ sửng sốt một chút về sau nhìn xem Trần Húc, cả kinh nói, là ngươi, sau đó trong mắt của hắn hung quang lóe lên, ngươi làm sao tìm được đến ta sao? Trần Húc không có trả lời, Hoác Hồ cũng không có chờ Trần Húc trả lời, tay của hắn hướng trong túi quần vừa sờ, trong tay lập tức xuất hiện một thanh lóe hàn quang lưỡi dao. Trần Húc một phát tay, đã biết rõ chính mình trước khi rất cao đánh giá cái này hoác hồ rồi. Một cái vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tuy nhiên là biến thái cắt ít hầu nam, nhưng là rất rõ ràng cái này hoác hồ là không có luyện qua. Hơn nữa trên đầu hai nơi trọng thương, đầu óc không thế nào thanh tỉnh, hắn đưa tay dùng lưỡi dao hung hăng trèo thuyền qua đây, nhìn như hung mãnh nhưng là lưỡi dao phạm vi công kích dù sao cực kỳ nhỏ, bị Trần Húc thò tay một chảo đã bắt đến cánh tay của hắn, dùng sức một tạp các đốt ngón tay, hoác hồ lập tức đau hét thảm một tiếng, Nhịn không được buông tay ra, lưỡi dao cứ như vậy rớt xuống. Sau đó Trần Húc kéo qua cánh tay của hắn mượn lực một ném, lập tức liền đem hoác hồ ngã trên mặt đất, khóa trái hai tay của hắn. Bên này động tính rất nhanh tự hấp dẫn công đại lộ qua một nhóm người, nghe được có nữ sinh tại thét lên lập tức liền có người chạy tới, tính cả bảo an cùng một chỗ. Chứng kiến hai người dây dưa cùng một chỗ, đè ở phía dưới chính là cái kia hay vẫn là trường học hoác hồ lão sư. Hoác hồ ngày thường đích nhân duyên không tệ, không ít người nhận thức hắn xem xét hoác hồ bị một cái không biết ra hỏa cho đánh cho, nhưng lại rất thê thảm bộ dáng. Có thể không thê thảm sao, bị Trần Húc khóa trái dưới thân thể, trên trán bị cục gạch nện máu tươi chảy ròng, mũ đã ở trong lúc đánh nhau dẫy kiếm được cởi ra. Cái ót điểm miệng vết thương cũng dạn nứt rồi, ồ ồ đổ máu. Cái này có thể cực kỳ khủng khiếp rồi, mấy cái nam sinh lập tức tự hô hào vọt lên, muốn đem Trần Húc đẩy ra. Còn có mấy cái dứt khoát liền trực tiếp động thủ, Trần Húc kêu to, đừng đánh à, các ngươi điều hoác hồ lão sư trên thực tế là cắt thiết hầu nam, nhưng vấn đề là nào có người để ý đến hắn. Mấy cái vừa đánh bên cạnh mắng, người mới được là cắt thiết hầu nam rồi đấy, sau đó không nghĩ qua là, Trần Húc Tựu đã trúng vài cái. Trên tay buông lỏng cũng bắt không được hoác hồ rồi, một cái nam sinh lôi kéo hắn bỏ chạy. Cái này hai cái nhưng làm Trần Húc thật sự cho chọc giận. Tuy nhiên hắn biết rõ những người này đều là không biết hoác hồ địa thân phận chân thật đấy. Hẳn là thuộc về bị lường gạt người nhưng vấn đề là tượng đất cũng có ba phần tính nóng úi trà. Trần Húc đã trúng vài cái đau nhức đau nhức đấy, chứng kiến hoác hồ cũng chạy, cái này nóng tính thoáng cái tựu lên đây. Cảm xúc, là mọi người hữu tình tự vấn đề à. Chứng kiến một cái nắm đấm đối với ánh mắt của mình tựu đánh đi qua, Trần Húc đầu nghiêng một cái, bay lên một cước đạp bay một cái. Sau đó giống như điên hổ vào bầy dê, đối với quần ẩu lấy chính mình địa cái này năm sáu cái các nam sinh dừng lại, một trầu hành hung. Một cái đánh sáu cái nói ngược lại là rất khoa trương, bất quá phải biết rằng sáu người này đều là đệ tử, chính thức địa cũng không có luyện qua. Trận chiến đúng là một hơi cùng sự tàn nhẫn, tăng thêm phối hợp cũng không ăn ý. Trần Húc tại ngạnh kháng tam quyền lưỡng cước về sau dùng cầm nã thủ đoạn trực tiếp làm đổ hai cái về sau, thắng lợi thiên bình mà bắt đầu hướng phía cái kia bên cạnh nghiêng rồi. Các học sinh là kinh trải qua, bất trụ đánh chính là. Hơn nữa Trần Húc ra tay cực kỳ âm độc, bởi vì hắn học chiến đấu kỹ toàn bộ đều là thẳng kích đối phương chỗ hiểm đấy, Trần Húc đá bụng dưới, dập đầu cổ họng, trên cơ bản hắn đánh người ra một chiêu có thể trực tiếp đem đối phương đánh chính là mất đi sức chiến đấu, chia tay người đánh hắn thì ra là đau thoáng một phát. Mà loại này đau đớn, hắn đã sớm tại giả thuyết trong khi huấn luyện tập mãi thành thói quen rồi. Cho nên ngoại trừ độc nhất vô cùng tàn nhẫn nhất cay một chiêu đoạn tử tuyệt tôn chân còn không có dùng, Trần hút cơ hồ là tại 2 phút nội liền thu thập rơi xuống 6 cái. Hơn nữa đem cái này 6 cái nam sinh toàn bộ đều đánh địa trên mặt đất không có thể động nhưng hắn vừa định thoát thân, lại có mấy người vọt lên, hắn một người trong hay vẫn là bảo an, cầm trong tay lấy cao su côn. Không dứt còn, chân hút mệt mỏi địa vù vù thở, phải biết rằng đánh nhau so bất luận cái gì vận động đều muốn tiêu hao thể lực, hắn hiện tại mệt mỏi địa có chút thở hồn hền, nhưng trên người lại cảm giác không thấy như thế nào đau. Trần Húc biết rõ, đây là người tại hưng phấn trong quá trình, adrenaline bài tiết quá nhiều, đối với cảm giác đau cảm giác khá thấp. Đợi tí nữa dừng lại rồi, là tự nhiên mình khóc thời điểm nhưng nhìn xem bảo an cao su côn đánh tới, Trần Húc cũng không thể ngồi chờ chết à. Cái kia cao su côn hắn tại thế giới giả tưởng cùng sự thật trong thế giới đều chơi đùa, rất có phân lượng, đánh vào trên thân người đau dối tinh dối mù, hắn cũng không dám ngạnh kháng. Chứng kiến nhân viên an ninh kia một gậy hướng chính mình trên bờ vai nệt, bả vai hắn có chút trầm xuống, dùng một cái gió lốc địa đường chân trực tiếp đem cái này bảo an quật ngã, đoạt lấy hắn gậy gộc. Một côn nơi tay, Trần Húc như mãnh hổ thêm cánh, mấy cái sông lên nam sinh bị hắn đánh chính là thất linh bát lạc đấy. Nguyên một đám ôm bụng cánh tay hoặc là bắp chân trên mặt đất rầm gì, trước trước sau sau, tổng cộng 13 người. Cái này không ai dám lên đây, các nữ sinh kinh âm thanh thét lên, các nam sinh sợ hãi rụt rè không dám lên trước. Một đám người đem trần húc trùng trùng điệp điệp vây quanh, hơn nữa nhìn đến bên này náo nhiệt, người cũng càng ngày càng nhiều, rất nhanh tự tụ tập vài trăm người. Mà Trần Húc tự đứng tại chính giữa, một người một côn, bên cạnh đổ 10 cái rên rỉ đệ tử, trong đó còn có một bảo an. Một người đối mặt vài trăm người, mặt không đổi sắc, cái này là bực nào khí khái. Có chút nữ sinh đã rất hoa si ở thảo luận người nam nhân này rất đẹp trai à các loại chủ đề rồi, một ít nam sinh trong lòng cũng là suy nghĩ, thằng này nếu như không phải đến đập phá quán, thật đúng là được nhận thức thoáng một phát. Kỳ thật Trần Húc hiện tại trong lòng cũng hốt hoảng đây này. Có thể không sợ à, dám nói không hoảng hốt chính mình sâu lâu mấy trăm người thử xem đây. Trần Húc sợ nhất chính là bọn họ xuất ra đại sát khí, ví dụ như bảo vệ trường mang theo gậy điện tới, vậy hắn cũng không dám ngạnh kháng rồi. Còn có vạn nhất có một gia hỏa hô một cuống họng cầm thạch đầu đập chết hắn, Trần Húc tự thực muốn khóc. Cứ như vậy rằng có hai phút, Trần Húc tiểu tâm can phù 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 một cái kính ở nhảy. Lúc này thời điểm đột nhiên một thanh âm kêu, ngươi là ai? Đang làm gì, ngươi là cái nào học viện hay sao? nhất định phải làm cho các người viện trưởng xử phạt ngươi, sau đó tự chứng kiến một người trung niên có chút mập ra hói đầu ra hỏa đẩy ra đám người đi tới, đưa tay muốn đánh Trần Húc kêu, bà mẹ nó, phó hiệu trưởng đại nhân thật sự là quá sinh mãnh liệt. Mà bọn hắn còn không có gọi xong đâu, vị này hói đầu phó hiệu trưởng đã bị Trần Húc cho đánh gục. Trần Húc đã ở buồn bực đâu rồi, thế nào đi ra cái lão bá. Sau đó xem cái này lão bá đưa tay liền chuẩn bị đánh chính mình. Phải biết rằng Trần Húc hiện đang khẩn trương hoa toàn thân thần kinh đều căng cứng cùng chuẩn bị săn mồi báo săn giống như có chút hỏa tinh lập tức tựu bạo phát trần húc đầu óc cũng còn đang suy nghĩ muốn hay không đánh vấn đề của hắn đâu rồi vừa vặn thể cũng rất tự giác làm ra phản ứng n một côn trọc tại trên bụng một quyền đánh vào trên mặt sau đó lại cùng lên một cước xoạt đám người đứng ngoài xem xôn xao thần tượng à cái này phó hiệu trưởng thanh danh xem ra không thế nào tốt bị đánh về sau cũng không có thiếu người phát ra trầm trồ khen ngợi âm thanh cùng vỗ tay âm thanh Trần Húc đang buồn bực lắm, như thế nào chính mình đánh cho người người bên cạnh vẫn còn trầm trồ khen ngợi, lúc này thời điểm còi cảnh sát ô ô ô tiếng nổ, một xe cảnh sát rất nhanh giết đến. Cửa xe vừa mở ra, mấy cái cảnh sát đại thúc nhảy xuống tới, hô, ai tại nháo sự. Cái này Trần Húc thật sự yên ba rồi, bởi vì hắn rất mắt sắc chứng kiến người ta phần eo treo thương đây này. Bất quá Trần Húc lập tức tự hô, cảnh sát thúc thúc, cứu ta à. Bọn hắn muốn quần ẩu ta à. Toàn trường bạo đổ mồ hôi, công đại các học sinh đều nghĩ thầm thằng này thật sự là quá cầm thú. Quá ra súc rồi, rõ ràng là ngươi một đánh 13, à, không phải, tăng thêm cái phó hiệu trưởng tựu là nhảy lên 14, vậy mà ngươi còn kêu oan. Cảnh sát đẩy ra đám người đi đến, cầm đầu một cái hơn 40 tuổi cảnh sát thâm niên nói, ngươi trước tiên đem gậy gộc buông. Trần Húc rất dứt khoát nhẹ buông tay, người ta có thương à, chính mình sao cái cao su côn tài giỏi sao mà cao su côn đến rơi xuống thời điểm đúng lúc nện chúng ở cái kia phó hiệu trưởng trên đầu, lập tức lại là hét thảm một tiếng. Cảnh sát thúc thúc, ta báo động, Trần Húc đánh đòn phủ đầu, kêu lên, ta phát hiện cắt hít hầu nam rồi. Cắt hít hầu nam, cái tên này quả nhiên là như sấm bên tai, đám người đứng ngoài xem mọi người bị chấn thoáng một phát, cầm đầu cảnh sát thâm niên sửng sốt một chút nói, người nói cắt hít hầu nam. Trần Húc con gà con ăn mễ giống như gật đầu, nói, cắt hít hầu nam tự là tại nơi này trường học, là cái lão sư, gọi hoác hồ. Thốt ra lời này giống như là tại sôi trào dầu trong nồi rót bồn nước, lập tức tự bạo tạc. Không ít người nhao nhao nghị luận, cũng có rất nhiều người tại thống mạ, Trần Húc không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, nói, ta là hợp hiệp đại đệ tử, ngày hôm qua tại đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm ta tận mắt nhìn đến cắt ít hầu nam tập kích bằng hữu của ta. Lúc ấy ta lấy thạch đầu đập phá sau ót của hắn, không được các người có thể đánh hợp hiệp đại bên cạnh đồn công an điện thoại hỏi thăm, đập phá cắt hiết hầu nam cái ót tảng đá kia ta đều đưa qua rồi. Sau đó Trần Húc cúi người, chỉ trên mặt đất cái kia miếng rơi xuống lưỡi dao nói, vừa rồi ta là chứng kiến hoác hồ muốn tập kích cái kia hai nữ sinh, cho nên mới lao tới thấy việc nghĩa hăng hái làm, đây là hắn đến rơi xuống lưỡi dao, ta không có chạm qua, thượng diện khẳng định có hoác hồ vân tay. Điểm này vừa rồi cái kia hai nữ sinh có thể làm chứng. Chứng kiến Trần Húc nói hữu mô hữu dạng, ra dáng, một người cảnh sát vội vàng bấm điện thoại còn bên cạnh cũng có người kêu lên à ta nói thằng này như thế nào như vậy quen mặt đây này hắn tự là hợp hiệp đại chính là cái kia trần húc cùng cao hiểu tiết cùng một chỗ khai phát kim dung bảy hiệp chuyện chính là cái kia sau đó đã có người nói đúng vậy đúng vậy hôm nay bên trên cao hiểu tiết cá nhân blog chính cô ta nói ngày hôm qua tại đường dành riêng cho người đi bộ thời điểm bị cắt huyết hầu nam tập kích nữa nha khá tốt bị bằng hữu cứu được không có đại sự chính là hắn Bên cạnh gọi điện thoại cảnh sát xác nhận thoáng một phát sau hỏi, người gọi Trần Húc. "Hợp hiệp đại tin tức hệ đệ tử." Gặp Trần Húc gật đầu, tự đối với dẫn đội cái vị kia cảnh sát đại thúc nói, hẳn là không sai. "Vị bạn học này ngày hôm qua thì đem một khối dính máu thạch đầu tiến đưa đến đó bên cạnh đồn công an, ngôn ngữ chính giữa, cũng đã khách khí rất nhiều." Dẫn đội cảnh sát đại thúc sắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn thoáng một phát, lại hỏi vài câu, trên cơ bản cảm thấy hắn sẽ không nói lời nói dối gây ra lớn như vậy trận chiến là vì công đại đệ tử nhìn thấy lão sư bị người đánh, xông lên tổn thương bởi bất công đấy. Như vậy hoác hồ đâu này? Hoác hồ lại ở địa phương nào? Mọi người tại đồ thư quán đằng sau trong rừng cây tìm được hoác hồ cùng tiến đưa hắn ly khai cái vị kia đồng học thời điểm, phát hiện hoác hồ chính cầm một tảng đá tại nền vị bạn học này đầu, mà cái kia đồng học đã hôn mê. Mấy cái cảnh sát lập tức đem hoác hồ đẩy ra khảo lên, mà lúc này đây đi theo chạy tới những người khác thấy như vậy một màn, đều không thể tin há to miệng tranh thủ thời gian gọi xe cứu thương chứng kiến cái này đồng học đầu bị nện phá mấy chỗ bất trụ đổ máu bọn cảnh sát lập tức đã kêu nói mà cái này đồng học đã hôn mê rồi sinh tử chưa biết trần húc vội vàng bổ nhào vào cái này đồng học trên người trước thử một chút hắn động mạch cùng hô hấp phát hiện còn có khí hẳn là hoác hồ cương hạ độc thủ về phần tại sao hạ độc thủ trần húc không muốn đều có thể biết nhất định là hoác hồ phát hiện mình tới biết rõ hắn cắt hít hầu nam thân phận đã bạo lộ muốn chạy trốn sau đó thừa cơ đem nam sinh này cho đánh ngất xỉu, sau đó ý đồ giết diệt khẩu. Khá tốt kịp thời đuổi tới, Trần Húc vội và ngăn cản bên cạnh mấy cái chuẩn bị đem bị thương nam sinh lưng vác tới phòng cứu thương người, kêu lên, hiện tại toàn bộ không nên cử động. Tản ra, bảo trì hô hấp thông, hắn não bộ trọng thương không thể như vậy di động, gọi điện thoại cho 120, còn có lại để cho giáo y lập tức chạy tới. Trong lúc vô hình, Trần Húc lấy một địch trăm uy mãnh lại để cho hắn tại công đại bọn này đệ tử trong ẩn ẩn có thêm vài phần uy tín. Nghe được hắn lời này lập tức mở ra một vòng, Trần Húc coi chừng căn cứ độc nhãn huấn luyện viên theo như lời, lại để cho nam sinh này nằm nghiêng, đầu sau này ngưỡng, cam đoan đường hô hấp thông. Nhìn một chút, bề ngoài giống như bị thương không phải rất nặng, ít nhất mũi tai chính giữa không có huyết dịch chảy ra, cái kia đã nói lên sọ nội không có suất huyết nhiều, gần kề chỉ là ngoại thương. Một trận hỗn loạn về sau, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều đã đến, đem hoác hồ cùng cái kia bị thương đệ tử đều mang đi. Mà chuyện lớn như vậy, công đại tá trường cũng tới, vừa nghe nói chính mình trường học lão sư dĩ nhiên là cắt hiết hầu nam, dọa sắc mặt trắng bệch. Mà cái kia bị Trần Húc hung ác đánh một trận phó hiệu trưởng tuy nhiên một bụng địa hỏa, nhưng Trần Húc không phải trường học của bọn họ đệ tử, tự hướng về phía hắn phát hiện hơn nữa bắt được cắt hiết hầu nam cái này một đầu, mình cũng không có khả năng động được rồi hắn, vì vậy đành phải là đánh rất hàm răng lưu thông máu nuốt ngược lại là cảnh sát nhóm đám bọn họ đối với trần húc vô cùng cảm kích bởi vì hoác hồ dị thường biểu hiện tuy nhiên vẫn không thể xác định hắn tự là cắt hít hầu nam nhưng đoán chừng cũng kém không xa mà ở trần húc nhắc nhở xuống bọn cảnh sát điều tra hoác hồ trụ sở phát hiện hắn ngụy trang dùng mũ quần áo còn có máy tính chính giữa cái kia phần mã hóa nhật ký tại trần húc đưa vào hắn cái gọi là phá giải địa mật mã mở ra cái này nhật ký về sau xem qua địa mọi người là một hồi thổn thức những chứng cớ này hơn nữa trong bệnh viện vừa xét nghiệm ra kết quả. Hoặc hồ nhóm máu cùng tảng đá kia bên trên dính nhóm máu giống như đúc, những này có thể tính toán trên mặt đất là bằng chứng như núi rồi. Hơn nữa phạm tội động cơ cũng có, cắt ít hầu nam cái này làm phức tạp lấy cảnh sát trọn vẹn nửa tháng nan đề. Suốt cuộc tại lễ Giáng sinh hôm nay tuyên bố cáo phá. Tuy nhiên lại để cho cảnh sát có chút mất mặt hơn là, bắt được cắt ít hầu nam địa không phải cảnh sát mà là một tên đệ tử, nhưng là bản án phá tựu là phá. Trần Húc cũng đã nhận được vốn là công an cục trưởng thân thiết tiếp kiến, vừa nghe nói Trần Húc còn là một sinh viên năm nhất, hơn nữa trước khi lại là truyền thông bên trên tiểu danh nhân rồi, công an cục trưởng rất không keo kiệt đại thêm tán dương hắn một phen. Cái kia ba vạn khối tiền tiền thưởng vốn là một vạn, nhưng là cao hiểu thiết bị tập kích về sau bị thêm vào đã đến ba vạn, cái này tiền thưởng cũng là đang tại tất cả đại phóng viên mặt rất sung sướng cấp cho cho Trần Húc. Trần Húc lại một lần không thể không nổi danh rồi đem làm các phóng viên hỏi hắn là như thế nào tìm được cắt ít hầu nam địa phương trần húc đem mình nghĩ kỹ địa lời nói dối biên một lần chính là hắn hôm nay là đến công đại tìm huynh đệ ngô vũ đùa mà vừa hay nhìn thấy hoác hồ phát hiện hoác hồ địa cái ót trên mũ có vết máu vì vậy cũng rất hoài nghi tại tiến vào hoác hồ gian phòng về sau lại thấy được ngày hôm qua cái kia in đỏ sắc áo lông còn có trên mặt bàn cao hiểu tiết ảnh chụp vì vậy càng xác định Cuối cùng là tại trong máy vi tính đã tìm được cái này mã hóa nhật ký, phá giải mật mã về sau đã biết hắn phạm tội động cơ. Lần này lời nói dối biên chính là không chê vào đâu được không có người hoài nghi, vì vậy ngày hôm sau trên báo chí tiêu đề đều là ác hữu ác báo, cắt hiết hầu nam cuối cùng nhất xa lưới. Tất cả mọi người đem làm đây là cắt hiết hầu nam báo ứng, hết cách rồi, ai bảo hắn xui xẻo như vậy, bị Trần Húc gặp đâu này. Kỳ thật thật muốn nói như vậy cũng đúng vậy, cắt hiết hầu nam gặp được Trần Húc thật sự tính toán hắn không may nhưng quá trình nha, ha ha, vậy cũng chỉ có Trần Húc một người đã biết. Mà Trần Húc bạn bè ngô vũ cũng rất cơ linh, băng giúp Trần Húc tròn dối. Bất quá xảo trá Trần Húc một tháng đùi gà, mỗi ngày 8 cái, vì vậy Trần Húc tự hướng cơm của hắn trong thẻ đánh cho 800 khối tiền, nói câu, ăn chết ngươi. Bất quá Trần Húc cũng biết chính mình vì bạn bè rất phiền muộn, bởi vì một mực ưa thích lão sư dĩ nhiên là biến thái cắt hít hầu nam, loại chuyện này đặt ở hắn trên người mình cũng có chút không tiếp thụ được, nhưng chứng cứ vô cùng xác thực, mà bên kia tin tức truyền đến là Hoác Hồ mình cũng đã đem toàn bộ phạm tội sự thật đều công khai rồi, tự đợi đến pháp viện tài quyết. Cái kia não bộ bị thương không may nam sinh cũng bị cứu giúp trở lại, hắn chỉ là bị nện hôn mê bất tỉnh, có chút não chấn động. Mà Trần Húc tại công đại thanh danh lập tức tự truyền ra. Công đại lũ ra súc chơi kim dung bầy hiệp chuyện cũng rất nhiều, sau đó không ít người tận mắt thấy Trần Húc nhảy lên hơn 10 uy mãnh còn có đối mặt vài trăm người không hề sợ hãi tạo hình, đều nhao nhao nói, thằng này không phải là kim dung bảy hiệp truyện võ thuật chỉ đạo a. Cũng không có thiếu nữ sinh tham dò được Trần Húc dãy số vụng trộm cùng Trần Húc liên hệ. Bất quá cái này miễn đi, nếu như nói hợp hiệp đại còn có mấy cái hệ là có thể ra mỹ nữ địa phương. Nhưng công đại như vậy ngành kỹ thuật cấp viện trường học tụ là điển hình khủng long thiên đường rồi. Đương nhiên, khủng long chính giữa tuy nhiên cũng có chút mỹ nữ, bất quá cái kia số lượng cũng ít đến thương cảm. Hơn nữa Trần Húc không tin có thể có có thể so với quản dịch Trạm Tinh Cao hiểu tiết cái này cấp bậc mỹ nữ hội tìm đến mình nói chuyện nhân sinh, tâm sự lý tưởng. Trần Húc hồi tới trường học thời điểm cũng đã nhận được hợp hiệp đại những người lãnh đạo nhất trí tán thưởng, bởi vì hợp hiệp đại cùng công đại trên cơ bản xem như đối đầu. Hai chỗ trường học bài danh không sai biệt lắm, lại đang một tòa thành thị, có thể nói là tuyệt đối đối thủ cạnh tranh. Có thể chứng kiến công ăn nhiều quát, hơn nữa là bản trường học đệ tử lại để cho bọn hắn rất kinh ngạc, kinh ngạc đều nói không ra lời hợp hiệp đại những người lãnh đạo tự nhiên là vui vẻ dối tinh dối mù. Sau khi trở về Trần Phụ Đạo Viên nói cho Trần Húc, trên cơ bản lần này trường học hạng nhất học bổng đã dự định cho hắn một cái danh ngạch rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Trần Húc cuộc thi không muốn khảo thi quá kém. Trần Húc cuộc thi sẽ kém, ha ha, đây quả thật là hay nói dẫn rồi. Trần Húc một ngày so về người bên ngoài mà nói trọn vẹn nhiều hơn 6 giờ thời gian, coi như là khảo thi trước tạm thời nước tới chân mới nhảy, vậy cũng vuốt ve so với người bình thường thời gian nhiều hơn nhiều rồi nhưng lại có tiểu mẫn đâu rồi cuộc thi lúc ngẫu nhiên nhìn xem đồng hồ có lẽ không có vấn đề a à. hơn nữa cho dù không thể nhìn đồng hồ mang cái bluetooth tai nghe lại để cho tiểu mẫn đối với bài thi bên trên một vòng sẽ đem bài thi ấn ra rồi sau đó tiểu mẫn một giây đồng hồ ở trong là có thể đem đáp án toàn bộ làm ra đến lại thông qua bluetooth tai nghe nói cho trần húc hắc 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 còn có sau cái này thoải mái hơn phương pháp sao cũng không lo lắng tiểu mẫn hội bị phát hiện bởi vì trần húc đem tiểu mẫn biến đúng là cái loại này đầu đường ba khối tiền một người bình thường đồng hồ điện tử tuy nhiên màn hình rộng điểm nhưng tự như vậy mấy cái ấn phím người khác cầm ở trong tay theo như cả buổi chỉ cần trần húc không thua nhập mật mã đều khó có khả năng phát hiện đấy nhìn xem ngô nguyên bọn hắn khảo thi trước nguyên một đám đột kích đáng thương bộ dáng trần húc vui cười một cái kính rút rút thiếu chút nữa chết thẳng càng tắt thở sau đó một đám gia súc tụ nói dựa vào lão tam ngươi không nhìn sách Đến lúc đó cuộc thi thời điểm đừng hy vọng chúng ta cho người sao. Đối với các sinh viên đại học mà nói, cuộc thi thật sự là kiện rất phiền muộn sự tình. Ngày bình thường thái thanh dỗi dãnh rồi, đại học sinh hoạt thật sự là thái thanh dỗi dãnh rồi. So về trường cấp 3, cả ngày lẫn đêm cùng đề mục chiến đấu hăng hái, một ngày 24 tiếng đồng hồ hận không thể cũng chỉ ngủ lấy 6 giờ, thời gian khác đều đang đọc sách làm bài, cuối tuần nghỉ ngơi cũng không thể thanh nhàn thời gian mà nói, đại học một chu tựu mấy tiết khóa. Có đôi khi buổi sáng chỉ có tam tiết, có đôi khi buổi chiều sẽ không khóa, sau đó thứ bảy chủ nhật xong tu. Loại cuộc sống này lại để cho trường cấp 3 không biết ngày đêm chiến đấu hăng hái các học sinh rất nhiều đều ở vào một loại rất mê mang trạng thái. Thời gian quá rỗi rãnh rồi, vừa mới bắt đầu còn đi bên trên lớp tự học buổi tối, sớm đọc đi bối bối anh ngữ. Nhưng là không có người buộc, không có điểm áp lực, rất nhanh tiệu lười dưới đi. Hiện tại trốn học đội ngũ càng phát ra lớn mạnh, đi một gian trong quán internet mặt nói một tiếng ngược lại là có không ít đều là nhận thức đấy cho nên hôm nay cuộc thi tới gần tạm thời nước tới chân mới nhảy người tự nhiều trong đêm vì thời chạy tới suốt đêm phòng tự học nhìn lên một cái ơ đều là người quen còn có chút gia xúc đem chăn bông đều đã mang đến phòng học không có hơi ấm trong đêm rất lạnh đấy cao hiểu tiết cũng gia nhập cái này khảo thi trước đột kích đại quân cái này trực tiếp đưa đến đi nàng cái kia phòng học bên trên tự học người so mặt khác mấy cái phòng học muốn nhiều ra một lượng lần phải biết rằng mùa đông tuy nhiên lạnh, nhưng trên cơ bản khi đi học không phải như thế nào có thể cảm giác được. Bởi vì nhiều người, một cái trong phòng học đều là cáp đi ra carbon dioxide, đống người mỗi người lách vào người, độ ấm nhưng thật ra là rất cao đấy. Cho nên trong đêm thời điểm bởi vì trời rất là lạnh, rất nhiều người tự muốn tìm người điểm hơn phòng học, tại là một đám người hoặc là vì mỹ nữ, hoặc là vì ấm áp, lại để cho gian phòng này suốt đêm tự học phòng học thì càng lách vào rồi bất quá lũ ra súc cũng không dám thực cùng cao hiểu tiết lách vào cùng một chỗ, cho nên cao hiểu tiết bên người vị trí hay vẫn là rất không đấy. Nhưng là như vậy thì càng lạnh hơn, cao hiểu tiết xoa xoa tay, ôm một cái sử nỗ so túi trường nóng, lau có chút ửng đỏ cái mũi nhỏ, rất phiền muộn ở muốn, 55, vì cái gì tinh tinh không theo giúp ta một à. Kỳ thật cao hiểu tiết cũng không phải cái không yêu học tập hài tử, chỉ là đoạn thời gian trước nàng một mực bề bộn nhiều việc. Vốn là trò chơi, theo khai giảng mà bắt đầu bề bộn một mực bận đến cuối tháng 10. Sau đó tự là bị phỏng vấn à các loại, kế tiếp lại là đi bánh ngọt điếm làm công, mệt muốn chết muốn sống, cũng không sao thời gian đọc sách rồi. Bánh ngọt điếm sinh hoạt qua coi như tốt, ít nhất bánh ngọt là ăn không hết hiểu, hơn nữa cũng đã học được một điểm đồ vật, bất quá đồng dạng, phiền toái cũng rước lấy một đống lớn. Đầu tiên chính là cái cắt hiết hầu nam, làm hại nàng hơi kém mất mạng, sau đó thân phận của nàng đã bị bộc quang, một đám người cả ngày chắn lấy nàng muốn ký tên các loại. Như vậy thật ra khiến bánh ngọt điếm sinh ý lên rồi, bất quá đây không phải là chính cô ta bánh ngọt điếm à. Càng có thể khí chính là, lại vẫn có một phình bụng hói đầu nam nhân, xem xét tựu là 40-50 tuổi tử sắc quá độ cái chủng loại kia, chạy tới nói muốn bao dưỡng nàng, sau đó xe phòng ở các loại đều cho nàng mua. Đem cao hiểu tiết khí, trực tiếp cầm một cái đại bánh ngọt đập vào hắn dầu quang tỏa sáng trên mặt. Khai bảo mã BMW tự rất giỏi à. Bất quá như vậy một đập công tác cũng liền làm không nổi nữa, vừa vặn cuộc thi cũng sắp đến rồi, Cao Hiểu Tiết vì vậy rất dứt khoát tự từ trước rồi, về là tốt tốt chuẩn phụ lục thử. Hiện tại đã là một tháng hạ tuần rồi, không năm năm mới đến tương đối trễ, so lễ tình nhân còn cần nhờ sau. Cho nên cuộc thi cũng tự tương đối trễ rồi, cuối cùng một môn cuộc thi là ở tháng 2 số, vừa vặn lập xuân. Thi xong thử có thể rất happy về nhà bước sang năm mới rồi. Nhưng là Cao Hiểu Tiết nhưng bây giờ này mỏi mệt không? Bởi vì nàng vừa nhận được phụ mẫu điện thoại, nói năm nay lễ mừng năm mới thời điểm đường ca kết hôn, cho nên dứt khoát tựu không ở trong nhà đã qua, cùng đi đại bá đường ca chỗ đó. Tại Đông Bắc à, Cao Hiểu Tiết cảm giác mình còn không có điên, cái này trời đông giá rét đại thật xa còn hướng Đông Bắc chạy. Nghe nói bên kia hiện tại độ ấm đã đến dưới âm 10 vài độ, một chậu nước rội đi ra ngoài ở giữa không chung có thể biến băng điêu rồi. Mà Đông Bắc bên kia tuy nhiên cơ hồ mọi nhà đều có hơi ấm, nhưng là hơi ấm trong phòng thật sự là quá khô giáo rồi, nàng như vậy giang nam nữ hài tử thật sự là ngốc không thói quen. Quan trọng nhất là chính mình cùng vị kia đường ca trong nhà quan hệ không tốt, hai nhà bởi vì cách quá xa, năm gần đây cơ hồ tựu không có gì vãng lai, hơn nữa quan trọng nhất là Cao Hiểu Tiết rất không thích chính mình cái thân thích. Vị này đại bá cùng Cao Hiểu Tiết có phụ thân là thân huynh đệ lưỡng. Nhưng vấn đề là Cao Hiểu Tiết phụ thân rất sớm rời đi rồi quê quán Đông Bắc. Đi tới phía Nam gây dựng sự nghiệp, vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp thật là gian khổ đấy, Cao Hiểu Tiết nhớ rõ chính mình 7 tuổi trước kia đều tại một tòa rất tiểu rất cái phòng nhỏ ở bên trong, đợi cho 7 tuổi sau mới chuyển vào hiện tại ra. Hết cách rồi, hàng châu giá phòng một mực tựu không rẻ. Trái lại vị này đại bá ra, thổ địa dâng lên địa thời điểm đổi tay bán đi một số, hiện tại dựa vào mấy cái mặt tiền của cửa hàng phòng đem làm bao tô công, một tháng sự tình gì đều không làm cũng có một hai vạn khối tiền. Cho nên cuộc sống gia đình tạm ổn qua chính là thành thơi thành thơi đấy. Thiệt nhiều lần đều nghe mụ mụ nói, Trước kia Cao Hiểu Tiết phụ thân không có phòng ở địa thời điểm, không ít bị vị này đại bá cười nhạo qua. Cao Hiểu Tiết cũng nhớ rõ chính mình 10 tuổi hơn thời điểm đi qua bọn hắn chỗ đó một lần, bái kiến vị này đường ca cùng đại bá, cái loại này chỉ cao khí ngang cảm giác làm cho nàng cùng ca ca trèo cao đều buồn bực rất lâu. Cho nên vừa nghe nói là vị này đường ca kết hôn, Cao Hiểu Tiết tự cắn răng nói ta mới không đi, phụ thân chính người đi thoáng một phát là được rồi, lại để cho mẹ lưu lại theo giúp ta tốt rồi nhưng là phụ thân tại điện thoại bên kia nói như vậy sao được ngươi không đến còn chưa tính có thể vợ chồng chúng ta lưỡng là khẳng định phải quá khứ đích cao hiểu tiết nghe xong cũng rất phiền muộn nói cái kia các ngươi đều đi ta một người như thế nào lễ mừng năm mới à còn có ai đến đến trường thời điểm trong nhà cái chìa khóa ta đều buông xuống hiện tại trên thân thể liền cái chìa khóa đều không có đi trở về về sau liền môn còn không thể nào vào được sau đó cao hiểu tiết phụ thân tựu nói cái kia nếu không ta đem cái chìa khóa gửi cho ngươi hoặc là ngươi đến đâu cái thúc thúc A di đi qua cái năm a Cao Hiểu Tiết nghe xong tự nói được rồi. Lão ba người hay vẫn là cho ta chuẩn bị tiến tới A. Ta tự lưu ở trường học rồi. Dù sao coi như là Tết âm lịch trường học cũng không đóng cửa đấy. Cao Hiểu Tiết phụ thân là biết rõ nàng địa tính tình. Cũng biết nữ nhi của mình đối với ca ca của mình toàn ra không thế nào chào đón. Cũng không trách nàng. Chủ yếu là người ta không thế nào đãi thấy mình. Vì vậy Cao Hiểu Tiết phụ thân tự thở dài nói con gái à. Vậy ngươi hảo hảo bảo trọng ta cho ngươi đánh hai nghìn khối tiền đi qua, thấy cái gì tốt ăn ngon đùa ngươi tựu cho mình mua quá, đừng bạc đãi chính mình rồi. Cứ như vậy, Cao Hiểu Tiết tựu chỉ có thể nhìn điện thoại nhàm chán ngẩn người rồi. Gần sang năm mới không cho người về nhà, cái này xem như cái sự tình gì mà. Cao Hiểu Tiết lớn đến từng này còn cho tới bây giờ không có ở bên ngoài qua lễ mừng năm mới đây này. Mà chạm tinh nghe nói chuyện này về sau tựu nói muốn dẫn Cao Hiểu Tiết hồi nhà mình. Cao Hiểu Tiết nghĩ nghĩ nói được rồi. Các ngươi lễ mừng năm mới cũng rất bận, thân thích đến thân thích đi nhiều người như vậy ta lại không biết. Ta đây tự ở tại chỗ này được rồi, vừa vặn chuẩn bị một chút bánh ngọt điếm công việc, chờ 6 tháng cuối năm khai giảng lúc sẽ đem bánh ngọt điếm cho khai trương rồi. Cao hiểu tiết người này nhưng thật ra là rất sợ phiền toái, nhất là vừa nghĩ tới đến người ta trong nhà, nhìn thấy người ta cha mẹ à, bằng hữu à, những này cũng không nhận ra, giới thiệu rất phiền toái, cảm giác mình chỗ cảnh như ngoại nhân đồng dạng, rất xấu hổ cho nên biết rõ nàng tính tình trạm tình nghĩ nghĩ đành phải nói, vậy ngươi hảo hảo chiếu cố tốt chính mình à, nếu có chuyện gì tình tự gọi điện thoại cho ta, trong nhà của ta cách cách chỗ này cũng tự hơn 3 giờ xe lửa, một hồi có thể chạy tới đấy. Cao hiểu tiết nghe xong tự nói tình tinh, tinh ngươi quá tốt khá, đến ba một cái. Trạm tinh cười nói đi chết, sau đó rất chân thành nói, mùa đông trời rất là lạnh, người một cái phía nam nữ hải đặc biệt phải chú ý. Trong phòng ngủ không có người phòng sẽ rất trống trải, sau đó cũng sẽ rất lạnh. Ngươi muốn nhiều che giường chăn mền, nếu như chăn mền của ngươi không đủ mượn ta địa cái kia giường nhung lông vịt bị, rất ấm áp địa phương. Nghỉ về sau căn tin cùng nước sôi phòng đều đóng cửa, ăn cơm có thể đi ra bên ngoài, nước sôi đến tiểu trần lão sư địa văn phòng đi đánh, nhớ rõ nhiều đánh mấy bình, uống nhiều chút ít nước ấm, cách đêm nước cũng đừng uống. Rất ít có thể chứng kiến chạm tinh nói nhiều như vậy, cao hiểu tiết biết rõ nàng là quan tâm chính mình, vì vậy rất cảm động nhẹ gật đầu, ôm lấy chạm tinh hoa nở hai đóa, tất cả bề ngoài một cành. Ngay tại Cao Hiểu Tiết vì lễ mừng năm mới sự tình phát sầu thời điểm, Trần Húc cũng đồng dạng tại buồn. Bởi vì hắn cũng nhận được phụ mẫu điện thoại, đầu bên kia điện thoại phụ thân rất đi thẳng vào vấn đề tự nói, nhi tử. Cha của người ta đã bị mời, đi New Zealand một nhà bệnh viện làm diễn thuyết, hơn nữa cùng bọn họ thảo luận hợp tác công việc. Mẹ người quyết định cùng ta cùng đi châu Úc nghỉ phép lễ mừng năm mới, người muốn hay không một à trần húc nghe xong cũng rất có chút nước miếng rồi new zealand ai phải biết rằng hiện tại bắc bán cầu trời đông giá rét nhưng là nam bán cầu nhưng lại bốn mùa như mùa xuân à hơn nữa new zealand bên cạnh tựu là australia còn có thể đi xem chuột túi cỡ nào tốt du lịch cơ hội à bất quá trần húc phụ thân kế tiếp câu nói đầu tiên lại để cho trần húc ra cách phẫn nộ rồi hắn nói kỳ thật ta và ngươi mẹ đề nghị là ngươi tốt nhất hay vẫn là đừng đến rồi miễn cho ảnh hưởng chúng ta hai người thế giới nhất là mẹ ngươi à, gần đây đi Mỹ Dung à spa à không biết bỏ ra bao nhiêu tiền rồi, rõ ràng 40-50 tuổi người cách ăn mặc cùng 16 yêu nghiệt giống như, đoán chừng ngươi gặp lại nàng phải hô tỷ tỷ. Đương nhiên ngươi muốn thực hô mẹ ngươi gọi tỷ tỷ ta khẳng định tại chỗ đập chết ngươi, cho nên mẹ ngươi có ý tứ là ngươi chứa cùng lấy đem làm bóng đèn rồi, bằng không thì hồi đi tới New Zealand một kẻ thiệu, nói nàng vậy mà nhi tử đều lớn như vậy rồi, rất ảnh hưởng hình tượng đấy. Trần Húc lại gần một tiếng, phiền muộn nói, cái kia các ngươi trực tiếp tự không cho ta đi chẳng phải được quá còn nhiều như vậy nói nhảm làm gì vậy à cố ý đến kích thích ta trần húc phụ thân tại đầu bên kia điện thoại hắc hắc cười nói nhi tử ngươi nhưng những năm qua chú chim non cánh cứng cáp rồi cũng nên bay một mình tự cho ngươi ở bên ngoài gạt một cái đằng trước năm mới a à, coi như là khó được thể nghiệm sau đó nghe được trần húc mẹ ở bên kia hắc 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 cười trần húc trong bụng mắng câu gian phu dâm phụ à tự nói cái kia ý là tựu để cho ta năm nay lễ mừng năm mới không quay về rồi hả? Trong điện thoại chợt nghe đến hai người cùng một chỗ cười hắc hắc, Trần Húc cũng rất phiền muộn nói, ngóa, ta đây tựu không quay về rồi. Ta một người ở chỗ này cuộc sống gia đình tạm ổn qua rất tốt, hư. Tắt điện thoại thời điểm Trần Húc tự cảm giác mình phụ mẫu thật sự là quá mốt rồi, quá tiền vệ rồi. Theo chân bọn họ một so với chính mình là được lão cổ đồng rồi. Sau đó lại cảm giác mình như thế nào gặp người không quen à, đầu thai đến cái này đối với cực phẩm vợ chồng trong nhà, nào có đem nhi tử một người ném ở bên ngoài, chính mình vợ chồng son chạy ra đi du lịch. Dựa vào, lại vẫn đi New Zealand, coi chừng uống sữa tươi uống ra bệnh châu điên, bất quá Trần Húc từ nhỏ cùng phụ mẫu trời đùa đã quen, mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là cũng còn có thể tiếp nhận. Hết cách rồi, không thể phản kháng phải thích ứng, dù sao phụ mẫu làm loại này không đến điều sự tình không là lần đầu tiên rồi. Nói thí dụ như hắn 5 tuổi năm đó mới vừa lên nhà trẻ thời điểm, Phụ mẫu tự ý tưởng đột phát, nói muốn rèn luyện hắn tự chủ sinh tồn năng lực, vì vậy tiến đưa hắn đi qua mấy lần trường học về sau tự lại để cho chính hắn cao thấp học được. Kết quả ngày đó đáng thương tiểu Trần Húc chỉ có một người tại trên đường cái bước đi à đi. Kỳ thật trong nhà cách nhà trẻ không xa, người trưởng thành đi bộ thì ra là 10 phút sự tình. Nhưng tiểu Trần Húc mới 5 tuổi, nào có cái gì phương hướng cảm giác à, cuối cùng nhìn xem ven đường xe tới xe đi bị hù ngồi xổm ven đường khóc, bị cảnh sát thúc thúc tiến đưa trở lại đấy. Chuyện này Trần Húc Mình đã không nhớ rõ, nhưng hắn phụ mẫu thường xuyên còn đem việc này nói ra diễu cợt hắn. Xin nhờ, như vậy không chịu trách nhiệm rõ ràng là hai người các ngươi đem làm cha mẹ rất, bằng cái gì diễu cợt ta à? Mặc dù biết phòng ngủ nghỉ đông cũng là không đóng cửa, nhưng là Trần Húc làm sao có thể ở nữa tại phòng ngủ. Cái này trời đông giá rét còn không đã muốn người mạng già à. Vì vậy Trần Húc đã nghĩ ngợi lấy đi ra ngoài thuê gian phòng ốc ở, dù sao không nói phụ thân cho mình cái kia tấm thẻ ở bên trong tiến nhiều xài không hết. Lúc trước hắn còn cầm 3 vạn khối tiền treo giải thưởng kim đây này. Vì vậy Trần Húc ngoại hiệu tự lại thêm một cái, gọi là tiền thưởng sát thủ. Bất quá, Trần Húc cảm giác mình không thể quay về ra lý do này quá thật xấu hổ chết người ta rồi, cho nên không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình lễ mừng năm mới không có trở về. Mà ngay cả phòng ngủ mấy cái gia hỏa đều không có nói cho, chỉ nói là xe của mình phiếu vé đính tương đối trễ, muốn cuối cùng đi một lần khai phòng ngủ. Mà bên kia cao hiểu tiết cũng ngoại trừ chạm tinh bên ngoài ai cũng chưa nói, cho nên, Trần Húc cũng không biết nguyên lai like còn có người, cùng chính mình đồng dạng số khổ à. Nếu như nhiều năm về sau hồi tưởng lại đại học cái kia 4 năm chính giữa phân khích sinh hoạt, nhất khắc cốt minh tâm sự tình có lẽ không phải yêu đương, mà là cuộc thi. Cơ hồ có thể nói như vậy, không có mấy người hồi tưởng lại đại học cuộc thi lúc không căm thù đến tận xương tủy đấy. Bởi vì rất nhiều đệ tử đều là thuộc về cái loại này khảo thi trước đột kích, tạm thời nước tới chân mới nhảy loại hình đấy. Trên cơ bản cưỡng bước lấy chính mình mấy ngày nay đem trên sách học lão sư hoa trọng điểm lưng vác ra rồi về sau, thi xong thử lập tức tự quên sạch sẽ được rồi. Đây là Trần Húc bọn hắn đại nhất lần thứ nhất cuộc thi, phàm là lần đầu tiên nói như vậy đều là rất phù hợp quy đấy. Chỉ là giám thị lão sư đã tới rồi 7-8 cái, một gian đại phòng học, mỗi người một cái chỗ ngồi, cách được xa xa, khảo thi khởi thử đến muốn sao đều không có địa phương sao. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là đối với đại nhất bầy gà con mà nói là như thế này đấy. Đợi cho Thái Điều trở thành dân pro, cuộc thi tựu trên cơ bản không tính là chuyện gì rồi. Khảo thi trước thời điểm một đám người khẩn trương muốn chết, ngô nguyên bọn hắn chuyên môn đem cuộc thi trước lão sư hoa trọng điểm đưa vào máy tính đóng dấu đi ra. Chọn dùng cái loại này in thu nhỏ phương pháp, một chữ tựu hạt vừng điểm lớn nhỏ. Cũng bởi vì là mùa đông, Bọn này lũ gia súc căn cứ cấp cao đám học trưởng bọn họ truyền thừa kinh nghiệm, đều mặc vào túi tối đa quần áo, sau đó đem tờ giấy phân túi trang. Tốt như vậy chỗ một là không đem trứng gà bỏ vào một cái trong giỏ sách, bị lão sư bắt một cái những thứ khác còn có. Thứ hai đây này thì là đem bất đồng loại hình đáp án đặt ở bất đồng địa trong túi áo, tìm thời điểm cũng tốt chờ mình. Cái này thuộc về chương trình bên trên mục lục biên tập. Cuộc thi trước khi tất cả mọi người vô cùng tích cực 8 giờ cuộc thi, trên cơ bản 6 điểm tựu đi thi chàng dành chỗ đưa. Tự hy vọng chiếm được một cái dựa vào đằng sau, sang bên bên trên địa phương. Lão sư nhìn không thấy vị trí, bất quá chờ rất nhiều lũ gia súc chạy tới trường thi phòng học thời điểm, phát hiện Trần Húc đã tại đâu đó đọc tiểu thuyết rồi. Hết cách rồi, hiện tại ai cũng biết Trần bán tiền giấc ngủ chất lượng tốt thần kỳ, cơ hồ mỗi ngày đều là kiên trì 10 điểm ngủ, 5 điểm rời giường. Chờ bọn hắn đi vào phòng học địa thời điểm, Trần Húc đã vòng quanh thao trường chạy hai vòng bước, sau đó trở về tắm rửa một cái, nhưng lại ăn xong điểm tâm rồi. Chứng kiến là Trần Húc, một đám người đành phải than thở nhận mệnh rồi. Bất quá Trần Húc cũng đạt đến một trình độ nào đó, hắn đương nhiên cũng biết nếu như mình đem tốt vị trí toàn bộ đều chiếm được kết cục tựu là bị người sống chụp chết, vì vậy hắn cũng chỉ chiếm được chính mình phòng ngủ tứ huynh đệ vị trí. Mặt khác nơi tốt còn có rất nhiều. Sau đó Trần Húc tự chứng kiến một đám lũ gia súc cố gắng ghé vào trên mặt bàn viết cái gì hắn hiếu kỳ đi qua xem xét, vì vậy lập tức đổ mồ hôi thoáng một phát nói, bạn thân, người đây là đang hư hao của công à. Nguyên lai like cái này mấy cái bạn thân đang liều mạng dùng bút bi tại trên mặt bàn sao một ít chỗ khó để mục đích đáp án, một cái bên cạnh sao còn vừa nói, dựa vào chi, cái này trên mặt bàn đã không biết bị hư hao thành dạng gì rồi. NND chúng ta vì sao không tại 2103 phòng học của thi à? 2103 phòng học tụ là thứ hai lầu dạy học, lầu một căn thứ ba phòng học. Đương nhiên phòng học bên trên treo cũng có nhãn hiệu. Trần Húc tự hỏi tại sao phải tại 2103 à? Chỗ đó có chỗ tốt gì sao? Cái kia gia súc trả lời nói truyền thuyết 2103 trường thi đã từng có một bạo mãnh liệt như nhân. Hắn tại trên bàn kia đem ngôn ngữ C toàn bộ trọng điểm đáp án đều viết lên rồi. Từ nay về sau tại trên bàn kia khảo thi ngôn ngữ C địa tự chưa từng có không hết đấy. Đoán chừng coi như là dựa vào cả nước máy vi tính nhị cấp chiếu vào sao đều có thể đã qua. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nghĩ thầm hợp hiệp đại thật là nghiêu nhân xuất hiện lớp lớp à. Khóa bản văn hóa ngược lại là trong đại học một bộ đặc biệt phong cảnh, nghe nói tổ sư ra là nguồn gốc từ tại vĩ đại lỗ tấn tiên sinh, người ta tại ba vị phòng sách trên bàn học khắc kế tiếp sớm chữ, khai sáng khóa bản văn hóa khơi dòng. Về phần tổn hại không hư hao của công loại chuyện này tạm cắt không đề cập tới, có chút trên bàn học nhắn lại đến thật sự chính là vô cùng thuộc loại châu bò địa phương. Cũng như Trần Húc hiện tại ngồi cái bàn này bên trên tựu có khắc, cuộc thi không ăn gian, sang năm đem làm niên đệ. Chữ không ai có thể cách, không thể không đạt tiêu chuẩn. Quả nhiên là lời lẽ trí lý à, bất quá mấy cái tại trên mặt bàn khắc tiểu sao đồng học đợi đến lúc cuộc thi trước tự buồn bực. Bởi vì giám thị lão sư tiến đến câu nói đầu tiên là, phía dưới an bài thoáng một phát cuộc thi chỗ ngồi. Một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất à, cuối cùng Trần Húc rất may mắn ngồi xuống cái kia ra xúc vị trí, nhìn trên bàn, oa, đều là đáp án à quay đầu lại lại nhìn cái kia ra súc, thật là hai mắt vuông uông đầy ngập nước mắt, ánh mắt kia quả thực là nuốt sống Trần Húc địa tâm đều đã có. Trần Húc rất người vô tội nhún nhún vai, cái này mặc kệ hắn địa sự tình à. Lão sư an bài vị trí, bất quá, đây chính là bánh từ trên trời rất xuống à. Hôm nay trận đầu cuộc thi tựu là ngôn ngữ C thi viết. Vốn Trần Húc trước khi đến còn thật lo lắng, bởi vì hắn gần đây học tập đều là hán ngữ nói, ngôn ngữ C ngược lại là tham chiếu lấy nhìn điểm, khảo thi trước cũng đột kích hơi có chút, nhưng chỉ sợ cuộc thi thời điểm đem cả hai mơ hồ. Có thể đợi đến lúc bài thi thoáng một phát đến, Trần Húc làm quả nhiên là hạ bút như hữu thần. Bởi vì hán ngữ nói vô cùng nhiều thao tác thói quen cùng hình thức đều là nguồn gốc từ tại ngôn ngữ C đấy. Này cũng cũng không phải nói Trung Quốc các chuyên gia lười biếng hoặc là kỹ thuật không đủ, nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là nhằm vào người sử dụng đích thói quen tính. Trần Húc bá bá đáp hết bài thi, sau đó lại để cho tiểu mẫn chiếu thoáng một phát, sau khi kiểm tra căn cứ cho điểm tiêu chuẩn Trần Húc phát hiện mình cái này cái đề bài đã có thể được 70 phân ra, cho nên rất dứt khoát đứng nộp bài thi. Cái thứ nhất nộp bài thi thường thường đều là phi thường làm cho người rót mục đích, huống hồ hiện tại thời gian cũng gần kề tự chỉ mới qua hơn nửa canh giờ. Giám thị lão sư cầm qua bài thi xem xét, ơ, làm cũng không tệ lắm. Vì vậy tự nói, người muốn hay không lại kiểm tra thoáng một phát, thời gian còn nhiều. Trần Húc nhếch miệng cười cười, 73 phân đã đủ rồi đợi đến cách tuyến còn cao thập phần đây này, nói xong mới phát hiện mình nói lỡ miệng, hắc hắc cười mỉa thoáng một phát quay đầu bỏ chạy. Chỉ là hắn một câu nói kia đem lão sư khí không được, toàn lớp cũng đều vô cùng kinh ngạc. Vì vậy mấy cái tin tức hệ lão sư sẽ tới phê cái này chương bài thi, sửa đến sửa đi. Phát hiện vậy mà thật sự chính là 73 phân, một phần không nhiều một phần không ít. Bất quá cái này bài thi trang báo thật sự quá rác rưởi rồi, ngoại trừ cái kia 73 phân lấy được điểm. Mặt khác địa toàn bộ đều đã viết đáp án, nhưng là không biết vì sao đằng sau lại cho hoa mất. Một đám các sư phụ hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm thằng này không phải là cố ý a à. Trước kia không phải nói không có loại này như nhân à, có đại nghiêu nộp bài thi về sau đi tới cửa thời điểm còn nghĩ nghĩ vòng vo trở lại. Đem bài thi bên trên hai cái điển địa chính xác đáp án cho xiên mất, sau đó đến bên trên một câu, N, vừa vặn 60 phân, không lãng phí. Vì vậy các sư phụ đều cảm thấy người học sinh này sợ thật sự là loại này kỳ tài. Hơn nữa Trần Húc Thanh danh sớm đã là hợp hiệp đại chỉ cần lỗ tai giải tựu đều đã nghe qua. Nhưng là những lão sư này kỳ thật không biết, Trần Húc đem những cái kia đáp án hoa địa loạn thất bát tao nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, là vì những này đề mục là sai đấy. Hoặc là nói căn cứ ngôn ngữ C địa giải đáp phương thức mà nói là sai đấy. Cho nên dứt khoát biến mất rồi, sẽ không bị người nhìn ra cái gì dấu vết. Đại nhất lần thứ nhất cuộc thi, Trần Húc hung hăng rung động toàn lớp một bả, về sau Ngô Nguyên hỏi Trần Húc làm sao biết hắn nhất định có thể dựa vào 73 phân, Trần Húc liền nói ngươi ngốc à, ta sẽ làm cái kia 73 phần đích đề, có thể khảo thi ra 74 phân sao. Cuộc thi đối với Trần Húc đã không có gì huyền nhiệm, bất quả đối với Ngô Nguyên bọn hắn còn không được. Hợp hiệp đại quy củ cũng không phải học phần chế, treo một khoa khấu trừ bao nhiêu học phần, sau đó học phần không đạt được bao nhiêu không thể tốt nghiệp. Hợp hiệp đại thi lại đều là 20 khối tiền một môn so về mặt khác đại học một cái học phần mấy trăm khối muốn tiện nghi khá hơn rồi. Nhưng có cái đổ biến thái địa yêu cầu là treo rồi bốn môn chủ khoa tự lấy không được học vị chứng nhận, cho nên đối với cuộc thi lũ ra súc hay vẫn là rất khẩn trương, nhất là sinh viên năm nhất. Bởi vì cấp cao dân pro nói, lên đại nhị đại học năm 2, về sau giám thị sẽ không như vậy nghiêm rồi, trừ phi so sánh suy gặp được giám thị lão sư là toàn trường học tứ đại danh bộ cấp bậc, bằng không thì khảo thi trước làm làm tờ giấy đến lúc đó chú ý một chút có thể sao lên, bằng không thì hợp hiệp đại hàng năm đều được có bao nhiêu không thể tốt nghiệp đàn ông cùng phụ nữ à nhưng bởi vì rất tín chỉ tự động ở đại nhất cho nên đại vừa kết thúc thậm chí là đại nhất đến trường kỳ chấm dứt thì có lấy không được học vị chứng nhận cực phẩm nhân tài cũng có cho nên đại nhất địa lũ ra xúc đối với cuộc thi còn là phi thường để bụng như trần húc phòng ngủ mấy cái ra hỏa ngoại trừ tần tiểu ngạn ngày bình thường xem sách điểm hơn mặt khác ba cái đều là bình thường vội vội vàng vàng bên ngoài một đống sự tình căn bản không có thời gian gì đọc sách Trần Húc bây giờ là không sợ, nhưng nhìn xem lão đại cùng lão đồng khẩn trương bộ dáng tự có chút buồn cười. Vì vậy hắn liền nghĩ đến tại tiểu mẫn trong máy vi tính chứng kiến một cái tương lai thiếp mời bài viết. Nói là tương lai, cũng tự hơn 2 năm về sau. Được xưng sử thượng mạnh nhất địa ăn gian phương pháp, cái này ăn gian phương pháp có chút phức tạp, vốn là đem trọng điểm để mục địa đáp án đưa vào máy tính sau đó đóng dấu. N, đã ngoài quá trình tự không cần mệt mỏi thuật rồi tự lấy ngô nguyên bọn hắn hiện đang chuẩn bị, nguyên một đám cùng đậu hủ khối lớn nhỏ đấy, in giấy. Bất quá đóng dấu thời điểm cần dùng photocopy carbon phấn đến đóng dấu mà không phải bình thường mực in. Hết thảy đã làm xong về sau, dùng trong suốt dao chất dính, đem giấy dán lên, trên giấy có chữ viết một mặt dán tại trong suốt dao chất dính, nhựa cao su bên trên. Sau đó dùng sức áp à áp à áp, dán đích càng chặt càng tốt, dán hết về sau, đem dán tốt băng dán bỏ vào trong nước dùng tay chậm rãi trà sát, đem giấy cọ sát. Lúc này thời điểm bởi vì carbon phấn cùng băng dán dính tính, tự sẽ phát hiện nguyên một đám chữ màu đen toàn bộ xuất hiện tại trong suốt băng dán phía trên. Bởi vì băng dán là trong suốt phản quang, thường diện cho dù có đen một chút sắc rậm rạp chẳng chỉ chữ, lão sư cách xa cũng căn bản nhìn không tới, thậm chí tự đứng ở bên cạnh cũng sẽ không biết chú ý. Lúc này thời điểm có thể đem có tiểu sao băng dán nghênh ngang lấy ra đặt ở trên mặt bàn, chỉ cần bày ra đến bài thi lên, xuyên thấu qua trong suốt băng dán hạ phương bạch sắc bài thi giấy, có thể rất thấy rõ ràng băng dán bên trên màu đen văn tự rồi. Loại phương pháp này tuy nhiên phức tạp, nhưng là vô cùng an toàn. Trần Húc vừa nói như vậy, sau đó lại thí nghiệm thoáng một phát, lập tức một cái phòng ngủ đều kích động ngao kêu gào, ngoại nhân không biết còn cho là bọn họ sớm làm đến tiếp được người dự thi để mục nữa nha. Bất quá trải qua mấy người thương lượng về sau, mọi người quyết định hay vẫn là không đem loại phương pháp này cho công bố ra ngoài, phải biết rằng nhiều người nhiều miệng à, chuyện đến lão sư trong lỗ tai có thể thì phiền toái. Kỳ thật loại phương pháp này trên mạng hiện tại có lẽ đã có, nhưng còn không có lưu truyền ra. Trần Húc cũng gần kề chỉ là đã chiếm cái này tiện nghi. Đã có loại này siêu thời đại ăn gian thủ đoạn, mấy người kế tiếp vài ngày cuộc thi đều vui sướng hài lòng, mặt khác mang tiểu sao đều bị bắt được mười nhiều cái, bốn người bọn họ sửng sốt nghênh ngang đem băng dán bày ra trên bàn sao đều không có bị trảo. Tháng 2 năm số, Lập Xuân Hoàng Lịch bên trên bảo hôm nay nghi kết hôn, tế tự, xuất hành, mà Trần Húc cầm lấy bút tại Hoàng Lịch bên trên bồi thêm một câu lợi ăn gian. Không biết có phải hay không là Trần Húc cái kia một số nổi lên hiệu quả. Hôm nay dám thị lão sư một cái tiêu chảy một cái rứt khoát tự ôm quỷ thổi đèn ngồi ở trên bàn học xem. Phía dưới điện lũ ra xúc kích động thiếu chút nữa ngao kêu gào, đều sao điên rồi. Thật là tờ giấy đầy phòng học bay loạn. Cuối cùng cái kia xem quỷ thổi đèn địa lão sư rốt cục nhịn không được, nói câu ít xuất hiện ít xuất hiện điểm, ta chuyên môn đi cho mượn bản quỷ thổi đèn sang đây xem cho các ngươi cơ hội, nguyên một đám động tác điểm nhỏ. Vì vậy một phòng người cảm kích chính là dối tinh dối mù. Bởi vì hôm nay khảo thi chính là mã chiết, hơn nữa lão sư còn nói là bế cuốn. Ngược lại là có mấy cái đệ tử tốt không mang sách giáo khoa đấy, khảo thi trước lưng vác rất nhiều phiền muộn thiếu chút nữa gặp trở ngại. Sớm biết như vậy tự không uổng phí cái này công phu rồi. Buổi sáng đã thi xong cuối cùng này một môn, trên cơ bản có chút đồng học tựu lập tức trở về đi thu thập hành lý rồi. bọn hắn có ít người tựu là buổi chiều hoặc là buổi tối đi xe. Tần Tiểu Ngạn tựu là hắn một người trong phòng ngủ bốn người đến cửa trường học nhà hàng nhỏ ăn xong bữa có thể nhìn thấy thịt đồ ăn, coi như là cho lẫn nhau thực tiễn rồi. trên cơ bản cho tới hôm nay đại nhất sinh hoạt đã trôi qua rồi một nửa, đại học sinh hoạt cũng đã qua một phần tám rồi. đãi lại đưa đến Ngô Nguyên cùng lão đồng, Trần Húc tựu tới trường học bên ngoài tìm một nhà phòng cho thuê môi giới bởi vì bây giờ là đại trời lạnh hơn nữa trong túi quần không thiếu tiến, cho nên trần Húc tìm một gian coi như không tệ phòng ở một phòng một sảnh một vệ một chu phòng bìa cứng bên trong có dây mạng lưới giường đôi simon giường cao cấp máy giặt quần áo tủ lạnh sóng vi ba lô chờ chờ đầy đủ mọi thứ mặc dù không có cung ứng hơi ấm nhưng là phòng ngủ đã có cái treo thức địa điều hòa có thể sưởi ấm hơn nữa phòng ngủ trên sàn nhà còn phố chính là thảm tuy nhiên là rất rẻ cái chủng loại kia nhưng dẫm lên đi cũng rất thoải mái hơn nữa trải lên thảm về sau mùa đông trong phòng cảm giác tự cũng không lạnh như vậy rồi phòng ở là đã thông khí thiên nhiên có khí thiên nhiên máy nước nóng cùng nước ấm quản mở ra vòi nước về sau tự động châm lửa tức thời ra nước ấm cái chủng loại kia cho nên trời đang rất lạnh vì thời đều có nước ấm đây là rất thoải mái sự tình hơn nữa trong phòng tắm còn có tắm bá cùng tắm rửa chậu mùa đông ở bên trong tắm rửa cũng không cảm thấy lạnh trong phòng bếp cũng có khí thiên nhiên cùng lò vi ba, chỉ cần chính mình mua nồi chén hồ lô bồn cùng dậy dỗ có thể chính mình mua thức ăn đến đốt. Như vậy một căn phòng, tuy nhiên là một phòng một sảnh đấy, nhưng lắp đặt thiết bị như vậy tinh xảo đồ điện như vậy đầy đủ hết, tăng thêm lại là ở trường học phụ cận địa lý vị trí rất tốt, ngày bình thường cho thuê giá cả tối thiểu cũng phải 7-800 khối tiền. Nhưng bây giờ là nhanh lễ mừng năm mới thời điểm, đúng là thuê phòng mùa ế hàng. Cho nên Trần Húc 600 khối tiền mượn rơi xuống, trước thuê 2 tháng, tiền thuê nhà duy nhất một lần thanh toán tiền, phí điện nước trả phòng lúc kết toán. Bất quá bởi vì đồ điện nhiều, ngược lại là đè ép 3.000 khối tiền tiền thế chấp cho chủ thuê nhà. Dẫn theo hành lý cùng chăn mền chuyển vào nhà mới, Trần Húc đã cảm thấy có tiền thật sự là rất tốt, sau đó nhìn trong thẻ tiến cơ hồ không có thế nào động, nhưng lại cảm thấy quá nhiều tiền cũng là kiện chuyện phiền toái. Tựa như Bill Gates, chẳng lẽ hắn tự không lo lấy chính mình nhiều như vậy tài sản xài như thế nào sao? Trần Húc là cái đặc dễ dàng thỏa mãn người, căn phòng này mặc dù không có tivi nhưng là có dây mạng lưới, cái này như vậy đủ rồi, dù sao coi như là xem tiết mục cuối năm cũng có thể tại trên mạng. Vì vậy hắn sửa sang lại sửa sang lại gian phòng về sau sẽ đem tiểu mẫn quang minh chính đại cho đem ra, biến thành laptop bộ dáng. Chứng kiến xinh đẹp như vậy địa laptop, Trần Húc cũng có chút hoài niệm, nghĩ thầm rất lâu không thấy được tiểu mẫn vốn bộ dạng rồi. Kỳ thật hắn cũng có nghĩ qua tại ra ngoài trường thuê phòng, sử dụng khởi tiểu mẫn đến hội tương đối dễ dàng, nhưng là về sau cũng bỏ ý niệm này đi rồi. Bởi vì làm một cái người ở thật sự là không có ý gì, Trần Húc là cái ưa náo nhiệt địa người, một người đem làm trạch nam thời gian hắn không thích. Phòng ở ở hay vẫn là phấn không tệ, điều hòa 24 tiếng đồng hồ cơ hồ đều khai, đem Trần Húc đều nhanh lười thành heo rồi, mỗi ngày tựu là lên mạng, sau đó học tập hacker kỹ thuật, trên cơ bản suốt ngày liền môn đều không xuất ra. Bởi vì dưới lầu tiệm cơm có bên ngoài bán, gọi điện thoại sẽ đưa lên đây. Sa đọa à sa đọa, Trần Húc nghĩ thầm chính mình sao xuống dưới không được, nhưng bên ngoài thật sự quá lạnh một chút, đại mùa đông có thể sa đỏa thoáng một phát tựu sa đọa một chút đi. Phản chính tự mình lại sa đỏa, cũng không có phụ mẫu sa đỏa. Vừa nghĩ tới phụ mẫu tại châu Úc xem chuột túi cố ý vứt xuống chính mình Trần Húc tự có chút hít phiền muộn, sau đó tự nghĩ thầm sau này mình đi châu Úc xem chuột túi thời điểm cũng không dẫn bọn hắn. Trần Húc hiện tại chơi, là một cái phi thường có ý tứ nhuyễn kiện, tên gọi là cá nhân Hollywood. Cái này Nguyễn Kiện tự nhiên cũng là tương lai xuất phẩm, cùng một cái đằng trước APG chế tác đại sư đồng giạc, là một cái có thể làm cho mê điện ảnh cùng anime mê nhóm, đám bọn họ chính mình chế tác 3 chiều 3D anime một bộ Nguyễn Kiện. Cái này bộ cá nhân Hollywood lại phối hợp APG chế tác đại sư, quả thực tự là DIY trò chơi lợi khí. Mà cá nhân Hollywood công năng so APG chế tác đại sư còn cường đại hơn, làm được hình ảnh so nó còn muốn tinh mỹ bên trên một cái cấp bậc. Bởi vì cùng APG chế tác đại sư là các người chơi chính mình làm, đối với tương lai mà nói kỹ thuật hàm lượng không cao lắm nguyễn kiện. Nhưng cá nhân Hollywood nhưng lại chuyên nghiệp công ty xuất phẩm sử dụng đấy. Trần Húc bây giờ đang ở chơi đúng là chế tác chính mình không gian 3 chiều hình tượng, phương pháp kỳ thật cũng rất đơn giản, lại để cho tiểu mẫn sử dụng camera chụp được chính mình 360 độ toàn thân như, sau đó đạo vào đến nguyễn kiện chính giữa là có thể tự động kiểm tra đo lường tạo ra nhân vật mô hình. Đương nhiên chi tiết, tỉ mỉ phương diện hay vẫn là cần đến sửa chữa thoáng một phát, hơn nữa cùng chân nhân quá giống cảm giác cũng không nên. Bởi vì Trần Húc biết rõ chính mình lớn lên không xoái, cho nên đang suy nghĩ biện pháp thông qua chi tiết, tỉ mỉ sửa chữa phương thức, ví dụ như đem con mắt làm cho lớn một chút à, kiểu tóc làm khốc một điểm à, trang phục cũng như vậy phong cách một điểm à các loại. Dù sao hắn là đùa chết đi được, cái lúc này đã là tháng 2 chín số, ngày mai sẽ là tiểu đêm giao thừa rồi, tính toán Trần Húc tại nơi này trong ổ mặt cũng ngây người ba ngày rồi. Ngay tại lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên tích tích tiếng nổ, có tin nhắn. Mở ra tin nhắn xem xét, là cao hiểu tiết, tin nhắn nội dung chỉ có một câu, ta sinh bệnh rồi, tại nằm bệnh viện lắm, thật nhàm chán hoa. Đại đầu heo, theo giúp ta tâm sự được không nào? Cao hiểu tiết cũng không hiểu tại sao mình muốn tìm Trần Húc. Nàng thật sự bị bệnh, đoán chừng là phòng ngủ quá lạnh đông lạnh đấy. Bởi vì trong phòng ngủ một khối thủy tinh không biết tại sao rách, kết quả ngày hôm qua trong đêm còn rơi xuống tuyết rơi nhiều, gió lạnh siêu siêu đấy. Nàng ngủ cả đêm, ngày hôm sau rời giường lúc đã cảm thấy rất mơ hồ. Cao hiểu tiết vốn là không muốn đi bệnh viện, bởi vì nàng lo lắng nàng tạp bên trên điểm này tiến căn bản không đủ trong bệnh viện hoa đấy. Nhưng vấn đề là nhà này lâu tựu chỉ có một mình nàng rồi, đến buổi tối im ắng, nàng tuy nhiên bay lên, có thể nói thật lá gan cũng không so nữ hải lớn hơn bao nhiêu, tại loại hoàn cảnh này đành phải sớm chạy lên giường để đi ngủ. Hơn nữa nàng cũng biết, nếu như nàng thật sự bệnh vô cùng nghiêm trọng rồi, sợ là treo đến trong phòng ngủ đều không có người biết rõ, cho nên đành phải chính mình đánh cho cái xe đi bệnh viện rồi. Sau đó bác sĩ tự nói nàng cần treo sâu nước, cao hiểu tiết ngẫm lại hay vẫn là tại bệnh viện A, vì vậy liền mở ra cái giường bệnh đem làm phòng trước ở rồi. Cao hiểu tiết vốn là ý định cho trạm tinh gửi nhắn tin, nhưng tưởng tượng nếu như nói cho nàng biết chính mình sinh bệnh, Trạm tinh nhất định sẽ rất khẩn trương, nói không chừng sẽ đã chạy tới. Như vậy nàng đã cảm thấy quá phiền toái nhân ra, cái này lập tức muốn bước sang năm mới rồi, chuyện của mình khẳng định đều có rất nhiều đây này. Nghĩ tới nghĩ lui, phòng ngủ mặt khác mấy cái phụ nữ cũng không thể liên hệ, bằng không thì các nàng nhất định sẽ nói cho trạm tinh, mà lúc này không biết vì cái gì, nàng thoáng cái nghĩ đến không phải trường cấp 3 lúc một ít bạn tốt, mà là Trần Húc. Đối với Trần Húc, kỳ thật cao hiểu tiết là rất có hảo cảm đấy, Tuy nhiên hai người ngẫu nhiên hội đấu đấu võ mồm, cái kia cũng chỉ là đồng bọn ở giữa chơi đùa. Có thể nói hôm nay tại đại học nửa năm qua này nàng nhận thức nam sinh chính giữa, cũng hoàn toàn chính xác cũng chỉ có Trần Húc cho nàng ấn tượng là sâu nhất, cũng là cực kỳ có hảo cảm đấy. Đương nhiên loại này hảo cảm tựu là chỉ bằng hữu tầm đó địa quan hệ, hơn nữa hắn còn bắt cắt ít hầu nam, xem như cho mình báo thù rồi. Đêm hôm đó hắn cho là mình muốn nhảy lầu, hai người tự đứng tại mái nhà bên trên gọi điện thoại nói chuyện phiếm thời điểm, Cao Hiểu Tiết có thể cảm giác được Trần Húc là người tốt. Kỳ thật Trần Húc tại nữ sinh bên này thanh danh rất không tệ đấy. Người trượng nghĩa, lại có mới có tiền, lớn lên tuy nhiên không thể nói là đẹp trai, nhưng nhìn xem rất thoải mái, hơn nữa đẹp trai quá hoa tâm, không đáng tin cậy, giống như vậy lớn lên bình thường lại vừa vặn. Trần Húc trượng nghĩa cao hiểu tiết là rất rõ ràng đấy, nàng đến bây giờ thừa hắn rất nhiều người tình rồi. Thật muốn nói, ngược lại cũng chưa hẳn không phải cái làm bạn trai người chọn lựa. Ai nha nha Cao Hiểu Tiết nghĩ tới đây trên mặt tựu là đỏ lên, khá tốt không có người chứng kiến nha. Vì cái gì chính mình sẽ có ý nghĩ này địa. Trần Húc tin nhắn rất mau trở về đi qua, thế nào rồi, ngủ không thành thật một chút đạp chăn mền rồi hả? Hai tử đáng thương, sờ sờ. Chứng kiến tin nhắn Cao Hiểu Tiết lại là một hồi bực mình, thật sự của nàng ngay cả khi ngủ lúc đạp chăn mền rồi. Không có biện pháp, trong phòng lạnh, vì vậy nàng cũng rất không khách khí mà đem chạm tinh cái kia giường nhung lông vịt mền lên sau đó lại ở phía trên xây một giường chăn bông, mà kết quả như vậy là được. Trong đêm ngủ địa thời điểm rất nhiệt, không nghĩ qua là sẽ đem chăn mền cho đá văng, sau đó ngày thứ hai tỉnh lại đầu tự hỗn loạn rồi. Cao hiểu tiết hồi phục nói, lợn chết tiệt đầu, nhìn có chút hả hê à. Không nhân tính, ta như vậy lẻ loi hưu quạnh địa tải trong bệnh viện nằm, cũng bất an an ủi an ủi ta. Trần Húc xem xét tin nhắn cũng vui vẻ rồi, trở về nói, tốt tốt, an ủi người thoáng một phát chờ ngươi xuất viện ca ca mua cho ngươi đường, kẹo ăn. Kỳ thật vừa chứng kiến tin nhắn lúc Trần Húc hay vẫn là tiểu khẩn trương thoáng một phát, nhưng nhìn xem nhà đầu kia còn có tâm tư cùng chính mình đấu võ mồm đã biết rõ nàng khẳng định sống rất khỏe mạnh. Mới không cần ăn kẹo, hội trưởng béo, lần trước ăn tiệc đứng làm hại ta kế tiếp một tuần lễ chỉ dám ăn trái cây. a à, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn chịu ra 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 óc lê ăn cánh gà nướng. Trần Húc đổ mồ hôi, trả lời bề ngoài giống như ăn cánh gà nướng so ăn kẹo còn rất dài thịt a à. ta biết rõ à nhưng ta chính là muốn ăn mà nữ nhân đều là như vậy không muốn ăn đồ vật sợ trường thịt thực gặp được muốn ăn trường thịt cũng muốn ăn người sẽ không đệ nhất thiên tài biết trần húc chứng kiến cái tin tức này tự có chút hít chóng mặt quả nhiên chính mình hay vẫn là không đủ hiểu rõ nữ nhân à vì vậy trần húc tự vui tươi hớn hở hồi phục cái kia chờ ngươi hồi trường học ta thỉnh ngươi ăn hai người cũng không biết hiện tại hai người đều lưu lại chưa có chạy cao hiểu tiết trở về nói uốn nắn ngươi một câu là ngươi hồi tới trường học mời ta ăn bởi vì bổn cô nương so sánh đáng thương năm nay lễ mừng năm mới trở về không được hiện tại đáng thương vẫn còn phòng ngủ ở đây này những lời này có thể quả thực đem trần húc cho hù đến rồi lại vẫn có người cùng chính mình đồng dạng không có trở về nhưng lại đáng thương ở phòng ngủ vì vậy trần húc tranh thủ thời gian liền trực tiếp gọi điện thoại đi qua này ngươi bây giờ tại phòng ngủ Nhận được điện thoại lúc Cao Hiểu Tiết trong nội tâm cũng có chút tiểu điểm mật, bởi vì xem Trần Húc là rất quan tâm chính mình địa phương. Phải biết rằng lễ mừng năm mới về nhà không tại cái thành phố này về sau, mọi người điện thoại đều là chỉ dùng đến gửi nhắn tin địa phương. Bởi vì gọi điện thoại là đường dài thêm dạo chơi, chết quý chết quý, bất quá mặc dù biết Trần Húc không thiếu tiến, nhưng là hắn như vậy lập tức tự gọi điện thoại tới, hãy để cho Cao Hiểu Tiết tiểu nữ nhân ôm ấp tình cảm rất là thỏa mãn. Vì vậy Cao Hiểu Tiết lười biếng nói, không có à, Bây giờ đang ở bệnh viện treo từng chút một đây này. Bất quá ta buổi tối hôm nay liền định ngủ ở chỗ này rồi, như vậy tựu cũng không treo tại đâu đó thi thể đều có mùi còn không người biết rõ. Hiện tại toàn bộ lầu ký túc xá ở bên trong theo ta một cái ai, buổi tối tĩnh đều dọa người. Trần Húc tại điện thoại bên kia trầm mặc sau nửa ngày, hỏi một câu, người ở đâu cái bệnh viện? Một chút phòng bệnh, tỉnh lập bệnh viện à, phòng bệnh mà ta nhìn xem. N, 107 số phòng bệnh, như thế nào, nghĩ đến xem ta Cao Hiểu Tiết vừa mới dứt lời, bên kia điện thoại tựu đã đoạn. Cao Hiểu Tiết sừng sốt cả buổi, nghĩ thầm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Hắn sẽ không thật sự đến xem ta đi, mà lúc này trách nhiệm bác sĩ đã tới, lại hỏi nàng vài câu tình huống, nàng tựu tạm thời chưa cho Trần Húc trả lời điện thoại rồi. Nửa giờ sau, Cao Hiểu Tiết chính rất nhàm chán ôm laptop trên giường chơi quét mìn, đột nhiên môn thoáng một phát bị đẩy ra, Trần Húc rất phong trần mệt mỏi đứng tại cửa ra vào, vỗ vỗ trên người bông tuyết, học trong phim ảnh kiều đoạn mở ra hai tay, à. Bây giờ nhìn đến ta, khai không vui, kinh không sợ hãi hỉ, cái này kinh hỉ thật sự có có chút lớn rồi. Cao hiểu tiết giật mình mở ra cái miệng nhỏ nhắn, con mắt chừng được sâu sắc, nhìn xem Trần Húc cứ như vậy ngồi vào bên cạnh mình trên giường bệnh, sau đó lấy ra một cái hộp, đến xem, thơm ngào ngạt óc lê ăn cánh gà nướng, ta mua tám cái, có lẽ đủ ngươi ăn đi. Còn có còn có, vừa ra lò trứng thắt, hắc hắc, một hộp à, ta biết rõ các người nữ hải tử thích ăn nhất thứ này, cho nên chuyên môn mua. À ha ha, Kentucky Fried Chicken thật là thật nhiều người à, lại vẫn có người muốn chen ngang, hừ. Ta là người như thế nào, sao có thể lại để cho hắn chen ngang địa. Nhìn xem Trần Húc như vậy nói liên miên cằn nhằn, nhìn nhìn lại cái kia một hộp thơm ngào ngạt óc lê ăn cánh gà nướng. Cao hiểu tiết tự cảm thấy trong lòng của mình thoáng cái bị nào đó thứ đổ vật cho lất đầy không riêng gì bởi vì Trần Húc mạo hiểm tuyết rơi nhiều phong trần mệt mỏi trực tiếp đánh tới. Cũng là bởi vì hắn còn nhớ rõ trên đường cố ý cho mình mua óc lê ăn cánh gà nướng. Nàng vừa rồi tự nói ra một câu mà thôi, nữ nhân là một loại rất cảm tính động vật, các nàng rất dễ dàng cũng sẽ bị một ít chuyện rất nhỏ tình cho cảm động. Nhìn xem Trần Húc ngồi tại bên cạnh mình một cái kính nói liên miên cằn nhằn, nếu như đổi lại bình thường nàng sớm liền trực tiếp bắt hắn cho đập chết rồi, nhưng bây giờ nàng nhưng lại sửng sốt thật lâu mới nói một câu, sao ngươi lại tới đây ngươi cũng không có về nhà trần húc thở dài ai đừng đề cập cái này rồi ta phụ mẫu chạy đến new zealand du lịch đi cố ý phóng lại nói không mang theo ta cái này bóng đèn đi cho nên ta chỉ có thể thành thành thật thật địa ở tại chỗ này rồi nói xong vẻ mặt tội nghiệp sau đó lại hỏi ngươi như thế nào cũng không có trở về à cao hiểu tiết mơ hồ nói thoáng một phát sau đó hỏi ngươi cũng ở phòng ngủ không có có hay không Ta ở bên ngoài thuê cái phòng ở, Trần Húc nói, ai nha nha, nhanh lên ăn cái gì a, à? chân gà nguội lạnh không thể ăn hết. Cao Hiểu Tiết cái lúc này cũng có chút đói bụng, trọng yếu nhất hơn là nàng cảm giác mình không thể cô phụ Trần Húc có hảo ý, vì vậy rất nghe lời gật đầu. Dùng giấy ăn cầm lấy cánh gà nướng bẹp bẹp ăn, mà lúc này đây Trần Húc cũng cầm một căn cánh gà nướng bẹp bẹp ăn lấy. Cao Hiểu Tiết tự đổ mồ hôi thoáng một phát, nói uy, người đây không phải cho ta mua đất sao, Trần Húc rất đương nhiên nói đúng vậy à nhưng người tham ăn địa mất nhiều sao như vậy. Ta mua tám chi ai, còn có trứng thắt đây này. Hai người liếc nhau, một chuỗi hỏa hoa trên không trung đan vào nổ, sau đó hai người cùng đói bụng 10 ngày tám thiên địa nạn đói dân chạy nạn đồng dạng dốc sức liều mạng bắt đầu đoạt. Nói như vậy, Cao Hiểu Thiết đi Kentucky Fried Chicken thời điểm hai cái con gà con cánh tựu không sai biệt lắm, mà lần này nàng một hơi ăn hết bốn cái chân gà, còn có ba cái trứng thắt, lúc này mới thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ, rất không có có hình tượng đánh cho trọn vẹn nấc, trần húc cười hắc hắc quả nhiên mọi người là như thế này cùng khi còn bé tựa như nhớ rõ chính mình khi còn bé một người ăn cơm ăn không trôi nhưng là cùng bên cạnh tiểu béo bưng chén cùng một chỗ trận đấu ai ăn nhanh tự ăn lách ca lách cách hắc hắc trưởng thành cũng hay vẫn là đồng dạng à thứ đồ vật còn muốn cướp ăn so sánh hương ăn no rồi bụng cao hiểu tiết tự hỏi trần húc thuê phòng địa tình huống tại biết được trần húc gian phòng bố trí về sau cái này tiểu nữ nhân địa con mắt đều trừng tròn cái gì có rảnh điều 24 tiếng đồng hồ khai, còn có máy nước nóng, tắm bá, 24 tiếng đồng hồ tùy thời có nước ấm, tủ lạnh máy giặt quần áo. À à a, à, quá xa xỉ, quá xa xỉ, thật là vạn ác nhà tư bản à. Trần Húc cười hắc hắc, nói, khá tốt khá tốt, 600 khối tiền một tháng, điện nước khí thiên nhiên phí là tự gánh vác, không tính rất mắc. Bằng không thì cái này trời đông giá rét, ở trong phòng ngủ không bị chết cóng à. Sau đó hắn tự chứng kiến cao hiểu tiết hung dữ nhìn mình lom lom biết rõ nói sai lời nói rồi sau đó vào đầu ha ha hai tiếng hắc hắc nếu không ngươi đến ta nơi nào đây ở ta cho ngươi hé mở giường ta đây chính là giường lớn à simon giường cao cấp nệm ai đi chết cao hiểu tiết hung dữ mà nói bất quá trần húc vừa nói như vậy nàng cũng có chút ý động rồi đương nhiên không phải ý động đi theo trần húc lách vào một giường lớn bởi vì ở tại trong phòng ngủ thật sự là quá lạnh rồi hơn nữa bầu trời tối đen thời điểm cả tòa lâu đều là tối như mực im ắng nàng trước wc toilet đều sợ hãi hơn nữa trời lạnh như vậy chính mình lại đông lạnh cảm mạo không có người chiếu cố cái này đến bệnh viện treo cái sâu nước cái gì liền xài nàng nhanh một ngàn rồi huống hồ cao hiểu tiết rất sợ hãi cô độc một người vọc máy vi tính cũng không biết muốn làm những chuyện gì nghĩ nghĩ cao hiểu tiết tự nói cái kia cứ như vậy nói ta đi ngươi chỗ đó ở nhưng là đừng muốn cho ta với ngươi lách vào một giường lớn trần húc chính đang uống nước đâu rồi nghe xong lời này thiếu chút nữa phun ra đi ra ngoài, vừa rồi hắn chỉ là một câu vui đùa lời nói à, hắn ngây ngốc nhìn xem cao hiểu tiết, ách, ta đó là một phòng một sảnh phòng ở ai. Cái kia, cô nam quả nữ, không tốt lắm đâu. Vậy ngươi tự là không muốn làm cho ta đi ngươi chỗ đó ở. Cao hiểu tiết bĩu môi, quên đi, ta một người tại trong phòng ngủ chết phóng được. Không có không có chưa, Trần Húc liên tục khoát tay nói, ta nào có không cho ngươi đi. Ách, như vậy cái ở chung, hắc hắc, không quá thuận tiện à, nghe được hắn không có cự tuyệt, Cao Hiểu Tiết cũng rất hưng phấn nói, sẽ không á. Cùng lắm thì ta ngủ phòng khách, có ghế sofa sao, sau đó Cao Hiểu Tiết lại bĩu môi nói, này, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Còn sợ ta ăn hết ngươi, Trần Húc tưởng tượng đúng vậy à, nói, không có cái loại này trường xa phát, chỉ có cái tiểu, ngươi cũng không thể ngồi ngủ đi. Hơn nữa phòng khách không rảnh điều, lại lạnh, cùng phòng ngủ không có gì khác nhau à sau đó hắn nghĩ nghĩ tự nói, vậy được rồi, người nếu tới, cũng chỉ có thể cùng ta ngủ một gian phòng ốc rồi, bất quá ta cái kia phòng rất lớn, cùng lắm thì hai chúng ta một cái thủy sàng, giường ngủ một cái ngủ chăn đệm nằm dưới đất. Dù sao phía dưới cũng là thảm, khai điều hòa, ngủ rất thoải mái đấy. Cao hiểu thiết nghe xong tự phi dương, sau đó tội nghiệp nhìn xem Trần Húc, ta đây đi nằm ngủ chăn đệm nằm dưới đất tốt rồi, tổng so tại trong phòng ngủ cương. Ai, người ta từ nhỏ thể cốt tự yếu, hiện tại lại sinh bệnh rồi, không biết ngủ trên mặt đất có thể hay không lạnh. Trên sàn nhà hơi ẩm đại, không biết ta cái này thể cốt có thể hay không chịu được. Trần Húc nghe xong tự đổ mồ hôi thoáng một phát, nói tỉ tỉ ngươi đừng nói nữa, ta ngủ chân đệm nằm dưới đất, ta ngủ chân đệm nằm dưới đất còn không được sao. Cao Hiểu Tiết nghe xong tự cười hắc hắc, khoa tay múa chân một cái tư thế chiến thắng. Kỳ thật chân đệm nằm dưới đất hoàn toàn chính xác không lạnh, phủ lên thảm khai điều hòa đâu rồi, trực tiếp ngủ ở phía trên đều không có việc gì. Huống chi phía dưới lại kê lót mấy giường chăn mền cùng ngủ trên giường cũng không có gì khác nhau. Trần Húc khi còn bé thường xuyên đi bằng hữu ra muộn, buổi tối tự ở đâu lúc, mấy người tự cùng một chỗ lách vào chăn đệm nằm dưới đất, không có gì lớn đấy. Chỉ có điều cứ như vậy lại để cho nha đầu kia tiếng động lớn tân đoạt chủ lại để cho Trần Húc có chút hơi buồn bực, hắn nghĩ nghĩ tự cười hắc hắc nói, vậy ngươi đến ta chỗ đó ở cũng không thể sự tình gì đều không làm à. Làm như vậy a à, về sau quét dọn vệ sinh, giặt quần áo sự tình đều giao cho ngươi rồi yên tâm, ta vậy có máy giặt quần áo, toàn bộ tự động, ấn vào là được. Quỷ hẹp hòi à, Cao Hiểu Tiết khinh bỉ nhìn hắn một cái, như vậy điểm tiện nghi cũng muốn chiếm. Bất quá những này cũng không phải là cái đại sự gì, hơn nữa Cao Hiểu Tiết chính mình tự yêu sạch sẽ, nàng còn ngại trần húc ổ heo loạn đây này. Vì vậy tự gật gật đầu nói, thành giao. Biết rõ chính mình có ổ ở về sau, Cao Hiểu Tiết cũng tự không tại nơi này vị thuốc 10 phần trong bệnh viện ổ gặp chờ sâu nước treo hết nàng tựu từ trên giường nhảy xuống dưới, sau đó cùng Trần Húc cùng một chỗ đánh xe hồi tới trường học thu dọn đồ đạc. Bên trên nữ sinh lâu thời điểm Trần Húc do dự một chút, Cao Hiểu Tiết vỗ hắn một cái tắt nói, sợ cái cái gì à, bên trong không có người, vì vậy Trần Húc hãy tiến vào như vậy cái các nam sinh vô cùng hướng tới địa phương, không đến lại không phải lúc. Nữ sinh lâu cùng nam sinh lâu so khác biệt duy nhất tựu là ngăn tủ, nữ sinh bên này ngăn tủ đều là mộc đầu, nam sinh bên kia là sắt lá đấy, như vậy mùa đông xem hay vẫn là nữ sinh bên này sắc màu ấm điều so sánh thoải mái. Bất quá cái lúc này đến nữ sinh lâu đi dạo tuy nhiên an toàn, có thể chứng kiến đồ vật lại làm cho người thất vọng. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đã đi ra trường học, cho nên thu dọn đồ đặc thời điểm trong phòng lộn xộn một đoàn. Dường chiếu cũng đều thu, như vậy vừa vào cửa chứng kiến trong phòng trụi lùi, cái gì đó đều không có. Cao Hiểu tiết lại để cho Trần Húc đem chăn nguyền điệp thoáng một phát, chính mình đi thu thập quần áo đi. Trần Húc rất ngạc nhiên quay đầu muốn nhìn một cái, nhưng là bị Cao Hiểu Tiết đem đầu cho uốn éo tới. Này, người ta nữ hài tử nội y ngươi cũng không biết xấu hổ xem à. Trần Húc nghe xong tự chê cười hãy ngó qua chỗ khác rồi, bất quá thu thập chăn mền cũng là kiện rất chuyện vui sướng tình. Không thể không nói rất kỳ quái, nữ hài tử ngủ địa phương luôn thơm ngào ngạt, không giống nam nhân bị ổ, nguyên một đám thối hoắc. Nghe trong chăn nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân, Trần Húc cũng có chút ngây dại, chờ Cao Hiểu Tiết đem quần áo thu thập xong, hắn vẫn còn chậm quá xếp chăn từ đây này. Cao Hiểu Tiết tự nhiên là không có phát hiện Trần Húc chuyện ẩn ở bên trong, theo ở phương diện khác mà nói cô bé này tùy tiệt nếu như là chạm tinh tại tình cảnh của nàng bây giờ rất có thể thà rằng mình ở trong phòng ngủ nước cũng sẽ không biết cùng một người nam nhân lách vào một gian phòng ốc, tuy nhiên quan hệ ngày bình thường đều cũng không tệ lắm. Nữ nhân đồ vật rất nhiều, ngoại trừ quần áo chăn mền còn có mặt khác loạn thất bát tao địa đủ để chứa ba cái dương lớn. Sau đó Trần Húc cũng rất uy mãnh một chi tay cầm một cái, hai người cứ như vậy đỉnh lấy tuyết rơi nhiều hướng Trần Húc ra ngoài trường địa trong ổ mặt đi. Tuyết rất lớn, chỉ mấy ngày hôm trước đã âm u rơi xuống vài trận mưa rồi. Mặt đất độ ấm cũng chậm lại, đầy trời lông ngỗng tuyết rơi nhiều rơi xuống suốt một ngày cũng còn không có ngừng, hôm nay phóng nhãn nhìn lại trong thiên địa trắng xóa địa một mảnh. Một mảnh bao la mờ mịt à, chờ hai người trở lại Trần Húc trong ổ, đẩy ra cửa phòng ngủ, lập tức tự là một hồi nhiệt phong đập vào mặt. Trần Húc cái này điều hòa từ khi chuyển vào đến về sau sẽ không quan qua. Trong phòng độ ấm bảo trì tại 25 độ, hai người ở bên ngoài đông lạnh lâu như vậy, vừa tiến đến lập tức toàn thân cao thấp tự ấm áp rồi. Cao hiểu tiết một bên giải vây khăn thoát áo khoác, một bên kêu to xa xỉ à xa xỉ. Mà đợi nàng đem bên ngoài điện lông áo cởi về sau. Trần Húc ở bên cạnh xem lập tức trong nội tâm khẽ động. Bởi vì cao hiểu tiết điện lông áo phía dưới tựu là một kiện bó sát người địa màu vàng nhạt ra lông ngắn y, thật là đem thân hình của nàng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Phải biết rằng, như vậy bó sát người áo lông so hạ thiên nữ hài tử mặc quần áo cũng còn muốn lộ ra trên thân dáng người. Áo lông tố thân dưới tác dụng, ngược địa một đạo đường vòng cung xem hơn là thanh thanh sở sở. Trần Húc ở một bên âm thầm tặc lưỡi, bình thường xem cô nàng này nhu nhu yếu ớt, không nghĩ tới như vậy có liệu cao hiểu tiết đem trên người địa tuyết đập hết về sau mà bắt đầu thẩm tra cái này địa bàn một mặt thẩm tra một mặt kêu to mục nát à mục nát xa xỉ à xa xỉ chứng kiến có trong tủ lạnh lại vẫn có kem cao hiểu tiết nước miếng đều ra rồi nói ngoá như vậy trời đang rất lạnh ngươi còn ăn kem trần húc cầm một ly eli bát lớn kem hắn không ăn hết bỏ vào đấy mở ra cái nắp về sau vừa ăn đừng nói điều hòa trong phòng nóng tính đại à ngươi muốn ăn ngươi cứ việc nói thẳng tùy tiện cầm là được Cao hiểu tiết bĩu môi, ai nói ta muốn ăn rồi hả? Trần Húc cười hắc hắc, miệng ngươi nước đều ra rồi còn không muốn ăn. Một câu đem cao hiểu tiết cho chẹn hỏng cả buổi. Bất quá Trần Húc lúc này thời điểm đóng lại tủ lạnh nói, bất quá ngươi bây giờ đừng ăn. Cao hiểu tiết vừa bấm eo nói, vì cái gì? Ngươi nhỏ mọn như vậy à? Trần Húc tự nói, ngươi bây giờ còn cảm mạo đâu rồi, thân thể còn chưa khỏe. Một hồi cho ngươi pha ly thức uống nóng liệu uống uống, thân thể tốt rồi về sau lại ăn. Nghe nói như thế Cao Hiểu Tiết lập tức tự không còn cách nào khác rồi. Trần Húc mở ra tủ lạnh ướp lạnh thất, chỉ vào bên trong đủ loại cái túi nhỏ nói, muốn uống gì đồ uống. Cà phê, sữa bò, hay vẫn là trà sữa. Trà sữa khẩu vị cũng rất nhiều, ô mai, bạc hà, chính người xem giàu tương đương. Cao Hiểu Tiết nhìn xem những này đủ loại cái túi nói mục nát à mục nát, người thật sự rất mục nát ai, sau đó Trần Húc nói câu ngươi không uống xong rồi, nàng cầm hai túi bạc hà vị lập đốn trà sữa chạy mất bổ nhào vào trần húc simon giường cao cấp trên giường cao hiểu tiết rất khoái nhạc trên giường lăn qua lăn lại nói ai nha nha trần húc đồng học người cuộc sống gia đình tạm ổn qua coi như không tệ nha sớm nói à ta sớm liền trực tiếp xiết đã tới cuối cùng làm cho còn tiến vào bệnh viện mệnh khổ ta đây à trần húc ở bên cạnh không nói một lời phố chăn đệm nằm dưới đất cũng không phải trong lòng của hắn khó chịu hoặc là sinh khí à các loại chỉ là hắn cảm giác mình có chút không dám nhìn cao hiểu tiết sợ không cẩn thận phạm vào sai lầm. Chơi ạ địa à, Trần Húc trong nội tâm kêu thảm, cái này cuộc sống sau này có thể như thế nào qua à? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, dễ dàng phạm sai lầm à? Bởi vì trong phòng độ ấm thật sự là quá nóng, Cao Hiểu Tiết rất nhanh tự ra một thân đổ mồ hôi nói ta đi tắm rửa, đúng rồi ngươi cái kia máy nước nóng dùng như thế nào đó à? Trần Húc đi ra toilet giáo tay nàng bắt tay sử dụng nước nóng khí cùng tắm bá, Trần Húc đối với cái này khí thiên nhiên máy nước nóng hay vẫn là rất ưa thích, bởi vì rất thuận tiện à. Không giống trong nhà cái loại này truyền thống máy nước nóng, mỗi lần đều muốn đốt thời gian thật dài, sau đó nước lại thiểu, mùa đông thời điểm tắm rửa hội lạnh. Loại này máy nước nóng chỉ cần vừa mở ra lập tức liền có nước ấm, hơn nữa máy nước nóng còn có thể không ôn, vô cùng đơn giản. Cao hiểu tiết chứng kiến bồn tắm tự nói, ta có thể hay không tại đây tắm một cái à. Trần Húc nói không có vấn đề, chỉ cần ngươi đừng ghét bỏ ta ngày hôm qua vừa dùng qua là được rồi. Sau đó Cao Hiểu Tiết liền từ bên cạnh tìm cái bàn trải, Trần Húc hỏi nàng làm gì, nàng nói, ta đây trước hết đem bồn tắm lớn xoát thoáng một phát mà. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, lại cầm cái bàn trải cho nàng nói, dùng cái này, người để chính là cái kia hình như là xoát bồn cầu đấy. Giáo hội Cao Hiểu Tiết sử dụng nước nóng khí cùng tắm bá về sau, tự khai vòi nước trong phòng tắm phóng nước, đồng thời đem tắm bá cũng mở ra, rất nhanh phòng tắm chính giữa độ ấm tự thăng. Cao Hiểu Tiết lao đổ mồ hôi nói, người tại đây cũng quá nóng, đại mùa đông như vậy cùng nghỉ mát giống như, ta hiện tại mặc áo lông đều nóng một thân đổ mồ hôi. Trần Húc tự nói ta trong nhà cũng chỉ mặc cái áo ngủ, chẳng muốn hướng dưới lầu chạy cũng bởi vì thay quần áo rất phiền toái, bên cạnh tự là dễ dàng sơ hoa sen đại siêu thị. Nếu không đợi lát nữa ta cùng ngươi đi vào trong đó mua hai kiện áo ngủ. Hắc hắc, nếu như là cái loại này gợi cảm áo ngủ ta xuất tiền, nhưng điều kiện tiên quyết ngươi muốn mặc cho ta xem. Cao hiểu tiết vỗ hắn thoáng một phát nói, ta đập chết ngươi. Cảnh cáo ngươi đừng khởi cái gì xấu xa tâm tư à. Ta về sau tại dưới gối đầu mặt phóng đem dao phay, ngươi muốn dám đi lên ta áp đặt đồ đạc của ngươi. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nói, ngươi như vậy mạnh mẽ về sau coi chừng không gả ra được. Nói sao ta là hạng người sao như vậy, kỳ thật Trần Húc vốn rất muốn rất nghiêu bức nói tự loại người như ngươi mặt hàng đưa cho ta ta cũng không muốn đấy, nhưng ngẫm lại những lời này nói ra chỉ sợ mình cũng không thể gạt được lương tâm của mình, cho nên tự nuốt xuống. Nước cất kỹ về sau Cao Hiểu Tiết dùng cái cái túi chứa chính mình tiểu nội y cùng đổi giặt quần áo thần thần bí bí tự tiến vào phòng tắm, sau đó cảnh cáo Trần Húc không được nhìn lén sau đóng cửa lại. Lúc này thời điểm Trần Húc thế nhưng mà thực hối hận chính là ruột gan đứt từng khúc rồi, sớm biết như vậy có như vậy cái trắng như tuyết tiểu em em đến chính mình tại đây ở, nhưng lại sử dụng phòng tắm tắm rửa, chính mình sớm nên mua lấy mấy cái lỗ kim camera cài đặt, Nghe trong phòng tắm nước rắc, rắc, tiếng nổ, Trần Húc có chút tâm thần bất định đóng cửa lại. Lúc này chứng kiến Cao Hiểu Tiết để ở một bên dương hòm là mở ra, lườm đến bên trong lộ ra mấy bộ y phục, mơ hồ còn có căn màu trắng tiểu dây lưng lộ ở bên ngoài, Trần Húc cũng rất muốn lấy tới nhìn xem. Nghĩ tới đây Trần Húc trong lòng kêu to, hèn mọn bị ổi à hèn mọn bị ổi. Thật sự là quá hèn mọn bị ổi rồi, ta là chính nhân quân tử không phải quái thúc thúc, cứ như vậy liên tục niệm mấy lần về sau Trần Húc bạo động tâm mới thoáng an ổn xuống, mở ra chính mình cái kia đài rác rưởi laptop rất nhàm chán loạn sáng ngời, hắn được cho mình tìm một ít chuyện làm, bằng không thì đặc dễ dàng nghĩ ngợi lung tung. Vì vậy Trần Húc tự leo lên kim dung bầy hiệp, lại tục tiền duyên chính thức trang web, mà cái này chính thức trang web tự là lần trước vì cái kia khoản kim dung bầy hiệp chuyện. Lại tục tiền duyên mà làm chuyên môn chính thức trang đầu. Bởi vì này khoản trò chơi vô cùng nóng nảy khiến cho có phục vụ thương chủ động tìm tới cửa cung cấp miễn phí lâu dài server mà trần hút bọn hắn tự nhiên mà vậy tự thu hạ rồi. Ngoại trừ làm kim dung bày hiệp website game bên ngoài, trường học cũng là nhạn qua nhổ lông, trực tiếp đem trường học website game cùng với đệ tử diễn đàn cho treo lên rồi. Bởi vì nguyên lai like trường học dùng chính là cái kia server thật sự là quá nát, liên tiếp, kết nối đến trên website trên cơ bản cần 5 phút đồng hồ, cái này hay vẫn là tại tốc độ đường truyền nhanh dưới tình huống diễn đàn bên trên đám bạn trên mạng đối với cái này khoản trò chơi đưa cho cực cao khen ngợi tại biết được bởi vì nguyễn kiện mất đi hiệu lực mà không cách nào nữa tiến hành tục làm về sau đều là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất trần húc bây giờ là hỗ trợ giữ gìn cái này trang web đồng thời đã ở học tập một ít mạng lưới giữ gìn trang web xây dựng còn có server hữu ích thiết thực nguyễn kiện chi thức bởi vì muốn trở thành một gã hacker những kiến thức này cũng là muốn học tập đấy mà chờ trần húc đợi đến lúc trên website thời điểm đột nhiên phải góc dưới bức tường lửa bắn ra tin tức, kiểm tra đo lường đến website virus, phải trang ngăn ra liên tiếp, kết nối. Trần Húc hiện tại sử dụng cũng không phải tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính, mà là mình vốn cái kia đài rác rưởi laptop. Nói là rác rưởi, kỳ thật phối trí cũng không tệ rồi, dù sao cũng là lên đại học trước vừa mua, 256 độc lập các màn hình, 160G ổ cứng HDD 2G bộ nhớ, song hạch 2 hai cpu cái này tại sáu năm tính toán bên trên là chủ lưu phối trí mà trong phòng ngủ có một phần cứng say mê công việc cái kia chính là ngô nguyên cái thằng này lần kia sinh bệnh lúc cố ý nâng giá lại để cho mẹ cho hắn mua đài mới đích laptop phối trí sau so trần hút cái này cao hơn một bậc sau đó ngô nguyên tự nói lão tam à người đều như vậy có tiền cũng cho mình đổi một đài tốt đi một chút laptop à trần Húc cười hắc hắc bất hồi ứng hắn có tiểu mẫn cái này đài siêu cấp máy tính còn muốn những thứ khác máy tính làm gì à có như vậy một đài phá laptop bình thường thời điểm dùng để đem làm che giấu như vậy đủ rồi. Bất quá tại đây notebook bên trên Trần Húc cũng trang đi một tí đến từ tương lai Nguyễn Kiệt, nói thí dụ như cái này bức tường lửa. Chuẩn xác mà nói cái này bức tường lửa so về ngày đó Trần Húc đưa cho quân đội cái kia khoản phải kém bên trên nhiều lắm, đó là bởi vì Trần Húc không dám như vậy đường hoàng. Bởi vì nếu có cái nào dỗi dãnh được nhất cả chứng hài tử không có việc gì chơi xâm lấn, xâm lấn đến chính mình máy tính phát hiện cạo chết vào không được, vì vậy lại kéo một chuyến từ cao thủ đều tới, phát hiện đều công không tiến đến. Cái kia chính mình không phải là lòi đuôi sao, bởi vì trên Internet hiện tại truyền lưu một câu, muốn tìm đến SMMS biện pháp duy nhất, tự là xâm lấn toàn bộ thế giới máy vi tính, phát hiện cái đó đài vô luận như thế nào còn không thể nào vào được đấy. Cái kia chính là SMMS đại thần đấy, bất quá cái này phần mềm diệt virus cùng bức tường lửa cũng không kém rồi, ít nhất so hiện tại trên thế giới nhãn hiệu bức tường lửa đều xịn hơn bên trên một cái cấp bậc, nhưng so với chính thức đỉnh cấp đám hacker chính mình sử dụng công cụ nhưng lại phải kém hơn một chút. Chứng kiến có báo động, hậu trường đang tại vụng trộm download một cái SVCS không stone. EXE văn bản tài liệu, chứng kiến danh tự Trần Húc đã biết rõ đây nhất định là ngựa gỗ rồi. Vì vậy tiến trình xem xét cũng biết là phòng Windows hệ thống đem là một người trong mấu chốt hệ thống tiến trình sub chốt. bởi vì tại viết chữ đơn chữ cái phía dưới O cùng không nếu như không nhìn kỹ xem không phải rất rõ ràng cho nên loại này tiến trình tựu là thông qua ngụy trang cái này mấu chốt tiến trình đến trộm nick địa phương. Trần Húc chứng kiến cái tên này đã biết rõ cái này ngựa gỗ người chế tác khẳng định trình độ không được tốt lắm. Tuy nhiên Trần Húc trình độ của chính mình cũng không có gì đặc biệt, nhưng là mắt của hắn giới lại là rất cao. Ngựa gỗ rất trọng yếu chính là một cái ngụy trang tính, tục ngữ nói bị người phát hiện địa ngựa gỗ không phải tốt ngựa gỗ, loại này cấp bậc địa mã virus độc, một vận hành tiến trình quản lý khí bên trong tựu xuất hiện. Đối với cái này loại cấp những vật khác Trần Húc không cần chuyên giết, phải dựa vào lấy 360, yêu hóa đại sư loại này nguyễn kiện đến thu hoạch nên virus chỗ cặp văn kiện. Lại thông qua đăng ký bề ngoài chính mình có thể giết chết. Bất quá thậm chí có người tại chính mình cái này trò chơi trang chủ bên trên phủ lên ngựa gỗ, loại hành vi này thật sự là rất đáng xấu hổ, hơn nữa, đây là trần trụi địa khiêu khích hành vi à. Trần Húc suy nghĩ một chút, liền mở ra một cái mô phỏng hệ thống, đem cái này ngựa gỗ hạ xuống dưới thả đi vào cái này mô phỏng hệ thống là một cái toàn bộ phong bế phẳng phất hệ điều hành XP. Tuy nhiên là tiểu mẫn cung cấp địa phương, nhưng là hôm nay trên thị trường như vậy địa giả thuyết thao tác hoàn cảnh không ít. Nói đơn giản điểm tựu là một cái nguyễn kiện, mở ra về sau tạo ra một cái quốc Trung Quốc đồng dạng thao tác hệ thống. Sau đó đem virus phóng vào bên trong tiến hành phân tích cùng theo dõi, do đó phán đoán bệnh này độc ngựa gỗ phát tác quá trình, do đó chế tác chuyên giết. Mà bởi vì này nguyễn kiện là phong kiến thức đấy, cho nên cho dù bị cuốn hút cũng không sao cả, máy tính chủ hệ thống không sẽ phải chịu bất luận cái gì uy hiếp. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đúng đích, thật giống như phong hỏa virus, tựu có cường đại xuyên thấu tính cùng lực phá hoại, đơn giản nói tựu là tại nhất định kỹ thuật dưới điều kiện là có thể, nhưng nếu như virus người chế tạo địa kỹ thuật vượt qua cái này hệ thống mô phỏng, hơn nữa tại virus trong gia nhập cái này đặc thù dấu hiệu đến nhằm vào loại này hệ thống, vậy thì không có biện pháp rồi. Trần hút tại trên mạng chúng độc địa số lần đã không ít, bất quá cái này còn là lần đầu tiên muốn phương pháp đến phá giải như vậy một cái virus, như vậy cũng đừng chiếc có có ý nghĩa. Trần Húc đem cái này SVCS không stone, EXE văn bản tài liệu để vào hệ thống mô phỏng trong vận hành về sau, rất nhanh tự thấy được kiểm tra đo lường kết quả. Cái này virus vận hành sau, tự động tại ổ C, si thủ dâm STEM32 ra đời trở thành một cái cùng tên văn bản tài liệu, còn có một là STAM. DL kho số liệu văn bản tài liệu đều là che giấu đấy. Hơn nữa tại đăng ký bề ngoài chính giữa gia nhập khởi động máy lúc tự động vận hành khóa giá trị. Sau đó mỗi qua tìm kiếm mặt bàn cửa sổ, tự động đóng phần mềm diệt virus, sau đó tìm tòi đăng ký bề ngoài khóa giá trị, xóa bỏ hết thảy cùng phần mềm diệt virus có quan hệ đăng ký bề ngoài khóa, sử phần mềm diệt virus không cách nào sử dụng. Sửa chữa đăng ký bề ngoài che giấu văn bản tài liệu khóa giá trị, sử hệ thống không cách nào cho thấy che giấu văn bản tài liệu. Sau đó xóa bỏ hệ thống một ít an toàn phục vụ, phá hư mở rộng tên là GSO văn bản tài liệu. Cái này văn bản tài liệu là gót hệ thống dành trước văn bản tài liệu, phá hư nên văn bản tài liệu về sau người sử dụng đem không thể thông qua hệ thống trở lại như cũ đến khôi phục hệ thống. Hơn nữa hội lây hữu ích, thiết thực nhuyễn kiện, mỗi 3 giây đồng hồ kiểm tra một lần mạng lưới, phát hiện network tự động download mã virus độc bao, tại trong máy vi tính toàn diện khuếch tán. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ thực độc à, Trần Húc chứng kiến cái này virus lây bệnh quá trình nhịn không được mắng một câu, loại này virus tồn tại ý nghĩa hoàn toàn tựu là phá hủy. Loại này virus chính là loại dùng hoàn toàn ác ý hư hao người khác máy tính làm vui, nói thực ra Trần Húc thật không biết loại này virus có thể cho virus người chế tạo mang đến chỗ tốt gì. Vì vậy Trần Húc cũng không vội mà đem con virus này cho phá giải, tự tranh thủ thời gian leo lên trang web hậu trường tiến hành thẩm tra. Rất rõ ràng, lần này tới gây án chính là tân thủ. Bởi vì Trần Húc rất nhanh tự tra được một cái chưa thấy qua cao cấp nhân viên quản lý tài khoản, sau đó hệ thống nhật ký bên trên có thể chứng kiến lúc trước hắn đối với trang web đã tiến hành một ít sửa đổi. Không kịp đi phản truy tung, Trần Húc trước được đem cái này chết tiệt ngựa gỗ cho thanh trừ. Cẩn thận tìm tìm, Trần Húc quả nhiên đã tìm được một đoạn dây S kịch bản gốc dấu hiệu, đây là đám hacker đi đối phương trên website treo ngựa gỗ sử dụng thông thường chiêu số. Cái này kịch bản gốc hội theo một ngón tay định server bên trên tự động download ngựa gỗ, người sử dụng ấn mở bị treo ngựa gỗ website về sau, kịch bản gốc tự sẽ tự động ở phía sau đài vận hành đem ngựa gỗ download. Trần Húc đem cái này đoạn kịch bản gốc dấu hiệu xóa bỏ, bất quá lại nhớ kỹ cái kia server IP, nghĩ thầm NN đi vậy mà khi dễ đến lão tử đầu lên đây, lão tử đừng đánh cái mặt mũi tràn đầy hoa đào khai người cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Ngay tại Trần Húc chuẩn bị phản truy tung, vừa vận cầm người này luyện luyện tập thời điểm, lúc này môn két. Thoáng một phát bị đẩy ra, Trần Húc quay đầu, lập tức ngây ngẩn cả người. Cao hiểu tiết thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, mặc trên người chính là một bộ mùa đông áo sơ mi quần lót áo ngủ, cởi bỏ hai cái bàn chân nhỏ dẫm nát trên mặt thảm, nghiêng đầu dùng khăn tắm sửa sang lại ướt sũng tóc. Khuôn mặt của nàng bị nước ấm trưng hồng đồng đồng giống như quả táo đồng dạng, thật là đáng yêu, hai cái trắng nõn non bàn chân nhỏ hào không tì vết, đều bị người nhịn không được muốn kiểm tra. Trần Húc lại vội vàng trong lòng nói, ta không phải quái thúc thúc, ta không phải luyến đủ thích, nói nhiều lần mới thoáng bình tĩnh trở lại, rất không có ý nghĩa hỏi, giặt rửa đã xong. Cao hiểu tiết một bên lau ướt xuống tóc vừa nói, ai nha nha, thực tổ cha tổ mẹ nó chứ thoải mái à. Từ khi đến chơi qua đại học sẽ không giặt rửa qua thư thái như vậy một cái tắm. Phao ngâm thật thoải mái, thật muốn ở bên trong cua được mấy giờ, tự không đi ra rồi. Lời nói nói như vậy là đúng vậy, hợp hiệp đại mấy tòa nhà mới lâu tuy nhiên trong túc xá đều có máy nước nóng, nhưng vấn đề là cái kia máy nước nóng cũng quá cặn bà. Đốt cả buổi đốt tốt một thùng nước, giặt rửa cái 15 phút nước tựu biến nguội lạnh, mùa đông tắm rửa thời điểm nhất định được tốc chiến tốc thắng, càng đừng muốn tỉ mỉ hảo hảo giặt rửa thân thể. Kỳ thật cái này coi như tốt, những cái kia ở tại lão nhà ngang bên trong các huynh đệ tỉ muội thảm hại hơn. Không có độc lập phòng tắm toilet, tắm rửa thống nhất đi nhà tắm, mà cái kia nhà tắm cũng rất biến thái đấy. Nam nữ sinh ra được công cộng như vậy một cái đại nhà tắm. Đương nhiên, cái này công cộng không phải chỉ cùng nhau tắm rồi, nếu không cái kia cũng không phải là chịu khổ mà là hưởng thụ lấy ít nhất đối với lũ gia súc mà nói là như thế này đấy cái này công cộng có ý tứ là chỉ mỗi tuần một ba năm đối với nam sinh cởi mở hai bốn sáu đối với nữ sinh hơn nữa tắm trong nội đường không có nhà tắm công cộng hết tất cả đều là tắm vòi sen đi trễ liền vòi hoa sen đều đoạt không đến cho nên hợp hiệp đại nhất thẳng có đồn đãi muốn nhìn mỹ nữ phải hai bốn sáu năm giờ chiều chung trước khi đến bãi tắm bên ngoài bởi vì một đám nữ nhân tại đâu đó xếp hàng. Trần Húc nhìn đồng hồ nói, người rất nhanh nha, ta nghĩ đến người hội giặt rửa cái tốt mấy giờ trở ra đây này. Hiện tại mới đi qua nửa giờ mà thôi, chừng có chút buồn bực, lại không dám mở cửa hít thở không khí, cho nên cũng chỉ có thể trước đi ra. Cao Hiểu Tiết dùng tay phiến quạt gió nói, nóng quá nóng quá, vừa giặt sạch một thân đổ mồ hôi, cảm mạo cũng tốt nhiều á, người đang làm ư đâu này. Trần Húc tự nói có một tiện nhân đến chúng ta kim dung bảy hiệp chuyện trên website treo rồi cái ngựa gỗ, ta hiện tại đang muốn làm hắn đây này. Cao Hiểu Tiết nghe xong đã tới rồi hứng thú, lạch cạch lạch cạch tiểu đã chạy tới tiến đến trước máy vi tính nói, làm sao làm sao. Ta xem nhìn cái gì ngựa gỗ, xóa bỏ chưa, nàng như vậy khẽ dựa gần, Trần Húc lập tức lại hỏi một loại mùi thơm. N, trên sách đều nói như thế nào kia mà, giống như xạ không phải xạ, giống như lan không phải lan. Đương nhiên xạ hương thứ này Trần Húc cho tới bây giờ tựu chưa thấy qua, chứa nói chi là người qua rồi. Hoa lan hắn gặp cũng ít, cảm thấy hoa bên trong nhất hương đúng là hoa quế cùng sơn chi hoa. Nhưng là trên người nàng cái loại này nước gội đầu, sữa tắm hơn nữa một điểm nữ hài tử chỉ mỗi hắn có mùi thơm của cơ thể. Ai nha nha, hơn nữa bởi vì cao hiểu tiết dựa vào là rất gần, nàng loại này mùa đông ngủ y y lĩnh rất dễ dàng tựu rủ xuống đến. Trần Húc mắt thoáng nhìn, tự chứng kiến trong quần áo ẩn ẩn như hiện trắng nõn non một mảnh còn có màu trắng dây lưng, nhà đầu kia đâm thủng ngực y rồi, bất quá còn có thể chứng kiến loáng thoáng đường vòng cung. Cao hiểu tiết nghe Trần Húc không nói lời nào, vì vậy nghiêng đầu đến, vừa hay nhìn thấy Trần Húc một đôi ánh mắt gian tà rất hạnh kiểm xấu thẳng ngoác ngoác chằm chằm vào cổ áo của mình. Audio điện tử võ tấn bền. Một nữ hài tử phát hiện nam nhân tại rình coi nàng dưới cổ áo xuân quang, sau đó hội làm như thế nào đâu này. Thẹn thùng một điểm, à kêu to một tiếng sau đó mắc cửa đỏ mặt vẻ mặt phẫn nộ bạo lực một điểm ba một cái tát phiến đi qua sau đó hung hăng mắng người dám nhìn lén lão nương mà cao hiểu tiết đâu này nữ nhân này cũng không thẹn thùng cũng không tính là bạo lực có chút một cách tinh quái có chút bay lên sau đó nàng cũng rất bình tĩnh mà hỏi xem được không trần húc vô ý thức trả lời đẹp mắt vừa nói lời này trần húc đã biết rõ xong đời quả nhiên cao hiểu tiết cười lạnh nhìn mình trần húc ha ha cười ngây ngô cái kia người vừa tắm rửa xong khẳng định rất nóng lên có muốn ăn hay không kem à người muốn ăn cái gì khẩu vị hay sao ô oh mai hay vẫn là bơ hay sao cao hiểu tiết cười hắc hắc nói người thấy cái gì rồi hả trần húc vội vàng lắc đầu nói ta cái gì cũng không thấy sau đó nhìn nha đầu kia ánh mắt hắn không tự giác cúi đầu sợ hãi nói cái kia màu trắng quần áo chống đỡ rồi cao hiểu tiết lại hỏi vậy ngươi có nghĩ là muốn xem bên trong hay sao trần húc rất muốn nói muốn nhưng hắn biết rõ nói như vậy kết cục chỉ sợ sẽ bị tươi sống chụp chết. Vì vậy chỉ lắc đầu nói, ách, không muốn, coi như người thức thời. Cao hiểu tiết cũng không có nhiều truy cứu, mắt trắng không còn chút máu, nói rằng lần thành thật một chút, lần này coi như xong, bổn cô nương chính mình không cẩn thận, sau đó nàng chạy đến trong dương đem mình laptop ôm lấy, chân trụi bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đá trần hút một cước nói, hướng bên cạnh nhường một chút à, không có điểm nhãn lực kính à, bổn cô nương muốn tới bắt trộm rồi. Bắt trộm, Trần Húc lại để cho một vị trí cho nàng. Sau đó lần lượt can dư thừa dây mạng lưới tới. Bởi vì hắn đem phòng ngủ router cùng dây mạng lưới cũng đã lấy tới, cho nên có thể bốn máy tính đồng thời liên tiếp, kết nối dây mạng lưới. Chứng kiến Cao Hiểu Tiết khởi động máy về sau mở ra một cái chưa thấy qua địa nguyễn kiện, Trần Húc tự hỏi ngươi muốn làm gì à? Đem cái kia giả bộ bệnh độc server y địa chỉ cho ta, Hừ, dám ở bổn cô nương trên địa đầu dương oai, thật là không muốn sống chăng. Đã gặp nàng quan sát IP cảng, Trần Húc lúc này mới kịp phản ứng nói, nguyên lai like người muốn hắc hắn à. Người còn có thể xâm lấn, Cao Hiểu Tiết cười đắc ý cười, đó là đương nhiên, bổn cô nương vừa cùng Cao Nhân bái sư nha. Vừa vặn cầm người này đến hảo hảo luyện luyện tập, N, nhìn người đây là hệ thống mô phỏng A, không nghĩ tới người cũng sẽ biết chơi phương diện này đồ vật. Trần Húc đánh cho cái ha ha, ta hay là đối với giết độc so sánh cảm thấy hứng thú. Vậy người trước chậm rãi đối phó cái này server ta đến đem con virus này sát ngoài cho phá vỡ, lại làm cái chuyên giết đi ra. Nghe nói như thế cao hiểu tiết con mắt tựu lại có chút trợn tròn, bởi vì muốn giải quyết một cái virus cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Chính mình làm chuyên giết, cái kia đã nói lên Trần Húc địa lập trình năng lực đã có tương đương địa trình độ, bất quá ngẫm lại hắn tại khảo thi ngôn ngữ C thời điểm nhẹ nhàng như vậy. Kỳ kỳ u, Ed Om sách đoán chừng trước kia không có lên đại học thời điểm có học qua, cho nên giật mình cũng cũng có chút hạn độ rồi kỳ thật con virus này chuyên giết cũng không khó làm. Bởi vì virus cũng là chương trình địa một loại, có cố định lộ tuyến địa phương, tại tiểu mẫn cung cấp địa cái này hệ thống mô phỏng xuống, virus nhất cử nhất động hoàn toàn đều tại trần Lục giám thị chính giữa, kể cả như thế nào phục chế, xếp vào tại vị trí này, sửa đổi đăng ký bề ngoài cái nào khóa giá trị, lại dùng phương thức gì đến mở ra chờ các loại, đều là hoàn toàn tại tiểu mẫn giám sát và điều khiển phía dưới. Con virus này rất đơn giản, không ai qua được phục chế cùng lây truyền sau đó sửa chữa đăng ký bề ngoài khởi động tuyển hạng. Tối đa hơn nữa lẻn vào mấu chốt tiến trình, khiến cho virus thông qua thông thường hình thức xóa bỏ về sau còn có thể tiếp tục phục sinh. Những vật này muốn tra giết đều rất đơn giản, đừng nói là dùng chuyên giết, coi như là hiểu chút máy tính tri thức người, tiến vào hệ thống an toàn hình thức về sau đều có thể chính mình giết chết, thật sự là kiện rất đơn giản địa sự tình. Đơn giản như vậy địa virus chỉ có thể dùng bình thường để hình dung, Trần Húc đúng lúc là lấy ra luyện luyện tập, bất quá trước hết để cho hệ thống phân tích một chút cái này virus kỹ càng cực hạn, ví dụ như đã bị công kích địa thời điểm sẽ như thế nào chờ chờ. Sau đó Trần Húc cũng rất nhàm chán nhìn xem cao hiểu tiết như thế nào xâm lấn đấy. Cao hiểu tiết cái này Nguyễn Kiện Trần Húc chưa thấy qua, nhưng là nhìn mấy lần, Trần Húc lập tức đã biết rõ cái này Nguyễn Kiện là cùng chính mình cái kia khoản đồng dạng, tập hợp lỗ thủng quan sát, nắm tay chương trình chờ chờ phổ biến hacker công kích kỹ thuật làm một thể Nguyễn Kiện. Rất thích hợp nhập môn cấp hacker sử dụng, nhưng là đối với đẳng cấp tương đối cao hacker mà nói, cái này Nguyễn Kiện thật sự là tính toán bên trên rất đơn sơ rồi. Bất quá chứng kiến cao hiểu tiết công kích phương pháp, như thế lại để cho Trần Húc rất là mở rộng ra một phen tầm mắt. Trần Húc vẫn là đi theo tiểu mẫn học tập, công kích phương pháp là nhất thông thường cái chủng loại kia. Thỉnh cầu liên tiếp, kết nối, vượt qua server bức tường lửa, lấy được nhân viên quản lý quyền hạn. Trên cơ bản tự là cùng loại, phương pháp rất chỉ một, tuy nhiên ngắn gọn, nhưng là rất dễ dàng bị đối phương phát hiện hơn nữa phản kích. Cao hiểu tiết tiến công phương thức lúc, bên này thỉnh cầu liên tiếp, kết nối, phân diễn làm đủ, nhưng là nàng lại vô thanh vô tức theo một cái khác càng ngụy trang số liệu lưu lăn lộn tiến đến. Thật giống như một cái tặc đi lẻn vào người ta ra phòng, vốn là tìm một cái đồng lõa quang minh chính đại gõ cửa, chờ chủ nhân đem chú ý lực đều tập trung ở môn bên trên lúc, nàng tự từ phía sau cửa sổ trượt vào được. Loại công kích này thủ đoạn tuy nhiên không tính là nhiều mới lạ, nhưng lại lại để cho Trần Húc đối với công thủ xâm lấn lập tức liền có tâm nhận thức theo Cao Hiểu Tiết thao tác nhìn lại trình độ của nàng kỳ thật còn so ra kém chính mình tại ứng đối số liệu lưu lúc năng lực phản ứng thuần thục sử dụng các loại chỉ lệnh phương diện nàng cũng không phải rất cường cái này đoán chừng là bởi vì Cao Hiểu Tiết trụ cột tri thức còn chưa đủ vững chắc ít nhất so về Trần Húc mà nói cũng còn không vững chắc những cơ sở này tri thức tụ không ai qua được đối với máy vi tính server cứng mềm cùng với thao tác hệ thống phương diện lý giải. Trần Húc tự học mấy tháng hán ngữ nói, tuy nhiên cũng chỉ là đã học được một ít gia lông, nhưng là cái loại này thông tục dễ hiểu ngôn ngữ lại khiến cho Trần Húc học qua về sau tự khắc sâu ấn tượng, không riêng gì học, hôm nay cũng có thể đạt tới học dùng tự cho là đúng trình độ. Chứng kiến cao hiểu tiết thao tác thủ đoạn Trần Húc rốt cục minh bạch vì cái gì tiểu mẫn không chịu dạy mình hacker công thủ kỹ thuật, bởi vì hacker công thủ người ở bên ngoài xem ra tuy nhiên buồn tẻ, nhưng đối với đám hacker chính mình mà nói không thể nghi ngờ là một môn nghệ thuật. Mà nghệ thuật phạm trù, vĩnh viễn không phải máy móc là có thể giải quyết đấy. Nhìn cao hiểu tiết thủ đoạn công kích, kỳ thật cũng tự không ai qua được bình thường đám hacker thường dùng vài loại, nhưng vấn đề là nàng loại này quỷ dị hay thay đổi, lại có thể đem nàng vốn chỉ có thập phần kỹ thuật phát huy đến 20. Trần Húc trong nội tâm làm như vậy một cái phán đoán. Cao hiểu tiết trụ cột kỹ thuật đại khái chỉ có thập phần, chính mình có 15 phân, nhưng nếu như song phương sử dụng đồng dạng phần cứng dưới tình huống, chính mình thua xác suất có lẽ sẽ rất đại, hơn nữa thua, tự thua ở thao tác bên trên. Trần Húc trước khi như thế nào cũng không nghĩ ra một cái ngụy trang số liệu lưu phương thức tựu có nhiều như vậy biến hóa, thật muốn nói cao hiểu tiết loại này tiến công phương thức hắn cũng có thể có thể nghĩ đến, nhưng trên thực tế loại này nghĩ đến lại là khó khăn nhất đấy. Có câu nói tựu kêu là không có làm không được, chỉ có không thể tưởng được, giống như át đồng học tựu là thấy được nước sôi hũ tre bị hơi nước đẩy ra mà phát minh máy chạy bằng hơi nước, Newton bị quả táo nện vào trên đầu liền phát hiện lực vạn vật hấp dẫn định luật. Trần Húc cảm thấy chính mình muốn tượng lực hoàn toàn chính xác đã bị câu thúc rồi, hắn chứng kiến nước sôi hũ tre bị hơi nước đẩy ra chỉ biết một lần nữa đem hũ tre đắp kín, trên đầu bị quả táo đập phá tự sẽ trực tiếp đem quả táo ăn thịt. Hacker cơ kỹ thuật cũng giống như vậy, so về cao hiểu tiết quỷ dị hay thay đổi, Trần Húc cảm giác mình tiến công phương thức tự quá mức chỉ một rồi. Vì vậy Trần Húc tự hỏi, loại người như ngươi tiến công phương thức đều cùng với học đó a? À? Lúc này thời điểm cao hiểu tiết chính đã lấy được quyền quản lý hạn, bắt đầu thu hoạch đối phương địa chỉ IP, vì vậy server rõ ràng chỉ là một cái ván cầu, đối phương cũng giống như mình đều là thông qua không chế từ xa để ý tới ly đấy. Cho nên lúc này thời điểm cao hiểu tiết cũng rất vị ý nói cái chữ tinh. Sau đó nàng lập tức tự phản ứng đi qua, ha ha cười mỉa thoáng một phát nói, trải qua ta nhiều lần thí nghiệm, chính mình sáng tạo, thế nào, rất không tội a. À. Nàng những lời này rõ ràng tựu là dấu đầu hở đuôi rồi, nàng nói cái kia tinh chữ, lập tức tự lại để cho Trần Húc nhớ tới chạm tinh, cái kia có nhà tóc màu lam nữ hải nhi cái kia một mực rất yên tĩnh nữ hải nhi nhớ tới ngày đó ăn tự giúp mình thời điểm chạm tinh đối với chính mình nói trần húc thử thăm dò hỏi chạm tinh nàng kỹ thuật rất tốt cao hiểu tiết liên tục phất tay che giấu nói ai nha nha không có á ngươi không nên hỏi được rồi ai 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 nguy rồi lại để cho người kia chạy mất đều tại ngươi à trần húc nhìn nhìn hình ảnh quả nhiên là đã đã mất đi tung ảnh của đối phương có thể là vừa rồi nàng siết chặt trương phía dưới không có tới được tìm ra đối phương chân thật IP đã bị hắn trốn thoát rồi. Nhìn xem cao hiểu tiết biểu môi, vẻ mặt khó chịu, Trần Húc ha ha cười nói, được rồi được rồi, một cái tiểu mau tặc mà thôi. Người nói đơn giản, cao hiểu tiết đáng yêu phồng má bọn, đây chính là ta lần thứ nhất cùng nhân gia chính thức tiến hành giao thủ à, dĩ nhiên cũng làm lại để cho hắn chạy như vậy, thật không cam lòng. Ai nha nha, đều là ngươi á, không có việc gì không phải hỏi ta vấn đề kia, được rồi được rồi nói cho ngươi biết cũng không sao tinh tinh trình độ rất cao ta hiện tại đồ vật đều là cùng nàng học đấy nhưng là ngươi không thể ngoại truyền nha không truyền ra ngoài ta nhất định không truyền ra ngoài trần húc liên tục khoát tay nói ách vậy ngươi có thể hay không giáo giáo ta à ta cũng rất muốn học ai cao hiểu tiết nhìn xem hắn nói ngươi cũng muốn học được a à, đi trước xem hợp ngữ trần húc cười hắc hắc nói những vật kia ta đều có nhất định trụ cột rồi ta hiện tại kém cỏi nhất đúng là động thủ năng lực, người động thủ năng lực rất cường ai, dạy ta một chút đi, xem ta đều hào phóng như vậy thu lưu ngươi rồi, liền giường đều bị cho ngươi rồi. Hắn vừa nói như vậy cao hiểu tiết đích thật là không có biện pháp gì cự tuyệt, chính muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ vào trần hút máy tính màn hình kêu lên, ai nha, người hệ thống như thế nào biến thành như vậy. Loại nào, trần hút quay đầu lại xem xét, phát hiện mình mở ra hệ thống mô phỏng trên tấm hình, sở hữu tất cả văn ứng dụng kiện ô biểu tượng đều biến thành một cái hình dạng một cái hắc bạch gấu trúc giờ ba trụ hương hình dạng. Gấu trúc thắp hương, bị cuốn hút chính là hệ thống mô phỏng, đây là không có bất cứ vấn đề gì, trở lại như cố thoáng một phát là được rồi. Bất quá Trần Húc lại nhìn xem đây màn hình gấu trúc thắp hương ô biểu tượng một cái kính hấp khí. Khai phát cái này virus người cũng quá vô sỉ một chút. Thông qua virus vận hành ghi chép, Trần Húc có thể chứng kiến virus chủ động sửa đổi hệ thống host văn bản tài liệu, sau đó đem sở hữu tất cả website chỉ hướng nhãn hiệu đều chỉ tại một cái 3348. Com địa chỉ bên trên, sau đó tự động vận hành AI, điên cuồng bắt đầu điểm kích. Cái này rõ ràng tự là một loại thông qua virus bộc phát, sau đó kiếm lấy điểm kích lượng hành vi. Hơn nữa virus sát ngoài còn sử dụng rootkit kỹ thuật tiến hành mã hóa cùng bảo hộ, khiến cho virus có thể đối với mình thân cùng chỉ định văn bản tài liệu tiến hành che giấu tập trung, phòng ngừa bị phát hiện cùng xóa bỏ đồng thời theo server bên trên Aki download ngựa gỗ trộm lấy số tài khoản mật mã phá hư phần mềm diệt virus cùng với hết thảy hệ thống phòng hộ đồng thời còn sẽ ở local area network nội tùy ý truyền bá có thể tưởng tượng cái này virus truyền bá lực tuyệt đối là siêu đại chỉ sợ sẽ ở trong thời gian rất ngắn tản đến toàn bộ trên internet nhưng là cái này virus lại không khó phá giải dùng trần hút cái loại củ cải bắp chuối này cấp bậc trình độ tăng thêm tiểu mẫn phụ trợ rất nhanh có thể làm ra một cái chuyên giết chứa nói chi là những cái kia cỡ lớn security company rồi. Bất quá có một điểm phải biết rằng chính là, đầu năm nay trên mạng rất nhiều thái điều các học sinh phản ứng đều là rất chậm đấy. Trong máy vi tính đều tràn đầy virus mình cũng chưa hẳn biết rõ, đương nhiên nếu như như cái này gấu trúc thắp hương loại này rất ác y virus, như vậy hệ thống máy tính triệt để sụp đổ cái gì đều mở không ra rồi, bọn hắn mới có thể kịp phản ứng, nhưng là chưa hẳn biết rõ như thế nào cha giết. Bởi vì rất nhiều người chỉ sợ cũng sẽ không bên trên một ít chuyên nghiệp trên website đi tới virus chuyên giết, mà bọn hắn rất nhiều dùng phần mềm diệt virus là sách lậu không thể kịp thời thăng cấp. Có địa thậm chí là dứt khoát không cần anti-software địa phương. Cái kia chính là không có biện pháp rồi. Thật giống như lần trước phong hỏa virus, hiện tại tùy tiện đi một ít thái điều máy tính chính giữa nói không chừng còn tìm đến đây này. Trần Húc có lần giúp một cái không phải tin tức hệ thái điều tu hắn máy tính còn phát hiện cái này phong hỏa virus nữa nha. Thằng này cùng Trần Húc tại một cái kim dung bầy hiệp chuyện trò chơi bầy bên trong, lần trước nói hắn laptop rất cặn bã, vừa mua được thời điểm tốc độ khá tốt, có thể dùng một thời gian ngắn về sau tốc độ tự biến thành super lag rồi. Cao hiểu tiết chứng kiến con virus, này địa đưa tin cũng là lại gần một tiếng, nói đầu năm nay ai như vậy biến thái à. Sau đó nhìn Trần Húc cái kia hệ thống mô phỏng nói, vị bạn học này, người cái này hệ thống mô phỏng ở đâu ra? Báo cáo như vậy kỹ càng, ta tại sao không có bái kiến? Trần Húc cười hắc hắc nói ngươi chưa thấy qua đồ vật này nó khá nhiều loại, vì vậy cao hiểu tiết tựu ba ba gom góp tới nói, vị bạn học này, cộng hưởng thoáng một phát được không? Trần Húc trợn trắng mắt nói, đương nhiên không được, ngươi bây giờ ở phòng ốc của ta ngủ ta chiếu đất, còn muốn trộm của ta nguyễn kiệt. Dưới đời này nào có dễ dàng như vậy địa sư tình à? Thực đem làm ta là kẻ ngốc rồi hả? Cao hiểu tiết phồng lên miệng nói không muốn nhỏ mọn như vậy mà. Sau đó nàng cười hắc hắc, nói, tự cộng hưởng thoáng một phát mà, dù sao cộng hưởng mà thôi, người cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có Trần Húc tự hỏi chỗ tốt gì. Cao Hiểu Tiết cười hắc hắc, người không phải cũng muốn học hacker kỹ thuật sao? Cái kia hai chúng ta cộng hưởng thoáng một phát tốt rồi, ta đem tinh tinh giáo đồ đạc của ta đều dạy ngươi. Ngươi đem cái này nhuyễn kiện cho ta. Trần Húc nói, ta rất có hại chịu thiệt ai. Ngươi mới vừa nói muốn giáo ta, xem như ở chỗ này tiền thuê nhà rồi, thế nào đột nhiên lại nói muốn cùng ta trao đổi cộng hưởng à? Quỷ hẹp hòi, uống nước lạnh, Cao hiểu tiết bĩu môi ngồi xuống, trong mắt đi lòng vòng nói, cái kia tốt. Ta lại thêm một cái điều kiện, mở ra mở ra, ta mang ngươi đi một chỗ. Cao hiểu tiết đoạt lấy trần hút con chuột, đưa vào một cái địa chỉ IP đăng nhập một cái trang web. Đi vào xem xét, cái này hay như là cái hạo phương đối chiến bình đài đồng dạng địa phương. Có tất cả cái gian phòng, phân đẳng cấp, website phía trên nhất là bốn chữ to, hồng khách chiến trường. Đây là làm gì vậy địa? Đây là hồng khách liên minh làm đấy, Cao Hiểu Tiết giải thích nói, hiện tại Hồng Khách Liên Minh đang tại làm một cái huấn luyện nhân vật mới kế hoạch, cái này chiến lưới tự là Hồng Khách Liên Minh đỉnh cấp đại thần nhóm, đám bọn họ khiến địa phương. Đi vào phòng về sau có thể cùng mặt khác hacker tiến hành chiến đấu luận bàn. Hồng Khách Liên Minh hội cung cấp chuyên môn server, đề cao mạng lưới công thủ năng lực, đương nhiên người không thể đối với server tiến hành ác y phá hư. Cũng không thể đối với đối phương máy vi tính tiến hành ác y phá hư. Bởi vì đều là có cao thủ ở chỗ này chủ trì, phát hiện có người phá hư, vậy hắn nhất định phải chết. Mỗi lần thời điểm chiến đấu đều tiến hành cho điểm, điểm càng cao khiêu chiến cấp bậc lại càng cao. Như chúng ta loại này nhập môn cấp hacker đều là nhất sơ cấp, cùng sơ cấp đối thủ tiến hành chiến đấu. đẳng cấp cao có thể gặp được rất cao đối thủ, cuối cùng thậm chí còn có thể cùng hồng khách liên minh cao thủ đứng đầu so chiêu đây này. Trần Húc nghe xong đã tới rồi hứng thú, nói, cái này rất tốt à, có thể cho người giúp nhau giao thủ cơ hội, vậy hẳn là tăng lên tốc độ hội rất nhanh. Cao hiểu tiết cười hắc hắc, nói, ừ, vật này đủ sức nặng đi à nha. Nhìn ngươi thao tác rõ ràng tựu là không có cùng người khác động đậy tay thái điểu, ta ở chỗ này đã lăn lộn 300 phân ra, đã tiến vào thái điểu cấp bậc rồi. Chứng kiến Cao Hiểu Tiết nói mình là thái điểu còn hưng phấn như vậy Trần Húc cũng rất muốn cười, Cao Hiểu Tiết nói, ngươi cười cái gì à? Tại đây phân cấp thấp nhất chính là trứng chim, ta đã theo trứng chim bên trong ấp trứng đi ra thái điều thượng diện là vừa trường lông vũ chim con chờ các loại, dù sao rất nhiều doài. Trần Húc tự hỏi cái kia chạm tinh là cái gì điều? Cao Hiểu Tiết nhẹ nhàng gõ đầu của hắn thoáng một phát, nói, cái gì cái gì điều à, nói khó nghe như vậy. Tinh tinh người ta là ban giám khảo đấy. Không thể nào, Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nói, chạm tinh trình độ cao như vậy. Cao Hiểu Tiết rất đắc ý, nói, đó là đương nhiên. Tốt rồi không nói nhiều như vậy. Tinh tinh sự tình ngươi nếu muốn biết ngươi tự đi hỏi nàng, nàng nếu là muốn nói cho ngươi biết tự nhiên sẽ nói, có nhiều thứ ta thật là bất tiện nói, ngươi cũng đừng truyền ra bên ngoài. Trần Húc nói, ta không phải lắm mồm như vậy ngươi. Đi, xem tại ngươi cho ta tìm được như vậy cái nơi tốt phân thược, ta tự đem cái này hệ thống mô phỏng cho ngươi, bất quá ngươi cũng không nên hỏi ta cái này hệ thống là cái đó đến, dù sao là cao nhân cho ta đấy. Hắc hắc, có thể không ngớt chỉ có ngươi mới nhận thức kiểu như châu bò đích nhân vật nha. Cao hiểu tiết khinh Bỉ nhìn hắn một cái nói, đức hạnh, bất quá nàng đối với cái này cái hệ thống mô phỏng hay vẫn là rất chờ mong, vì vậy hệ thống bề ngoài giống như so nàng dùng muốn đỡ một ít. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, cái này hệ thống ưu thế cũng không có bao nhiêu, nhưng thắng tại cẩn thận. Tại hệ thống nội tiến hành là bất luận cái cái gì nguyễn kiện tin tức, đều có thể bị hệ thống chỗ ghi chép. Cái này hệ thống mô phỏng không là đến từ tương lai sản phẩm, mà là tiểu mẫn căn cứ dưới mắt XP thao tác hệ thống mà chế tác đấy hệ thống bên trong là hoàn toàn căn cứ trước mắt hệ điều hành xp đến kể cả một ít lỗ thủng mà ở hệ thống chính giữa cũng đã bao hàm tất cả chủng loại hình thường dùng văn bản tài liệu để ghi chép bất quá những này đều không tính là cái gì cái này hệ thống mô phỏng chính thức cường đại địa phương ở chỗ phân tích của nó rất đúng chỗ đánh cho cách khác đồng loại mô phỏng hệ thống chính giữa kiểm tra đo lường virus vận hành quá trình tối đa cũng tự là ghi chép virus sẽ như thế nào phục chế như thế nào xuyên tạc đăng ký bề ngoài văn bản tài liệu tin tức chờ chờ nhưng cái này mô phỏng hệ thống lại có thể chính xác đến vậy virus chương trình thiết lập là như thế nào vận hành đấy. Ví dụ như tự lấy cái này gấu trúc thắp hương mà nói, nó là hai giây chung quan sát một lần hệ thống tiến trình, quan sát mấu chốt chữ vi kim sơn, Casper Sky chờ các loại, sau đó tướng tương ứng tiến trình đóng cửa, hơn nữa đem văn bản tài liệu tiến hành xóa bỏ. Loại này tinh tế tra tìm, hệ thống mô phỏng là làm không được đấy. Bất quá thật muốn nói, cái này hệ thống mô phỏng cũng không có mạnh cỡ bao nhiêu, công dụng cũng không rộng, cho nên Trần Húc cho tự cho một chút cũng không đau lòng, bởi vì trong tay hắn còn có rất tốt đấy, đem hệ thống mô phỏng cho Cao Hiểu Tiết về sau, Trần Húc hãy tiến vào hồng khách chiến lưới, sử dụng chính mình bình thường ai đi đăng nhập, phát hiện đẳng cấp quả nhiên là không ấp trứng trứng chim, điểm thích lũy vi đi vào phòng về sau sẽ tạo ra một cái địa chỉ IP, sau đó có tuyển hạng, một là tiến công, hai là phòng thủ, phòng thủ một phương có thể tiên tiến vào đến chỉ định IP server chính giữa lấy được nhân viên quản lý quyền hạn sau đó chờ đợi người đến tiến công. Đương nhiên nếu như tham gia trận đấu hacker liền server còn không thể nào vào được, cái kia còn tới tham gia làm gì vậy? Trước thành thành thật thật nhìn thái điều tiến công chiếm đóng đi. Trần Húc lựa chọn chính là tiến công, bởi vì hắn hiện tại cần luyện tập đúng là tiến công, bởi vì có tiểu mẫn trên cái thế giới này cường đại nhất tấm chắn tại, hắn chỉ cần đem mình biến thành cường đại mâu là được rồi. Rất nhanh đã có người tiến đến, nhìn xem điểm tích lũy cũng cũng chỉ có hơn 10 phần, đồng dạng là trứng chim, chứng kiến Trần Húc tuyển chính là tiến công hắn hãy tiến vào server sau lựa chọn phòng thủ, đánh ra Trần Húc xoa tay, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất chính thức cùng người tiến hành giao thủ, mặc dù đối với tay cũng là trứng chim. Trần Húc lập tức sử dụng thông thường phương pháp tiến hành quan sát cái này server thao tác hệ thống phiên bản, sau đó biết được thật là thông thường WINDO WSSIAVIA003 phiên bản. Trần Húc kế tiếp quan sát server lỗ thủng, bởi vì đối với cái này hệ thống hắn vẫn tương đối hiểu rõ, cái này thuộc về server thao tác hệ thống chính giữa rất thông thường một cái. Đầu tiên muốn quan sát đúng là cái này hệ thống miếng vá tình huống, bởi vì không có bất kỳ thao tác hệ thống là không có lỗ thủng, mà chính thức tại phát hiện lỗ thủng về sau cũng sẽ biết đẩy ra tương ứng miếng vá. Nhưng nếu có hệ thống không có đánh cái này miếng vá, như vậy chỗ sơ hở này tựu là có thể được lợi dụng đấy. Trần Húc tại quét xuống sau phát hiện, cái này đài server bên trên hệ thống có một cái rất nghiêm trọng miếng vá không có đánh lên đó là một cái cho phép viễn trình chấp hành ác ý dấu hiệu authentic code lỗ thủng thông qua nên lỗ thủng có thể có chút đặc biệt dưới tình huống tại hệ thống không có tiến hành bất luận cái gì nhắc nhở dưới tình huống download lắp đặt activex chọc vào kiện cũng vận hành như vậy trần húc hiện tại đầu tiên muốn làm tự là biên soạn một cái mục mát tính activex chọc vào kiện sau đó vượt qua server đến thu hoạch mật mã activex là một cái mở ra tổng thể bình đài vì nhân viên developer người sử dụng cùng uy sinh sản sản xuất thương cung cấp một cái rất nhanh mà giản tiện ở Intern cùng Intran sáng tạo chương trình tổng thể cùng nội dung phương pháp. Đơn giản điểm mà nói, ActiveX chọc vào kiện tựu là mọi người tại trên mạng thời điểm xem đến một ít đặc biệt website, nói thí dụ như mạng lưới ngân hàng, đào bảo, hay hoặc giả là một ít video phát ra nhuyễn kiện chờ cần đặc thù thủ đoạn nghiệm chứng tin tức hoặc là tiến hành bảo hộ website lúc bắn ra đến một cái muốn lắp đặt phần mềm nhỏ theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, ActiveX chọc vào kiện lắp đặt nhất định phải trải qua người sử dụng đồng ý. Bởi vì IE trình duyệt chính giữa thông qua được tính an toàn cùng chứng minh hai cái phương diện đến bảo đảm ActiveX chọc vào kiện an toàn. Nhưng là nhưng bây giờ có rất hơn vô lương khai phát thương, sử dụng loại thủ đoạn này đem một ít lưu manh nguyễn kiện dùng ActiveX chọc vào kiện hình thức cung cấp download, rất nhiều không biết rõ tình hình người sử dụng tiện tay chọn lắp đặt về sau sẽ thấy cũng xóa bỏ không hết rồi nhất nổi danh tựu không ai qua được năm đó 3721 lên mạng trợ thủ, hôm nay Yahoo trợ thủ, những vật này có thể thật là Trung Quốc lưu manh nguyễn kiện thủy tổ. Trần Húc biên soạn cái này chương trình thì ra là lợi dụng ActiveX đặc tính cùng với 2003 hệ thống chỗ sơ hở này. Hắn biên soạn chính là cái kia ngựa gỗ đối với hệ thống bản thân là không có gì nguy hại, hơn nữa đây cũng là tại quy tắc các loại. Bởi vì ngựa gỗ là đám hacker thường dùng địa thủ đoạn, nếu như không để cho sử dụng ngựa gỗ vậy thì chờ vì vậy trực tiếp chém hacker một chi tay. Nên ngựa gỗ tác dụng cũng rất đơn giản hơn nữa chỉ một, tự là tiến hành mạng lưới nghe lén, do đó đạt được nhân viên quản lý mật mã. Bởi vì cao hiểu tiết ở bên cạnh, Trần Húc sẽ không có sử dụng thuần thục hán ngữ nói rồi, nhưng là hắn tại học tập hán ngữ nói thời điểm cũng thông hiểu đạo lý Java, ngôn ngữ C chờ các loại, cho nên biên ghi mặc dù có ăn chút gì lực, cũng là tại 5 phút đồng hồ ở trong tựu làm ra một cái thành phẩm, chỉ bất quá hắn cái tốc độ này xem tại cao hiểu tiết trong mắt tự không giống với lúc trước, bởi vì nếu như dựa theo hacker đẳng cấp phân chia, có thể độc lập biên soạn nguyễn kiện đến tiến hành công kích. Cái kia cũng đã là thuộc về dân pro cấp bậc rồi. Có thể rất rõ ràng hơn là, Trần Húc hacker kỹ thuật còn rất. Thủ đoạn công kích chỉ một là hắn lớn nhất địa khuyết điểm, hơn nữa đối với cơ hội nắm chắc năng lực tranh lệch. Rõ ràng cho thấy không có gì thực chiến kinh nghiệm. Cao Hiểu Tiết chỉ có thể đem Trần Húc quy kết đến cái loại này học tập rất chân thành một loại người trên người, loại người này tựu là thuộc về cái loại này trụ cột rất rất tốt vững chắc địa phương. Đối với hợp ngữ cùng với khác máy vi tính ngôn ngữ đều có đọc lướt qua, nhưng lại tính toán so sánh tinh thông một loại người. Những này trên cơ bản tựu là tính toán làm lập trình viên, không tính là hacker. Chẳng qua nếu như bọn hắn muốn học tập hacker kỹ thuật, cái kia đích xác tự là làm chơi ăn thật cái này rất giống là Kim Dung trong tiểu thuyết ghi cái kia dạng, Dương Đình Thiên Anh Hùng cái thế kết quả luyện càn khôn đại na di luyện tẩu hỏa nhập ma. Trương vô kỳ cái gì võ công sẽ không, nhưng tự ỷ vào nội công thâm hậu hơn một giờ tự luyện đến đỉnh rồi. Một nghĩ tới tên này tốc độ tiến bộ có lẽ so với chính mình nhanh đến nhiều. Cao hiểu tiết tựu có chút buồn bực nâng cầm lên, nàng ngược lại cũng không phải ghen ghét, tựu là cảm thấy bị người so xuống dưới có chút khó chịu mà thôi. Trần Húc lợi dụng cái này server lỗ thủng rất dễ dàng tựu đã lấy được mật mã, sau đó đối phương đều còn chưa kịp phản ứng địa thời điểm đã bị Trần Húc đã lấy được nhân viên quản lý tài khoản, đã tìm được hắn máy chủ, sau đó một đường giết đi vào, tại hắn địa trên mặt bàn đã thành lập nên cái không bạch văn đương, bên trong đã viết, ha 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 ha, ta thắng, cuộc tỷ thí này trực tiếp lại để cho Trần Húc bỏ thêm 50 phân. Bởi vì ban giám khảo Lai ẩn đánh giá là, có thể tại trong thời gian ngắn phát hiện server bên trên cố ý lưu lại một cái lỗ thủng hơn nữa tính nhắm vào biên ra tương ứng ngựa gỗ, nói rõ người này kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Tuy nhiên thủ đoạn công kích chỉ một, vốn lấy người hiểu biết ít bước sẽ rất nhanh. Chứng kiến câu này bình luận về sau Trần Húc cao hứng miệng đều vui cười lệch ra. Đây chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tại hacker phương diện một trọi một chiến thắng đối phương, không có dựa vào bất luận cái gì một chút thủ đoạn, không có dựa vào SMMS uy danh, cứ như vậy tại thật chiến đấu chính giữa chiến thắng. Loại này chiến thắng sau đích vui sướng thậm chí sau ngày đó chiến thắng sơn kê còn muốn càng lớn. Dù sao ngày đó đối với Sonic một trận chiến, Trần Húc tại thời khắc cuối cùng sát nhập đối phương server dựa vào là vận khí. Sau đó trong lòng chỉ còn lại may mắn, may mắn lúc ấy làm sắc bảo bối bọn người cho mình chế tạo cơ hội này, cũng may mắn chính mình đã lấy được như vậy một đài siêu cấp máy tính. Thẳng càng về sau thật sự đem Sonic dây thường chi tại Pháp thời điểm, Trần Húc trong nội tâm cũng không có bao nhiêu hưng phấn, dù sao chuyện này tuy nhiên là hắn làm, nhưng trên thực tế lại không phải hắn có thể làm đến đấy có thể sự tình lần này bất đồng, cái này dù sao cũng là chính mình thông qua thực lực để hoàn thành, dù là đối thủ là cái thái điểu. Cái này rất giống là mình làm công đã kiếm được đệ một khoản tiền đồng dạng, vô cùng hưng phấn. Hưng phấn Trần Húc lại đi chu diệt mấy cái quả trứng, kết quả như vậy chiến trong lưới một hồi phần nàn. Cả đám đều nói người này nhất định là cái dân pro khoác trên vai áo lót, nguyên một đám kêu to, có hay không đạo đức công cộng tâm à, khi dễ nhân vật mới à. Chờ chờ, về sau như vậy Trần Húc mở cái gian phòng, cả buổi tiệu không người nào dám vào được, mà Trần Húc tiến vào đến người ta gian phòng lúc chủ phòng chứng kiến là cái này cái đổ biến thái lập tức một giọng nói trời ạ lão đại người đừng tới ta chơi được không nào, sau đó tự lui Trần Húc không biết nên nói như thế nào hiện tại cảm giác lại là thoải mái lại là phiền muộn thoải mái chính là bị người nhìn lên cảm giác tương đương lại để cho hắn say mê thắng lợi trái cây lại là như vậy ngọt ngào mà buồn bực thì còn lại là không có người cùng hắn chơi một mình hắn chẳng lẽ còn có thể đánh nhau máy tính à? Cái lúc này Cao Hiểu Tiết ở bên cạnh này uy cho ăn hai tiếng, Trần Húc lúc này mới muốn khởi tới nơi này còn gạt lấy một cái đây này. Cao Hiểu Tiết vỗ vỗ bụng nhỏ nói, đói bụng, chúng ta đi làm cho ít đồ ăn đi. Trần Húc một nhìn thời gian, đều nhanh 7 giờ đồng hồ rồi, sau đó hắn cũng cảm giác được một hồi đói khát, vì vậy tự gật đầu nói tốt, sau đó hỏi, người muốn ăn cái gì à? Cao Hiểu Tiết trên không chung cua cua tiểu móng vuốt nói, không sao cả à, bao ăn no là được. Mì ăn liền thêm dưa muối ta cũng nhận biết, chỉ cần ngươi không biết xấu hổ, Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát nói, ta có cái gì không có ý tứ, mì tôm thêm dưa muối ta cũng không phải không ăn qua. Cao hiểu tiết mắt trắng không còn chút máu nói, xong rồi a à ngươi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à? Được rồi được rồi, bổn cô nương hôm nay thừa ngươi tình, ta đây tự lộ bên trên một tay, ngươi cái này phòng bếp có thể sử dụng a. À. Hôm nay bữa tối ta đến đốt, Trần Hú cà một tiếng, rất giật mình nói, người biết nấu ăn, ăn hết sẽ không tiêu chảy a. À đi chết, bổn cô nương đốt đồ ăn hương vị rất tốt đấy. Cao hiểu tiết làm bộ cua cô, cô nắm tay nhỏ, hừ, đến lúc đó đầu lưỡi ăn đến rơi xuống đừng trách ta. Bánh kem ta không có học qua, nhưng là trong nhà thường xuyên đều là ta nấu đồ ăn, tay nghề so mẹ ta đều tốt nha. Trần Húc Kỳ thật rất muốn nói cho nàng biết, nói như vậy chính thức chủ nghệ tốt đều là nam nhân, phương diện này nam nhân so nữ nhân còn có thiên phú, quân không thấy những cái kia tiệm cơm đại sư phụ đều là nam nhân sao, nhưng muốn nghĩ sợ rằng hội chọc giận nữ quyền chủ nghĩa người, cho nên hay vẫn là kìm nén bực bội không nói. Trần Húc kỳ thật cũng biết nấu ăn, hơn nửa tay nghề coi như cũng được. Nhất là sở trường thêm vài bản nấu đồ ăn, dùng Trần Húc phụ thân mà nói không thể so với một ít tiệm cơm phải kém rồi. Trần Húc sở trường ba bản đồ ăn, gà cây FC, thịt kho tàu xương sườn cùng khoai tây đốt thịt bò, trên căn bản là ở nhà tất nấu đồ ăn. Cao Hiểu Tiết vừa nói như vậy Trần Húc cũng có chút ngứa tay rồi, bởi vì ở trường học trên cơ bản một mực tại đại thực đường ăn, ngày bình thường có thể nhìn thấy điểm thịt tinh cũng không tệ rồi, nào có như vậy thống thống khoái khoái bát tô ăn thịt à. Vì vậy Trần Húc tự nói, ta tại đây ngược lại là có khí thiên nhiên, bất quá không có nổi chén hồ lô bồn, dầu muối tương giấm chua muốn chính mình đi mua. Ngươi nếu không chê phiền toái chúng ta bây giờ đã đi xuống đi mua, muốn ngại phiền toái chúng ta trực tiếp đi dưới lầu tiểu tiệm cơm ăn điểm được rồi không có phiền toái gì đấy. Cao hiểu tiết có chút hào khí vượt mây bộ dạng, xem ra tụ muốn bắt lấy Trần Húc dạ dày rồi, vì vậy nàng tụ nói, muốn ăn cái gì? Nấm hương gà, cung bạo gà xé phay, thịt băm hương cá, dầu hào rau xà lách. Trần Húc nghe xong tự ơ một tiếng, người hội không ít đồ ăn mà, chứng kiến Cao Hiểu Tiết cười đắc ý, Trần Húc đột nhiên sinh lòng cảnh giác nói, người muốn làm gì? Không phải là muốn tại trong thức ăn hạ dược a? À? ôi, nguyên lai bị Cao Hiểu Tiết nhéo thoáng một phát, hai người đều là cái loại này nghĩ đến liền làm loại hình, hấp tấp liền giết đến dưới lầu siêu thị mua hai cái nồi sắt, còn có cái sẻng, bát đũa cùng với các loại đồ gia vị, dùng ăn dầu chờ các loại, sau đó lại đi xuống một chuyến mua đi một tí đồ ăn đi lên. Trần Húc vốn là muốn tới hỗ trợ rửa nhất thiết đồ ăn, nhưng Cao Hiểu tiết tiến vào phòng bếp sau cảm giác giống như lập tức thay đổi cá nhân giống như, tự lại để cho Trần Húc đem bộ đồ ăn các loại trà thoáng một phát, về phần đồ ăn, đụng đều không cho hắn đụng. Cao Hiểu Tiết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta xuống bếp thời điểm người khác khả năng giúp đỡ lớn nhất bề bộn, tự là ngồi ở một bên chậm rãi chờ. Lời này nói, Trần Húc rất dứt khoát trở về chơi trò chơi rồi, khó được vui cười thanh nhàn, hắn cớ sao mà không làm. Trần Húc trở lại trước máy vi tính căn cứ cái kia gấu trúc thắp hương virus truyền bá phương thức chế định một cái chuyên giết cùng phòng hộ, cái này tool software giao diện tuy nhiên đơn sơ vô cùng, nhưng là công năng trên cơ bản không kém hơn một ít phần mềm diệt virus công ty ra tác phẩm rồi. Đương nhiên gần kề chỉ là không kém cỏi, cũng không có khả năng so người ta làm thì tốt hơn. Bởi vì đều là nhằm vào virus phát tác cơ chế để làm tính nhắm vào cha giết, chưa nói tới đến cùng cái nào càng tốt một chút, phần mềm diệt virus làm được thứ đồ vật, trên cơ bản cũng đều là giống nhau. Làm xong về sau Trần Húc sẽ đem cái chuyên giết treo đã đến Kim Dung bảy hiệp chuyện. Lại tục tiền duyên trang chủ lên, hơn nữa phụ một phong xin lỗi tín. Ngôn từ cũng là bởi vì chạm trang web nhân viên quản lý chủ quan, khiến cho có hacker tại website bên trên treo rồi ngựa gỗ, hiện tại trạm trang web cũng đã làm ra tương ứng chuyên giết, thỉnh chúng độc bản trên mạng download chuyên giết giúp cho xóa bỏ chờ các loại, hơn nữa đi ngược chiều phát ra cái này virus tác giả cùng với tản người giúp cho khiển trách. Trần Húc làm những công việc này thời điểm cao hiểu thiết đang tại phòng bếp vui vẻ hư phát tiểu khúc, muốn bắt ở nam nhân tâm, phải bắt ở nam nhân dạ dày. Hư hư, chờ hắn ăn bổn cô nương làm đồ ăn ăn được nghiện rồi, lại lại để cho thằng này đến giáo bổn cô nương như thế nào lập trình, những vật này tinh tinh đều lười được giáo nha ăn cơm lạp ăn cơm á bốn người, về sau trần húc cảm giác mình đều đói bụng đến phải có chút bụng đói kêu vang thời điểm cao hiểu tiết vui vẻ thanh âm truyền đến đại đầu heo mau ra đây muốn ăn cơm đi trần húc nghe xong tựu tinh thần tỉnh táo lập tức lao ra phòng vừa đi vào phòng bếp tựu nghe thấy được một hồi hương khí xông vào mũi lập tức a à nha nha kêu một tiếng chứng kiến trên mặt bàn sắc hương đều đủ thêm vài bản thức ăn đi lên tựu thò tay ngắt một cái măng phiến bỏ vào trong miệng a à. a à, thật nóng thật nóng bất quá hương vị coi như không tệ ai. Cao Hiểu Tiết ở phía sau cười vỗ một cái trần húc phía sau lưng nói, trước rửa tay á. Tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian rửa tay, tỏa hạ, ngồi xuống ăn. Nhìn xem Cao Hiểu Tiết rất giống cái hiền lành thê tử đồng dạng đem đồ ăn bưng lên bàn ăn sau đó đựng hai chén cơm, Trần Húc cảm giác tự thật là có chút ấm áp. Tại như vậy cái rét lạnh trong ngày mùa đông, một nữ hài tử rất cẩn thận chu đáo làm lên tràn đầy một bàn đồ ăn, loại cảm giác này thật là tương đương thì tốt hơn. Cao Hiểu Tiết đang tại hướng chính mình gắp thức ăn bỏ vào chén, nếm thử về sau cảm thấy hương vị rất không tồi, đang tại nhỏ đến ý chính mình tuy nhiên nửa năm không có xuống bếp, nhưng là tay nghề còn một chút cũng không có lui bước thời điểm, đột nhiên lườm đến Trần Húc đang tại rất xuất thần nhìn mình cầm chằm. Nếu như tại bình thường thời điểm, nhà đầu kia đại khái sẽ rất bay lên chừng đi qua sau đó nói, nhìn cái gì vậy à, bất quá lúc này thời điểm nhìn xem như vậy cả bàn đồ ăn, nàng đột nhiên trong nội tâm có chút hốt hoảng, đỏ mặt lên, cơ hồ tự muốn đem mặt vùi vào trong chén rồi nhỏ giọng nói thầm nói ngươi nhìn cái gì à không có gì không có gì trần húc cười ngây ngô lấy tranh thủ thời gian cho trong chén đĩa rau một bên kẹp vừa ăn biến ăn còn bên cạnh xì xào thì thầm a ăn ngon thật à hào khí thoáng cái tựu lâm vào xấu hổ tuy nhiên đồ ăn hương mỹ nhưng hai người đều là không nói lời nào ngoài cửa sổ bông tuyết đang tại bay là tả rơi xuống gió thổi qua hành lang tại vách tường tầm đó tiếng vọng phát ra rồi ô ô thanh âm đại khái hai người cũng đều là cảm giác được hào khí xấu hổ rồi. Vì vậy thậm chí nghĩ tìm chủ để nói, vì vậy hai người đồng thời này thoáng một phát. Cao hiểu tiết tự nói, người uy cho ăn cái gì, Trần Húc ngượng ngùng mà cười cười, không có gì không có gì, người nói trước đi, người nói trước đi. Cao hiểu tiết nghĩ nghĩ, đỏ mặt hỏi, ngươi, n, ta có một vấn đề à, ngươi lúc ấy rốt cuộc là làm sao bắt đến cái kia cắt hiết hầu nam hay sao? Cái này à, Trần Húc đã đem cái này đầu nói dối lặp lại vô số lần rồi, lúc này thời điểm nói là quen việc dễ làm, chỉ là tại làm loại nào không khí xuống, Trần Húc tự có chút ngượng ngùng lại thêm mắm thêm muối rồi, tự là rất bình thường nói thoáng một phát. Chính mình là trong lúc vô tình chứng kiến hoác hồ cái ót có thương tích cho nên mới hoài nghi hắn đấy. Cao hiểu tiết à xong thoáng một phát, nói ta đây thật muốn cảm ơn ngươi rồi, cảm ơn ngươi giúp ta báo thù. Trần Húc nghe xong tự đổ mồ hôi thoáng một phát, nói, đừng nói cái kia sao mập mờ được không loại người như người khẩu khí, như thế nào cảm giác rất giống nữ quỷ đến đây báo ân địa đồng dạng. Muốn tại bình thường cao hiểu tiết chỉ sợ một cước tựu đạp đi qua, bất quá lúc này thời điểm nàng lại thì ra là đỏ mặt nói một câu, người tài nữ quỷ đây này. Trần Húc ha ha cười, nói, ta nếu quỷ cũng là nam quỷ, lệ quỷ. Muốn thực sự người xinh đẹp như vậy nữ quỷ đến làm bạn cũng không tệ à, có thể thốt ra lời này về sau hào khí thì càng mập mờ rồi, hai người lập tức sẽ không lời nói có thể nói rồi. Nhưng vào lúc này, trong phòng ba thoáng một phát, lập tức đen lại, sau đó dưới lầu đã có người gọi, hóa. Như thế nào như vậy à, như thế nào bị cúp điện? Mất điện, trong bóng tối Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết đều sừng sốt. Bởi vì hiện tại trên cơ bản muốn gặp được mất điện sự kiện đã rất không dễ dàng, nhưng một khi gặp được hậu quả khả năng sẽ có điểm nghiêm trọng. Nói không chừng là tuyết rơi nhiều không cẩn thận đè sập có chút dây điện các loại đấy, muốn cướp tu cũng không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Dưới lầu thanh âm ẩm ý một hồi tựu yên tĩnh buổi chiều, Tối như mực trong phòng chỉ có thể nghe đi ra bên ngoài phong ô ô địa thôi. Trần Húc nói ta đi tìm cùng ngọn nến, ta nhớ được trong phòng có ngọn nến, sau đó hắn vừa định đứng dậy cao hiểu tiết tựu nói, "Đừng. Đừng đem ta nhét vào cái này, ta, ta sợ." Trần Húc nghe xong vốn là sững sờ, sau đó tự vui cười nở nụ cười. Không nghĩ tới cao hiểu tiết bình thường như vậy bay lên một nữ hài tử cũng sợ hắc à. Trong bóng tối nghe được Trần Húc tiếng cười. Cao Hiểu Tiết nhịn không được dựa theo trí nhớ vị trí đi nhéo Trần Húc thoáng một phát, nghe được Trần Húc ôi ôi gọi, Cao Hiểu Tiết tự xì xào thì thầm nói, ngươi cười cái gì cười à, còn không đều tại ngươi. Vừa rồi không nên nói cái gì quỷ à quỷ, còn có, bên ngoài gió thổi thanh âm. Quái đáng sợ địa phương, Trần Húc cố nén cười, nguyên lai like Cao Hiểu Tiết cũng là như vậy một người bình thường nữ hài tử à. Ngày bình thường dương nanh múa vuốt giống như cái tiểu mèo hoang giống như, nhưng trên thực tế nữ hài tử sợ rất nhiều thứ nàng cũng sợ, ví dụ như sợ con chuột sợ con rán, sợ tối sợ lạnh sợ quỷ sợ một người. Vì vậy Trần Húc Tựu nói cũng không thể một mực đen như vậy lấy a, à, người nếu sợ hãy theo ta, chúng ta đem ngọn nến điểm bên trên. Nói xong Trần Húc Tựu sờ sờ túi, phát hiện bật lửa cũng không mang tới. Sau đó bởi vì y phục mặc thiểu nhịn không được hắt hơi một cái. Nói, không nên không nên, bị cúp điện về sau tựu quá lạnh rồi, đi trước mặc quần áo. Hắn vừa nói như vậy cao hiểu tiết cũng hiểu được có chút lạnh rồi sau đó tự ngoan ngoãn đã nói. Trần Húc đứng, đẩy băng ghế ầm ầm tiếng nổ, Cao Hiểu Tiết một giọng nói này, chờ ta với, sau đó thò tay cầm lấy Trần Húc quần áo. Nhưng nàng như vậy thoáng một phát trong hắc ám không có phán đoán chuẩn, ôm đồm đến Trần Húc địa bờ mông, Trần Húc cả thoáng một phát nói ngươi như thế nào như vậy lưu manh à. Cao Hiểu Tiết tự nói ta như thế nào lưu manh rồi hả. Trần Húc đổ mồ hôi, nói, ngươi không lưu manh ngươi sờ ta bờ mông làm gì vậy. Nghe xong lời này Cao Hiểu Tiết cũng đổ mồ hôi rồi, nói, ta nào biết được cái kia là cái mông của ngươi à. Ách, khó trách bắt không được đây này. Vừa nói lời này hai người tự lại có chút đã trầm mặc thật lâu Trần Húc nói, đem tay của ngươi cho ta. Cao Hiểu Tiết thành thành thật thật vươn tay, Trần Húc tại trong bóng tối sờ lên, bắt được nàng non nớt bàn tay nhỏ bé, trong lòng lập tức tự là rung động. Nữ hài tử quả nhiên đều là như thế này à, bàn tay nhỏ bé non nớt, mềm mại không xương nhất là như cao hiểu tiết loại này rất xinh xắn thủy linh giang nam nữ hài, bàn tay nhỏ bé càng là mềm nhũn, bất quá lòng bàn tay của nàng ở bên trong giống như rất nhiều đổ mồ hôi bộ dạng, nắm địa cảm giác đã thoải mái lại kỳ quái. Trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có bên ngoài gió lạnh vù vù thổi phát ra quái thanh, trong phòng lại yên tĩnh liền hai người tiếng tim đập đều có thể nghe được. Trần Húc cứ như vậy lôi kéo cao hiểu tiết tay thời gian dần qua sờ soạn đi ra phòng bếp, xuyên qua phòng khách. Dọc theo con đường này ngược lại là va va chạm chạm, hơn 10 thước xa địa lộ đập lấy lưỡng cái ghế dựa một cái bàn ba lượt vách tường. Bất quá đụng vào địa đều là Trần Húc, bởi vì hắn ở phía trước giò đường, đằng sau cao hiểu tiết ngược lại là thuận buồm xuôi gió địa đã tới. Đi vào phòng ngủ chính giữa ngược lại là cảm giác khá hơn một chút, bởi vì lưỡng đài laptop tuy nhiên cắt điện vẫn còn dựa vào pin công tác, ít nhất có đi một tí nguồn sáng. Tại đây quyển sách trong hắc ám chứng kiến ánh sáng đích thật là kiện rất phấn chấn nhân tâm sự tình, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Cao hiểu tiết nhẹ nhàng kéo thoáng một phát, Trần Húc lúc này mới à một tiếng đem nàng bàn tay nhỏ bé buông ra, sau đó che giấu nói, người mặc kiện áo khoác, ta đến tìm mọn nến. Sau đó Trần Húc tự đi chờ mình ngăn kéo, một bên chờ mình một bên nghĩ thầm lấy vừa rồi kiều diễm, lúc này cao hiểu tiết này thoáng một phát, Trần Húc quay đầu lại, đã gặp nàng đã đem cái kia kiện màu vàng nhạt lông áo mặc vào, tự nói như thế nào. Cao hiểu tiết đỏ mặt, nói, ta chân lạnh, muốn mặc quần lót. Trần Húc nghe xong vội vàng à xong một tiếng nói, ách, ta đây đi ra ngoài, tới cửa chờ ngươi. À, đừng, Cao Hiểu Tiết nói, ngươi, ngươi lưng vác quá mức đi, chia ra môn. Nghe xong lời này Trần Húc đã biết rõ nàng một người sợ hãi, ngoan ngoãn quay đầu, đằng sau Cao Hiểu Tiết nói, ngàn vạn không muốn quay đầu à, ngươi muốn quay đầu ta cắn chết ngươi, sau đó tự là một hồi sột sột soạt, soạt soạt mặc quần áo thanh âm. Trần Húc nghe đằng sau thanh âm, thật sự rất muốn quay đầu lại nhìn một chút, nhưng ngẫm lại như vậy có thể hay không quá vô sỉ rồi, cho nên tự chịu đựng. Nhưng này là đột nhiên đằng sau phanh một thanh âm vang lên, sau đó chuyển đến cao hiểu tia tà hét thảm một tiếng. Trần Húc vội vàng quay đầu khẩn trương nói, người làm sao vậy? Lần này đầu, hai người đều sửng sốt, cao hiểu tiết bụng lấy đầu ngã xuống giường, sau đó trắng như tuyết đùi lộ ở bên ngoài, quần sẽ mặc một nửa vừa kéo đến bắp chân, mà hai cái tuyết trắng hai đùi tuyết trắng chính giữa, một đầu màu trắng bằng bông quần lót mê người hơn nữa đáng yêu. Cao hiểu tiết vừa rồi không biết là khẩn trương hay vẫn là muốn nhanh lên mặc vào, một chi chân đứng thẳng lúc thân thể một bất ổn ngã xuống, cái này có thể vừa vặn một đầu đâm vào trên tường, đau nước mắt đều ra rồi. Cao hiểu tiết xoa đầu, cái này mới nhìn đến Trần Húc thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình chân, lập tứ cả một tiếng thét lên. Thượng đế làm chứng, nữ nhân tiêm gọi thanh âm kia decibel si có thể vượt qua cá heo âm, Trần Húc bịt lấy lỗ tai vội vàng hãy ngó qua chỗ khác nói, người đừng kêu rồi, ta cái gì cũng không thấy xin nhờ ngươi đừng kêu rồi, lại như vậy gọi xuống dưới phương viên 50 dặm sói được đập vào đã tới rồi. Cao hiểu tiết ôm đầu, cảm giác trên đầu khẳng định bị đụng phải thật lớn một cái bao. Nàng mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, không phải nói cho ngươi đừng quay đầu mà. Trần húc trong nội tâm cái kiệu oan uổng à, ngươi nói ngươi kêu thảm thiết lớn tiếng như vậy, ta có thể không quay đầu lại nhìn xem sao. Bất quá, trên cơ bản lần này cũng xem không sai biệt lắm, vừa nghĩ tới cái kia màu trắng quần lót, Trần Húc cũng cảm giác cái mũi một ngứa, sau đó trơn bóng giống như có nước mũi đi ra. Trần Húc sững sờ, nghĩ thầm chính mình chẳng lẽ cảm mạo sao. Lúc này thời điểm cao hiểu tiết cuối cùng đem y phục mặc tốt rồi, nói, tốt rồi, người có thể trở về đầu rồi. Chờ Trần Húc quay đầu, cao hiểu tiết vốn là sững sờ, sau đó cũng không để ý trên đầu bị đụng đau, ôm bụng không hề thục nữ hình tượng trên giường đả khởi lăn tới. Trần Húc không hiểu thấu nói đầu óc người bị đụng hư mất a Cười cái gì à, Cao Hiểu Tiết ôm bụng, nói, chính ngươi chiếu soi gương, ôi! Cái mũi của ngươi như thế nào chảy máu? Chảy máu, chân hút thò tay một vòng, quả nhiên à? Đỏ tươi đỏ tươi huyết à? Ách, chính mình vậy mà chảy máu mũi rồi hả? À? Tại sao phải chảy máu mũi? Vì cái gì, cái này trời đang rất lạnh chính mình lại vừa ăn hết kem, lẽ ra nóng tính không có lẽ có lớn như vậy mới đúng à? Hơn nữa lại không có dập đầu lại không có đụng đấy. Nhà đầu kia một đầu đụng thảm như vậy đều không có đổ máu chính mình cái gì đều không nhúc nhích tựu chảy máu, không có thiên lý à? Ách, chẳng lẽ là, Trần Húc kéo ra cái mũi, lường cao hiểu tiết đùi liếc. Lúc này thời điểm quần của nàng đã mặc vào, tuy nhiên bên ngoài là đầu phi phi quần ngủ, nhưng là nằm ở trên giường, quần buộc được rất nhanh, cũng có thể mơ hồ nhìn ra cái kia tỷ lệ hấp dẫn chân hình dạng. a à, vừa rồi cái nhìn kia, thật trắng thật trắng à, chứng kiến Trần Húc ánh mắt, cao hiểu tiết cố ngà một tiếng kêu nhỏ, sẵn giọng không cho phép xem, nàng cũng rốt cuộc nghĩ đến Trần Húc tại sao phải chảy máu mũi rồi, à à à, tốt cảm thấy khó xử à. Trần Húc vội vàng nghiêng đầu nói, cái kia, hắc hắc, người không phải đã mặc quần áo tử tế sao? Lời kia vừa thốt ra Trần Húc đã biết rõ nguy rồi, nhưng cao hiểu thiết thần kỳ không có nổi giận, mà là đã trầm mặc một hồi về sau, từ trên giường bò, cầm một trang giấy khăn nói, này, người đem máu mũi. N, lau lau a Trần Húc một giọng nói cảm ơn, tiếp nhận khăn tay, xoa xoa cái mũi, Chợt nghe Cao Hiểu Tiết nói, đem đầu ngang, như vậy huyết sẽ không lưu quá nhiều. Ta khi còn bé chảy máu mũi thời điểm chính là như vậy, lấy thêm giấy chắn thoáng một phát. Ai nha, chờ máu mũi không chảy đem quần áo thay đổi. Ngươi nhìn ngươi trên cổ áo thiệt nhiều huyết, trời tối như vậy ngươi muốn hù chết ta à? Trần Húc hắc hắc cười ngây ngô, dựa theo Cao Hiểu Tiết ngẩng lên đầu, máu mũi rất nhanh tựu không chảy. Ngẫm lại cũng thực suy à, vậy mà chứng kiến em em chảy máu mũi cái này nếu truyền đi chính mình cả đời tên tuổi anh hùng tự triệt để xong đời. Chính mình tên tuổi anh hùng xong đời ngược lại không có gì. Quan trọng nhất là SMMS Đại Thần Địa một là tên tuổi anh hùng cũng xong đời, vậy hắn là được tội nhân thiên cổ rồi. Chứng kiến Trần Húc luống cuốn tay chân bộ dạng, Cao Hiểu Tiết Phúc cười cười, tại đây lờ mờ máy tính màn hình hào quang hạ đặc biệt mê người. Trần Húc cái mũi một ngứa, lập tức cảm thấy không ổn. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu, nghĩ thầm chính mình sẽ không như vậy yếu ớt a như vậy xuống dưới như thế nào được à? a à, đoán chừng hay vẫn là gần đây nóng tính đại, muốn nhiều vận động, nhiều vận động, buổi tối hôm nay dứt khoát dùng lạnh nước tắm rửa được rồi. Hai người rất là xấu hổ một hồi, Trần Húc mới nói, cái kia, cái mũi của ta là không có việc gì rồi, đầu của ngươi đâu này? Vừa rồi dập đầu ở đâu rồi hả? Trần Húc vừa nói như vậy cao hiểu tiết mới kịp phản ứng cái chán thật sự là có chút đau, ấn xuống một cái về sau càng là tê rút tin tức. Trần Húc vội vàng nói người ngồi trước trên giường ta tới giúp người xem một chút đi. Không có đổ máu à, nghe nói như thế cao hiểu tiết tựu thành thành thật thật địa bên cạnh quỳ trên giường rồi, chỉ chỉ bị thương bộ vị nói, nn đi thực suy à, như vậy không nghĩ qua là đều có thể đụng vào đầu. Đúng, chính là trong chỗ này, ôi, người đừng có dùng lực à. Trần Húc liên tục cười làm lành nói, không có ý tứ không có ý tứ, mượn laptop hào quang, hơn nữa dùng tay nhiết thoáng một phát, phát hiện nàng cái này đụng thật sự không nhẹ khó trách nước mắt đều ra rồi. Trên chán còn nổi lên một cái không nhỏ bao, Trần Húc tự ôn nhu nói đau không. Cao hiểu tiết vốn muốn nói nói nhảm, người đụng một cái thử xem à. Nhưng là hai người hiện tại động tác lại rất mập mờ rồi, nàng như vậy ngồi, thân thể cơ hồ tự dán tại Trần Húc trên người, thậm chí đều có thể nghe được hắn bành 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 cường tráng tiếng tim đập. Sau đó Trần Húc trong lỗ mũi phun ra khí tựu đánh vào trên chán của nàng, hâm nóng, lại có loại nói không nên lời cảm giác. Trần Húc nghĩ nghĩ, nói đợi lát nữa, sau đó chạy tới trong tủ lạnh cầm một cái hôm nay vừa mua trứng gà. Áp vào cao hiểu tiết trên chán nói, bề ngoài giống như trứng gà có thể tiêu sưng, hiện tại không có dược người thử xem, ngày mai xuống lần nữa lâu mua cho người điểm lưu thông máu hóa ứ dược vật. Cao hiểu tiết tiếp nhận xem xét tựu choáng luôn, nguyên lai like là cái sinh trứng gà, sau đó tựu nói, vị bạn học này, lưu thông máu hóa ứ hơn là trứng gà chín được không? Người không bằng dứt khoát mua một đống trứng luộc trong nước trà tới, càng bớt việc. Trần Húc nghe xong thì có điểm choáng váng nói: trứng gà chín à? Cái kia ngươi chờ, đón lấy Trần Húc sẽ cầm bật lửa chạy đến phòng bếp, tại ấm nước ở bên trong đốt tiếp nước, sau đó đem hai cái trứng gà cho ném vào trong nước nấu. Cao Hiểu Tiết xem hắn vậy mà nói làm liền làm, cũng có chút sửng sốt. Nghe được trong phòng bếp phanh đông phanh đông tiếng nổ, cũng không biết hắn như vậy vài bước trên đường lại đập lấy mấy lần cái bàn cái ghế, cái này tiểu tâm lý nữ nhân thoáng cái đã bị một loại thứ đổ vật cho lất đầy. Nữ nhân vốn chính là một loại rất cảm tính động vật, các nàng có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ tình mà khiến cho tâm tình phát sinh một cái biến hóa lớn. Nhớ rõ chính mình trước kia hỏi mẹ, tại sao phải vừa ý phụ thân thời điểm, mẹ nói, một người nam nhân muốn xem trọng là tối trọng yếu nhất hay vẫn là hành động của hắn. Một ít người cả ngày khẩu hoa hoa nói mình cái này tốt cái kia tốt, hoa ngôn xảo ngữ nói nhiều hơn nữa, so ra kém một câu hiện thực. Sau đó nàng đã cảm thấy trần húc bởi vì một câu như vậy lời nói dĩ nhiên cũng làm hấp tấp đi trứng gà luộc, cũng cảm giác người này tại ở phương diện khác hay vẫn là rất có nam nhân tốt tính chất đặc biệt đấy. Vì vậy vừa rồi chính mình bị hắn cơ hồ xem trống trơn sự tình, cũng tự không có ý định truy cứu. Một lát sau Trần Húc tự trở lại rồi, trong chén thả hai cái đun sôi trứng gà. Chứng kiến Trần Húc một cái kính dùng tay niết lỗ tai còn có thổi hơi, cao hiểu thiết tựu kỳ quái nói ngươi làm sao vậy. Trần Húc một giọng nói, thực suy à, chúng ta hôm nay đã quên mua cái thìa, cái này trứng gà quá xa rồi đun sôi về sau không có thìa có thể lấy ra cho nên ta tự dùng chiếc đũa lay cả buổi mấy lần đem trứng gà bới ra đến hũ khẩu tựu là cầm không đi ra ta trong cơn tức giận liền trực tiếp thượng thủ cầm có chút bị phỏng cái gì có chút bị phỏng vừa ra nồi trứng gà à cao hiểu tiết vốn muốn mắng hắn như thế nào đần như vậy à nhưng nhìn lấy trần húc dùng tay niết lỗ tai bộ dáng liền nghĩ đến hắn vẫn là vì chính mình loại lời này làm cho nàng sao có thể mắng cửa ra vào trần húc một giọng nói đừng nhúc nhích mượn khởi trứng gà thời gian dần qua thoa tại trên đầu nàng. Hiện tại trời lạnh, trứng gà lấy tới về sau không sai biệt lắm tựu đã nguội một chút, nhưng là vừa dán tại trên trán nàng thời điểm cao hiểu tiết hay vẫn là nhịn không được kêu một tiếng. Trần Húc vội vàng rất khẩn trương nói rất bị phỏng sao. Nếu không lại lạnh hội, cao hiểu tiết nói không cần, độ ấm vừa vặn, còn có ta tự mình tới a, à, người tranh thủ thời gian tìm ngọn nến đi thôi. Trần hú cả một tiếng cầm chén đưa cho nàng, nói ngươi cẩn thận một chút à bên trái cái này trứng gà là sớm chút lấy ra đấy bên phải cái kia tương đối trễ còn bị phỏng lắm trước dùng bên trái đấy sau đó chứng kiến cao hiểu tiết cầm lấy trứng gà chậm rãi tại cái chán bao lớn bên trên nhấp nhô trần húc tự quay đầu chạy đi tìm ngọn nến rồi lục tung địa rốt cuộc tìm được ngọn nến nhưng còn không có điện báo trần húc thay đổi quần áo về sau hai người lại nhớ tới bàn ăn khá tốt đồ ăn vừa ra nổi địa phương hiện tại coi như ấm áp cao hiểu tiết tự nói nhanh lên ăn đi, một hồi tự nguội lạnh. Trên mặt bàn nến đỏ phát ra nhu hòa nhàn nhạt, nhạt ánh địa quang mang, rất có loại ánh nến bữa tối lúc ấm áp mập mờ, hai người đều là không nói một lời trong đầu buồn bực hướng trong chén bới ra đồ ăn. Trong phòng im ắng, ngoại trừ tiếng gió về sau hai người lúc ăn cơm phát ra thanh âm. Tại loại này mất điện mập mờ không khí xuống, tăng thêm vừa rồi phát sinh địa sự tình, hai người đều có chút rất khác thường trầm mặc cố tình muốn đánh nhau phá loại này không khí rồi lại không biết nên nói cái gì. Dưới ánh nến, Trần Húc nghiêng đầu nhìn xem cao hiểu tiết, phát hiện nàng lớn lên đích thật là rất đẹp. Non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ lên, giang nam vùng sông nước dưỡng đi ra nữ hải nhi tựu là không giống với, làn da quả thực như nước trong veo, thật sự rất muốn cho người nhất truy cập. Lông nghi thật dài, con mắt đen sấm, tại ánh nến chiếu ánh hạ lại thêm vài phần mông lung lịch sự tao nhã. Mà không biết là ánh nến hay vẫn là sự tình vừa rồi làm cho nàng xấu hổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thậm chí đáng yêu. Đợi cho cơm đã ăn xong về sau Cao Hiểu Tiết mới nói, trước tiên đem chén phao ngâm trong chậu A, ngày mai điện báo lại soát tốt rồi. Trần Húc à xong thoáng một phát, hai người tự bưng ngọn nến trở lại phòng ngủ. Nhìn nhìn laptop pin, còn lại đĩa cũng không nhiều rồi, khả thi cũng mới hơn 8 giờ, Trần Húc nói, làm sao bây giờ? Hiện đang ngủ sao, Cao Hiểu Tiết nói không ngủ được làm sao bây giờ à? Ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, Trần Húc ngấm lại cũng thế, hắn vốn muốn nói laptop pin còn có chút xem xem phim mới có thể đánh bóng một chút thời gian. Nhưng ngẫm lại chính mình trong máy vi tính ngoại trừ quỷ phiến cũng chỉ còn lại có phim heo rồi, cho nên còn chưa tính. Như vậy mập mờ dưới tình huống xem quỷ phiến, người ta nữ hài tử khẳng định nói mình lòng mang làm loạn, xem phim heo. Người giết ta đi, vì vậy thừa lúc laptop hào quang, Trần Húc đem chăn đệm nằm dưới đất thu thập thoáng một phát, sau đó giật lưỡng giường chăn mền đắp lên. Bởi vì hiện tại bị cúp điện, điều hòa không khai, trong phòng vẫn còn có chút lạnh, mà Trần Húc muốn đi tắm nhưng bởi vì bị cúp điện tắm bá mở không ra lại có chút do dự nhìn nhìn cao hiểu tiết vừa vặn nha đầu kia vậy mà đã ở xem chính mình sau đó nàng mặt đỏ lên nói người xem ta làm gì vậy Trần Húc cười hắc hắc nói không có việc gì không có việc gì ta đi tắm rửa sau đó nhanh chóng theo trong tủ chén cầm quần lót cùng đổi giặt quần áo đánh tới phòng tắm máy nước nóng là khí thiên nhiên đánh lửa là thông qua pin đến cho nên không có việc gì Trần Húc sở dĩ muốn tắm rửa là vì cảm thấy nóng tính có chút nặng, vừa rồi một màn kia thật sự là có chút kinh tâm động phách địa cảm giác. Hiện tại cái kia hai cái trắng như tuyết đùi cùng cái kia màu trắng quần lót còn ở trong đầu mặt không ngừng xoay quanh đây này. Trần Húc cố ý đem nước độ ấm mở đích có chút thấp. Hắn cảm thấy nếu như mình không cần loại này nước lạnh quyết xông qua không chừng nóng tính lên đây hội sẽ không làm cái gì rất cầm thú sự tình. Thừa lúc Trần Húc không tại, Cao Hiểu Tiết nhanh chóng tranh thủ thời gian địa cơ áo ngoài chui vào chăn, Tuy nhiên trong phòng tựu chỉ có một người, nhưng là rất nhiều người thậm chí nghĩ lấy nếu như rúi đầu vào trong chăn có lẽ hội an toàn nhiều lắm, cho nên tiến vào ổ chăn về sau cao hiểu tiết cũng tất nhiên không thể sợ hãi, nghe bên ngoài ào ào tiếng nước, sau đó nghĩ đến vừa rồi một màn kia cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, khá tốt bị chăn mền phủ ở, không có người chứng kiến. Cao hiểu tiết tiến vào ổ chăn thời điểm cũng là tay chân lạnh buốt nữ hài tử rất nhiều đều là như thế này, hình thể âm hàn, vừa đến mùa đông tay chân lạnh đều khó chịu cho nên Cao Hiểu Tiết trong chăn đút hai cái hâm nóng túi nước, một cái dán tại trên chân, một cái ôm trong tay. Đang đắp chạm tinh nhung lông vịt bị ôm túi trường nóng, Cao Hiểu Tiết lập tức cảm giác một hồi thỏa mãn. Đại đông thiên địa có thể có cái như vậy địa ổ đã không có cái khác cái gì đó tốt truy cầu rồi, về phần vừa rồi địa mất điện, nàng cũng tự không để trong lòng rồi. Một lát sau Trần Húc tắm rửa xong mặc xong quần áo trở lại, ngao kêu gào lấy lạnh chui vào chăn đệm nằm dưới đất cái chăn, Kỳ thật lúc này thời điểm hắn rất muốn đi trên giường toàn chui vào không là đừng, tự vì đại mùa đông có một em em giúp mình chăn ấm ổ, cái kia thơm ngào ngạt nóng hầm hập bị ổ, có thể là có thêm vô cùng đại sức hấp dẫn à. Cao hiểu tiết có chút nhận thức giường, Simon, giường cao cấp tuy nhiên so sánh nguyễn nhưng là vì ngủ thói quen ngạnh phản vẫn có chút không thói quen, tăng thêm hiện tại hoàn toàn chính xác cũng không khốn, vì vậy nàng tự trên giường lăn à lăn, lăn à lăn đấy. Lăn cả buổi mới nói, này, ta nhận thức giường, ngủ không được, Chúng ta tâm sự được không nào Trong bóng tối dưới giường truyền đến Trần Húc thanh âm Tốt, trò chuyện cái gì Nằm đàm hội trò chuyện cái gì Chúng ta tự trò chuyện cái gì Tốt rồi, các người phòng ngủ sẽ không không khai nằm đàm hội A Trần Húc ha ha cười cười Muốn nói đại học văn hóa Nằm đàm sẽ cùng khóa bản văn hóa Nói yêu thương đồng dạng Thuộc về cái loại này át không thể thiếu Trên cơ bản vừa đến trước khi ngủ một đám người nằm ở trên giường Thiên Nam địa bắc dùng sức quỷ kéo có thể theo trong lớp một người nữ sinh biệt tướng mạo kéo đến sát đam có phải hay không trộm bút ra bồn cầu. Bất quá Trần Húc bởi vì vi trong khoảng thời gian này đều rất sớm hãy tiến vào hôn mê hệ thống. Cho nên không sao cả đã tham gia loại chuyện lặt vặt này động. Bất quá thật muốn nói, nam sinh nằm đàm hội trên cơ bản đều là cùng nữ nhân có quan hệ, trong đó ngược lại là khó tránh khỏi có chút bất nhã ngôn luận. Vì vậy Trần Húc nghĩ nghĩ liền quyết định đảo khách thành chủ, hắn hỏi, các người nữ sinh nằm đàm hội bình thường đều đàm mấy thứ gì đó à? Cao hiểu tiết hiện tại đoán chừng là thật sự rất nhàm chán, vì vậy phải trả lời nói, nữ sinh địa nằm đàm hội đều rất nhàm chán à, mọi người tùy tiện tâm sự. Ví dụ như mỹ phẩm dưỡng da à, quần áo à, còn có một chút bát quái à các loại. Cái gì bát quái, Cao hiểu tiết tự nói, bát quái là nữ nhân thiên tính á, à, như thế nào vị bạn học này, người cũng muốn biết hở. Trần Húc tự cười hắc hắc nói, bát quái là người thiên tính. Không riêng gì nữ nhân, các người bình thường đều có cái gì tốt tám đó à cũng không có gì đơn giản tựu là hôm nay đi đường bên trên thấy được cái nào đẹp trai sau đó tựu là trong ban lại có cái đó mấy cái cầu nam nữ lại củi khô liệt hỏa lên à còn có đại nhị đại học năm 2 đại tam đại học năm 3 thậm chí là đại học năm 4 địa những cái kia gia súc lại có cái nào rất không trưởng nghĩa đến chúng ta hệ châu già gạm cỏ non nữa à nghe xong nàng nói như vậy trần húc cũng cười nói dựa vào à hoàn toàn chính xác rồi cấp cao đám kia lũ gia súc thật sự là quá không có suy nghĩ rồi nghe nói lớp chúng ta mấy cái không tệ tiểu em em đều bị bọn hắn cho phao ngâm đi. Là bốn cái, Cao Hiểu Tiết nói, ba cái là đại nhị đại học năm hai, ra súc ra tay, còn có một là đại học năm bốn đấy. Tên kia thực nhiêu à, khai giảng một tuần lễ tự ok chúng ta bên cạnh phòng ngủ một cái phụ nữ, quả thực là sắc lang bên trong đích mẫu mực, ra súc bên trong đích điển hình à. Nghe xong lời này Trần Húc tựu đổ mồ hôi thoáng một phát nói ta như thế nào không biết có việc này. Cao Hiểu Tiết nói, các người nam sinh địa tin tức khẳng định không có chúng ta tinh thông. Hai người bọn họ che giấu vô cùng tốt, cái kia gia súc là người khiêu chiến hiệp hội chủ tịch, làm ra loại này trâu già gặm cỏ non đi vì sợ hãi bị người khinh bỉ, cho nên cũng sẽ không đường hoàng. Trần Húc lại đổ mồ hôi thoáng một phát nói nguyên lai like là tên kia à. Người khiêu chiến hiệp hội tên gọi tắt chọn hiệp, là trong học viện một cái xã đoàn, tôn chỉ là kéo đệ tử gây dựng sự nghiệp, ngược lại là có không ít người gia nhập. Lão Đồng cũng là một cái trong số đó cái kia chủ tịch xem rất nhã nhặn mang cái kính mắt, họp thời điểm nói chuyện rất là rõng ra cái chủng loại kia, không nghĩ tới nói lý ra cũng chơi loại chuyện lặt vặt này à. Hai người nở nụ cười một hồi, hào khí cũng tốt hơn nhiều, Cao Hiểu Tiết đột nhiên hỏi một câu uy cho ăn cái kia thủ cây bạch quả ngân hạnh, phòng có phải hay không người viết hay sao? Trần Húc sững sờ, lúc này mới muốn khởi đến chính mình lần kia tại thiệp chúc mừng bên trên đem mình cái này thủ trước kia ghi địa thơ cho chuyển lên rồi. Sau đó nhét vào hạ trong thẻ, về sau thế nào hắn cũng không biết. Hình như là tần tiểu ngạn hỏi qua một lần, sau đó đoán chừng hắn hỗ trợ nộp lên đi à nha. Cái kia thiệp chúc mừng vốn là bọn hắn trần phụ đạo viên dỗi dãnh được nhất cả trứng, muốn xúc tiến thoáng một phát tân sinh ở giữa liên hệ sau đó nghĩ ra như vậy cái chiêu, lưu tại Tết Trung Thu ngày đó cho mọi người phát đấy. Nhưng là vấn đề là Tết Trung Thu tháng 10 phần cái kia đoạn thời gian, Trần Húc bọn hắn tất cả đều bận rộn làm trò chơi, căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ, thật không nghĩ đến cuối cùng phong thư này vậy mà rơi xuống cao hiểu tiết trong tay. Trần Húc tự nói là ta ghi, như thế nào, người lấy được. Cao hiểu tiết N thoáng một phát nói, là đến trong tay của ta rồi, lúc ấy chúng ta tại làm trò chơi nha, ta cũng không có ở ý tiện tay tự ném ngăn kéo rồi. Thẳng đến nghỉ trước thu dọn đồ đạc thời điểm mới tìm ra, không nghĩ tới người còn rất có tài văn chương nha, văn học tiểu thanh niên. Trần Húc tại trong chăn gái gãi đầu, có chút không có ý tứ nói cái kia lúc trước viết chơi địa phương. Cái kia trong thơ ghi cô bé kia tử là ai à? Ngươi không phải đã viết, cùng ngươi gặp lại, duyên từ cái này đều hưu gió thu sao. Cái kia ngươi là ai? Trần Húc nghe xong lời này thì càng ngượng ngùng, nói là ta trường cấp 3 thầm mến một nữ hài tử. Ơ, ờ, cao hiểu tiết vui vẻ, nữ nhân bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt à? Nàng chờ mình đối với Trần Húc bên này nói, người trước kia lại còn yêu sớm à? Trần Húc nói, không tính yêu sớm đi à nha, trường cấp 3 cũng không nhỏ, hơn nữa nào có luyến à? hoàn toàn là thầm mến, người ta càng về sau cũng không biết. Vậy ngươi như thế nào không nhắc tới bạch đâu này? Biểu bạch còn có 50% cơ hội, không nhắc tới bạch tử hoàn toàn không có cơ hội rồi. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát nói, ta cùng nàng là bạn tốt kia mà, ta sợ ta thổ lộ sẽ bị người phát người tốt tạp, vậy thì ném đại nhân rồi, hơn nữa liền bằng hữu đều không có làm. Cao hiểu tiết Tựu ngạc nhiên nói cái gì là người tốt tạp à? Trần Húc nói, ngươi liền người tốt tạp là cái gì ngươi cũng không biết. Cái kia ta hỏi ngươi, nữ nhân cùng nam nhân chia tay địa thời điểm thường dùng nhất bục từ là cái gì, không đợi nàng trả lời. Trần Húc tự bổ sung nói, trên cơ bản đều là ngươi là người tốt, sau đó nữ nhân cùng nam nhân liếc mắt đưa tình thời điểm đều nói, ngươi rất xấu. Nghe được Trần Húc học loại này ngữ khi nói chuyện, cao hiểu thiết cười địa bụng đều giật giật lấy, Trần Húc nói tiếp đi ngoại trừ người tốt tạp còn có huynh đệ tạp à, bằng hữu tạp à, tự là ta nhưng thật ra là một mực đem ngươi là huynh đệ đấy hoặc là ta một mực đem ngươi là bạn tốt cái loại này, ai, từ nhỏ đến lớn ta bị phát qua không ít. Cao hiểu tiết cười cùng chuông bạc giống như, hơn nửa ngày mới ngưng được nói, ta hiểu được đã minh bạch. Cái này là người tốt tạp à, ta một mực không biết ý tứ, sau đó Trần Húc tự hỏi ngươi có phải hay không thường xuyên cũng cho người ta phát loại này tạp. Cao hiểu tiết lắc đầu nói, không có, ta trường cấp 3 rất hảo hài tử, ngoại trừ học tập tự là biên trò chơi kịch bản gốc, làm sao có thời giờ muốn cái này. Bất quá ta bái kiến người khác bị phát qua. Trần Húc thở dài nói nam nhân xem ra thật là muốn can đảm cẩn trọng ra mặt dày, bằng không thì cô nàng đều phao ngâm không đến. Lúc này thời điểm Trần Húc đột nhiên nghe được cao hiểu tiết bên kia truyền đến ba 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 thanh âm tự hỏi ngươi đang làm cái gì à. Chạm Tinh ha ha cười cười nói, ta tự cấp Tinh Tinh gửi nhắn tin à. Đúng rồi ta đem ngươi cái này người tốt tạp sự tình cho Tinh Tinh nói. Trần Húc đại hãn, nói ngươi không phải đâu, như vậy khứ sự tình ngươi cũng ra bên ngoài tuyên truyền à? Cao Hiểu Tiết cười nói, đừng nóng giận á, ta lại để cho Tinh Tinh giúp người phân tích một chút nha. Hơn nữa, Tinh Tinh cũng không phải ngoại nhân, sợ cái gì. Miệng của nàng rất nghiêm đấy. Nghĩ đến chạm tinh địa cái kia phó yên tĩnh bộ dạng Trần Húc có thể nghĩ đến nàng nhất định không phải cái loại này đặc biệt ưa thích bát quái người. Tự hỏi, các ngươi trong phòng ngủ nằm đàm hội thời điểm chạm tinh cũng tham dự sao? Cao Hiểu Tiết lắc đầu nói, mới không có, tốt không thú vị à, nàng mỗi lần đều là tại nghe chúng ta nói. Chính mình rất ít nói chuyện, lúc này thời điểm điện thoại ông ông vang lên một hồi, Cao Hiểu Tiết cầm xem xét, sau đó cười nói, này, tinh tinh hồi phục nha. Có muốn biết hay không nàng là như thế nào đánh giá ngươi hay sao? Trần Hú cầm một tiếng, Cao Hiểu Tiết tự thì thầm, Trần Húc đích thật là người tốt, nhưng cùng rất nhiều người đồng dạng trên mặt cảm tình so sánh không quả quyết, lo được lo mất. Hắn người như vậy có lẽ rất ít chủ động đi thổ lộ, mà thường thường hội dùng một ít hành động đến lại để cho nữ hài tử cảm thấy ưu điểm của hắn cùng sở trường hy vọng nữ hài tử đi đầu mở miệng n đợi chút nữa lại chờ mình một tờ n tinh tinh nói người phương pháp như vậy dễ dàng bỏ qua rất nhiều duyên phận n nàng cho của ngươi đề nghị là lần sau gặp được ưa thích nữ hài muốn chủ động một điểm à trần húc cái này thật là toát mồ hôi tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng là trần húc trong nội tâm biết rõ chính mình chỉ sợ thật sự như chạm tinh theo như lời như vậy lo được lo mất cùng nữ hài tử cùng một chỗ thời điểm tổng hội muốn quá nhiều nghĩ đi nghĩ lại tựu không công đem cơ hội theo bên người chạy trốn. Có chút nữ hài tử, nói thí dụ như quản dịch, Trần Húc cảm giác mình hiện tại tiểu thật khó khăn, bởi vì hắn tổng làm không rõ ràng lắm quản dịch đối với mình rốt cuộc là cái dạng gì thái độ. Trong phòng ngủ địa Ngô Nguyên bọn hắn đã sớm nói lại để cho chính mình đem quản dịch cho cầm xuống rồi, nhưng hắn tựu là không dám. Bởi vì này nữ nhân rất có thể lừa người rồi, trong bất chi bất giác là có thể cùng nàng ở chung vô cùng vui sướng nhưng là lại biết rõ đó là một xinh đẹp bẫy dập không dám tùy tiện nhảy vào đi. Trần Húc thường thường tự là lo lắng, nhưng nếu như đối phương thật sự chỉ đem làm chính mình là bằng hữu, cái kia biểu bạch về sau hai người quan hệ trong đó hội sẽ không xuất hiện vết rách. Trần Húc là cái rất quan tâm bằng hữu người, cho nên vì vậy tính cách bỏ lỡ không ít cơ hội. Hơn nữa hắn cũng trước sau như một cho rằng, giữa nam nữ nếu như quan hệ mập mờ đến nhất định cấp độ về sau bị cự tuyệt vậy thì không hề thích hợp làm bằng hữu, tốt nhất là liền gặp đều không muốn gặp. Không nghĩ tới, Trạm Tinh dĩ nhiên là như vậy hiểu rõ chính mình. Trần Húc thật sự rất cảm thấy, cô bé này địa con mắt có thể xem thấu hết thảy. Nghe được Trần Húc không nói, Cao Hiểu tiết ngượng ngùng cười cười, cảm giác mình lời này có chút quá đả kích người rồi, vì vậy nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi, cái kia các ngươi nam sinh bình thường nằm đàm hội thời điểm đều thảo luận mấy thứ gì đó à? Trần Húc nghĩ nghĩ nói, thì ra là thảo luận cái nào nữ hài so sánh xinh đẹp à các loại, n, cái đề tài này thảo luận tương đối nhiều. À còn có, có chút gia súc biết rõ ta cùng mấy người các ngươi so sánh thuộc quen thuộc. Còn phiền toái ta cho các ngươi mang thư tình đây này. Thư tình, thực lão thổ à, đầu năm nay không đều là trực tiếp gửi nhắn tin nha. Trần Húc ha ha cười cười, nói, thư tình so sánh hàm xúc á. Ba người các ngươi đều là hoa hậu giảng đường cấp bậc, người bình thường nào dám tùy tiện động sắc tâm à. Ít đến, Cao Hiểu Tiết nói, đúng rồi cái kia thư tình ở địa phương nào à, ta như thế nào một phong đều tịch thu đến. Trần Húc rất vô sỉ nói đều bị ta đem làm bản nháp giấy cho dùng. Cho nên các ngươi nhìn không tới. Cao hiểu tiết ta một tiếng, nói, ngươi không phải đâu. Những thứ kia cho ta địa thư tình ai, ta còn không có nhìn ngươi làm sao lại chính mình xử lý xong. Trần Húc nói, không riêng gì của ngươi, còn có cho quản dịch cùng chạm tinh đấy. Ách, dù sao những này thư tình cho các ngươi cũng là tùy tiện ném loạn đấy, cho nên ta trước hết băng giúp các ngươi xử lý mà. Cao hiểu tiết nghe xong thì có điểm choáng luôn, nói dựa vào, người cũng quá vô sỉ đi à nha. Trần Húc cười hắc hắc nói, kỳ thật với ngươi hay nói dẫn đấy. Đều là một ít gia súc tới tìm ta nghe ngóng, nói mấy người các ngươi ưa thích ăn cái gì à, yêu tốt cái gì à, có cái gì không phương pháp có thể tiếp cận các ngươi à các loại địa phương. Sau đó đều bị ta cho đuổi rồi. Cao hiểu tiết nghe xong cái này còn không sai biệt lắm, đuổi người cùng tư tàng thư tình là hai việc khác nhau, thằng này coi như phúc hậu, n, coi như là giúp mình đuổi mất một ít con rồi rồi. Cao Hiểu Tiết hỏi, "Như vậy ta hỏi ngươi à, những người kia rốt cuộc là muốn đuổi theo của ta nhiều ni, hay vẫn là truy quản dịch hoặc là tinh tinh nhiều người à?" Trần Húc nghĩ nghĩ nói không kém bao nhiêu đâu, nhiều mọi người là duy nhất một lần đem ba người các ngươi yêu thích đều hỏi thoáng một phát, đoán chừng đã ở tuyển đây này. Rất khó xử địa phương, lời này nghe xong Cao Hiểu Tiết cũng có chút tức giận, nói, "Ngóa, các ngươi nam sinh nguyên một đám như thế nào đều như vậy à? Còn muốn ba cái một cái thu có phải hay không?" Trần Húc vội vàng nói không có không có, ta cũng không ý nghĩ kia à. Sau đó Cao Hiểu Tiết nghĩ nghĩ tự hỏi, như vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta ba cái chính giữa, cái nào xinh đẹp nhất. Còn có cho ngươi tuyển, ngươi sẽ chọn cái kia đem làm bạn gái. Nghe nói như thế Trần Húc lại chóng luôn, tâm muốn gái như thế nào đều là như thế này đó a. À. Trước khi quản dịch đã hỏi vấn đề này rồi, chính mình thật vất vả mới lừa gạt tới, như thế rất tốt, nhà đầu kia lại lấy tới hỏi. Cao Hiểu Tiết nghe Trần Húc không nói lời nào tự hỏi, này, xứng sở cái gì đâu này. Nói mau à, Trần Húc ngấm lại chính mình dù sao cũng đã không biết xấu hổ qua một lần rồi, cũng không quan tâm lại không biết xấu hổ một lần. Vì vậy tự nói, người xinh đẹp, nghe được Trần Húc trả lời sảng khoái như vậy, Cao Hiểu Tiết nói thầm một câu, trả lời nhanh như vậy, nghe xong đã biết rõ đang nói láo. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, chợt nghe Cao Hiểu Tiết không biết là lầm bầm lầu bầu hay vẫn là tại đối với Trần Húc nói. Khi thật thật muốn so, ta không cho là mình so quản dịch tranh lệch, nhưng là không biết nàng có thể so với ta mạnh hơn. Trần Húc nghe xong tự hỏi, xin nhờ, chính ngươi cũng biết làm gì vậy còn muốn hỏi à? Vậy ngươi vì sao không nói chạm tinh? Cao Hiểu Tiết nói, tinh tinh là của ta hảo tỉ muội nha, so với ta xinh đẹp ta cũng không ghen ghét nàng. Quản dịch nha, tuy nhiên nàng đã cứu ta một lần, cũng giúp ta lớn như vậy bề bột. Nhưng ta cuối cùng là cảm thấy cùng nàng thân cận không đến. Ta thiếu nợ đồ đạc của nàng. Tương lai nhất định sẽ cũng còn cho nàng, ta không muốn thiếu nợ nàng tình. Nghe được Trần Húc ra vẻ lão thành thở dài, Cao Hiểu Tiết tự nói, người thán thức giận cái gì à? Cái này là nữ nhân doài, rất không hiểu thấu đúng không? Trần Húc rất muốn nói là có đủ không hiểu thấu, nhưng là ngẫm lại mình bây giờ hay vẫn là câm miệng địa so sánh tốt, cho nên tự ngậm miệng không có trả lời. Cao Hiểu Tiết nói, này thế nào không có âm thanh rồi hả? Ngươi đã ngủ chưa? Trần Húc trả lời, a à, ngủ bây giờ là mộng du trạng thái, không có tí sức lực nào. Cao hiểu tiết lẩm bẩm một câu, sau đó nói, ngủ đi ngủ đi, thật không có kính. Trong phòng lại thoáng một phát an tĩnh lại, bởi vì phòng ngủ không lớn, Trần Húc đi nằm ngủ tại bên trên giường, cho nên hai người trên thực tế khoảng cách cũng không tới 3 mét, cho nên tại an tĩnh như vậy trong phòng, có thể nghe được lẫn nhau có chút ồ ồ tiếng hít thở. Kỳ thật cao hiểu tiết trong nội tâm cũng thiếu thốn muốn chết, nàng lại bay lên cũng chỉ là nữ hài tử à, cái này hay vẫn là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cùng một người nam nhân một mình ngủ một gian phòng ốc. Muốn nói nàng không khẩn trương đó là giả, hiện tại nàng trong đầu một cái kính nghĩ ngợi lung tung, sợ Trần Húc trong đêm có thể hay không đột nhiên thú tính đại phát các loại đấy, đem mình cái này sinh gạo cho làm thành cơm đã chín rồi. Tăng thêm lại nhận thức giường lại không thế nào khốn, nàng lật qua lật lại đều ngủ không được, thế nhưng mà chờ một lát sau. Nghe được Trần Húc hô hấp vậy mà thời gian dần qua vững vàng kéo dài xuống dưới, Cao Hiểu Tiết thử thăm dò nhẹ giọng kêu hai cái không có người lý, mới biết được người này quả thực là ngủ rồi. Cao Hiểu Tiết trong nội tâm buông lỏng, cũng không biết là sinh ra một loại gì dạng cảm xúc. Đại bộ phận là yên tâm, nhưng mơ hồ còn có mấy phần là nói không nên lời đạo không rõ cảm giác. Nàng nhớ tới có một chê cười nói như thế, một nam một nữ nằm ở trên giường. Trước khi ngủ nữ nhân nói người muốn dám động đến ta ngươi tựu là cầm thú. Sau đó người nam nhân kia rất thành thật bất động rồi kết quả sáng ngày thứ hai lúc thức dậy nữ nhân cho nam nhân một cái tát nói, người liền cầm thú đều không bằng. Cao hiểu tiết là khẳng định không muốn lại để cho Trần Húc đem làm cầm thú đấy, chỉ là hắn loại này không bằng cầm thú biểu hiện cũng làm cho nàng hoặc nhiều hoặc ít, ở sâu trong nội tâm cũng có chút không vừa ý. Nghĩ thầm bổn cô nương xinh đẹp như hoa người gặp người thích hoa gặp hoa nở, người cái tên này lại vẫn giỏi ngủ cái kia sao an tâm. Cho nên nói, nữ nhân bản thân tựu là một loại rất mâu thuẫn động vật. Nếu như nói nam nhân đùa giỡn các nàng, các nàng sẽ mắng nam nhân háo sắc vô sỉ, tính tình bạo một điểm thậm chí còn sẽ trực tiếp ra tay. Nhưng nếu như nam nhân đối với các nàng không để vào mắt, vậy làm phiền tựu càng lớn, nữ mọi người sẽ phàn nàn nam nhân có mắt không tròng, sau đó so đùa giỡn các nàng còn muốn sinh khí. Đơn giản điểm tới nói, chỉ cần là mỹ nữ, không thể ngoại lệ địa đều có một ít nho nhỏ tự kỳ tình kết. Nếu như rất không chịu trách nhiệm địa lại thêm một câu, cái kia chính là càng xinh đẹp mỹ nữ càng tự kỳ. Đương nhiên tự kỷ chưa chắc là nghĩa xấu, hiện tại rất nhiều nữ nhân đều dùng tự kỷ vẻ vang. Hơn nữa người ta bản thân có điều kiện, tự kỷ điểm cũng không sao. Bất quá như phù dung tỷ cái loại này cũng rất đáng sợ. Đương nhiên nói đến Mỹ nữ địa thời điểm tự nhiên là mặc kệ phù dung tỷ chuyện gì, nhưng là như cao hiểu tiết loại nữ hài tử này tự thuộc về cái loại này. Nếu như nam nhân ở trước mặt khoa trương nàng xinh đẹp nàng nói không chừng hội chẳng thèm bó tới, cho rằng nam nhân này khả năng rất có giáp tâm, nhưng là nếu như muốn nói nàng không xinh đẹp vậy khẳng định là núi lửa bộc phát cái chủng loại kia trần húc như vậy cái thờ ơ thái độ quả thực lại để cho cái này tiểu nữ nhân có chút nhược trí có thể nàng lại chỉ có thể buồn bực một câu không thể nói lời nàng có thể nói cái gì như vậy xuống dưới không chừng sẽ có nội thương đây này kỳ thật trần húc thật là thờ ơ sao làm sao có thể bên cạnh ngủ một cái nũng điệu địa đại mỹ nữ thổ khí như lan hơn nữa trước khi lại thấy được như vậy kinh tâm động phách một màn Thật muốn nói nếu là hắn một điểm nghĩ cách đều không có, cái kia cũng không phải là nam nhân. Bằng không thì Trần Húc có thể trời đang rất lạnh chạy tới sông cái tắm nước lạnh. Thân thể tốt cũng không thể như vậy trà đạp A. À. Bữa này tắm nước lạnh lao xuống đến, Trần Húc cảm giác mình thì có điểm không thoải mái. Nghĩ thầm NND không phải như vậy suy A, à, cảm mạo rồi hả? Có sự tình thật là tưởng tượng sẽ tới, Trần Húc vừa định đến cảm mạo, sau đó bên này tự hung hăng hắt hơi một cái. Cao hiểu tiết tà một tiếng nói người cảm mạo rồi hả? Trần Húc xoa xoa cái mũi nói không có việc gì, có thể vừa mới dứt lời, lại một nhảy mũi, sau đó kế tiếp hay vẫn là một nhảy mũi, liền đánh cho ba bốn mới ngừng lại được. Dừng lại về sau Trần Húc còn chết sĩ diện khổ thân, cường chống nói không có việc gì, ha ha, không có việc gì. Cao Hiểu Tiết rất ân cần hỏi trên mặt đất hay vẫn là lạnh a? À? Trần Húc nói tiếp không có việc gì, nhưng trên thực tế trên mặt đất mặc dù có thảm nhưng hiện tại dù sao cũng là mùa đông khắc nghiệt à. Cho dù là tầng khí quyển biến yếu toàn cầu tiết trời ấm lại. Cái này trời đang rất lạnh trong đêm dù sao cũng là dưới âm à. Ngủ trên mặt đất tuy nhiên cảm giác không thấy cái gì, nhưng dù sao mặt đất ẩm ướt. Vẫn tương đối lạnh địa phương, Cao Hiểu Tiết nghe được Trần Húc bất trụ đánh hắt xì, nghĩ thầm nếu như bởi vì chính mình lại để cho Trần Húc cảm mạo rồi, đó là tại tự quá lỗi rồi. Dù sao mình là khách nhân à, thứ nhất là chiếm được người ta giường vì vậy cao hiểu tiết tựu nói cái kia nếu không như vậy người đến ngủ trên giường ta xuống dưới ngủ trần húc vừa nghe nói cái kia cái đó đi người vừa sinh bệnh thân thể còn chưa khỏe lại là nữ hài tử người lại đông lạnh ra cái không hay xảy ra đến ta như thế nào cùng trạm tinh báo cáo kết quả công tác à không có việc gì không có việc gì ta không sao vừa nói xong lại là liên tục lưỡng nhảy mũi sau đó tự là cầm giấy sát cái mũi thanh âm cao hiểu tiết tưởng tượng thật sự của mình không có khả năng xuống dưới ngủ Bằng không thì chỉ sợ thật sự đông lạnh bệnh tật rồi. Nhưng Trần Húc hắt xì giống như sẽ không ngừng qua, thật lâu về sau, nàng mới rốt cục hạ quyết tâm, khẽ cắn môi nói, nếu không, người buổi tối hôm nay sẽ tới trên giường. Tại bên cạnh ta ngủ ngon rồi. Trần Húc nghe nói như thế đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, hắn vào đầu bứt tai cả buổi mới nói, thế nào thế nào thế nào? Ngươi lại để cho ta với ngươi ngủ một giường lớn? Cao hiểu tiết lúc này thời điểm cũng đã hạ quyết tâm hơn nữa nàng cũng là cái loại này hạ quyết tâm về sau tựu cũng không lại sửa đổi đấy. Tuy nhiên còn có chút không có ý tứ, nhưng là nàng tận lực lại để cho ngữ khí của mình trở nên thản nhiên, cái kia, người tựu đi lên ngủ ngon rồi. Bằng không thì ngươi nếu là thật bị bệnh, vậy thì thật sự là lỗi của ta rồi. Bất quá ngươi cũng đừng khởi cái gì lệch ra tâm à. Bổn cô nương là không muốn làm hại ngươi sinh bệnh, ngươi buổi tối thời điểm nếu là dám động thủ động cước, hừ hừ. Ta dưới gối đầu mặt có cái kéo coi chừng ta trực tiếp răng rắc ngươi. Nghe thế nhà đầu ngoài mạnh trong yếu, Trần Húc sờ lên cái mũi nói, hay vẫn là được rồi, ta ngủ ưa thích loạn xoay người, không nghĩ qua là va va chạm chạm thì xong rồi. Lời kia nói người chính giữa như thế nào không phóng mấy chén nước à? Nói theo một hạ lương ta cùng chúc tỷ, cao hiểu tiết hứ thoáng một phát nói người mới được là lương sơn bá đâu rồi, nhưng là ngẫm lại lời này càng có nghĩa khác vì vậy đã kêu nói, hóa, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Lên hay không lên giường, Trần Húc sao có thể yếu thế? Một giọng nói lên, sau đó ngẫm lại lời này nghĩa khác càng lớn. Vì vậy tựu đỏ mặt nói, người yên tâm, ta ngủ ở bên trên giường, nghiêng đi đến ngủ. Sau đó Trần Húc tựu sột sột soạt soạt bọc lấy chăn mền nằm ở trên giường, hai người lập tức lại yên tĩnh trở lại. Bởi vì tuy nhiên đây là giường đôi, nhưng giường đôi cũng tựu lớn như vậy. Hai người dựa vào là thật sự là thân cận quá rồi. Giữa lẫn nhau đều có thể nghe thấy được đối phương gọi ra đến địa khí tức. Tuy nhiên Cao Hiểu Tiết một cái kính ra bên ngoài chuyển, Trần Húc cũng dán tại bên trên giường, nhưng trên cơ bản động động tay tự có thể gặp được đối phương cái chăn, hơn nữa không nghĩ qua là còn có thể cảm giác được bên dưới chăn mềm mại thân thể. Bị hù lập tức tự càng làm tay rụt về lại rồi. Hào khí tự là như vậy một mực mập mờ lấy, hai người đều khẩn trương tiểu tâm can một hồi bịch thông địa nhảy loạn. Trần Húc trong nội tâm một cái kính địa kêu ta không phải quái thúc thúc, ta là chính nhân quân tử. Ta không phải quái thúc thúc, kêu mất trăm lần, Cùng mấy dê dừng tựa như cho mình tiến hành thôi nguyên, rốt cục mơ mơ màng màng ngủ xuống dưới. Cao hiểu tiết bên này kỳ thật cũng rất khẩn trương, nàng ôm túi trường nóng hãy đợi a à, hãy đợi a à, hãy đợi a à, các loại, sợ Trần Húc nhất thời thú tính đại phát đối với mình làm ra cái gì không bằng cầm thú địa sự tình đến. Hơn nữa ở trong đầu của nàng loạn cùng cháu bát bảo tựa như. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà chủ động yêu cầu cùng cái này ra xúc ngủ một giường lớn rồi vấn đề này nếu truyền đi chính mình thuần khiết cùng tiểu bạch hoa tựa như thanh danh tự triệt để bị hỏa họa rồi vạn nhất bất quá chút gì đó cái khác ai nha nha chính mình là lại để cho hắn phụ trách đâu này hay vẫn là trực tiếp giết người diệt khẩu đâu này cao hiểu tiết cũng tự nghĩ như vậy nghĩ đến sau đó liền ngủ mất rồi ngủ cắm đầu thời điểm lờ mờ đã nghe được đích một tiếng sau đó điều hòa tại tiếng nổ hình như là điện báo rồi hả bất quá cũng có thể là nằm mơ cao hiểu tiết xoa xoa cái mũi tiếp tục ngủ Kỳ thật lúc này thời điểm đích xác là tới điện rồi, nhưng là bởi vì lúc trước mất điện thời điểm Trần Húc đều thuận tay đem trong phòng đèn điện cho đóng lại. Cho nên hiện tại vận hành lấy đồ điện ngoại trừ lưỡng đài laptop tự còn có rảnh điều. Hơn nữa lẽ ra điều hòa cho dù điện báo. Bất động thoáng một phát điều khiển từ xa cũng là sẽ không chính mình mở ra, có thể hết lần này tới lần khác điều hòa điều khiển từ xa để lại tại cao hiểu tiết gối đầu bên cạnh. Nàng hơi nghiêng thân tựu không cẩn thận đem điều khiển từ xa cho theo như vang lên, sau đó điều hòa tự lại bắt đầu ô lạp ô lạp vận chuyển có chút thường thức địa bằng hiếu đều nên biết đại mùa đông ngủ kỳ thật không sợ hơn là lạnh mà là nhiệt bởi vì trong phòng nếu như không phải quá lạnh đang đắp chăn mền không mở điều hòa cũng không có việc gì đấy hơn nữa ngủ vừa vạn thơm ngào ngạt so sánh thoải mái nhưng nếu như chăn mền che chết dày chết dày buổi tối ngủ nóng lên không chừng muốn đạp chăn mền rồi khi đó gió thổi qua tự đặc dễ dàng cảm lạnh Cao hiểu tiết hết lần này tới lần khác có một hảo chết không chết đích thói quen tựu là yêu đạp chăn mền, đêm qua nàng cảm mạo cũng là bởi vì phố vài giường chăn mền về sau nóng loạn đạp tạo thành đấy. Bởi vì chạm tinh cái kia giường nhung lông vịt bị rất dày, cho nên nàng lần này tổng kết kinh nghiệm cũng chỉ xây như vậy một giường chăn mền. Thật không nghĩ đến điều hòa một khai, nửa giờ sau độ ấm tựu lên đây, nàng lại nhiệt. Vì vậy trong lúc ngủ mơ cao hiểu tiết mơ mơ màng màng đem chăn mền cho đạp khai, hơn nữa lúc này thời điểm hai cái đã ngủ ra hỏa cũng không hề như vừa rồi như vậy chỉ dựa vào tại bên trên giường rồi. Hai người trải qua mấy lần trong mộng xoay người, hiện tại Trần Húc chém xéo thân thể, đầu đã nhanh gối đến Cao Hiểu Tiết trên gối đầu rồi, mà Cao Hiểu Tiết cũng là như vậy nhưng thân thể, một đầu đùi đã theo trong chăn đạp đi ra, tự đặt tại Trần Húc trên bàn chân. Điều hòa thổi một hồi, trong phòng độ ấm đạt tới cân đối về sau tự chờ thời rồi. Cao Hiểu Tiết cái này lúc sau đã là nửa thân thể lộ tại chăn mền bên ngoài, sau đó nàng lại cảm thấy có chút lạnh, mơ hồ phía dưới thò tay tựu đi kéo bên cạnh cái chăn, sau đó cũng cảm giác được bên cạnh có thứ gì nóng hầm hập, vì vậy trong lúc mơ mơ màng màng phải dựa vào đi lên. Sáng sớm hôm sau, Trần Húc xoa xoa cái mũi cảm giác có chút lạnh, vì vậy mơ mơ màng màng mở mắt. Lúc này thời điểm hắn thấy được một bức vô cùng một màn quỷ dị. Cao hiểu tiết cái kia giường dày đặc, màu vàng nhung lông vịt bị đã không biết lúc nào bị đá đến dưới sàng rồi, sau đó nàng cũng rất y như là chim non nép vào người dựa vào tại trong lòng ngực của mình, đầu tự gối tại lồng ngực của mình phụ cận, đỏ bừng khuôn mặt, khóe miệng một ít nho nhỏ nước miếng. Cao hiểu tiết cứ như vậy rất nhanh rất nhanh dán tại Trần Húc trên người, sau đó Trần Húc tự có thể cảm giác được có hai luồng mềm nhũn đồ vật dán tại trên người mình. Bởi vì có chút nữ hài tử lúc ngủ là không thích mặc bra, Cao Hiểu Tiết cũng một mực đều có cái thói quen này, cho nên xuyên thấu qua nàng áo ngủ cổ áo, Trần Húc mơ hồ có thể chứng kiến một mảng lớn màu trắng xuân quang, Mơ hồ còn có một nho nhỏ điểm đỏ. Trần Húc nhịn không được nuốt nhổ nước miếng, nghĩ thầm cái này giang nam nữ hải xem gầy teo yếu ớt, không nghĩ tới vậy mà như vậy có liệu à. Tuy nhiên còn cản không nổi quản dịch, nhưng nhìn cũng làm cho Trần Húc máu mũi thiếu chút nữa đi ra. Mà hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm Trần Húc còn một chi tay đi vòng qua ôm eo của nàng, chuẩn xác mà nói, bàn tay của hắn có một nửa là dán tại cao hiểu tiết mông nít nhỏ lên, sau đó cao hiểu tiết một chi tay cũng tha cho tới ôm Trần Húc eo hai người tạo hình xem muốn nhiều mập mờ có nhiều mập mờ. Là trọng yếu hơn là, hai người cũng chỉ xây một giường chăn mền, cứ như vậy chăm chú ôm lấy, đoán chừng là ôm suốt một đêm. Trần Húc trong nội tâm thoáng cái đã kêu hỏng bét, cái này hắn căn bản không kịp suy nghĩ ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực là cái gì cảm giác rồi, hắn suy nghĩ chính là cao hiểu tiết nếu lúc này thời điểm tỉnh lại, vậy hắn thật là nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ rồi. Nhưng vấn đề là đầu năm nay thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Trần Húc vừa định vụng trộm bò, sau đó chứa cái gì sự tình đều không có phát sinh bộ dạng băng giúp cao hiểu tiết đem chăn mền đắp lên. Có thể ý nghĩ này vừa mới sinh ra, đột nhiên tựu đánh cho một cái trùng trùng điệp điệp hắt xì. Khá tốt đánh hắt xì thời điểm Trần hút nghiêng đi đầu, bằng không thì lần này vừa vặn phun tại cao hiểu tiết trên mặt. Nhưng vấn đề là hắn ác như vậy hung ác một nhảy múi, cũng đem cao hiểu tiết chấn tình. Cao hiểu tiết còn buồn ngủ lau đi khóe miệng rụi rụi mắt lầm bẩm nói, đừng cái, để cho ta ngủ tiếp hội. Sau đó nàng vậy mà đè lên Trần hút ngực, cùng đem gối đầu theo như tùng đồng dạng, càng làm đầu dán đi lên. Cái này Trần Húc thật là bó tay rồi, nhìn xem nha đầu kia giống như cái cây túi gấu tựa như treo tại trên người mình, hắn là động cũng không dám động. Nhưng vào lúc này, Cao Hiểu Tiết con mắt đột nhiên mãnh liệt mở ra, tại nhìn rõ ràng nàng dựa vào địa phương không phải gối đầu, mà là Trần Húc trên người lúc, lập tức phát ra kinh thiên động địa một tiếng thét lên. Tiếng thét chói tai này nghe tại Trần Húc bên người phát ra tới, nhưng làm Trần Húc làm cho giật mình, phải biết rằng nữ nhân thanh âm không riêng decibel cao, nhưng lại bén nhọn cùng cá heo âm giống như, cao hiểu tiết như vậy vừa gọi thật đúng có vài phần VITAS phong cách rồi, đem Trần Húc Trấn màng tai đều nhanh phá. Vì vậy Trần Húc tự xoa lỗ tai nói dựa vào, đừng kêu rồi, người tranh thủ thời gian đứng lên đi. Cao hiểu tiết xem xét chính mình cổ áo lộ ra lão một khối to, bị hù lại là A một tiếng, đem Trần Húc đẩy chính mình nhảy ra ngoài. Trung quanh nhìn xem chăn mền nguyên lai like bị đá đến dưới giường rồi, nắm lên chăn mền tựu đem mình khỏa trở thành một đoàn. Nhưng vấn đề là Trần Húc bị nàng như vậy đẩy tựu so sánh thảm rồi, hắn không có phòng bị, một đầu tựu từ trên giường lăn xuống dưới, khá tốt phía dưới là thảm, nhưng lại có chăn đệm nằm dưới đất, lần này ngã tuy nhiên rất thảm, nhưng không bị thương tích gì. Trần Húc nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên đã kêu, ngóa, người điên rồi à. Chính ngươi nhìn xem, rõ ràng là ngươi đã đoạt chăn mền của ta trần húc vừa nói như vậy cao hiểu tiết mới hồi suy nghĩ một chút vừa rồi tình cảnh chăn mền của mình dưới giường cái kia khẳng định tựu là mình đá được rồi cao hiểu tiết đối với mình đá chăn mền cái này thói quen vẫn là rất rõ ràng đấy ngẫm lại chuyện này như thế nào quái đều do không đến trần húc trên người vì vậy nàng cũng rất phiền muộn nói không có ý tứ á nhưng là nhưng là có thể nhưng là cả buổi nàng cũng không nói ra cái như thế về sau sau đó nàng tự hung hăng nói không được nói cho bất luận kẻ nào đêm qua chuyện đã xảy ra, bằng không thì ta, nàng vốn muốn uy hiếp một câu, nhưng là nói đến đây lời nói lúc đột nhiên mũi đau xót, thanh âm cũng mềm nhũn ra, người nếu nói cho người khác biết, ta sẽ chết cho người xem. Trần Húc nghe xong tự đổ mồ hôi rồi, nghĩ thầm tại sao ư? Hắn vừa rồi kiểm tra một chút y phục của mình, phát hiện y phục mặc hảo hảo, còn không đến mức đã làm chuyện thương thiên hại lý gì. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình nên động vào cũng sờ so soạc, không nên xem cũng nhìn, Trần Húc cũng thì có điểm yên ba rồi, nói sẽ không đâu sẽ không, đêm qua sự tình gì đều không có phát sinh qua. Cao Hiểu Tiết nghe xong lời này tự nói, đúng, sự tình gì đều không có phát sinh qua. Chứng kiến nhà đầu kia mặt đỏ bừng, bọc lấy chân mền một bộ chịu khổ phụ nữ bộ dáng, Trần Húc trò đùa dai tâm tư tự nổi lên, sau đó cười hắc hắc nằm lì ở trên giường hỏi, cái kia chính là không quan tâm ta phụ trách rồi hả? Đi chết, Cao Hiểu Tiết một cái gối đầu nện đi qua. Rời giường về sau Trần Húc rửa mặt soát đánh răng, cố gắng không suy nghĩ thêm nữa sự tình vừa rồi. Sau đó trong phòng khách tiếp tục làm khởi cái kia 108 cái động tác chi. Top 15 năm cái, Trần Húc hiện tại chỉ có thể làm được top 15 năm cái, làm thứ 16 cái thời điểm sẽ un éo đến eo, vì thế quản dịch yêu tinh kia không biết cười qua hắn bao nhiêu lần cùi mục rồi. Trần Húc kỳ thật cũng không muốn, nhưng mỗi lần chứng kiến quản dịch cái kia thân hình như thủy xạ uốn éo kinh tâm động phách bộ dạng hắn tự hoàn toàn chính xác cảm giác mình rất cùi mục hơn nữa cũng hiểu được như vậy cái rắn nước giống như yêu tinh nếu thật là trên giường ai nha nha xấu hổ đấy thế nào có thể có như vậy nghĩ gì xấu xa đâu này trần húc một bên làm động tác một bên tại trong bụng gọi ta không phải quái thúc thúc ta là chính nhân quân tử làm cả buổi động tác về sau trần húc chạy tới vọt lên tắm rửa n lần này không dám dùng nước lạnh rồi dùng nước nóng tắm rửa một cái sau cao hiểu tiết cũng đã từ trên giường bò đổi tốt rồi quần áo không biết tại buôn bán cái gì Trần Húc có đôi khi hay vẫn là rất lười, cảm giác cái bụng không phải rất đói tựu không muốn lấy ăn điểm tâm rồi, trở lại bàn máy tính trước thấy được một ly rất ấm áp sữa bò đặt ở nơi nào, sau đó Trần Húc lập tức đã cảm thấy rất hạnh phúc. Có một em em giúp người chiếu cố, trả lại cho người phao ngâm sữa bò, có thể không hạnh phúc sao? Trần Húc cầm lấy ly cảm giác thoáng một phát, n, ôn ôn vừa vặn nha. Vì vậy tự uống một ngụm, ách, cái này hương vị, Trần Húc hoa thoáng một phát phun ra toàn bộ nhà đến soạt rác từ bên trong. bà mẹ nó cái này sữa bò tại sao là mặt thật? được rồi, cho dù sữa bò là mặn địa phương, mặt thật cũng không sao cả à? đầu năm nay không trả chuyên môn có bán nước muối đổ uống sao? thích hợp bổ nhất bổ muối đối với thân thể tốt, nhưng là vấn đề là cái này cũng mặn địa hơi quá đáng a. À. một ngụm uống hết, chân húc cảm giác tự cùng trước kia tại bờ biển đùa thời điểm uống nước biển đồng dạng. vừa khổ lại chát, cao, hiểu, tiết, đã đến đã đến. Cao Hiểu Tiết cười tùm tìm chạy vào, chứng kiến Trần Húc vẻ mặt phiền muộn cùng phẫn nộ, rất là người vô tội địa nháy nháy con mắt nói, làm sao vậy? Trần Húc chỉ vào cái kia chén sữa bò cơ hồ là giống đi ra, đây là có chuyện gì? Cái này à, Cao Hiểu Tiết rất người vô tội nhìn một chút, nói, ai nha nha, đây không phải ta cho mình phao ngâm sữa bò nha. Như thế nào bị người uống rồi, cái kia phó thần sắc thuần khiết người vô tội, giống như rất kỳ quái Trần Húc tại sao phải uống bỏ của nàng sữa đồng dạng, trần húc khí phổi đều muốn nổ nói người uống sữa tươi uống mặt thật à cao hiểu tiết tiếp tục người vô tội địa trang lão sói vẫy đuôi cá nhân có người yêu thích không được hở ai quy định không thể uống mặn sữa bò địa người còn nói sao uống bò của ta sữa người còn có lý rồi hả trần húc bị tức gần muốn thổ huyết lúc này thời điểm cao hiểu tiết mới đắc ý hắc hắc hai tiếng nói lần này là bổn cô nương đối với ngươi nho nhỏ trả thù á ai bảo ngươi hư như vậy hạnh kiểm xấu đấy lần sau bất quá cái này như vậy ta tại đây phóng nỉa cũng không phải là muối, là thuốc chuột rồi. Chứng kiến Trần Húc liếc mắt, Cao Hiểu Tiết rất đắc ý lắc lắc mông nít nhỏ đi ra ngoài rồi, lại để cho Trần Húc hận không thể tại nàng vỉnh lên vỉnh lên trên mông nít nhỏ đập bên trên hai cái, ý nghĩ này cùng một chỗ, lại nghĩ tới buổi sáng kiểu diễm. Tay của mình tự đặt tại cái kia không cong mông nít nhỏ bên trên. Ai nha nha, mặt vừa đỏ liệt, Cao Hiểu Tiết đi ra ngoài không bao lâu tự trở lại rồi. Nàng hai tay ở bên trong bưng một chậu xem rất nhiệt đồ vật, dùng mông nít nhỏ gạt mở môn tiến đến rất đắc ý địa đem trong tay đồ vật này nọ hướng trên mặt bàn vừa để xuống nói ăn đi nếm thử bản thủ nghệ của cô nương nha Trần Húc xem xét nguyên lai là một cái xanh mơn mởn địa bánh ngọt hương khí tập kích người nhưng hắn rất cảnh giác nói người cái này bánh ngọt sẽ không cũng là mặt thật a à. làm sao có thể Cao hiểu tiết rất khinh bỉ từ nhỏ vây trong quần móc ra hai cái dĩa ăn đưa cho Trần Húc một cái chính mình trước cắt một khối bỏ vào trong miệng nếm nếm nói a à. a à cũng không tệ lắm, xem ra ta hay vẫn là rất có làm đồ ăn thiên phú, lần thứ nhất làm bánh ngọt hương vị cũng rất có thể à, ta muốn chúng ta về sau bánh ngọt điếm nhất định sẽ sinh ý rất náo nhiệt đấy. Lần thứ nhất, Trần Húc chứng kiến Cao Hiểu Tiết không giống như là nói dối bộ dạng, tại là nho nhỏ đâm một khối bỏ vào trong miệng, a à, hương vị thật đúng là rất không tệ bộ dáng, bánh ngọt ở bên trong có đậu đỏ, còn có chút trà xanh mùi thơm. Cao Hiểu Tiết cười nói, ta làm đúng là trà xanh bánh ngọt à, n, cái dạng này có chút xấu rồi lần sau muốn cải tiến mùi vị không tệ a à, ta dùng sóng vi ba lô làm đấy kỳ thật đêm qua liền chuẩn bị tốt tài liệu hôm nay bỏ vào sóng vi ba trong lò hâm lại tựu đi ra không tệ không tệ trần húc ra tay nhanh chóng cao hiểu tiết kêu uy Người đừng đoạt nhiều như vậy à ta còn không có ăn đây này lúc này thời điểm trần húc đã gặm xuống dưới hơn phân nửa rồi kỳ thật nhìn xem trần húc ăn nhanh như vậy cao hiểu tiết trong nội tâm hay vẫn là rất vui vẻ cảm giác rất có cảm giác thành tựu đấy. Dù sao cái này là mình lần thứ nhất làm bánh ngọt, nhưng lại so sánh đơn sơ, tự làm ra hiệu quả như vậy, điều này thật sự là làm cho nàng cảm giác mình tương lai bánh ngọt trước hiệu cảnh một mảnh quang minh. Cho nên chứng kiến Trần Húc ăn vui vẻ như vậy, nàng tuy nhiên ngoài miệng kêu, hay vẫn là cho Trần Húc lại rót một chén sữa bò. Bởi vì bánh ngọt làm vẫn có chút ngạnh, Trần Húc ăn nghẹn ở. Lần này sữa bò cũng không động cái gì tay chân, Trần Húc có loại đặc cảm giác ấm áp tại nơi này không lớn tiểu trong phòng hai người giống như là tình lữ đồng dạng giúp nhau cưỡng ép chiếu cố loại cảm giác này thật sự là rất tốt ăn xong điểm tâm về sau trần húc tự muốn khai máy tính nhưng cao hiểu tiết lại nói không cần một sáng sớm vừa rời giường an vị tại máy vi tính a dài như vậy lâu xuống dưới đối với thân thể không tốt không bằng chúng ta đi ra ngoài đi một chút a trần húc nghe xong tự muốn nói cái này trời đông giá rét đi đâu đi à nhưng nghĩ đến cô bé này ngày hôm qua bị chính mình chiếm được lớn như vậy tiện nghi Buổi sáng hôm nay lại cho mình chuẩn bị thịnh soạn như vậy bữa sáng, vì vậy cũng không nên cự tuyệt tự nói, tốt, cái kia đi nơi nào đâu này. Cao Hiểu Tiết hì hì cười, có chút hèn mọn bị ổi dựa đi tới nói, các người kề bên này hẳn là có bánh ngọt điếm A. À. Trần Húc Ách thoáng một phát, lập tức tự minh bạch ý tứ của nàng kêu lên, bà mẹ nó, người sẽ không lại muốn đi làm công trộm kinh nghiệm A. À. Cao Hiểu Tiết rất hưng phấn nói, đúng vậy A à, đúng vậy A, à, người không biết ai, kỳ thật bánh ngọt điếm rất có chú ý mỗi ngày cái đó mấy chủng loại hình địa bánh ngọt làm bao nhiêu. Khách hàng quần thể có bao nhiêu, những điều này đều là cần công tác thống kê đấy. Bởi vì cách đêm kỳ địa bánh ngọt cũng là muốn bị sách xử lý sạch, cho nên bánh ngọt đều cần nhất mới suốt lô đấy. Làm thiếu đi không đủ, nhưng làm khá hơn rồi tự lãng phí. Người ta đại bánh ngọt điếm lãng phí địa lên, chúng ta lãng phí không dậy nổi rồi. Trần Húc nhìn xem nàng cái này bộ dáng tự sinh lòng cảnh giác, nói, ngươi sẽ không muốn lại để cho ta với ngươi cùng một chỗ đi vào học trộm a cao hiểu tiết làm ra một cái vô cùng vẻ mặt đáng yêu hai người học nhanh mà ngươi học một điểm ta học một điểm mọi người tham chiếu xác minh thoáng một phát mà trần húc liếc mắt nói cái kia muốn cùng nhạc túc cùng thái tử phong như vậy hai ta học đồ vật xác minh không thế nào xử lý chẳng lẽ còn đánh khai hai nhà bánh ngọt điếm một nhà gọi kiếm tông một nhà gọi khí tông Nhạc túc cùng Thái Tử Phong là kim dung tiểu thuyết tiếu ngạo giang hồ nhân vật ở bên trong, cao hiểu tiết biên soạn kim dung bảy hiệp truyện trò chơi kịch bản gốc. Đối với 14 quyển tiểu thuyết tình tiết cơ hồ có thể nói là đọc lào lâu, cho nên hai người kia vật nàng tự nhiên là biết rõ. Cái này hai huynh đệ là Hoa Sơn kiếm tông cùng khí tông địa lão đại, năm đó cùng một chỗ nhìn lén quỳ hoa bảo điển, kết quả tất cả lưng vác một nửa đi ra về sau phát hiện tranh lệch rất lớn. Vì vậy tự đưa tới kiếm tông khí tông chi tranh giành, sau đó có một gọi độ nguyên hòa thượng đi học vật này sáng chế ra tịch tà kiếm pháp, cho nên nghe nói như thế cao hiểu tiết tự cười địa thẳng không dậy nổi eo mà nói, tốt tốt, vậy ngươi tự đi luyện quỳ hoa bảo điển A, đem ngươi trước cắt, có muốn hay không ta hỗ trợ à? Trần Húc đem đầu lắc cùng chống bỏi giống như, cao hiểu tiết tự hung dữ nói, cái kia tranh thủ thời gian thay quần áo, cùng ta cùng đi. Cưỡng bước đã xong về sau lại cùng một câu, N, xem tại ngươi như vậy hỗ trợ phân thượng, ta về sau mỗi ngày làm cho ngươi bánh ngọt ăn, đồng dạng đồng dạng khẩu vị đổi đây là trần trụi địa uy bức lợi dụ à, trần húc có thể nói cái gì, bất quá hắn ngẫm lại chi mấy ngày hôm trước trong nhà cũng rất chán trường, có trận không có đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí, hơn nữa đi học trộm, cảm giác cũng rất thú vị. Vì vậy tự cười hắc hắc nói, ta nhớ được dưới lầu bên cạnh cách đó không xa, thì có cái hoa điệp hiên đây này, hoa điệp hiên N, không phải thải điệp hiên à, là một nhà so sánh nổi danh bánh ngọt điếm. Nổi danh không riêng gì khẩu vị là trọng yếu hơn phải. Giá tiền, lòng bài tay lớn nhỏ một khối tiểu bánh ngọt tựu có thể bán được 10 khối tiền đã ngoài, hương vị cố nhiên là không tệ, nhưng đều khiến người cảm thấy cái giá tiền này đính địa có phải hay không quá cao một điểm. Bên cạnh địa kim quan bánh phòng tuy nhiên hương vị cũng tựu hơi kém một chút, giá tiền tối thiểu muốn thiếu một lần nhiều. Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết cũng rất hèn mọn bị ổi chạy tới bên cạnh nhà này hoa điệp hiên địa chi nhánh, phục vụ phụ tiểu thư rất là nhiệt tình đi lên mời đến, nhưng nghe xong Cao Hiểu Tiết nói là nghĩ đến nhận lời mời thái độ lập tức lãnh đạm xuống dưới, nhàn nhạt, nói câu hai vị mời ngồi, ta đi mời quản lý. Hoa Điệp Hiên dù sao xem như tương đối cao đương bánh ngọt điếm, N, chủ yếu biểu hiện ở cái này mặt tiền của cửa hàng trang hoàng tựu rất đẹp, trong phòng còn có chuyên môn ghế. Trần Húc cùng Cao Hiểu tiết tọa hạ, ngồi xuống về sau, còn có một xem tuổi không lớn lắm, rất xinh xắn đáng yêu nữ hài tử đã đi tới cho hai người rót chén nước. Trần Húc hai người vội vàng nói câu cảm ơn, Cao Hiểu tiết thấp giọng nói nhân ra tiểu em em thật tốt à, còn cho chúng ta rót nước. Người xem xem người ta tiểu cô nương, con mắt sâu sắc, lông nghi thật dài, khuôn mặt nhỏ nhắn lại như vậy đáng yêu, tiểu mỹ nữ ai. Trần Húc cũng hiểu được tiểu cô nương này coi như không tệ, tự là nhỏ hơn điểm, nhưng hắn không phải yêu thích tiểu lô ly, đối với loại này tiểu lô ly hay vẫn là không sao cả điện báo. Vì vậy hắn tự thấp giọng nói, quá chưa đủ kinh nghiệm, không có người xinh đẹp. Cao hiểu tiết nghe nói như thế trong nội tâm mừng thầm, nhưng Trần Húc đằng sau theo câu bất quá trưởng thành tựu không nhất định rồi nhưng làm nàng cho khí, bất quá còn chưa kịp phát tác, một cái y quan sở sở ra hỏa lúc trước cái kia tiếp đãi phục vụ viên dưới sự dẫn dắt đã đi tới. Người bán hàng kia nói, tự là hai vị này, muốn nhận lời mời đấy. Vị này là chúng ta Lý Kinh Lý, Lý Kiến Nam tiên sinh. Lý Kiến Nam, Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết rất không thuần khiết liếc nhau một cái, tiện nam. Khục khục, hai người cố gắng bảo trì ở biểu lộ nghiêm túc một giọng nói, Lý Kinh Lý tốt. Lý Kiến Nam đẩy kính mắt, rất có chút ít làm ra vẻ nói, N, chúng ta điếm hiện tại cũng không thế nào thiếu người. Đúng vào lúc này, vừa rồi cái kia cho Trần Húc hai người rót nước tiểu em em đột nhiên gọi nói, ai nha, máy tính chuyện gì xảy ra? Như thế nào trên tấm hình đều là gấu trúc à? Nói chuyện đúng là cái kia vừa rồi cho Trần Húc hai người rót nước mắt to tiểu muội muội cái này khuôn mặt rất có chút ít đáng yêu, xem tuổi tối đa sẽ không vượt qua 17 tuổi nữ hải nhi chính vẻ mặt kinh hoàng nhìn xem trên quầy thu ngân máy tính, trên mặt biểu lộ hình như là chấn kinh chim chóc, nói, ta, mặc kệ chuyện của ta à ta ta cái gì cũng không biết à lý kiến nam nhứng mày cũng không để ý tới cao hiểu tiết cùng trần húc hai người rồi đi qua tự chỉ vào cô bé kia cái mũi mắng ngươi như vậy cái gì đó à không thấy được có khách người đang tại tính tiền sao hắn tiến đến trước máy vi tính nhìn thoáng qua đầy bình gấu trúc thắp hương vì vậy tự oán hận nói bảo ngươi không muốn đem mp 3 chọc vào đến trên máy vi tính ngươi không nghe hiện tại xong chưa sau đó hắn quay đầu sụ mặt đối với bên cạnh người bán hàng kia nói nhanh lên cho vị tiên sinh này tính tiền, sau đó lộ ra một chương khuôn mặt tươi cười đối với khách nhân nói, thật xin lỗi, lại để cho ngài phiền toái. Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết ở bên cạnh xem chính là chật chật có thanh âm, đều nghĩ thầm thằng này có phải hay không luyện qua xuyên đùa, trở mặt tốc độ nhanh như vậy, thật sự là lại để cho người xem thế là đủ rồi à. Vốn quầy thu ngân ra điểm trục chặt ngược lại là không có gì, dù sao rất nhanh tính tiền còn chưa tính, nhưng vấn đề là cái này Lý Kinh Lý vừa rồi gian dạy tiểu cô nương kia cũng không tránh khỏi quá mức nghiêm khắc, khách nhân kia rõ ràng cho thấy nhíu nhíu mày, hắn mua đồ vật vốn tựu không nhiều lắm, cho nên dứt khoát cho chương 10 khối tiền tiền mặt liền xoay người đi rồi, lấy lẻ đều không có muốn. Cái này thế nhưng mà lại để cho Lý Kiến Nam bắt được tay cầm rồi, cái này xem còn có chút nhã nhận nam nhân mặt âm trầm, cũng không để ý những người khác ở bên cạnh tựu đối với nữ hài tử kia quát, còn thất thần làm gì vậy ra chuyện lớn như vậy ta nhìn ngươi như thế nào cùng lão bản bàn giao, nhắn nhủ. Còn không mau điểm đem máy tính thân thiện hữu hảo sửa tốt. Hư, đã nói với ngươi rồi, không muốn đem ngươi MP3 chọc vào đến công cộng trên máy vi tính ngươi không nghe. Cho ngươi 5 phút đồng hồ, ngươi nếu tu không tốt, phần này công tác ngươi cũng đừng làm. Lời nói này thanh sắc đều lệ, đem tiểu cô nương kia bị hù nước mắt đều mau ra đây rồi, tại trong ánh mắt một cái kính đảo quanh chuyển, nàng cúi đầu thật lâu mới chi chi ngô ngô nói, ta ta sẽ không tu, sẽ không tu người còn loạn chơi. Lý Kiến Nam hung hăng gian dậy nói, người bây giờ tạo thành hậu quả, chính mình muốn phụ toàn bộ trách. Hừ, người có thể đi rồi, không cần đến đi làm rồi. Cô bé kia tử rốt cuộc nhịn không được khóc, Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết ở một bên đều có chút nhìn không được rồi. Lúc này thời điểm nghe được sau lưng có mấy cái phục vụ viên xì xào bàn tán. Một cái nói, Lý Kinh Lý cũng hơi quá đáng, lúc trước hắn truy tiểu linh thời điểm thế nhưng mà lại tặng hoa lại sum xoay đấy, nhiệt tình cực kỳ khủng khiếp. Bị cử tuyệt cứ như vậy, một cái khác nói, người nhỏ giọng một chút á, Lý Kinh Lý rất cẩn thận mắt đấy. Chứng kiến cô bé kia cái dạng này Trần Húc cũng có chút đứng không yên. Hắn cùng cao hiểu tiết liếc nhau một cái, giờ khắc này gần kề chỉ là một ánh mắt tự lại để cho hắn có thể cảm giác được cao hiểu tiết ý nghĩ trong lòng cùng chính mình là giống nhau. Cái kia chính là thà rằng không ở chỗ này công tác, cũng phải giúp cô bé này một bà. Vì vậy Trần Húc tự đứng ra một giọng nói, không phải là virus sao. Ta đến ta đến, Lý Kiến Nam chừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi có thể hay không à? Sẽ không không muốn mò mẫm giải vò, người bồi địa khởi ư ngươi. Trần Húc còn chưa nói lời nói, Cao Hiểu Tiết Tựu đứng ra chừng mắt ngược trở về nói, một cái gấu trúc thắp hương virus mà thôi, ngạc nhiên đấy. Chúng ta thế nhưng mà hợp hiệp đại tin tức hệ đệ tử. Xử lý loại chuyện này, chút lòng thành, nghe nói như thế Lý Kiến Nam vốn muốn cười lạnh một tiếng, nhưng cao hiểu tiết trên người một loại khí chất lại làm cho hắn có chút nói không nên lời rồi vì vậy hắn tự cười lạnh nhìn xem trần húc đi đến trước máy vi tính mặt lại nhìn hắn có chút ngốc cầm lấy bàn phím nhưng lại không có cắm vào bất luận cái gì địa usb các loại lý kiến nam đối với máy tính cũng là có chút ít hiểu rõ chứng kiến trần húc bộ dạng như vậy hắn mà bắt đầu nở nụ cười bởi vì hiểu rõ trừ một cái virus cũng không phải là đơn giản như vậy nếu như là chính mình sẽ lên mạng kế tiếp chuyên giết hoặc là phim âm bản một cái chuyên môn phần mềm diệt virus tới nhưng vấn đề là cái này đài thu ngân dùng máy vi tính là không có dây mạng lưới vừa rồi không có liên tiếp kết nối usb bị hắn giết địa độc nhưng là hắn nào biết đâu rằng nếu như là mặt khác virus còn chưa tính có thể gấu trúc thắp hương điều này thật sự là không tính là cái gì trần húc đã nhớ kỹ con virus này sở hữu tất cả phát tác quá trình cùng lây cách đây cũng là hắn sở hữu có như vậy sung túc tin tưởng nguyên nhân chủ yếu chứng kiến trần húc nhanh chóng ở trên bàn phím gõ lấy lý kiến nam rất là khinh thường giả trang cái gì trang hà có thể chờ trần húc gõ cả buổi bàn phím về sau một giọng nói tốt rồi lý kiến nam tự có chút kỳ quái đi tới nhưng chứng kiến thu phí hệ thống thật có thể đủ sử dụng ở đâu ra cái gì gấu trúc thắp hương hơn nữa làm sao có thể đâu này kỳ thật cái này đài trong máy vi tính virus là lý kiến nam chính mình làm đi vào đấy cái này lưỡng thiên hùng mèo thắp hương virus tàn sát bừa bãi thành họa, hắn tự nhiên cũng là không cẩn thận chúng chiêu rồi. Vì vậy tiểu suy nghĩ một cái biện pháp tới đây dạng hãm hại cái này gọi tiểu linh nữ hài từ bước nàng chịu thua. Nhưng không nghĩ tới lại bị cái này đến nhận lời mời địa ra hỏa tiện tay tự giải quyết. Hiện tại sinh viên máy vi tính trình độ đều như vậy cao sao. Trần Húc chỉ là căn cứ gấu trúc thắp hương nguyên lý trực tiếp bắt đầu xóa bỏ đăng ký bề ngoài văn bản tài liệu cùng virus văn bản tài liệu. Hơn nữa tiến hành trở lại như cũ, Quả thực là nhẹ nhóm như ý dối tinh dối mù, bề bộn đã xong về sau hắn phải ý vỗ vỗ tay. Đối với cái kia mắt to nữ hài tử cười cười, hướng phía cao hiểu tiết nói, ok, chúng ta đi thôi. Sau đó hai người liền chuẩn bị quay người đi ra ngoài rồi, về phần tại sao muốn đi ra ngoài. Cái này còn không đơn giản sao, hai người này đều là người tinh, tự nhiên là rất nhẹ nhàng nhìn ra cái kia lý kiến nam thật là cái tiện nam. Theo vừa rồi phục vụ viên địa đôi câu vài lời chính giữa cũng có thể đoán địa không sai biệt lắm chính mình hư mất chuyện tốt của hắn, còn trông cậy vào tại đây cửa tiệm đi làm. Người ta là quản lý ai? Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết đều là rất thức thời địa diệu bộ dáng, biết rõ chính mình lưu lại chắc là phải bị làm khó dễ, dứt khoát tựu không để cho nha cơ hội. Dù sao bánh ngọt điếm lại không mất người cái này một nhà, bên cạnh còn có kim quan bánh phòng đây này. Có thể hai người chính đi tới cửa thời điểm, đột nhiên Lý Kiến Nam đem bọn họ gọi lại, hai vị này đồng học, các ngươi không phải đến ý định nhận lời mời đấy sao? hai người rất ngạc nhiên quay đầu lại, trần húc chỉ chỉ cái mũi nói như thế nào, người còn ý định thu lưu chúng ta, lý kiến nam trên mặt tràn đầy nhiệt tình mỉm cười nói, xem lời này nói, hai vị đồng học là băng giúp chúng ta đại ân rồi, vừa vặn hiện tại chúng ta điếm cũng thiếu người, ta muốn hỏi một chút, hai vị đồng học là nghỉ làm việc ngoài giờ vẫn là có ý định trường kỳ làm xuống đây, chúng ta điếm cũng rất cần như hai vị nhân tài như vậy đấy, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Cao Hiểu Tiết cùng Trần Húc liếc nhau trong nội tâm đều là nghĩ như vậy. Cao Hiểu Tiết tự nói chúng ta liền làm một tháng, đuổi nghỉ đông thời gian, như thế nào, trong tiệm nhận người sao. Lý Kiến Nam cười chỉ chỉ trong suốt thủy tinh trên tường gián đích thông báo tuyển dụng gợi ý nói, ngay ở chỗ này làm phục vụ viên, bởi vì nhanh bước sang năm mới rồi chúng ta nhân thủ thiểu, hơn nữa tăng lương là 1.400 khối tiền một tháng, không biết hai vị có thể không tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như lần sau tái xuất hiện trong máy vi tính độc các loại sự tình, cũng cần các người hỗ trợ, chỉ là loại này tựu là miễn phí được rồi. Cuối cùng tính toán tiền thưởng như thế nào? Hắn vừa nói như vậy Trần Húc cùng cao hiểu tiết thật đúng là có chút do dự, bởi vì nghe đối phương giống như thật là rất cần chính mình máy tính kỹ thuật đồng dạng, nhưng thật tình không biết cái này tiện nam trong lòng là nghĩ đến, các người hư mất chuyện tốt của ta, cái kia trong một tháng này lại để cho các người hảo hảo mệt mỏi bên trên một mệt mỏi, gần sang năm mới đều không cho các người sống yên ổn một tháng cuối cùng nhanh chấm dứt lúc sẽ tìm cái lý do đem các ngươi cho đập một mau tiền không để cho, à. Lý Kiến Nam nhưng thật ra là một cái rất âm trầm người, nhưng loại người này Trần hút cùng Cao Hiểu Tiết đều không có nhìn thấy qua. Hai người dù thế nào thông minh cũng gần kề chỉ là đại học, xã hội kết giao lịch duyệt đều không đủ, còn không cách nào cay độc phân rõ một người rất xấu, cho nên hai người nghe thấy cái đãi ngộ không tệ, tăng thêm vốn chính là vì đi qua học trộm, cái kia 800 khối tiền căn bản không sao cả rồi, đã người ta nguyện ý lưu, vậy thì lưu lại, qua không như ý cùng lắm thì vỗ vỗ bờ mông rời đi được rồi. Nhìn thấy hai người đáp ứng, Lý Kiến Nam rất vui vẻ lại để cho một cái phục vụ viên đến đối với các nàng chỉ đạo thoáng một phát nào phải chú ý chi tiết, tỉ mỉ, chính mình rời đi rồi. Mà người bán hàng kia cũng trực tiếp đem sống ném cho vừa rồi cái kia gọi tiểu linh nữ hài. Nhìn ra, cái này tiểu linh tuổi là tất cả mọi người chính giữa nhỏ nhất, hơn nữa có chút hướng nội thẹn thùng bộ dạng cũng khó trách nàng bị người khi dễ. Tiểu Linh đi tới về sau trước thấp giọng nói câu cảm ơn, sau đó giao cho đi một tí phải chú ý hạng mục công việc. Ví dụ như đối với khách nhân muốn lễ phép, muốn mặc thống nhất quần áo lao động, không thể tùy tiện ra vào phòng bếp, không thể cầm trong tiệm đồ ăn. Sau đó nàng hé miệng cười cười nói, kỳ thật trương sư phó người rất tốt, đến buổi tối 10 giờ đóng cửa thời điểm, trong tiệm bánh ngọt nếu như bán không hết còn có thừa, hắn đều vụng trộm nhét cho chúng ta mang về đấy. Cao hiểu tiết xem tiểu cô nương này, nàng tóc cắt ngang chán cắt bỏ vô cùng chỉnh tề, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, làn da rất tốt. Con mắt sâu sắc cùng chân châu đen đồng dạng, mỉm cười, bên phải trên mặt tựu xuất hiện một cái đáng yêu má lúm đồng tiền, tuyệt đối là cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Mà Cao Hiểu Tiết cũng nhìn thấy lỗ tai của nàng bên trên không có mặc lỗ tai, tóc cũng là không có làm qua, một cái rất tươi mát rất đáng yêu tiểu nữ hài nhi. Hơn nữa nàng nói đến cầm còn lại bánh ngọt thời điểm trên mặt hiện ra cái chủng loại kia cảm giác hạnh phúc, lại để cho người suy đoán cô bé này nhi có thể xảy ra sống không phải quá tốt, nhưng cũng hẳn là thuộc về cái loại này rất thấy đủ nữ hài. Vì vậy Cao Hiểu Tiết tự hỏi nàng ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi nữa à? Như thế nào sắp bước sang năm mới rồi còn tới nơi này đi làm? Tiểu Linh tự nói mình gọi cảnh Linh, danh tự nghe rất giống tinh Linh, rất đáng yêu danh tự. Đến tại bây giờ còn đang đi làm, tiểu cô nương này có chút bất đắc dĩ vừa khổ chát chát cười cười, nói, nhà của ta tại Trấn Giang, có chút xa, hơn nữa vé xe quá đắt tự không quay về rồi nói sau lễ mừng năm mới trong khoảng thời gian này tiền lương có gấp bội đâu rồi, ha ha, một tháng có thể lấy thêm 800 khối tiền, rất không tồi à. Nghe được nàng nói như vậy cao hiểu tiết trong nội tâm cũng có chút ê ẩm, nàng coi như là không có gì tiến nữ hải nhi, từ nhỏ cũng là toàn ra lách vào tại một gian tiểu phá trong phòng, vì vậy cao hiểu tiết tự muốn an ủi nàng, nhưng là nghĩ nửa ngày không biết nên nói cái gì. Mà lúc này tiểu linh đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi là hợp hiệp đại học đó a à cái kia các người có biết hay không một thứ tên là ngô nguyên nam sinh. Nghe nói như thế Trần Húc một đôi ánh mắt gian tả bá thoáng một phát giống như tiểu bóng đèn tựa như sáng, cao hiểu tiết cũng có chút giật mình. Vì vậy hai người rất mập mờ chầm chầm vào Bích Hiên hắc 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 bên cạnh cười vừa nhìn. Bích Hiên xem là cái da mặt phi thường mỏng nữ hài tử, bị hai người như vậy xem xét lập tức liền có chút hít đỏ mặt. Có chút thẹn thùng bụng mặt nhỏ giọng nói các ngươi nhìn cái gì à. Cao hiểu tiết cũng hiểu được có chút quá mức, nhéo Trần Húc thoáng một phát, Trần Húc lại nhảy hét thảm một tiếng về sau mới vẻ mặt nghiêm túc sắc mặt, bất quá mồm mép vẫn còn một cái kính rút hà rút, hỏi, người nhận thức ngô nguyên. Tại sao biết hay sao? Đường Bích Hiên có chút không có ý tứ cười cười, nói ngày đó ta tại xe buýt trả tiền bao bị người đánh cắp rồi, sau đó ta gọi ăn trộm những người khác không có người giúp ta, là hắn giúp ta báo động cầm lại túi tiền đấy. Trần Húc nghe xong tự vui vẻ, cái này lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho ngô nguyên điện thoại, vang lên một tiếng bị treo rồi về sau ngô nguyên phát đầu tin nhắn nói, dựa vào chi, không biết lão tử dạo chơi à. Không có tiểu tử ngươi có tiền, có chuyện tin nhắn nói. Trần Húc trở về một đầu còn nhớ rõ ngươi lần trước tại xe buýt bên trên giúp một cái xinh đẹp tiểu em em báo động phải về túi tiền sự tình sao. Tin nhắn phát ra ngoài, Trần Húc tự đếm trên đầu ngón tay tại mấy, đếm tới 7 thời điểm ngô nguyên điện thoại tiểu đánh đã tới, trực tiếp dùng di động đánh. Lúc này thời điểm hắn cũng mặc kệ cái gì đường dài thêm dạo chơi một phút đồng hồ một khối ba rồi. Tiếp nhận điện thoại sau ngô nguyên câu nói đầu tiên là, Hóa, lão tam làm sao ngươi biết việc này hay sao? trần húc cười hắc hắc nói cái này tiểu em em ngay tại bên cạnh ta à muốn hay không nói với nàng mấy câu? ngô nguyên ở đằng kia đầu kêu lên ngày ngươi lão tam không muốn gạt ta nàng là nhà các ngươi chỗ đó hay sao? lúc này thời điểm ngô nguyên còn không biết trần húc nghỉ đông căn bản sẽ không về nhà mà lúc này trần húc trực tiếp đưa di động đưa cho bên cạnh có chút dương cái miệng nhỏ nhắn có chút không dám tin tiểu nữ hải đường bích hiên Đường Bích Hiên giống như không sao cả dùng qua điện thoại bộ dạng, cẩn thận từng ly từng tí cầm dán tại trên lỗ tai, nhẹ nhàng này một tiếng. Sau đó mặt thoáng cái tựu đỏ lên, Trần Húc vui sướng hài lòng muốn nghe xem hai người bọn họ hội nói cái gì đó, nhưng là bị Cao Hiểu Tiết đá một cước sắt lấy hắn qua một bên đi. Trần Húc rất là dâm đãng mà cười cười, nói, lão đại ánh mắt không tệ lắm. Vậy mà cấu kết lại như vậy tiểu mỹ nữ, quả thực là ta thấy yêu tiếc à, ta thế nào không có gặp được. Cao hiểu tiết nghe xong lời này Tiểu Khí nhéo Trần Húc thoáng một phát, nghĩ thầm bổn cô nương xinh đẹp như hoa người gặp người thích, tiểu tử ngươi đêm qua tiện nghi đều chiếm được, hiện tại ăn làm bôi tận tựa như không nhận nợ rồi hả? Đương nhiên cái này lời nói không thể nói ra được, Trần Húc bị vặn vắt ngao kêu gào quay đầu lại rất kỳ quái địa nhìn xem nha đầu kia, nhưng nàng tựu là phồng lên miệng cùng cóc tựa như không nói lời nào. Chỉ có thể trong nội tâm cảm thán nữ nhân tựu là nữ nhân à thật là không hiểu thấu ứng câu kia ca từ gọi nữ hài tâm tư nam hài ngươi đừng đoán bên kia đường bích hiên cầm điện thoại khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng thấp giọng không biết đang nói cái gì trần húc mơ hồ chợt nghe đã có cảm ơn ta rất tốt các loại vì vậy thấp giọng nói thầm lão đại như thế nào như vậy đồ ăn à trực tiếp cầm xuống không thì xong rồi sau đó lại bị cao hiểu tiết đá một cước điện thoại không có đánh bao lâu đường bích hiên tự đỏ mặt cầm điện thoại đi tới nói cảm ơn ngươi rồi à ngô nguyên hắn có chuyện nói cho ngươi sau đó Trần Húc cầm qua điện thoại, rất dâm đáng kêu một câu, "Lão đại, bây giờ là không phải hận không thể đâm cánh bay tới à?" Ngô Nguyên tại điện thoại bên kia mắng câu dựa vào, sau đó ngừng một chút mới nói, "Lão Tam, các ngươi hiện tại đến ngọn nguồn ở địa phương nào? Cô bé kia, cô bé kia tên gọi là gì à? Ngươi như thế nào hội nhận thức nàng hay sao? Còn có, còn có, cái kia, ngươi đi xa điểm, thanh âm không muốn lớn như vậy. Đừng để bên ngoài nàng nghe được." lời nói đến đằng sau đã nhỏ bé yếu ớt không nghe thấy trần húc lông nghi nhảy lên hắc hắc dâm cười nghĩ thầm quả nhiên à quả nhiên tại trong phòng ngủ vô cùng khó chịu vô cùng dâm đáng địa lão đại hôm nay nói chuyện lên đến cùng cái học sinh tiểu học giống như cái này rõ ràng cho thấy rơi vào bể tình điềm báo à vì vậy trần húc tự ôm điện thoại chạy tới bánh ngọt điếm bên ngoài cười hắc hắc nói lão đại cái này tiểu nghĩ nữ rất không tệ siêu đáng yêu nói hắc hắc ngươi sẽ không liền tên của người ta cũng không biết a à bên kia Ngô Nguyên cũng đã có chút thẹn quá hóa giận rồi. Nói câu dựa vào, đừng nói nhảm rồi, mau trả lời lão tử vấn đề. Nghe được Ngô Nguyên có chút nóng nảy Trần Húc vội vàng nói, nàng gọi đường Bích Hiên, bây giờ đang ở nhà này hoa điệp hiên bên trong đem làm phục vụ viên, cái nào hoa điệp hiên? Dựa vào, không phải là ích thành phố cái này, tại trường học của chúng ta Tây Môn bên ngoài 100 mét, đúng, chính là ra. Ách, hắc hắc, ta lễ mừng năm mới không có trở về Á, phụ mẫu chạy, cái này mặc kệ chuyện của ta, ta cùng cao hiểu tiết tới nơi này làm công, vừa vặn giúp hắn giải cái vây. Bên kia ngô nguyên mắng câu, người như vậy có tiền còn làm công. Thật là dỗi dãnh được nhất cả trứng, sau đó ngô nguyên tự nói, cái kia lão tam, người trước giúp ta nhìn xem. Xem nhìn cái gì, ai nha, tự là nhìn cái, được rồi lão tử không thèm nghe người nói nữa, buổi tối trở lại lên mạng trò chuyện. Ngô Nguyên ba thoáng một phát cúp điện thoại, Trần Húc cười hắc hắc, quả nhiên à, quả nhiên khó chịu lão đại tìm tới chính mình mùa xuân à, hắc hắc hắc, có hy vọng, quả nhiên có hy vọng. Nói sau cái này đường Bích Hiên cũng không có gì không tốt rồi, Trần Húc trước sau như một không phải cái loại này ưa thích đi xem người ta thân thế người. Nữ hài tử chỉ cần người tốt là được, nói sau cái này đường Bích Hiên trường địa cũng phấn không tệ mà nói, tự là tuổi còn nhỏ điểm, về sau nếu gọi đại tàu có thể hay không quá cái kia rồi hả. Trần Húc hấp tấp quấn hồi trong tiệm thời điểm cao hiểu tiết thọt hắn, nói thế nào. Có thể như thế nào đây? Mùa xuân đã đến chứ sao? Trần Húc tinh nghịch nháy mắt mấy cái, Cao Hiểu Tiết lập tức tự đã hiểu, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, còn bên cạnh đường Bích Hiên lại rất kỳ quái, rõ ràng hay vẫn là mùa đông à? Trải qua cái này tiểu sự việc xen giữa, Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết tại Hoa Điệp Hiên nằm vùng kiếp sống cứ như vậy chính thức đã bắt đầu. Bánh ngọt điếm địa công nhân trên cơ bản đều là nữ nhân, đại khái ngoại trừ làm bánh ngọt địa đại sư phụ, quản lý bên ngoài, ngược lại là chỉ có Trần Húc cái này một người nam nhân rồi hơn nữa hay vẫn là đứng phía trước đài nam nhân, cho nên nữ hài tử đều có đặc chế địa quần áo lao động, tạp dề mũ đội ở trên đầu, Trần Húc lại giống như là cái không có việc gì người đồng dạng tại bánh ngọt trong tiệm loạn sáng ngời. Không biết còn tưởng rằng hắn là đang làm hành vi nghệ thuật đây này. Như hoa điệp hiên loại này cấp bậc mắt xích bánh ngọt điếm, trên cơ bản đều là chọn dùng đưa hàng nguyên tắc. Cùng ngày trong đêm liền đem bánh ngọt dựa theo hạn ngạch lượng làm tốt, buổi sáng không có khai trương trước khi sẽ đưa đến, trên cơ bản một ngày nhiều như vậy bánh ngọt bán xong mới thôi, bán không hết muốn toàn bộ xử lý tiêu hủy mất. Mà ngoại trừ bánh ngọt bên ngoài, tại đây còn chuyên môn làm đi một tí nóng hôi hổi hoa quả canh cùng một chỗ bán. Mặt khác còn thành công phẩm bánh nghỉ, tương hoa quả, còn có tựu là đính làm bánh sinh nhật rồi. Đính kiêu ngạo bánh ngọt, tiếp đãi phục vụ viên tiểu thư sẽ có trích phần trăm, cho nên phục vụ viên tiểu thư đều sẽ cố gắng chào hàng những cái kia khá lớn, hơi đắt một điểm bánh ngọt cho khách hàng bán càng nhiều, các nàng chích phần trăm cũng thì càng nhiều. Không thể không nói hoa điệp hiên đồ vật bên trong thật là chết quý chết quý, xem Trần Húc đều có chút tặc lưỡi. Cũng không phải bởi vì hắn không có tiến, mà là Trần Húc vẫn cảm thấy có nhiều chỗ nên dùng tiền tiêu bao nhiêu đều không đau lòng, có nhiều thứ rõ ràng không có cao như vậy giá trị lại đi dùng nhiều tiền mua được cái kia chính là ngu vãi rồi. Tuy nói tại đây ra hoa điệp hiên mua bánh ngọt chưa hẳn có thể đến ngu vãi cấp bậc này, có thể Trần Húc vẫn cảm thấy quý có chút không hợp thói thường rồi nhìn xem bên cạnh kim quan, thứ đồ vật không sai biệt lắm, giá cả thiếu một lần, điều này chẳng lẽ tự là cái gọi là điếm đại lấn khách. Nhưng là hoa điệp hiên sinh ý lại vẫn là có thể, trong vòng một ngày ngược lại là có không ít người trẻ tuổi tiến đến điểm bên trên một ly thức uống nóng ngồi một hồi. Đương nhiên lớn đều là tình nữ hoặc là tự là nữ hài, một cái đám ông lớn rất tiểu tư ngồi ở đây lắp đặt thiết bị hình như là mưa rừng nhiệt đới đồng dạng trong phòng, ngồi ở bàn đu dây phía trên một chút bên trên một khối tiểu bánh ngọt một ly thức uống nóng tinh tế phẩm chỉ chưa thấy đến trần húc cũng rất ác ý hỏi cao hiểu tiết các người nữ nhân bụng đều như thế nào lớn lên à ăn như vậy ít đồ tựu đã no đầy đủ cao hiểu tiết đạp hắn một cước trần húc thằng này hoàn toàn là dỗi rãnh được không có việc gì tới chơi phiếu vẽ nàng còn phải chăm chỉ học tập đây này thời gian một ngày cao hiểu tiết cũng bán đi nhiều cái bánh ngọt bất quá gặp được có khách nhân đến đính đại bánh ngọt thời điểm nàng phát hiện trong tiệm phục vụ viên nhóm đám bọn họ đều tận lực đem cơ hội nhường cho đường bích hiên tiểu cô nương này. Trần Húc vốn chính là cái từ trước đến nay thuộc quen thuộc tính cách, lớn lên tuy nhiên không đủ xoái nhưng là tốt xấu cũng không kém, tăng thêm lại là một người duy nhất tại đại đường sinh động nam sinh, cho nên rất nhanh tự cùng trong tiệm mặt khác phục vụ viên nhóm, đám bọn họ quen thuộc. Nghe các nàng nói, tuy nhiên còn không rõ sở đường bích hiên gia cảnh như thế nào, nhưng xem thật sự của nàng là một cái không có tiền nữ hài tử, lại là độc thân tại ngoại địa, nghe nói tại rất xa địa phương thuê rất rẻ đơn gian phòng ốc, mỗi ngày ngồi xe bus tới nơi này đều muốn hơn 40 phút đồng hồ, có đôi khi tan tầm đã chậm không có xe bus rồi, nàng chỉ có một người tại trong tiệm ngủ. Tăng thêm nàng lớn lên cũng rất đáng yêu, tính cách lại tốt, chưa từng có phát giận, một bộ nhu nhu yếu ớt ai cũng có thể khi dễ bộ dạng, cũng làm cho mọi người rất là thương cảm nàng, cho nên thường xuyên đem một vài cơ hội đều bị cho nàng. Rốt cuộc cái này thời gian một ngày tựu đã xong, cái kia Lý Kiến Nam ngược lại là rất kỳ quái không có tái xuất hiện. Bánh ngọt điếm đóng cửa thời gian thường thường đều là vui sướng nhất, bởi vì trong tiệm còn lại một ít không có bán xong bánh ngọt đều cũng bị xử lý sạch, vốn là phải xử lý đến thùng rác, nhưng là phụ trách cái này khối trương sư phó người tốt, đều tặng cho những này nữ hải nhi. Trần hút cùng Cao Hiểu Tiết cũng có hạnh riêng phần mình đã nhận được một ít khối bơ bánh ngọt, vốn bọn họ là không có ý định muốn, ý định là cho đường bích hiên tiểu cô nương kia, nhưng là đường bích hiên phân đã đến một khối bánh ngọt về sau như thế nào cũng không chịu đã muốn, hai người cũng không có biện pháp. Tiễn đưa đường bích hiên lên xe buýt về sau, Trần Húc hai người tự đi trở về, xem lấy trong tay bánh ngọt nhớ tới vừa rồi cô bé kia, trong lòng hai người đều rất có chút hít không phải tư vị đấy. Cho nên hai người tự cúi đầu cũng không nói chuyện hướng phía trước đi, bánh ngọt tự tại trên tay cầm lấy, trên căn bản là liền lộ đều không thế nào xem. Không nhìn lộ kết cục hoặc là bị người đụng hoặc là chính mình đụng vào cột điện lên, Cao Hiểu Tiết đã bị một người sát bên người mà qua không cẩn thận đụng một cái, sau đó thân thể nghiêng một cái lại đập lấy Trần Húc trên người. Trong tay cái kia khối bánh ngọt cũng trực tiếp bôi ở Trần Húc tay trái trên cổ tay. Trần Húc gõ một cái đầu của nàng nói như thế nào cùng heo giống như, đi đường cũng không nhỏ tâm. Chứng kiến trên đồng hồ bị dính đều là bơ Trần Húc tự một hồi phiền muộn, cầm qua khăn tay xoa xoa về sau, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trên đồng hồ biểu hiện một loạt phân tự, ba tụ tình án hàm lượng vượt chỉ tiêu, dùng ăn đem đối với nhân thể có hại. Ba tụ tình án, nếu như là đặt ở 08 năm về sau, chắc hẳn người châu Á đối với cái này cái hóa chất phẩm danh tự quả nhiên là như sấm bên tai, nhưng là tại 07 đầu năm, hỏi 10 người có chừng 9 cái không biết cái kia rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Trần Húc tự là hắn một người trong không biết vật này là cái gì đồ chơi đấy. Căn cứ nội sự tình bất quyết hỏi Baidu nguyên tắc, Trần Húc Baidu thoáng một phát, bách khoa từ đầu bên trong nói như thế, điểm nóng chảy 345 phân giải, mật độ 1. 573 khắc cm 3, 16. Hơi hòa tan nước cùng nhiệt ất thuần. Công nghiệp bên trên ba tụ tình án do song tình tiên án cùng an tại dưới nhiệt độ phản ứng hoặc do phân ure trực tiếp tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh chế được. Thứ hai thành phẩm thấp, khá nhiều chọn dùng. Ba tụ tình án cùng giáp quan thu hợp lại có thể chế được ba tụ tình án giáp quan nhựa cây. Ngoài ra ba tụ tình án cũng dùng làm hợp thành dược vật chính giữa thể. Này bằng với cái gì đó đều chưa nói nha vì vậy Trần Húc chỉ có thể vụng trộm trốn vào trong toilet hỏi Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn cho hồi phục nhưng cũng là chỉ khai báo thoáng một phát ba tụ tình án hóa học thành phần cùng với công nghiệp bên trên công dụng, ví dụ như trang trí mặt bản, nước sơn, trang giấy chờ chờ. Cái này lại để cho Trần Húc xem càng là đần đột, u mê rồi, cái đồ chơi này có cái gì tác dụng à? Thế nào hội thêm tại bánh ngọt bên trong? Cao hiểu tiết hôm nay mệt mỏi một ngày, bởi vì nàng không giống Trần Húc như vậy tựu là đến chơi phiếu vé đấy, buổi chiều lúc quản lý lại không tại. Trần Húc không có quần áo lao động, trên căn bản là vừa làm vừa chơi. Đương nhiên, phần lớn thời gian hắn đều là tại chơi, có thể cao hiểu tiết nhưng lại học được không ít thứ đồ vật, lại cùng lấy đường bích hiên tiểu em em cùng đi ra đưa hai lần bên ngoài bán. Cho nên hơi mệt chút, sau khi trở về tựu đi tắm rửa một cái, sau đó trên giường ngủ. Đương nhiên, hôm nay tới điện rồi, vì phòng ngừa chuyện tối ngày hôm qua tình lần nữa phát sinh. Cao Hiểu Tiết nói là nàng lần này thà rằng ngủ trên sàn nhà cũng tuyệt đối không thể cùng Trần Húc cùng một chỗ ngủ. Trần Húc đối với đêm qua địa sự tình cũng có chút thật có lỗi, tuy nhiên sự tình nguyên nhân gây ra không là vì nàng, cho nên tự lại để cho Cao Hiểu Tiết tiếp tục thụy sàng, giường ngủ. Mình mở lấy điều hòa ngủ chăn đệm nằm dưới đất, ngược lại cũng không sợ lại cảm lạnh rồi. Bởi vì Trần Húc biết rõ hôm qua thiếu chút nữa cảm mạo nguyên nhân không là vì chăn đệm nằm dưới đất, mà là bởi vì chính mình tìm đường chết đi giặt sạch cái tắm nước lạnh. Cao hiểu tiết giặt rửa đã xong tắm rất nhanh đi ngủ, hôm nay lúc ngủ cũng là không biết là như ngày hôm qua sao xấu hổ rồi. Trần Húc còn tinh thần vô cùng phấn chấn vô cùng, hơn nữa cái kia ba tụ tình án giống như căn đâm giống như địa kẻ tại cổ họng của hắn ở bên trong, theo tiểu mẫn cái kia lại không có được cái gì hữu dụng tin tức cho nên đành phải đến lên mạng tìm xin giúp đỡ rồi. Trần Húc tại Baidu tìm kiếm, rồi ba tụ tình án mấu chốt từ, sau đó từng bước từng bước website tìm tìm hơn 20 trang tin tức đều không có gì hữu dụng địa phương. Vì vậy Trần Húc ngay tại ba tụ tình án đằng sau bỏ thêm cái mấu chốt từ bánh ngọt, cái này thì càng không có thứ đổ vật đi ra. Website tiểu như vậy hai ba trang hoàn toàn vô tình ý nghĩa địa quảng cáo trang web về sau, mấu chốt lời thành màu trắng rồi. Xem quan ở chỗ này có lẽ sẽ không hiểu chút nào, nhưng trên thực tế lại còn là vì tiểu mẫn tư liệu vấn đề. Ba tụ tình án ô nhiễm sữa bột, cái này tại 05-6 tháng cuối năm về sau gần như là mọi người đều biết sự tình, nhưng là lúc trước, trừ phi một ít chuyên nghiệp địa nhân sĩ, nếu không có rất ít người có thể đem song phương liên hệ cùng một chỗ, ba tụ tình án bởi vì sữa bột sự kiện thanh danh lan truyền lớn, nhưng trước đây cũng không quá đáng là một ít hóa chất học giả mới biết được học thuật danh từ. Có thể hết lần này tới lần khác, tiểu mẫn tư liệu chính giữa cũng không có đối với 08 năm sữa bột sự kiện ghi lại, cho nên một người một máy tính cũng chỉ có thể vô kế khả thi rồi. Tiểu mẫn chỉ là nói cho Trần Húc ba tụ tình án hàm lượng đã trong tương lai với tư cách thực phẩm kiểm tra đo lường chính giữa một cái rất trọng yếu chỉ tiêu, nhưng là cụ thể là cái gì chỉ tiêu lại không nói. Mà Trần Húc càng là liền thực phẩm kiểm tra đo lường có nào trình tự đều không rõ ràng lắm, cho nên cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Nội sự tình bất quyết hỏi Baidu, ngoại sự bất quyết hỏi cầu cầu. Nếu như cả hai đều không được đâu này, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp rồi, thượng thiên nhai, tìm cao nhân. Tiến hành tìm tòi động cơ địa trung cực trình tự thịt người tìm tòi, Trần húc địa trong tay vừa vặn có một chân trời xa xăm tài khoản. Bởi vì chân trời xa xăm cộng đồng với tư cách trong nước lớn địa nhất forum bình đài, đã từng một lần vì bảo trì diễn đàn áo lót không tràn lan mà áp dụng thu phí chế độ, đăng ký một cái số tài khoản một khối tiền. Một đường giết đến chân trời xa xăm diễn đàn hỗ trợ khối, Trần húc phát cái cầu đại năng tiến đến, nói nói thực phẩm kiểm tra đo lường trong ba tụ tình án hàm lượng vấn đề thiếp mời, bài viết sau đó ngồi tại máy vi tính một cái kính chờ hồi phục chân trời xa xăm lưu lượng là cực lớn, đổi mới lượng cũng là phi thường cường đại đấy. Trần Húc trên đường lên vệ sinh chỗ, lúc trở lại thiếp mời, bài viết đã bị soát đến đệ tam trang không người hỏi thăm, vì vậy Trần Húc tự chính mình đem thiếp mời, bài viết chống đi tới, kế tiếp nửa giờ cứ như vậy một mực đỉnh à đỉnh, sau đó trở đã đến mấy cái cùng loại với đi ngang qua vô tình ý nghĩa hồi phục về sau, rốt cuộc xuất hiện điều thứ nhất đứng đắn bình luận. Cái này bình luận chính là cái đại năng, hắn tối thiểu biết rõ ba tụ tình án có thể là do phân ure phân giải đi ra nhưng về phần tại sao xuất hiện tại thực phẩm kiểm tra đo lường chính giữa rất là khó hiểu dùng hắn mà nói hiện tại thực phẩm kiểm tra đo lường không có lẽ có tra ba tụ tình án hàm lượng kiểm tra đo lường quá trình hơn nữa rất tốt tâm nói cho lâu chủ Giờ ngủ đi trần húc nhìn xem cái này đầu hồi phục thẳng mắt trợn trắng nhưng là hắn không buông bỏ theo hắn tra trong tư liệu đến xem hình như là tại là một loại thời gian đoạn trước khi Ba tụ tình án chưa từng có tiến vào qua thực phẩm chất phụ ra mục lục, nhưng là không cách nào luật văn bản rõ ràng cấm. Nhưng ở là một loại thời gian đoạn về sau, cái từ này xuất hiện tần suất lập tức rất nhiều. Cái này lại để cho Trần Húc mơ hồ cảm thấy có một điểm nguy cơ ý thức. Suốt cục, tại nhàm chán đợi 2 giờ về sau, cái này 2 giờ trong thời gian Trần Húc đi hồng khách trên chiến trường cuồng trà 400 phân, đánh chính là một đám trứng chim nhóm, đám bọn họ là gào khóc thảm thiết kêu khổ thấu trời cuối cùng khi bọn hắn máy tính trên màn hình đều để lại một cái văn bản file, bên trong hay vẫn là như vậy câu nói, ha 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 ha, ta thắng. Chờ Trần Húc xoát hết chiến trường, n, cái này xem như xoát chiến trường một loại khác là phương thức rồi. Chờ hắn bể bộn hết trở lại, nhìn nhìn lại chân trời xa xăm thiếp mời, bài viết. Rốt cuộc phát hiện thiếp mời, bài viết chính giữa đã có một đầu mấu chốt tính địa hồi phục. Hồi phục trong nói, ba tụ tình án là làm cái gì dùng hắn cũng không biết, nhưng là hắn lại biết hiện tại có ít người tại một ít thực phẩm chính giữa tăng thêm phân ure, do đó tăng lớn nitrogen hàm lượng, dùng rẻ tiền thành phẩm đề cao thực phẩm bên trong đích albumin hàm lượng. Do đó lừa dối vượt qua kiểm tra, chứng kiến cái tin tức này địa thời điểm Trần Húc đột nhiên tỉnh ngộ, bởi vì hắn cảm giác mình trước khi tìm nhầm phương hướng rồi. Hắn muốn tìm mấu chốt từ hẳn không phải là ba tụ tình án, bánh ngọt, mà là sữa bò, phân ure. Trần Húc suy nghĩ một chút trước khi là bơ dính tại trên đồng hồ mới bị tiểu mẫn kiểm tra đo lường đi ra đấy. Mà đợi đến lúc hắn dùng sữa bò, phân ure đến Baidu về sau. Chứng kiến đồ vật quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Kỳ thật tại sữa nguyên chính giữa pha phân ure dùng đề cao albumin hàm lượng có lẽ là trước kia thì có. Trần Húc ấn mở một cái thiệp, Phát bài viết thời gian tại là 2004 năm địa tháng 5, bên trong lâu chủ tựu đã viết có sữa nông tại sữa bò trong châm nước về sau làm cho albumin hàm lượng hạ thấp. Lại đang sữa bò bên trong gia nhập phân ure dùng để cao albumin hàm lượng, đạt tới chỉ tiêu về sau bán cho sữa nhà máy. Mà ở dưới mặt cũng có người đối với cái này tiến hành luận chứng, tại sao phải gia nhập phân ure, sữa bột nhà máy có biết hay không? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định biết rõ cái này hoàn toàn là thuộc về nghiệp nội địa một cái quy tắc ngầm rồi. Một ít lòng dạ hiểm độc sữa nông nhóm, đám bọn họ vì kiếm tiền, một ít bất lương thu sữa viên vì kiếm tiền, tại sữa tư chính giữa đói nước, lại thêm vào chất phụ da. N, có chút lương tâm còn thêm lòng trắng trứng phấn, không có lương tâm địa trực tiếp thêm lòng trắng chứng tinh thì ra là ba tụ tình án. Ba tụ tình án đủ khả năng sinh ra hại, hiện tại còn không có người nào biết, nhưng Trần Húc biết rõ tiểu mẫn trong tư liệu mặc dù không có 08 năm sữa bột sự kiện ghi chép, nhưng là có ba tụ tình án vượt chỉ tiêu về sau ghi chép. Ba tụ tình án có thể tạo thành thận kết sỏi, nhưng là loại này thận kết sỏi cùng bình thường vôi hóa kết sỏi bất đồng, thứ hai ít hòa tan nước, cho nên ngoại trừ giải phẫu đá vụn bên ngoài không có bất kỳ mặt khác phương pháp tốt. Nhưng người phía trước có hơi hòa tan nước đặc tính, cho nên chỉ cần không lớn lượng ăn, có thể hình thành kết sỏi địa khả năng rất tiểu. Cho nên người trưởng thành cho dù uống loại này sữa cũng không có gì, chỉ là đừng cầm cái kia đem làm món chính là được rồi. Có thể còn có một vấn đề, trưởng thành ngược lại là không sao cả rồi, như vậy Hải nhi đâu này. Không có mẫu nhũ địa hài nhi, trường kỳ dùng ăn loại này giàu có ba tụ tình án sữa bột, mặt khác nước uống địa cơ hội cơ hồ không có, hơn nữa Hải nhi thận nội đường ống so người trưởng thành mảnh nhiều. Như vậy, những này tân sinh hài nhi có thể chịu được sao? luận chứng ba tụ tình án lai lịch về sau trần húc rốt cuộc không cách nào ngồi yên rồi nếu như đây là thật như vậy những ngày sữa bột chính là hài nhi sát thủ mà chính mình nếu như biết rõ chuyện này lại thờ ơ tương lai thật sự xảy ra điều gì hậu quả như vậy trần húc nhất định không thể tha thứ chính mình trần húc tuy nhiên không cho là mình là thánh nhân nhưng là đối với loại chuyện này cũng không thể làm như không thấy hắn nhìn nhìn đang tại ngủ say cao hiểu tiết một đường sông xuống lầu dưới tại một nhà hai tiếng đồng hồ bên trong siêu thị Nhìn thấy sữa bột tựu mua, từng cái nhãn hiệu mỗi dạng đều mua một túi. Cái kia siêu thị phục vụ tiểu thư thiếu chút nữa bị sợ hôn mê bất tỉnh, nghĩ thầm thằng này có phải hay không khi còn bé quá độ khuyết thiếu tình thương của mẹ không có uống qua sữa à. Trần Húc dẫn theo hai đại túi nhựa, 10 cái nhãn hiệu túi chứa hoặc là rót trang, theo trẻ nhỏ đến lão niên sữa bột nổi giận đùng đùng giết trở về nhà. Tiến đến về sau không nói hai lời sẽ đem cái túi từng cái cho mở ra lại để cho tiểu mẫn kiểm tra đo lường, kiểm tra đo lường kết quả ít nhất bên trong đều là mỗi kg ngầm không. Không chín hào khác đã ngoài ba tụ tình án, mà cao nhất, ba lộc cao thiết cao kém cách điều chế sữa bột. Con mẹ nó rất tốt rất cường đại, 6196. 61 hào khắc, tương đương với 1 kg sữa bột chính giữa, tự chọn vẹn ngậm 6 khắc hơn 3 tụ tình án. Cái này uống hết nếu không gặp chuyện không may mới là lạ. Trần Húc rất muốn chạy đến chân trời xa xăm bên trên đem chuyện này phát bài viết cho phát ra tới, nhưng là vừa đánh cho mấy chữ liền nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu người vi ngôn nhẹ dựa vào cái gì làm cho nhân ra tin tưởng chính mình đây chính là khiêu chiến gần như toàn bộ trung quốc chế sữa nghiệp chỉ bằng một cái áo lót phát bài viết không nói trước có thể hay không bị hài hòa phải biết rằng những cái kia cỡ lớn sữa nhà máy đại bộ phận đều là quốc hữu xí nghiệp ai hội chú ý tới những chuyện này chính mình lại thế nào lại để cho người đến chú ý tới chuyện này trần húc nghĩ nghĩ Đúng vậy, chính mình là người vi ngôn nhẹ, bởi vì không có người sẽ tin tưởng một đệ tử. Nhưng là mình một thân phận khác, chắc hẳn có lẽ sẽ có chút ít phân lượng. Audio điện tử võ tấn bền Hai khái quốc cái tên này xem xét cũng biết là sanh ra ở một cái màu đỏ gia đình, hơn nữa là đặc căn chính miêu hồng cái chủng loại kia. Hai khái quốc cha mẹ đều là quân nhân hắn cũng đi theo cha mẹ giấu chân bước lên quốc phòng con đường này, bất quá dựa vào hắn cao cấp chỉ số thông minh lại lựa chọn văn chức cái này lĩnh vực. Hôm nay hách ái quốc 40 tuổi xuất đầu, cũng đã đã lấy được thượng tá quân hàm, tại quốc phòng tin tức bộ cũng coi như bên trên là số một nói chuyện lên đến nổi tiếng nhân vật. Mà hắn máy vi tính kỹ thuật cũng là siêu nhất lưu, đối với lần trước cái kia gây sóng gió sở nếch, hách ái quốc hay vẫn là rất xem thường, bởi vì hacker nhất chú ý đúng là không thể bộc lộ ra thân phận của mình, mà Sonic tuy nhiên thành viên thân phận trước khi không có ai biết, nhưng là bọn hắn quá mức rêu rao, sớm muộn là muốn xa lưới đấy. Hai khái quốc gần đây cho rằng, cao thủ chân chính đều là tại quân đội, từng cái quốc gia đều là, bởi vì hacker lực lượng thật sự quá cường đại, bởi vì mỗi một vị hacker đều là tuyệt đỉnh lập trình viên, loại này lập trình viên tại quốc gia khống chế cùng ủng hộ hạ mới có thể thể hiện ra giá trị của bọn hắn. Mà những cái kia ở bên ngoài giả danh lừa bịp, tự biên tự diễn cái gọi là hacker tổ chức bài danh, hết tất cả đều là tôm tép nhãi nhép, không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ từng đã là thế giới đệ nhất hacker, Kevin Mitnick. Đương nhiên, hiện tại còn cần hơn nữa một người. SMMS, đối với Kevin Mitnick, hack ái quốc cũng gần kề chỉ là bội phục, bất quá bội phục không phải của hắn kỹ thuật, mà là hắn không muốn vì nước Mỹ chính phủ hiệu lực, tha rằng cả đời buông tha cho sử dụng máy vi tính. Từng đã là hacker chi vương trong nhiều năm không đụng máy vi tính về sau đã không đáng giá nhắc tới. Nhưng là tại hắn về sau, lại một vị hacker chi vương xuất hiện. Hơn nữa hay vẫn là người châu Á, SMMS, vốn hack ái quốc còn tưởng rằng SMMS là nói chuyện giật gân nói ngoa. Nhưng là khi thấy Lam Sắc Bảo bối lấy ra cái kia khoản bức tường lửa về sau, hắn triệt để chịu phục rồi. Càng có người có bản lĩnh, lại càng dễ dàng bội phục so với chính mình bổn sự rất cao. Hơn nữa hay vẫn là cái loại này núi cao ngưỡng dừng lại, căn bản không cách nào nhìn lên tồn tại. Đứng tại địa ngục xem thiên đường cái này là hách ái quốc tại nghiên cứu cái này bức tường lửa lúc cảm giác. Chính mình địa kỹ thuật, quốc gia đỉnh cấp kỹ thuật, vậy mà lạc hậu hơn một người, hoặc là một tổ chức. Hách ái quốc thà rằng đem SMMS coi như một tổ chức mà đối đãi bởi vì nếu như chỉ là một người, như vậy thực lực của người này thật là đáng sợ, đáng sợ đã đến một loại cảnh giới. Thần cảnh giới, đương nhiên hắn không biết cái này bức tường lửa nhưng thật ra là Trần Húc coi như rác rưởi ném cho bọn hắn, bởi vì tại trước mắt máy vi tính phần cứng dưới điều kiện chỗ chế tạo địa Nguyễn Kiệt, đối với Trần Húc mà nói đều là rác rưởi, đều là có lỗ thủng đấy. Cái này bức tường lửa SMMS không có đặt tên chữ liền trực tiếp ném tới, cho nên quân đội trực tiếp liền đem hắn mệnh danh là SMMS số một bức tường lửa, bởi vì vì bọn họ còn chờ mong lấy lần thứ hai, thậm chí là càng nhiều nữa cơ hội hợp tác. SMMS số một bức tường lửa hôm nay đã tại quân đội bộ chỉ huy hệ thống bên trên xây dựng một cái sắt thép thành lũy khiến cho được quân đội tin tức tính an toàn sâu sắc tăng cường. Hơn nữa thông qua bức tường lửa bên trên dấu hiệu chỗ nghiên cứu ra đến chỗ này kỹ thuật, khiến cho quân đội lại liên tiếp đẩy ra nhiều cái tác phẩm. Cái này bức tường lửa giá trị cực lớn khó có thể đánh giá, nhưng là đối phương nhưng lại xu không lấy. Nghe nói trước đó không lâu SMMS lại xuất hiện một lần, dĩ nhiên là băng giúp một đám các học sinh làm trò chơi. Điều này không khỏi làm cho hách ái quốc bọn người giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm vị này lão đại là dỗi rãnh không có chuyện gì sao hôm nay smms thân phận đẳng cấp đã bị nâng lên cấp độ s do quốc gia người lãnh đạo tự mình hạ lệnh nếu như đã nhận được tin tức của hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào cam đoan an toàn của hắn hơn nữa nếu như hắn có yêu cầu gì chỉ cần không quá phận hết thảy thỏa mãn bởi vì smms chính là biểu hiện rất giống là một cái độc hành nghiệp căn cứ các chuyên gia phân tích tính cách của hắn hẳn là cái loại này không muốn đã bị bất luận cái gì câu thúc đối với tiền tài không có gì truy cầu nhưng là muốn vì quốc gia làm cống hiến địa người cho nên đối với loại người tài giỏi này đi cường ngạnh thủ đoạn là vô dụng thật giống như năm đó kevin mai chi khắc loại người này nếu như không phải thật tâm thành ý vi chính phủ công tác ai cũng không dám buộc hắn bởi vì tại thời khắc mấu chốt nếu là hắn phản trọng ngươi một đau ai cũng chịu không được mà bỏ mặc hắn tự do đem có thể có càng nhiều cơ hội hợp tác dù sao tiện tay đem một cái dốc hết tâm huyết thần tác đưa cho quốc gia cái này không chỉ là phách lực cùng không quan tâm tiền tài có thể giải thích đấy quan trọng hơn là hắn đối với quốc gia này cố tình hai ái quốc ngáp một cái, sắc trời đã đã muộn, có thể đi ngủ, nhưng lại tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên studio nội một mảnh hỗn loạn. Tất cả mọi người kinh hoàng đìa kêu lên, không thể tin chỉ vào chính mình máy tính màn hình. Chuyện gì xảy ra, hai ái quốc vội vàng quấn trở lại, chứng kiến màn hình về sau lập tức ngược lại hít một hơi. Trên màn hình không biết khi nào tự động bắn ra một cái văn bản file, bên trong chỉ có một câu, ta là SMMS ta có chuyện cần cùng có thể cùng thượng diện nói được bên trên lời nói người liên hệ. Hai khái quốc xứng sờ, lập tức đẩy ra bên cạnh lập trình viên tại phai thượng diện đánh chữ nói, người thật là SMMS. Người cho chúng ta bức tường lửa bên trên lưu cửa sau rồi hả, cảnh báo không có tiếng nổ, không có đã bị bất luận cái gì công kích nhắc nhở, nhưng hắn cứ như vậy vô thanh vô tức tiềm tiến đến, điều này sao có thể. Phai bên trên rất nhanh xuất hiện một hàng chữ, không có cái kia tất yếu. Thốt ra lời này, một đám người lại là một hồi điên cuồng hấp khí. Với tư cách lập trình viên, hơn nữa ở đây mỗi một cái đều là tinh anh lập trình viên, bọn hắn tự nhiên là có thể hiểu được ý tứ của những lời này, nhưng là đều cảm thấy người này có phải hay không quá cuồng vọng hơi có chút. Không cần cửa sau, như vậy nói cách khác, đương kim trên thế giới không có bất kỳ một cái bức tường lửa là có thể ngăn được hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể tùy ý tiến vào mạng lưới trong bất luận cái gì địa phương. Bất quá lời nói này mọi người cũng chỉ có thể tin tưởng, bởi vì cái kia khoản bức tường lửa bọn hắn lấy tới nghiên cứu, nhưng nên có tâm phòng bị người, đối phương cho mình như vậy một đồ tốt, đầu tiên muốn nghĩ đến đúng là bên trong có thể hay không có hậu môn, đối với phương tưởng mượn cơ hội này đến chính đang gắt gao choi ngựa gỗ. Hơn nữa, đối phương kỹ thuật dù cho, thốn có chỗ đoạn thước có chỗ trường, hắn không có khả năng chu đáo A. À. Chúng ta tại nơi này bức tường lửa càng thêm ít đồ vẫn là có thể A. À. Nhưng là càng là nghiên cứu, đám người kia lại càng là có thể cảm giác được SMMS thâm bất khả chắc bởi vì vì bọn họ chỗ nắm giữ tư liệu cùng kỹ thuật, cái này bức tường lửa trong toàn bộ đều ghi lại, bọn hắn muốn thêm bất kỳ vật gì đi lên đều không được. Ngoại trừ có thể cho bức tường lửa đổi một cái đằng trước so sánh xinh đẹp, mỹ quan sát ngoài. Hai khái quốc cố nén nội tâm kích động, đánh chữ hỏi, nếu như ngươi không có lưu cửa sau, ngươi như thế nào vào? Chúng ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta kính nể ngài SMS, nhưng là hy vọng ngài đừng cho chúng ta thất vọng. Phai bên trên rất nhanh địa đáp, phần cứng lỗ thủng có chút thì không cách nào thông qua nhuyễn kiện phương diện để đền bù, điểm ấy ta muốn ngươi rất rõ ràng. Trước mắt thường dùng máy vi tính phần cứng có rất lớn tai họa ngầm, quân đội thiết bị tuy nhiên so dân dụng an toàn địa nhiều. Nhưng là cũng không phải là không chê vào đâu được, ta có thể thông qua ít nhất 27 loại phương pháp lặng yên không một tiếng động tiến vào mà không lại để cho các ngươi phát giác. 27 loại, tất cả mọi người lại bị chấn thoáng một phát, lúc này thời điểm SMMS lại lên tiếng, hiện tại mời về đáp vấn đề của ta, chư vị ở đây có có thể cùng tầng cao nhất lãnh đạo trò chuyện quyền lực sao nếu như không có phiền toái đi tìm cái có tư cách tới thốt ra lời này không ít mọi người khí có chút mắt thanh nghĩ thẩm vị gia này có phải hay không quá sẽ không nói chuyện rồi hả bất quá lúc này trên tấm hình lại một câu nói ra vì trung quốc địa hài tử khẩn cầu các ngươi mau chóng vì hài tử một đám người không biết hắn có ý tứ gì khách ái quốc khẩn trương nói xin hỏi ngài những lời này là có ý gì hắn suy nghĩ có phải hay không quốc gia khác đối với Trung Quốc hải tử có cái gì đặc thù đích thủ đoạn rồi hả? Sau đó hắn nhanh chóng theo một câu, ta là quốc phòng tin tức bộ phó bộ trưởng hách ái quốc, thượng tá quân hàm, ta có quyền chống lại mặt tiến hành trực tiếp đối thoại. Hình ảnh đã trầm mặc thoáng một phát, hai giây trung địa thời gian đối với hách ái quốc bọn người mà nói giống như hai giờ đồng dạng dài dằng dặc Kế tiếp trên tấm hình xuất hiện một chương bản khai. Bản khai chính giữa nhưng lại nhằm vào cái kia hơn 10 dạng sữa bột trong ba tụ tình án hàm lượng địa điều tra kết quả. Ách, đây là ý gì? Một đám người trợn tròn mắt, vốn cho rằng SMMS hội phát tới cái gì kinh thiên tin tức, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là cái này cái gì. Sữa bột, ba tụ tình án là vật gì? Không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Ở đây đều là tin tức chuyên gia. Đối với hóa học dược phẩm không thể nói rốt đặc cán mai, nhưng trên cơ bản cũng không có người biết rõ ba tụ tình án rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Không chờ bọn họ khẩn cấp gọi đến hóa học chuyên gia, trên tấm hình địa viết chữ bản tự viết ra ba tụ tình án thành phần cùng với là tối trọng yếu nhất, hiện tại Trung Quốc sữa bột chính giữa phổ biến tồn tại loại này hóa chất phẩm, nhất là ba sữa hưu phấn anh trẻ nhỏ sữa bột. Ba tụ tình án tiến vào nhân thể về sau hội làm cho thận kết sỏi cùng nước tiểu lộ kết sỏi, nghiêm trọng làm cho thận suy kiệt thậm chí tử vong. Một đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Thật muốn nói, cái này xác thực xem như kiện đại sự, nhưng vấn đề là sự tình này đã tìm được quốc phòng tin tức bộ có phải hay không có chút không hợp thói thường rồi hả? cái này rất giống người tìm thợ rèn lại để cho hắn đến may y phục đồng dạng, tìm nhầm ngành nữa à. Kỳ thật Trần Húc cũng là bất đắc dĩ rồi, hắn đi đâu tìm người đây, trừ mình ra đưa một cái bức tường lửa địa quân đội quốc phòng tin tức bộ bên ngoài, hắn có thể đi nơi nào tìm người. Ai sẽ cho hắn mặt mũi, khách ái quốc lau mồ hôi, làm cả buổi nguyên lai tựu là việc này. Vừa mới bắt đầu SMMS nói nghiêm trọng như vậy, hắn còn tưởng rằng toàn bộ Trung Quốc bọn nhỏ đều gặp nguy hiểm nữa nha, nếu như bởi vì chuyện này tựu thông báo đến thượng diện, thượng diện hội nói như thế nào? Một đám người đang tại khó xử địa thời điểm, trên mặt bàn lại một đầu tin tức phát đi qua, tổng lý nói, mỗi ngày một ly sữa, cường tráng người châu Á. Nhưng là bây giờ, mỗi ngày một ly sữa, kết sỏi một thế hệ. Nếu như vào ngày mai dạng sáng trước khi chính phủ không có bất kỳ động tác, ta đây đem phá lệ sử dụng năng lực của mình đối với chuyện này tiến hành cho hấp thụ ánh sáng, kêu gọi truyền thông cùng dư luận áp lực. Hai khái quốc cả kinh vội vàng trả lời người muốn làm như thế nào rất đơn giản ngày mai khởi ta đem công kích trong nước sở hữu tất cả lưu lượng đại web portal cùng diễn đàn đem trên tay của ta đoạt được tư liệu động ở trang đầu toàn bộ tiến hành cho hấp thụ ánh sáng thời gian vi một tuần lễ ta biết rõ trong nước truyền thông quản chế rất nghiêm khắc nếu như khởi không đến hiệu quả ta đem công kích nước ngoài cỡ lớn trang web thậm chí không tiếc tại nước mỹ nhà trắng trên website phủ lên tư liệu cho hấp thụ ánh sáng về phần đến lúc đó chính phủ cùng với xí nghiệp danh dự đã bị tổn thất, cái kia đem không phải ta cân nhắc phạm vi. Ta chỉ cầu, nghiêm trị hung thủ, quy phạm pháp luật và kỷ luật, giết một người dân trăm người, dân đe. Cái này tên gì sự tình, hay ái quốc hiện tại hận không thể đem vệ sinh bộ bộ trưởng đã nắm đến tươi sống véo a chết hắn. Người nói người vệ sinh bộ sự tình, dám thị bất lực chọc xảy ra lớn như vậy phếu, lại lại để cho chúng ta quốc phòng tin tức bộ đến lưng phát cái này oan ức cái này tính toán sự tình gì à? Cái này sữa bột sự kiện nếu quả thật dựa theo SMMS nói như vậy, cái kia đích thật là kiện đại sự. Cái khác đừng nói rồi, tự hiện tại nơi này khoa trong học viện thì có mấy vị chuyên gia hài tử vừa sinh ra, uống cũng đều là sản phẩm trong nước sữa bột. Nếu như hài tử thực sự cái gì không hay xảy ra, cái này như thế nào đúng đấy khởi những này tân tân khổ khổ vì quốc gia kính dân mọi người. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, cái kia chính là hôm nay SMMS nói, bọn hắn cả đám đều không cần đi suy tư cũng tự đã tin tưởng. Nguyên nhân, rất đơn giản, người ta đỉnh cấp đại thần, quả quyết sẽ không dỗi dãnh được không có việc gì nhất cả trứng chạy tới vùng một cái đằng trước nói dối như cuội, cái này đối với người ta mà nói có ý nghĩa sao. Hơn nữa nhìn đến SMMS cuối cùng hai đoạn lời nói, hách ái quốc cũng rất là im lặng. Bởi vì lúc trước tựu có tâm lý học chuyên gia căn cứ SMMS hết thảy hành vi làm suy luận, tại nhằm vào ngày đó cơ đại chiến thời khắc cuối cùng, SMMS đem Sonic thành viên danh sách toàn bộ công bố ra chuyện kia đó có thể thấy được, vị gia này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Hắn làm việc rất có nguyên tắc, nhưng là có một số việc một khi vượt qua hắn điểm mấu chốt như vậy rất dễ dàng làm tức giận cùng hắn. Hiện tại hắn nói, nếu như ngày mai trước hừng đông sáng chính phủ không áp dụng hành động, cái kia hack ái quốc có thể 100% khẳng định, hắn thật sự sẽ đi làm. Hack mất trong nước sở hữu tất cả web portal, thậm chí là nước ngoài cỡ lớn trang web, hoặc là dứt khoát tựu là nhà trắng trang web. Đem những chuyện này trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng. Khi đó quốc gia mất mặt thật có thể ném lớn hơn, cho dù là truyền thông giám thị lại nghiêm khắc, cũng tuyệt đối vô dụng. Huống chi, thực ra loại chuyện này, truyền thông giám thị còn có ý nghĩa sao? Lại giám thị, chẳng lẽ tự cũng không lại để cho dân chúng thất vọng đau khổ sao? Đương nhiên không có người hội hoài nghi SMMS thực lực, khách mất trong nước thậm chí trên thế giới điện sở hữu tất cả cỡ lớn web portal, thậm chí là nhà trắng trang web hơn nữa tối sầm chính là một cái cuối tuần nếu là có những người khác dám nói lời này đã sớm đem người cười đến rụng răng rồi nhưng là vị gia này nói ra mọi người trong tiềm thức tự cho là hắn dám nói hắn tự dám làm về phần có thể hay không làm thành công chơi à ở chỗ nào cái đề tài này cần thảo luận hở cái nào nếu là dám có chút hoài nghi phòng thí nghiệm này ở bên trong sở hữu tất cả chuyên gia đều tập thể đưa hắn đuổi giết hay khái quốc cái này đau đầu rồi thế nào xử lý thực ra loại chuyện này tuyệt đối là không thể tha thứ, chọc giận vị gia này cũng tuyệt đối không phải sáng suốt đấy. Đương nhiên đường đường quốc phòng tin tức bộ chưa hẳn sẽ sợ cái này một người, nhưng vấn đề là người ta hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm. Vì việc này đắc tội với người đáng giá sao, còn một điều tựu là, hay ái quốc rất trông mà thèm SMMS nói máy vi tính phần cứng lỗ thủng rốt cuộc là cái gì. Vì vậy hách ái quốc một mặt lại để cho người bấm bộ trưởng điện thoại giảng vấn đề này hướng bên trên báo cáo một mặt đánh chữ Trần an vị gia này nói, ngài yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt, thỉnh tin tưởng chúng ta địa thành ý cùng hiệu suất. Bên kia N một tiếng, tự không nói chuyện rồi, nhưng thật tình không biết, Trần Húc lúc này thời điểm khẩn trương liền nước tiểu đều mau ra đây rồi. Xâm lấn quốc phòng tin tức bộ, uy hiếp quốc gia cán bộ, cái này rất đúng bao nhiêu tội danh à. Trần Húc hôm nay đã học xong xâm lấn đích thủ đoạn, về phần xâm lấn quốc phòng tin tức bộ máy vi tính, hắc dùng cá nhân hắn địa trình độ tối thiểu luyện thêm cái 180 năm mới được nhưng là căn cứ tiểu mẫn cung cấp địa máy vi tính phần cứng lỗ thủng cái kia xâm lấn tựu rất đơn giản lỗ thủng vốn chính là một loại cửa sau thông qua cái này cửa sau có thể đơn giản thông qua mạng lưới tiến vào đến đối phương địa máy vi tính chính giữa những này lỗ thủng đều là hiện hữu máy vi tính phần cứng kỹ thuật bên trên tật xấu cho nên cơ hồ toàn bộ thế giới máy vi tính đều tại phạm cái này sai lầm trần húc chỉ cần căn cứ lỗ thủng dùng hán ngữ nói biên soạn một cái nhuyễn kiện có thể nhẹ nhõm đi vào cái này rất giống một cái thái điểu đối mặt một vị như Tây Môn suy tuyết như vậy địa tuyệt đỉnh cao thủ, dẫn theo giao phay là khẳng định làm không được đấy. Nhưng trong tay của hắn lại kháng rất súng tiểu liên đâu này. Đối với những này lỗ thủng, tiểu mẫn đề nghị là có thể không dùng tắc thì không cần. Bởi vì này hoàn toàn là ăn gian, đương nhiên Trần Húc có một đài đến từ tương lai máy tính bản thân tựu là ăn gian. Nhưng là cho dù ăn gian, kim thủ chỉ cũng không thể mở đích quá lớn, nếu không những thứ không nói khác, đối với Trần Húc cá nhân địa kỹ thuật phát triển là hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt địa phương. Điều kiện tiên quyết là, không đến thời khắc mấu chốt. Trần Húc hôm nay cũng là bách tại bất đắc dĩ rồi, chuyện này nếu như hắn không ra mặt chỉ sợ hội hại một đám hài tử. Trung Quốc sứa một thị trường hỗn loạn như vậy, cái kia có thể nghĩ, mặt khác tương quan sản nghiệp đâu này. Vừa rồi Trần Húc nhìn cái thiếp mời, bài viết nói những cái kia có độc đồ ăn, xem địa thật là một hồi buồn nôn. Trung Quốc có câu cách ngôn gọi là dân dĩ thực phi thiên, nhưng là lòng dạ hiểm độc vô lương thương nhân nhưng bây giờ nhiều lắm, nhiều đến một loại đáng sợ trình độ. Chẳng lẽ hiện tại kiếm tiền có thể hoàn toàn vứt bỏ lương tâm của mình sao? Trước mắt xã hội thể chế cùng bầu không khí quá kém, nếu như chỉ dựa vào chính phủ giám thị là không đủ, hắc, cái này đầm nước sâu lắm, Trần Húc Lão Ba Tụ là làm dược nhà máy, hàng năm đều cùng quan viên địa phương liên hệ, rất nhiều chuyện Trần Húc mưa dầm thấm đất thấy nhiều rồi, chỉ có điều chẳng muốn dứt lời rồi. Giám thị bất lực, lòng dạ hiểm độc thương nhân quá nhiều, một ít công ty lớn đối với thủ hạ mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa thêm nữa, hắc, một tầng một tầng lưới bảo vệ à. Nếu như không phải sự tình thật sự phát triển đến không cách nào thu thập tình trạng, phần lớn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng lão bách tính môn cái gì cũng không biết. Mà chờ phong ba đi qua, hết thảy lại cùng trước khi đồng giảng, cái này chính là một cái ác tính tuần hoàn. Loại chuyện này tại sao phải một mà tiếp, lại mà ba phát sinh đâu này trước khi phụ dương độc sứa bột đầu to hài nhi sự kiện lại đến chuyện lần này kiện một đám người cầm có độc đồ vật đang bán dân chúng tại sao phải không biết nguyên nhân rất đơn giản các dân chúng không biết vật kia có độc bằng không thì ai hội mua các dân chúng bởi vì tin tưởng những xí nghiệp này tin tưởng quốc gia thực phẩm giám sát hơn nữa chủ yếu chính là chính bọn hắn làm không được chính bọn hắn không cách nào biết được những vật này là không phải có độc chỉ có thể nguyên một đám cùng thần nông nếm bách thảo đồng dạng dùng thân thử độc tiếp tục như vậy, dân chúng quyền lực như thế nào bảo đảm. Khách hái quốc bên kia điện thoại đã chuyển được rồi, đang nghe tin tức này về sau quốc phòng tin tức bộ lưu bộ trưởng cũng chỉ có thể cười khổ, đón lấy cũng chỉ có thể thành thành thật thật đem chuyện này hướng báo cáo, coi mặt trên hội xử lý như thế nào. Tin tức bộ quản vệ sinh bộ sự tình, cái này có phải hay không quá hoang đường một chút. Nhưng là hết cách rồi, ai làm cho nhân ra là thần đây này. Vệ sinh bộ đại nghiêu nhóm, đám bọn họ nghe được chuyện này cũng tức giận đến lỗ mũi khói bay, bọn hắn cũng không giống như là những này làm máy tính kỹ thuật, đối với SMMS sùng bái chính là tột đỉnh, bọn hắn đã cảm thấy quốc phòng tin tức bộ có phải hay không bàn tay quá dài rồi hả? Cái kia SMMS có phải hay không quá kiêu ngạo rồi hả? Nhưng nghe nói là thượng cấp lãnh đạo tự mình lời nhắn nhủ cấp độ S nhân vật, bọn hắn có khí cũng không có địa phương vung, hơn nữa sữa bột nếu quả thật có vấn đề, những này chính trị độ mẫn cảm siêu cao đám quan chức cũng có thể dự đoán đến tương lai sẽ phát sinh vấn đề gì mà khi vệ sinh bộ đại biểu đi vào tin tức bộ tại đây muốn thương lượng một chút đến cùng giải quyết như thế nào vấn đề này thời điểm hắn chứng kiến tin tức bộ tất cả mọi người đang khẩn trương tại máy vi tính bận rộn lấy bận rộn cái gì đại biểu rất ngạc nhiên tiến đến trước máy vi tính nhìn thoáng qua phát hiện đây là một cái sản phẩm bản thuyết minh sản phẩm danh tự là dân dụng thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường nghi đây là vật gì à nhưng nhìn đến sản phẩm nói rõ cái kia đại biểu sắc mặt lập tức tự trở nên trắng bệch trắng bệch đấy trên thuyết minh đại khái như thế nói, nên sản phẩm giá trị chế tạo rẻ tiền, thể tích nhỏ bé, tương đương với một căn bút bi giống như lớn nhỏ, sinh sản, sản xuất thành phẩm ước chừng 30 nguyên nhân dân tệ. Khiến cho dùng thuận tiện đơn giản, đối với cần kiểm tra thực phẩm, chỉ cần lấy một điểm bột phấn bỏ vào kiểm nghiệm quản chính giữa, 2 phút ở trong có thể đạt được phía dưới kết quả, cái thiết kẽm vitamin bọn người thể cần nguyên tố vi lượng hàm lượng, albumin hàm lượng, chất phụ da hàm lượng còn có có độc hay không tố ở bên trong, hàm lượng phải chăng vượt chỉ tiêu, sẽ đối với nhân thể tạo thành cái dạng gì tổn thương, sản phẩm cấu thành thành phần. Vệ sinh bộ đại biểu cười lớn nói, cái này, cái này không thể nào đâu. Hiện tại làm sao có thể có như vậy kỹ thuật, bởi vì làm cái này đi, tự nhiên biết rõ trong hội một ít hạ lưu đích thủ đoạn. Thực phải chăm chỉ kiểm tra, sợ là đại nhiều hơn phân nửa thực phẩm đều tồn tại loại này cái loại này tai hại, thực tích cực vậy làm phiền tựu lớn hơn. Hai cái quốc ánh mắt có chút ngốc trệ, không có khả năng căn cứ hắn cung cấp tư liệu đến xem, chúng ta có lý do tin tưởng, loại này công cụ là tuyệt đối khả năng, tuyệt đối chân thật tồn tại đấy. Về phần kỹ thuật, hắc, người quá ếch ngồi đáy giếng rồi, hắn là ai? SMMS, xem hắn ra tay cái này mấy lần, lần đó không phải đại động tác. Lần đó không phải lấy ra thần cấp đồ vật, lại thế nào không có khả năng rồi hả? Vệ sinh bộ đại biểu nuốt ngụm nước miếng, vật này thật muốn đi ra, sao còn muốn bọn hắn làm gì? sự hiện hữu của bọn hắn còn có cái gì giá trị. Hách khái quốc không nói một lời, trực tiếp con chuột bên trên chuyển qua cái này trang web đỉnh phong, trên đó viết một đoạn lời nói, hôm nay vệ sinh thể chất, thực phẩm an toàn đều tồn tại quá lớn tai hại, thực phẩm gia công nghiệp tấm màn đen trùng trùng điệp điệp, nghiệp quan tương hộ. Thực phẩm kiểm tra bộ phận cơ quan thiết bị kỹ thuật hệ thống rất lại phía sau, hơn nữa địa phương bảo hộ vô cùng thông thường. Lòng dạ hiểm độc thương nhân vì cá nhân lợi ích không để ý người tiêu thụ tánh mạng an toàn, các loại khẩu hiệu hô mặc dù tiếng nổ nhưng trên thực tế hơi nước quá lớn. Dân chúng một mực ở vào bị lừa gạt trạng thái cũng thì thôi, có nhiều thứ tuy nhiên không đạt được hiệu quả nhưng ăn không chết người. Nhưng hôm nay sữa bột sự kiện thật sự lại để cho bản thân không thể nhịn được nữa. Một hộp bìa cứng sữa bột cao tới trên trăm thậm chí mấy trăm, không ít gia trưởng ăn mặc tiết kiệm vì con của mình, nhưng lại có người dùng cái này thủ đoạn kiếm chắc món lợi kết xù, hãm hại hài tử. Bản thân này kiện tác phẩm, chính là có chút bất đắc dĩ dân chúng an toàn cần nắm giữ ở trong tay của mình, mà thực phẩm ngành sản xuất tai hại cũng cần tới một lần đại tẩy trừ. Trọng chứng cần hạ mãnh dược, nửa năm sau, bản sản phẩm sẽ chính thức mặt thế đem bán, giá bán có thể cho bất luận kẻ nào đều mua được rất tốt, lại để cho dân chúng chính mình đối với thực phẩm tiến hành giám thị cùng kiểm tra đo lường, chính mình nắm giữ phần này quyền lực. Hơn nữa bọn hắn cũng có thể có được phần này quyền lực. Nếu như cái này dân dụng thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường nghi đưa ra thị trường, biết được sinh ra cái dạng gì hậu quả. Không ngoài sở liệu, trên thị trường thông thường thực phẩm khả năng có nhiều hơn một nửa đều là không hợp ô. Loại này không hợp cách nhất trực quan biểu hiện là thực phẩm nhãn hiệu bên trên làm quảng cáo, cùng loại với albumin vitamin còn có mặt khác nguyên tố vi lượng hàm lượng không đạt được quảng cáo tiêu chuẩn. Bởi vì này đầu năm là cá nhân cũng biết, quảng cáo là cái gì? Quảng cáo tự là khoác lác, một cái sản phẩm hiệu quả là thổi ra, đầu năm nay chú ý mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu, như não bạch kim loại vật này như vậy toàn bộ Trung Quốc nổi tiếng dựa vào là cái gì? Còn không phải câu kia năm nay lễ mừng năm mới không thu lễ, thu lễ chỉ lấy não bạch kim quảng cáo. Bài trừ những này bảo vệ sức khỏe phẩm không nói chuyện, một ít thực phẩm bên trên nhãn hiệu, albumin hàm lượng bao nhiêu, cái thiết kém hàm lượng bao nhiêu, những vật này đều ghi cùng thập toàn đại bổ hoàn giống như, giống như ăn hết loại này bánh bích quy à đồ ăn vặt cả à, các loại, tiểu bằng hữu có thể như đại lực thủy thủ Popeye hoạt hình ăn hết rau cải sôi đồng dạng khỏe mạnh phát triển rồi. Sau đó còn có cái gì cái gọi là tinh khiết xà phấn, được xưng một điểm không tinh khiết xứng 10 vạn, nhưng vấn đề là dân chúng nào biết được thứ này đến cùng tinh khiết không tinh khiết. Còn có tại trên thị trường tràn lan hàng giả, quá thời hạn sản phẩm chờ các loại, kiểm an cơ cấu bởi vì này loại cái loại này nguyên nhân không cách nào hoàn toàn thực hiện trách nhiệm, cái kia có hại chịu thiệt mắc lừa chỉ có dân chúng nhưng nếu như dân chúng mình có thể đối với những này sản phẩm tiến hành kiểm tra đo lường đâu này. Cái kia chắc hẳn về sau hồ thiên thổi địa hư giả quảng cáo, ác liệt sản phẩm đem sẽ phải chịu cực đại áp chế. Đem cái thanh này đam mơ cổ chi kiếm nắm giữ ở toàn thể nhân dân trong tay, đem những cái kia đối với dân chúng mà nói vô cùng thần bí cao thâm kiểm tra đo lường kỹ thuật bình dân hóa cùng bình thường hóa, lại để cho từng dân chúng chính mình tự ủng có một đôi hỏa nhãn kim tinh, như vậy về sau thị trường sẽ càng ngày càng quy phạm, những cái kia vụng trộm nghĩ đến làm giả theo thứ tự hàng nhái thương gia sinh tồn không gian cũng sẽ càng ngày càng nhỏ làm làm một cái sinh viên trần húc phát hiện tiểu mẫn tư liệu chính giữa có cái này thương phẩm địa chế tạo toàn bộ tin tức về sau kích động khó có thể tự chế bởi vì tại hắn xem ra cái này thương phẩm một khi phổ biến như vậy phát ra nổi hiệu quả chính là dựng xào thấy bóng là tuyệt đối mới có lợi đấy nhưng vấn đề là trần húc dù sao chỉ là một gã sinh viên năm nhất rất nhiều chuyện hắn chưa từng gặp qua thậm chí chưa từng nghe qua, hoặc là nghe qua cũng không có để ở trong lòng, hắn đối với sự thật nghĩ cách cũng không tránh khỏi quá lạc quan một chút. Hai gái quốc cùng vệ sinh bộ đại biểu cái chán đổ mồ hôi nguyên nhân là được. Bọn họ đều là ở trong xã hội đã trải qua rất nhiều người rồi. Hơn nữa thân cư địa vị cao, rất nhiều sản phẩm tấm màn đen nội tình tự nhiên cũng có nghe thấy, bọn hắn tự nhiên biết rõ, nếu như cái này sản phẩm đầu nhập tự nhiên có thể quy phạm thị trường, nhưng đầu tiên địa phương trong nước một nhóm lớn xưởng thậm chí kể cả rất nhiều cỡ lớn xí nghiệp đều chịu lấy đến đáng sợ địa trùng kích. Cái này hậu quả quả thực không cảm tưởng, đầu năm nay không ít sản phẩm bên trong đều tồn tại chuyện ẩn ở bên trong, khác nhau chỉ ở tại nhiều cùng thiểu. Có nhiều thứ mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính. Dù sao không có gì đại ảnh hưởng, ví dụ như một ít lòng trắng trứng thuốc bổ à, nói là cái gì cao thực vật lòng trắng trứng kỳ thật tự là đậu nành phấn, nhưng lại bán chính là cao thực vật lòng trắng trứng giá cả, một túi mấy trăm miếng đất cái loại này. Dựa vào loại thủ đoạn này lợi nhuận xưởng nhiều lắm, một khi cái này sản phẩm đưa lên phỏng vấn, những này xưởng danh dự sẽ lọt vào thật lớn địa ảnh tiếng nổ, cái này đối với quốc hữu thị trường mà nói chính là cái vô cùng trọng đại đả kích. Mà một khi quốc hữu thị trường lọt vào đả kích, cái kia quốc gia thu thuế sẽ giảm bớt, thậm chí không ít công nhân tồn tại hạ cương vị nguy hiểm. Hơn nữa sản phẩm của nước ngoài sẽ mượn nhờ cơ hội này chiếm hữu thị trường, đây đều là phi thường bất lợi đấy. Cho nên hách ái quốc bọn người chỉ có thể phiền muộn trào tóc rồi. Vị gia này điểm xuất phát cùng nghĩ cách là tốt, nhưng loại này dứt khoát hẳn hoi không chút nào để lối thoát địa thủ đoạn lại không khỏi quá vội vàng sao động một chút. Cái này dân dụng thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường nghi chia làm lưỡng bộ phận, một phần là sắc ngoài cùng chip, một bộ phận tựu là một loại đặc chế địa sinh vật màng. Dùng hách ái quốc tri thức lĩnh vực năng đủ đoán được chip công tác địa nguyên dấu hiệu tuyệt đối là thực, thì ra là kỹ thuật bên trên tuyệt đối có thể đạt đạt được, còn đối với một cái khác rất quan trọng yếu sinh vật màng, hắn tựu là rốt đặc cán mai rồi. Nhưng căn cứ sản phẩm bản thuyết minh bên trên theo như lời, cái này sinh vật màng tựu là loại bỏ kiểm tra đo lường đồ ăn nhiều hạng nguyên tố chỉ tiêu mấu chốt. Cuộc đời này vật màng vi duy nhất một lần đồ dùng, chính thức giá trị chế tạo bất quá chỉ cần một mau tiền, đem làm bị kiểm tra đo lường dùng ăn phẩm để vào sinh vật màng hơn nữa châm nước pha loãng về sau sinh vật màng màng vách tường đem có thể đối với các loại nguyên tố sinh ra thẩm thấu cùng hấp thu, đón lấy loại này phản ứng tắc thì thông qua chip nội chương trình tính toán được ra tương ứng kết quả. Thủ đoạn như thế, quả nhiên là so lập tức bất luận một loại nào kiểm tra đo lường phương thức đều muốn thuận tiện mau lẹ, về phần độ chính xác cao bao nhiêu, tuy nhiên bây giờ nhìn không đến thành phẩm còn không biết, nhưng hách ái quốc đã xác định, SMMS đại thần lấy ra đồ vật, nếu như không phải trải qua nghiêm khắc trách nhiệm, hắn thì như thế nào khả năng lấy ra? SMMS rốt cuộc là ai? Trong tay nắm giữ bao nhiêu thứ? Hắn chỗ lại là một cái dạng gì đáng sợ tổ chức? Hai khái quốc đành phải một mặt lại để cho người liên hệ nhà sinh vật học đến nghiên cứu trong tư liệu ghi lại loại sinh vật này mang đặc tính, một mặt nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không áp dụng một ít quang co vòng vèo đích thủ đoạn. Không quang co vòng vèo không được à, loại này sản phẩm tuyệt đối là phong bất trụ, cũng tuyệt đối không có lý do gì đi phong sát đấy. Cho dù ở trong nước phong sát, đối phương đại có thể ở nước ngoài khai công ty bán ra, đem nước ngoài quấy cái long trời lỡ đất về sau trong nước không có khả năng không biết tin tức. Khi đó nếu để cho dân chúng biết rõ chính phủ đối với như vậy một cái lợi dân tốt sản phẩm tiến hành phong sát, cái kia dân chúng hội nghĩ như thế nào? Chính phủ danh dự chẳng phải là tự không còn sót lại chút gì rồi hả? Cho nên vệ sinh bộ đại biểu đành phải một mặt đuổi kịp cấp xin chỉ thị, một mặt cầu khẩn hách ái quốc nhìn xem có thể hay không cùng vị gia này tiến hành thoáng một phát câu thông, nhìn xem có thể hay không có một giảm sóc thời gian. Nghe được hách ái quốc, Trần Húc cái này cũng mới kịp phản ứng chuyện này hội đến cỡ nào nghiêm trọng, trong nội tâm cũng chán lấy một cổ khí phiền muộn không cách nào phát tiết. Cho dù hách ái quốc chính giữa tỏ vẻ, hiện tại một ít công ty đối với hạ cấp giám thị bất lực là tạo thành loại chuyện này địa nguyên nhân chủ yếu, nhưng lời này xem tại Trần Húc trong mắt lại chỉ có thể cười lạnh. Đối với hạ cấp giám thị bất lực, cái này không thể xem như lý do, chỉ cần là thực phẩm công ty, nhất định phải muốn cam đoan thực phẩm tính an toàn, như lần này sữa bột sự kiện, hoàn toàn chính xác, tất cả vú lớn phấn nhà máy lão đại không có khả năng hạ mệnh lệnh để cho thủ hạ tại sữa nguyên trong đói nước sau đó pha ba tụ tình án, có thể bọn hắn chưa hẳn không biết chuyện này. Thượng cấp giám thị bất lực bản thân tựu là sai lầm, ngoại trừ sữa bột nhà máy bản thân, còn có tương quan cơ cấu. Chuyện này ai cũng đừng muốn chạy trốn thoát quan hệ, nhưng là Trần Húc cũng biết một cái đạo lý, mọi thứ không thể làm địa quá mức, chỉ vì cái trước mắt kết cục thường thường là ngọc thái câu phần, nếu như trong nước kinh tế bởi vì nhận lấy cực lớn đả kích, quốc gia danh dự bởi vậy tại dân chúng trong nội tâm sụt, đây cũng không phải là hắn hy vọng chứng kiến đấy. Cho nên song phương trải qua một loạt thảo luận về sau đã đạt thành nhất định được điều kiện, cái này dân dụng thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường nghi đưa ra thị trường thời gian đem trì hoãn đến một năm về sau, cái này một năm chính giữa, Quốc gia đem tại phía sau màn áp dụng lôi đình thủ đoạn đối với tất cả xưởng thực hành giám thị cùng khống chế. Một năm về sau, quốc gia đem thành lập một cái công ty bắt đầu đối với loại này dân dụng thực phẩm an toàn kiểm tra đo lường nghi sinh sản, sản xuất cùng tiêu thụ còn có lối ra công tác. Đương nhiên, loại chuyện này không phải hách ái quốc cùng một cái vệ sinh bộ đại biểu có thể quyết định đấy, tự nhiên là bởi vì sự tình quá lớn, rốt cục đưa tới thượng diện lãnh đạo địa cao độ coi trọng về sau tự mình tới đàm phán đấy đàm phán quá trình không cần mệt mỏi thuật chủ yếu là sợ bị hài hòa mà cuối cùng nhất kết quả còn có một đầu tựu là quốc gia đem tại hải ngoại thiết lập tiêu thụ điểm cái này hải ngoại địa đại lý đem giao cho một ít ở nước ngoài ái Quốc Hoa Kiều đến gánh vác mà hải ngoại tiêu thụ tổng lợi nhuận chính giữa một thành đem đánh vào Thụy Sĩ ngân hàng địa một cái số tài khoản chính giữa do đó cho thấy quốc gia đối với smMS cảm tạ cái này cũng là không có biện pháp sự tình lần trước bức tường lửa sự kiện Quân đội cũng đã thiếu SMS một cái nhân tình rồi, vì thế Lam sắc bảo bối vẫn còn đã bị khen ngợi đồng thời cũng bị phê bình. Bị phê bình nguyên nhân là được, hắn nói không cần tiền người tựu không nói chuyện trước rồi à? Trung quốc từ cổ chí kim đều là chú ý có qua có lại, nếu việc buôn bán càng là chú ý công bình cùng danh dự. Người ta cho người tốt như vậy đồ vật này nó người vậy mà một điểm chỗ tốt đều chưa cho người ta, liền mở ra cái ngân phiếu khống. SMMS không muốn tại sự thật chính giữa lộ diện cho hắn cú điện thoại kia dãy số có cái gì ý nghĩa. Lần thứ nhất địa hợp tác người ta đã ăn thiệt thòi lớn rồi, mấy ngàn vạn đồ vật tiện tay đưa cho quốc gia, loại này tinh thần cố nhiên là đáng giá để sướng. Nhưng nếu như quốc gia một điểm tỏ vẻ đều không có, cái kia như thế nào cùng vị này nhân vật thần bí tiến hành trường kỳ địa hợp tác? Vốn đem tiến đánh vào thụy sĩ ngân hàng đích thật là có vi lẽ thường, nhiều như vậy tiến ở lại Trung Quốc ngân hàng của mình có thể sinh ra bao nhiêu giá trị. Nhưng không có cách nào, SMMS không phải đồ đần, tiến bỏ vào bổn quốc ngân hàng muốn không bị đến giám thì cũng khó khăn, cái kia còn chẳng khác gì là một chương kẻ buôn nước bọt chi phiếu. Dùng hải ngoại hoa kiều thân phận đem tiến tồn nhập Thụy Sĩ Ngân hàng, Thụy Sĩ Ngân hàng trung lập tính cùng tính an toàn tự nhiên là thế giới đệ nhất, như vậy chẳng khác nào đem tiền đưa vào người ta túi, như vậy mặc dù sẽ có chút tổn thất, nhưng là tương đối với lấy được lợi ích mà nói cũng có thể không đáng kể rồi. Đồng thời cũng có thể gần hơn cùng SMMS quan hệ, hắn về sau bất quá vật gì tốt cũng sẽ biết lại lấy ra. Dù sao có ít người tuy nhiên không thế nào quan tâm lợi ích, nhưng là cũng tổng sẽ không ngu ngốc đem sở hữu tất cả thứ tốt đều tặng không người. Đương nhiên, hạch ái quốc cũng cho SMMS một cái đặc thù thông tin nguyễn kiện, có thể trực tiếp cùng quốc an bộ nhân viên tiến hành liên hệ. Dù sao ai cũng chịu không được vị gia này nếu là có điểm sự tình tự chơi một cái đằng trước xâm lấn, có hay không nguy hại đừng nói rồi, chủ yếu vấn đề là quá đả kích bọn hắn bọn này các chuyên gia tự tin rồi. Trần Húc chứng kiến trên số tài khoản xuất hiện một loạt ngân hàng tài khoản cùng mật mã, đã không biết nói thêm gì nữa lời nói rồi. Căn cứ hách ái quốc bên kia thuyết pháp, trong nước thị trường chính giữa loại này thương phẩm giá cả sẽ không rất đắt đỏ, nhưng là cùng cái kia khoản chó dại khắc tinh đồng dạng, như vậy đồ tốt đưa lên đến nước ngoài, vậy thì thật sự lấy được trước rồi. Loại này hoàn toàn ở vào lũng đoạn địa vị thương phẩm, nhãn hiệu giá bao nhiêu tiền đều sẽ có người mua đấy. Dù sao đầu năm nay mọi người yêu quý thân thể của mình hơn nữa Tây Phương một ít quốc gia người đồng đều thu nhập hoàn toàn chính xác so trong nước cao hơn, nếu như không hung hăng vơ vét một số đó là tại là rất xin lỗi đảng thực xin lỗi nhân dân rồi. Hơn nữa kiểm tra này nghi tạm không nói đến cái gì, cho dù thị trường hoàn toàn bão hòa rồi, còn có một mình bán sinh vật màng đâu này. Một cái sinh vật màng chỉ có thể dùng một lần, lần thứ hai kiểm tra đo lường số liệu tựu không chính xác rồi. Loại này duy nhất một lần tiêu hao phẩm phố hàng chính là vô cùng đáng sợ, hơn nữa liên tục không ngừng. Trần Húc cầm máy kế toán được rồi cả buổi, nếu như một cái khảo thí nghi ở nước ngoài bán 100 đô la, bán đi 10 vạn cái, chính mình một phần 10 lợi nhuận có thể đạt tới 100 vạn đô la. Nhưng vấn đề có hai cái, cái thứ nhất cái này khảo thí nghi tuyệt đối không có khả năng chỉ bán 100 đô la, thứ hai tựu là lượng tiêu thụ tuyệt đối tự không ngớt 10 vạn. Phát đạt, cái này thật là phát đạt. Kế tiếp vài ngày, một hồi người bình thường nhìn không tới phong bạo đang tại lặng yên đánh úp lại. Ba ngày về sau, Vệ sinh Bộ công khai hạng nhất mới đích dự luật, yêu cầu tăng lớn đối với thực phẩm ngành sản xuất giám sát cùng quản lý, nói cách khác, nghiêm đánh đã bắt đầu. Thực phẩm nghiệp đại như nhóm, đám bọn họ một đầu sương mù, như thế nào êm đẹp lại nghiêm đánh cho đâu này? Mà thẳng đến mấy gia sữa bột nhà máy Boss bị kêu lên đi nói chuyện, một cái hai cái đều bị thối mắng một trận về sau, trở lại sẽ khóc lấy hô hào bắt đầu tiến hành chỉnh đốn, triệt bỏ một đám công nhân viên trước về sau, mặt khác thực phẩm nghiệp boss nhóm, đám bọn họ lúc này mới kịp phản ứng thành môn thất hỏa, tai bay vạ gió à. Tháng 2 chín số, mấy vú lớn phấn nhà máy đã bắt đầu thống nhất hành động, trực tiếp thu hồi tại trên thị trường mấy cái phê lần đích sữa bột. Hơn nữa chủ động nói xin lỗi nói bởi vì giám thị bất lực mà khiến cho sữa bột nhận lấy nhất định được ô nhiễm. Hơn nữa chủ động tỏ vẻ sẽ đối mua sắm nên phê lần sữa bột hộ khách tiến hành bồi thường. Tháng 2 một ngày 1, xét thấy lần này độc sữa bột sự kiện suýt nữa tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Quốc gia chất kiểm tổng cục ra sân khấu đệ 109 số tổng cục lệnh, tuyên bố hủy bỏ sản phẩm miễn ở chất lượng giám sát kiểm tra quản lý biện pháp. Nói cách khác, theo ngày hôm nay lên, sở hữu tất cả thực phẩm ngành sản xuất miễn kiểm toàn bộ hủy bỏ, thực phẩm ngành sản xuất sau này không thể lại dùng bất luận cái gì quảng cáo tuyên truyền nên sản phẩm là miễn kiểm, trước kia quảng cáo cũng nhất định phải toàn bộ hủy bỏ mất. Cái này chính là một cái tuyệt đối đại động tác, cái này cử động ở trong xã hội đưa tới mãnh liệt tiếng vọng. Các phóng viên đều đang suy đoán đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà khiến cho quốc gia hủy bỏ cái đặc quyền này chỉ có điều lúc này thời điểm tự hiện ra quốc gia dư luận quản chế chỗ tốt rồi, một đám bát quái thiên vương nhóm, đám bọn họ có một bụng hỏi số cùng suy đoán, nhưng lại không thể tùy tùy tiện tiện nói ra, truyền thông bên trên một mảnh hài hòa yên ổn cục diện. Đưa tin trong đều đối với cái này cử động dư hồng duy trì, bởi vì thêm đại thực phẩm hạnh nghiệp giám thị độ mạnh yếu, đối với nhân dân địa khỏe mạnh mà nói đem càng có bảo đảm. Nhưng là, lúc này thời điểm không biết bao nhiêu người tại phiền muộn lần này bên trong cao áp nghiêm đánh xếp đặt thiết kế đến cơ hồ sở hữu tất cả thực phẩm nghiệp có chút quy mô công ty. Nghiêm đánh chính là độ mạnh yếu càng là khoa trương đã đến một loại cực hạn. Trước kia rất nhiều thứ đều là tiến đưa kiểm, tự là xưởng chính mình cầm hàng hóa đến cục kiểm tra chất lượng đi kiểm tra, cái kia tự nhiên là lấy được, không có vấn đề địa phương. Nhưng hiện tại toàn bộ đều là kiểm tra bộ phận, trực tiếp tiến hành lấy mẫu kiểm tra. Kiểm tra yêu cầu không riêng cực hạn tại thực phẩm an toàn, còn yêu cầu thực phẩm địa chất lượng không đạt được tiêu chuẩn sản phẩm hết thảy giúp cho xử phạt, mà những cái kia tại thực phẩm chính giữa tăng thêm vi phạm lệnh cấm chất phụ ra thậm chí là áp dụng không hợp pháp thủ đoạn thương gia cùng với thao tác nhân viên càng là trực tiếp cách dùng luật tiến hành thẩm phán trong lúc nhất thời tất cả đại thực phẩm nhà máy thần hồn nát thần tính mỗi người cảm thấy bất an thẳng đến có bên trong tin tức truyền đến về sau bọn hắn lúc này mới chợt hiểu hiểu ra nghiến răng nghiến lợi đồng thời thật sâu cảm nhận được sợ hãi cũng bởi vì một người lấy ra hạng nhất kỹ thuật liền trực tiếp phá hủy nghiệp nội địa quy tắc ngầm. Nếu như tại bình thường, thực sự người như vậy hoặc là xí nghiệp xuất hiện, như vậy tất cả đại sưởng liên thủ là có thể đem hắn đuổi giết thành hôi phi yên diệt, nhưng bây giờ, người này dĩ nhiên cũng làm dùng sức một mình lại để cho quốc gia đều chịu thỏa hiệp, loại này kỹ thuật đã đã vượt qua tất cả đại tập đoàn xí nghiệp phạm vi khống chế. Mà người này tên chữ cũng rất như sấm bên tai, hắn gọi SMMS. Tháng 2 13 số tại quốc gia mấy cái tinh anh phòng thí nghiệm liên thủ tăng giờ làm việc phía dưới Sốt cục căn cứ tư liệu làm ra nhóm đầu tiên thực phẩm kiểm tra đo lường nghi thành phẩm mà trải qua khảo thí loại này thực phẩm kiểm tra đo lường nghi đối với thực phẩm bên trong nguyên tố năng lực phân tích rất mạnh hơn nữa vô cùng chuẩn xác sai số độ không cao hơn ngàn phần có bảy loại này độ chính xác dùng cho dân dụng phương diện tuyệt đối là không có vấn đề được rồi hơn nữa hiệu suất cũng vô cùng cao đối với smms đã không có người nói cái gì nữa lời nói rồi. Cái này thực phẩm kiểm tra đo lường nghi chính giữa chỗ bao hàm kỹ thuật hàm lược, đồng thời bao dung máy vi tính cùng sinh vật kỹ thuật hai phương diện, đầy đủ trong nước chuyên gia nghiên cứu hấp thu tốt một hồi. Mà chất kiểm tổng cục địa một đám người cũng thở dài, trước khi bọn hắn tự sở loại này sản phẩm được xuất bản xuất hiện, trực tiếp lại để cho bọn hắn cái này ngành hoàn toàn đã không có đất dụng võ, nhưng hiện tại cũng khá tốt, dù sao chính thức địa giám sát hay vẫn là cần chỉ có điều cái này ngành, về sau tựu không có gì chất béo có thể mò. Cái này là kỹ thuật, tuyệt đối kỹ thuật, thật không biết cái này SMMS là nơi nào đến, ngược lại là có người hoài nghi thằng này có phải hay không cũng là xuyên Việt, ý nghĩ này tuy nhiên hoang đường, có thể chưa hẳn cũng không có khả năng. Cho đến tận này hắn xuất ra mấy thứ thứ đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là vượt lên đầu thế giới đấy. Nhưng vấn đề là người này không hiện ra, như thế nào suy đoán cũng đều không có ý nghĩa, cục an toàn các đồng chí chỉ phải ngày dạ hiểu lấy cái kia đặc thù thông tin trang bị hy vọng có thể cùng vị gia này tiến hành thoáng một phát trao đổi, nhìn xem có thể hay không lấy được càng đồ tốt. Nhưng là SMMS lại lại một lần nữa mất tích, tự giống như trước đây, không có ai biết hắn là ai, cũng không người nào biết hắn đến cùng đi nơi nào. Đương nhiên không có khả năng có người sẽ nghĩ tới, kỳ thật hiện tại vị này hưởng dự toàn cầu SMMS đại thần, hôm nay đang tại hồng khách trên chiến trường bị người trà đạp, trà đạp hắn chính là một cái ID gọi là Fox gia hỏa, thì ra là hồ ly. Con hồ ly này là vô cùng giàu hoạt, Trần Húc từ khi do trứng chim tấn cấp đến thái điểu về sau, tại một đường hát vang tiến mạnh đại sát tứ phương lúc lại đập lấy cái này y cấp độ D đừng đều là thái điểu gia hỏa. Hai người vừa chạm mặt, hồng khách liên minh thái điểu thiên đường tụ tạp nổi rồi. Một đám bị trà đạp bày gà con phát ra nhìn có chút hả hê cười to, muốn nhìn một chút cái này hai cái tiện điểu là như thế nào sống mái với nhau đấy. Tiện điểu, tự là bầy gà con đối với những cái kia hất lên áo lót cao thủ xưng hô. Bởi vì hồng khách chiến trường điểm tích lũy là cần xoát đi lên, không chẳng cần biết ngươi là ai, vừa mới tiến đến đăng ký một cái ID cũng là muốn theo đơn giản nhất chứng chim bắt đầu hướng bên trên xoát phân. Cho nên cũng tạo thành đi một tí thực lực không tệ đám hacker cũng không khỏi không đầu tiên tiến đến trà đạp thái điểu, điểm đã đủ rồi về sau mới có thể tiến vào cao giai chiến trường. Rất nhiều bầy gà con nhất trí nhận định, Trần Húc khởi tên ai, cùng cái này Fox đều là loại người này. Bởi vì tại trứng chim cấp chiến trường chính giữa, hai người bọn họ quả thực là đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi bách chiến bách thắng, mà tiến vào hơi cao dai thái điều cấp bậc về sau, hai người này như cũng là giết một đám người gào khóc thảm thiết địa phương. Mà hai người này hôm nay đụng vào nhau, tự nhiên có vô số bầy gà con muốn xem trò hay rồi. Trần Húc hôm nay đã có chút buồn bực phát điên rồi, vì vậy Fox thật sự là quá giảo hoạt, quá hèn hạ. Hai người giao thủ 10 trang, Trần Húc 3 thắng 7 bại chiếm cứ tuyệt đối hạ phong. Xem quan tại đây khả năng muốn hỏi, Trần Húc đã liền quốc phòng tin tức bộ đều xâm, lại làm sao có thể như thế địa lang bái. Tại đây muốn nói đến trang bị vấn đề, Trần Húc xâm lấn quốc phòng tin tức bộ lúc dựa vào là tiểu mẫn bảo hắn biết vài món máy vi tính phần cứng lỗ thùng, bởi vì tiểu mẫn tuy nhiên không thể trực tiếp tham dự tiến công, nhưng lại có thể vi Trần Húc cung cấp vượt lên đầu tại thời đại địa kỹ thuật. Trần Húc tại mấy tháng này học tập hán ngữ nói trong quá trình. Cũng đã không phải là ngày đó địa ngô hạ A Mông, hắn hiện tại đã thời gian dần trôi qua có thể tiến hành một ít trong cao cấp lập trình mà loại này lỗ thủng tin tức một khi cung cấp cho hắn hắn có thể hoàn toàn nhằm vào loại này lỗ thủng biên soạn một cái công kích chương trình nhưng là loại phương pháp này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm trần húc là không biết sử dụng địa phương bởi vì này hoàn toàn thuộc về ăn gian đối với mình máy vi tính trình độ đề cao là không có bất kỳ trợ giúp trần húc hôm nay lợi dụng ống thoát nước động đều là hắn tại học tập trong quá trình chính mình phát hiện mà là tối trọng yếu nhất cũng là muốn lợi dụng trước mắt TCP IP quy tắc tiến hành công thủ. Cho nên cái lúc này, Trần Húc tự biến thành một người bình thường, một cái kỹ thuật vừa mới vượt qua nhập môn cấp, đang tại phát triển bình thường hacker. Này đây cái lúc này Trần Húc bị người dẫm cũng là rất bình thường được rồi. Hơn nữa cái kia Fox trình độ cũng tuyệt đối không thấp, hơn nữa thủ đoạn hèn mọn bị ổi rào hoạt, mấy lần thất bại đều là vì Trần Húc không có phát hiện hắn ngụy trang bia tin tức bao, sau đó bị tiện nhân này vụng trộm tiến nhập chính mình hệ thống sắp xếp ngựa gỗ công kích của mình thủ đoạn hay vẫn là quá chỉ một nữa à trần húc phiền muộn ngao kêu gào nhưng vấn đề là cao hiểu tiết mấy ngày nay một mực tại bánh ngọt điếm vội vội vàng vàng nơi khác mệt mỏi bị dày vò cơ hồ mỗi lần một trở lại đều là tắm rửa xong tựu để đi ngủ cũng không rảnh đến dậy mình hữu hiệu thủ đoạn công kích cái này lại để cho trần húc càng là phiền muộn đã đến phát điên nhìn xem cái kia fox tại chính mình máy tính trên màn hình viết một loạt oa oh, tạch 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 két Tình lược mười mấy cái két chữ hồi âm trần húc thì có loại muốn lợi dụng tương lai khoa học kỹ thuật xúc động nhưng rốt cục hay vẫn là nhịn được muốn trở thành cao thủ cao thủ cao cao thủ phải có bị trà đạp giác ngộ trần húc có chút hối hận chính mình nổi lên ai như vậy cái phong cách tên bởi vì đem đến muốn là mình nổi danh lại dùng ai như vậy đã từng trà đạp chính mình biệt hiệu tiểu hào nhóm đám bọn họ chỉ sợ muốn hung hăng cản quấy đi lên cái này đặt tên chữ à quả nhiên là rất phiền muộn tựa như hiện tại chi điền tiểu thuyết mấy cái đại thần, xem xem người ta đường ra tam thiếu, danh tự khởi nhiều xoái à, rất phù hợp đại thần khí độ. Có thể vấn đề lại nhìn một cái khác, ngã cờ tây hồng thị, cái này gọi có ý tứ gì à? Phiền muộn Trần Húc đành phải đã đoạn dây mạng lưới bắt đầu giết hệ thống bên trong ngựa gỗ, ngắt mạng tuyến chiêu này là theo cao hiểu tiết học đấy. Vì vậy nha đầu một khi đánh không qua đối phương tự chọn dùng ngắt mạng tuyến chiêu này cực đoan vô sỉ cách làm. Đương nhiên, căn cứ hồng khách chiến trường nguyên tắc mà nói, đánh không qua đối phương ngắt mạng tuyến chẳng những là cho phép, hơn nữa hay vẫn là cổ vũ đấy. Bởi vì đây là mạng lưới phòng ngự đám người một chiêu cuối cùng. Một khi bị không thể ngăn cản xâm lấn, không ngừng dây mạng lưới hệ thống ở bên trong tư liệu cũng sẽ bị địch nhân trộm lấy. Mà bất luận cái gì hacker, cho dù là tựa là SMMS, cũng tuyệt đối không có khả năng xâm lấn một cái không có liên tiếp kết nối bất luận cái gì dây mạng lưới server. Cái đồ chơi này không riêng gì thuộc về thưởng thức, hơn nữa đã là công lý rồi nhưng là ngắt mạng tuyến, đối với cái này loại dùng luận bàn vi tính chất hacker trao đổi mà nói nhưng lại rất vô sỉ, bởi vì người thắng chính thắng vô cùng thoải mái rất này mỏi mệt đâu rồi, đột nhiên dây mạng lưới đã đoạn, mặc dù sẽ bị phán thắng, nhưng cảm giác lại tổng cùng chính cao trào lúc bệnh lia dương đâu cảm giác đồng dạng, phiền muộn lại để cho người phát biên. Giết cái ngựa gỗ hay vẫn là rất đơn giản. Trần Húc đã đoạn dây mạng lưới về sau sử dụng hệ thống mô phỏng hiểu được thoáng một phát cái này ngựa gỗ công tác cơ chế về sau, ba cái hai cái tự trừ đi. Mà lúc này đây, đột nhiên điện thoại một hồi chấn động, nguyên lai like là tin nhắn đã đến, Trần Húc lấy tới xem xét, dĩ nhiên là quản dịch cái này yêu tinh phát tới, tin nhắn bên trên tụ một câu, đại gia, lễ tình nhân ý định như thế nào qua à. Trần Húc cùng quản dịch hai người ngày bình thường xưng hô đều rất khôi hài, hai người gửi nhắn tin thời điểm thường xuyên hội phát một ít rất không rời đầu nội dung, ví dụ như Trần Húc có đôi khi rỗi rãnh nhàm chán rồi, sẽ cho nàng phát một đầu, cô nàng, cho đại gia cười một cái, sau đó quản dịch tựu rất phối hợp hồi một cái đằng trước dáng tươi cười ký hiệu sau đó đến bên trên một câu đại gia ngài khỏe lâu không có tới xem ta rồi chứng kiến cái này đầu tin nhắn trần húc có thể nghĩ đến cái này nữ nhân hiện tại đoán chừng là ăn mặc áo ngủ nằm ở thoải mái trên mặt giường lớn nhìn xem nhàm chán thần tượng kịch bưng lấy điện thoại bộ dạng vì vậy trần húc trở về nói đáng thương à đáng thương muốn đi ra ngoài làm công không giống ngươi như vậy hạnh phúc à nói nói, thu được bao nhiêu hoa hồng sô-cô-la rồi hả? Có phải hay không tại buồn lấy ngày mai cùng cái đó tóc tình châu được đi ra ngoài cuộc hẹn? Hoặc là chuẩn bị xem mặt khác mấy cái châu đực vì ngươi quyết đấu? Quản dịch rất nhanh trả lời, hoa đã tràn đầy phòng ngủ của ta, đầy đủ mở một nhà cửa hàng bán hoa rồi. Về phần sô-cô-la, đoán chừng ta một tuần lễ cái gì cơm đều không ăn đều có thể nhét được khiên khít. Về phần châu đực, ta không có gì hứng thú. N. Người ưa thích ăn sô-cô-la không? Muốn hay không nếm thử va lơn cùng D. Sáng ngày thứ hai hơn 8 giờ thời điểm, bang bang có người gõ cửa, lúc này thời điểm Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết vừa mới rời giường, nghe được cửa phòng mở, Trần Húc tựu rất kỳ quái chạy tới đem cửa mở ra, nghĩ thầm cái này quái, không có ai biết hắn ở nơi này đó a, à. tại sao có thể có người gõ cửa đâu rồi, có phải hay không là đến thu phí điện nước hay sao? Thế nhưng mà cửa vừa mở ra, Trần Húc lập tức mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn xem ngoài cửa. Cao Hiểu Tiết lúc này thời điểm hỏi câu ai à? cũng đã đi tới, nhưng nhìn đến ngoài cửa người cũng lập tức trợn tròn mắt. quản dịch cứ như vậy phong trần mệt mỏi đứng tại cửa ra vào cười. nàng mặc trên người một kiện lông áo khoác ngoài, có chút yêu mị trên mặt đông lạnh có chút hồng hồng, màu đen bốt bên cạnh để đó một cái nho nhỏ dương hành lý. cái này yêu tinh chứng kiến trần lúc lúc rất là cười đắc ý cười thế nào, giật mình không kinh hãi. kinh hỉ không sợ hãi hỉ, kinh hỉ kinh hãi mới đúng a. À. chứng kiến nữ nhân này cố ý mở ra hai tay muốn làm cái ôm động tác. Trần Húc nhịn không được gõ đầu của nàng thoáng một phát nói, "Ta choáng luôn, mỹ nữ tỷ tỷ ngươi không muốn dọa người được không à?" "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi như thế nào đã chạy tới rồi hả?" Quản dịch nghiêng đầu thở dài, "Ai, hết cách rồi, trong nhà phòng ở cháy rồi sao?" Phụ mẫu đều ở bên ngoài, tiểu nữ tử cơ khổ không nơi nương tựa, chỉ có thể đến tìm nơi nương tựa đại gia ngươi rồi. Sau đó nàng mới một bộ cố ý chứng kiến cao hiểu tiết bộ dáng, giật mình kêu một tiếng nói, "Ai nha, cao hiểu tiết ngươi như thế nào cũng ở nơi đây." chẳng lẽ các ngươi, nói xong một bộ rất mập mờ ánh mắt quét của bọn hắn lưỡng. À không không không, Cao Hiểu Tiết thoáng cái bị xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nói, không có có hay không, ngươi không nên hiểu lầm à, ta là lễ mừng năm mới trở về không được, lại sinh bệnh rồi. Về sau biết được Trần Húc cũng không có trở về còn thuê phòng ở, mới đến hắn tại đây, ta cùng hắn không có gì đấy, lúc nói lời này Cao Hiểu Tiết cũng nhịn không được nữa nhớ tới đêm hôm đó kiểu diễm, trên mặt lại là đỏ lên. Quản dịch là bực nào tinh thông mặt mày người, vừa nhìn thấy Cao Hiểu Tiết cái dạng này tự biết chắc có chút không đúng, uy hiếp lúc nhìn Trần Húc Nước sau đó cười nói, ai nha nha, người còn thật đáng yêu à, kỳ thật ta trước khi đến hắn tự nói với ta, sau đó tiến đến Cao Hiểu Tiết bên tai đã nói, không có bị cái này sắc lang chiếm tiện nghi a à? Nghe nói như thế Cao Hiểu Tiết mặt tự đỏ hơn, Trần Húc lúc này mới kịp phản ứng nói, bà mẹ nó, mỹ nữ, nhà của người phòng ở sẽ không thật sự bị đốt đi a à? Chứng kiến quản dịch ha ha cười, Trần Húc cũng rất phiền muộn nói, ta phục rồi ngươi rồi, gần sang năm mới không ở nhà ở lại đó chạy đến làm gì vậy à? Cha mẹ ngươi tự cho ngươi đi ra, nghe được cha mẹ hai chữ quản dịch lông nghi hơi bỗng nhúc nhích, nhưng thần sắc như thường nói, ai, hết cách rồi, người phụ mẫu đi châu Úc, ta phụ mẫu tắc thì đang tại Hawaii nghỉ phép đâu rồi, bỏ lại ta một cái đáng thương đấy. Trong nhà chỉ có một người, sớm biết như vậy ta cũng không quay về rồi, hai ngày trước ta một người trong phòng ngủ đều sợ hãi. Nghe xong lời này Trần Húc tự choáng luôn, nữ nhân này còn có sợ hãi thời điểm. Nàng thế nhưng mà chính miệng đã từng nói qua chính mình không sợ con chuột không sợ con rán cũng không sợ xem quỷ phiến, vậy mà có thể một người trong phòng ngủ đều sợ hãi, lừa gạt ai à. Bất quá đối với cha mẹ của nàng đến nước ngoài, Trần Húc cũng vẫn tin tưởng đấy, ngẫm lại cũng có thể là bởi vì này nữ nhân đích xác là một người ở nhà, dỗi rãnh e rằng Hàn Huyên bỏ chạy trở lại. Bất quá một đêm này thời gian, nàng như thế nào tới? Quản dịch cười nói, ta ngồi phi cơ đến, vừa vặn 11 điểm thời điểm có một lớp bay đi tại đây máy bay, còn có tòa, vì vậy ta tự đi. Nhưng là không nghĩ tới máy bay tối nay, ở phi trường bị chắn mấy giờ, lúc này mới vừa xong. Kẻ có tiền à, xa xỉ à, Trần Húc nói ta sẽ không ngồi qua máy bay, xa nhất một lần hay vẫn là ngồi xe lửa điên 7-8 giờ. Ai ai, thật xa xỉ, quản dịch rất tự giác đi tới trong phòng bắt đầu thẩm tra. Vừa nhìn còn vừa nói cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua không có tệ nha, cái gì cần có đều có, rất mục nát sao. Đãi chứng kiến chỉ có một gian phòng ngủ một giường lớn địa thời điểm, nữ nhân này lại rất cố ý nhíu lông mày. Không thể không nói, quản dịch biểu lộ thật sự là quá phong phú cùng sinh động rồi, nàng là một cái như vậy ánh mắt có thể tin tưởng biểu đạt ra vài tầng hàm nghĩa, cái này lại để cho Trần Húc không thể không cảm thán, nữ nhân này không đi đem làm minh tinh điện ảnh thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng rồi. Quản dịch lại tới đây mục đích kỳ thật rất đơn giản, tự là nghĩ đến tranh thủ thoáng một phát đối với mình cùng Trần Húc tầm đó địa tình cảm cùng hiện tại quan hệ, quản dịch ngày hôm qua rất lý trí suy nghĩ một chút, cảm thấy quan hệ của hai người trước mắt còn là ở vào hữu nghị, thế nhưng đang tại có ý hướng lấy tình yêu phương diện phát triển xu thế. Tuy nhiên quản dịch rất xác định mình bây giờ còn không có có yêu bên trên cái này chàng trai, nhưng là nàng hiện tại cảm giác mình cũng không cự tuyệt tuyệt cùng hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, mà đang chuẩn bị phát triển thời điểm, quản dịch không muốn mình bây giờ là hơn đi ra một cái tình địch, mà về phần Trần Húc cuối cùng lựa chọn như thế nào, cùng với hai người có thể phát triển đến cái loại gì trình độ độ, điểm ấy quản dịch vẫn không thể cam đoan, nhưng đã có thể tranh thủ, cái kia dùng tính cách của nàng tựu sẽ không buông tha cho. Về phần 3 năm rưỡi về sau, hiện tại muốn những chuyện này quá sớm, hơn nữa coi như là không tật mà chết, đại học tình lữ đại học năm 4 lúc chia ly khá hơn rồi, lưu lại một đoạn chân quý địa nhớ lại là tốt rồi. Quản dịch đem hành lý dương thoải mái địa đặt ở trong phòng ngủ, xoay đầu lại đáng thương nói, đại gia, tiểu nữ tử hiện tại không chỗ nương tựa không nhà để về, có thể hay không ở chỗ này tá túc một thời gian ngắn. Trần Húc liếc mắt nói, vậy ngươi ngủ phòng khách tốt rồi, ta tới cấp cho ngươi phố cái chăn đệm nằm dưới đất. Hắn đối với nữ nhân này mới sẽ không khách khí đây này. Quản dịch hì hì cười cười, ôm cổ Cao Hiểu Tiết nói, ta cùng mỹ nữ ngủ, mỹ nữ, được không à? Cao Hiểu Tiết lập tức gật đầu tựu nói, tốt tốt, vừa vặn cái giường này ta một người ngủ cảm giác hơi bị lớn, hắc hắc có người cô gái đẹp này cùng đương nhiên tốt rồi, ai nha nha, tốt như vậy địa dáng người, buổi tối ôm ngủ nhất định rất thoải mái. Nữ lưu manh à, Trần Húc liếc mắt làm cho các nàng lưỡng đi làm ẩm ý rồi, hắn biết rõ căn bản không có khả năng đem nữ nhân này đuổi đi, yêu tinh kia rõ ràng cho thấy đến bới móc đấy. Bất quá lúc này thời điểm hắn khó tránh khỏi sẽ nhớ thoáng một phát, chật chật, quản dịch cùng cao hiểu tiết, hai cái đại mỹ nữ ai, ai, nếu cái giường này lại đại điểm thật tốt, các nàng ngủ hai bên, chính mình ngủ chính giữa khục khục, thật sự là quá hèn mọn bị ổi rồi. Bên kia hai cái nữ hài tử đã cười náo trở thành một đoàn, trong phòng một mảnh tiếng cười như chuông bạc, mà chiến hỏa dần dần mở rộng ảnh hướng đến, hai cái nữ hài náo lấy náo lấy tự lôi kéo Trần hút đem làm tấm mộc, vì vậy ba người cùng nhau gia nhập chiến đoàn, tiếng cười đùa xuyên thấu qua cửa sổ, một mực truyền đến rất xa rất xa. Mà ở thời điểm này, Hawaii một chỗ độc lập hào biển hoa cảnh biệt thự chính giữa, một cái chừng 50 tuổi, nhưng xem bảo dưỡng không sai trung niên nhân nghe xong quản gia báo cáo về sau nhẹ nhàng phất phất tay, quản gia tắc thì rất cung kính lui xuống. Trung niên nhân nhìn trên bàn một chồng hồ sơ, cẩn thận đảo, vừa nhìn vừa nhẹ nhàng gật đầu. Phần này trên hồ sơ dán ảnh chụp, đúng là Trần Húc, mà cái này xem có chút không giận tự uy trung niên nhân, tắc thì tự là quản dịch phụ thân. Cái này chàng trai không tệ, quản dịch phụ thân đối với bên cạnh ngồi một cái chừng 30 tuổi người nói, tạ chiến, đối với khai phát cái kia khoản chó dại khắc tinh dược vật xưởng tìm một cơ hội theo chân bọn họ hợp tác thoáng một phát thử xem. A, à, tự đi tìm Lưu Lão Đầu a, làm che dấu điểm, cho bọn hắn điểm kỹ thuật ủng hộ. Nhà bọn họ cứu được Lưu Lão Đầu nhi tử mạng nhỏ, dùng cơ hội này để báo đáp thoáng một phát phải nói đi qua. Tạ Chiến cung kính gật đầu, trung niên nhân cười cười, nói, ta cái này đứa con gái, từ nhỏ đã bị mẹ nó làm hư rồi, cũng trách ta một mực vội vàng sinh ý, chưa cho nàng đầy đủ quan tâm, cho nên dưỡng thành nàng bộ dạng này tính cách nghe được trung niên nhân nói như vậy tạ chiến đã biết rõ lúc này thời điểm là đàm ra sự thời điểm cho nên tự cười nói tiểu thư nhưng thật ra là rất thông minh rất tài giỏi chỉ là có đôi khi quá hiếu thắng một chút trung niên nhân ha ha cười cười nói cũng mất đi nàng có thể nghĩ ra được cái này thay mận đổi đào phương pháp vậy mà tìm cái cùng nàng hình dạng không sai biệt nhiều nữ hải đi cambridge giả mạo nàng chính mình tránh về trong nước lên đại học cuộc sống của nàng chi tiêu như thế nào tạ chiến lật ra phía dưới trước tư liệu nói Tiểu thư chi tiêu không lớn, trừ đi một tí mỹ phẩm dưỡng da tương đối cao đương, quần áo các loại đều rất mộc mạc, xem ra nàng qua rất vui vẻ. Hơn nữa thường xuyên chính mình đi đón một ít công việc kiếm tiền. Trung niên nhân cười nói, nhà đầu kia cuối cùng hay vẫn là rất để ý gia của mình, cùng mẹ của nàng đồng dạng, ai, con gái cũng rốt cục trưởng thành. Bất quá như vậy cũng tốt, đúng rồi, nghe nói đồng ra một cái người thừa kế đã ở cái kia sở học trường học, cùng Dịch Nhi là một cái lớp. Tạ Chiến gật đầu nói là, là bài danh lão tam đồng dơ cao, chúng ta đối với hắn cũng thuận tiện làm đi một tí điều tra, phát hiện vị này đồng dơ cao tại đồng gia thế hệ này người thừa kế chính giữa có thể, nhất ăn khổ, cũng không có sử dụng thủ đoạn gì đến vượt qua quy củ, so với hắn mấy cái huynh đệ đều muốn tốt hơn nhiều. Nếu như còn như vậy tiếp tục nữa, tin tưởng 4 năm về sau khảo hạch, hắn là có thể cuối cùng nhất thắng được đấy. Nói đến đây tạ chiến ngừng một chút, trung niên ánh mắt của người lợi hại, nói người còn có lời gì cứ nói tốt rồi, không cần phải ấp a ấp úng đấy. Tạ chiến cung kính gật đầu một cái, nói, dùng thuộc hạ ngu kiến, đồng gia thiếu gia cùng tiểu thư tình cảnh hiện tại tương tự, hơn nữa lại là bạn học cùng lớp, nếu như hắn hai người tầm đó. Ách, thuộc hạ nói nhiều rồi, trung niên nhân phất phất tay nói, nếu quả thật theo như như lời ngươi nói, dịch nhi cùng đồng gia tiểu hài tử cùng một chỗ cũng hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là ngươi nhìn xem phần này tư liệu A, bề ngoài giống như nữ nhi bảo bối của ta hôm nay lòng có tương ứng rồi. A, Nhà đầu kia sợ mình tương lai trở thành gia tộc tầm đó chính trị quan hệ thông gia vật hy sinh, cho nên cùng ta đưa ra cho nàng 4 năm tự do thời gian điều kiện, nhưng nàng cũng không muốn muốn, nếu ta thực cam lòng cho, hy sinh hạnh phúc của nàng, như thế nào lại như thế sẵn khoái đáp ứng nàng điều kiện này. Trung niên nhân tiện tay đem trước mặt tư liệu đưa cho tạ chiến, nói, biết con gái không ai bằng cha, nhà của ta cái kia nữ nhi bảo bối khả năng chính mình còn không có phát giác nàng chỉ sợ đã hãm tiến vào, nhìn xem cái này chàng trai tư liệu A, ta cảm thấy được tương đương không sai. Giúp ta đính cái vé máy bay, ta muốn đi tự mình hội hội người trẻ tuổi này. Tạ chiến nhìn xem trên tư liệu nội dung, phần này tư liệu là phụ trách bảo hộ quản dịch nhân viên công tác lén điều tra đấy. Bởi vì Trần Húc cùng quản dịch đi vô cùng gần, hơn nữa vị này Trần bán tiên tại hợp hiệp đại tên tuổi cũng hoàn toàn chính xác không nhỏ, vì vậy điều tra tư liệu rất là tường tận, kể cả hắn nửa năm qua này cho người chữa bệnh, cùng một chỗ khai phát trò chơi, còn có chảo cắt huyết hầu nam chờ chờ sự tình. Tạ chiến nhìn nhìn nói, theo trên tư liệu đến xem, cái này chàng trai là cũng không tệ lắm, nhưng trong nhà điều kiện tuy nhiên khá tốt, thế nhưng không xứng với tiểu thư A. Điều kiện tranh lệch không sao cả, nhưng người trẻ tuổi này ta rất coi được. Xem hắn cái này đại học nửa năm làm một chuyện, nhiệt huyết xúc động nhưng còn cũng không thiếu lý trí, tuy nhiên không sao cả bị rèn luyện qua, thông minh cũng không quá đáng cũng chỉ có 7-8 phần, năng lực cũng tự 7-8 phần nhưng chỗ xem hắn làm những chuyện như vậy đối với tiền tài không tham thấy đủ thường vui cười đối với bằng hữu thủ nghĩa giúp bạn không tiếc cả mạng sống tính tình đủ cứng cỏi quyết định sự tình không dễ dàng buông tha cho tuy nhiên nhiệt huyết có chút quá mức nhưng người trẻ tuổi còn trẻ khí thịnh cũng không có gì quan trọng hơn tôi luyện thoáng một phát tương lai cũng là có thể chịu được trọng dụng đấy tạ chiến là khó được nghe được lão gia như vậy khoa trương một người vì vậy tự ngạc nhiên nói lão gia ngài có phải hay không cũng quá để mắt cái này tiểu tử Trung niên nhân cười cười, nói, của ta tín điều là tính cách quyết định thành bại, kẻ này tính cách không tệ, thắng không tự cao, bại có thể ngủ đông, ở ẩn. Càng khó được hắn một mảnh hết sức chân thành, đối xử mọi người chân thành thủ tín, cùng người lui tới không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng khó trách nhà của ta cái kia mắt cao hơn đầu nữ nhi bảo bối sẽ đối với hắn vài phần kính trọng. Tạ chiến nghe xong, có chút hiểu rõ nhẹ gật đầu, nhà hắn tiểu thư tính cách tạ chiến vẫn là rất rõ ràng, từ nhỏ muốn cường hiếu thắng, đối với bên người nam nhân đại đô vẫn duy trì một khoảng cách, càng là thế gia sinh ra, lại càng là khinh thường. Hơn nữa quản dịch trổ mã lại xinh đẹp hào phóng, có rất ít nam sinh cùng nàng ở chung là không ôm lấy vài phần khác mục đích là. Nhưng theo trên tư liệu đến xem, cái kia trần hút một mực đem làm nàng là thân mật bằng hiếu, chưa từng có cái gì vượt qua cử động, mà loại tính cách này, đại khái đúng lúc là tiểu thư khác trung niên nhân còn nói, người cũng biết. Cái kia đồng lão tam nhà ta nói không chừng có thể trở thành kế tiếp nhiệm đồng gia gia chủ, mà trên tư liệu nói, cái này Trần Húc cùng đồng lão tam nhà ta quan hệ cái gì thiết, mỗi lần tại chi tiết, tỉ mỉ trong đối với hắn tiến hành chiếu cố, đồng lão tam nhà ta không phải ngu ngốc, tự nhiên nhìn ra. Mà đồng ra cái này quy củ, chú ý địa tựu là tại hoạn nạn trong như thế nào phân biệt rõ người nào mới là thật bằng hiếu. Cho nên ngày sau đồng ra cũng hẳn là kẻ này một gã cường viện. Dùng cái này từ tính cách, tăng thêm đồng ra ủng hộ, cũng không phải khó thành tựu đại sự. Sau đó trung niên nhân ha ha cười cười, nói như nữ gia sự tình ta trước sau như một không muốn để ý tới quá nhiều bất quá nàng tương lai muốn trở lại kế thừa nhà của ta nghiệp ngược lại thật sự về phần cảm tình phương diện nếu như nàng có thể gặp được đến phù hợp địa người chọn lựa ta cũng không phải chú ý nhưng điều kiện tiên quyết là ta cái này người làm cha muốn đi tự mình khảo sát thoáng một phát trần húc còn không chút nào biết rõ tương lai cha vợ muốn tới khảo sát chính mình hắn cùng Cao Hiểu Tiết mang theo quản dịch cùng đi bánh ngọt điếm từng cái bởi vì này nữ nhân không phải muốn cùng theo một lúc đi, không muốn ở lại nhà, lý do là sợ hãi. Cái này lại để cho Trần Húc rất bó tay rồi, bất quá Trần Húc thần kinh cũng có chút đại đầu, hoặc là nói hắn không thế nào đi tự mình đa tình A, nhất là tại quản dịch trước mặt. Cho nên hắn căn bản sẽ không hướng phía quản dịch kỳ thật ưa thích chính mình phương diện đi thi lo, cùng không có khả năng nghĩ vậy nữ nhân làm đây hết thảy kỳ thật cũng là bởi vì ghen. Lý Kiến Nam chứng kiến một cái như hoa như ngọc yêu mị đại mỹ nữ đi theo Trần Húc hai người tới. Nói là muốn tìm một phần công tác lúc con mắt lập tức tụ sáng. Tăng thêm quản dịch lơ đãng một cái mị nhãn ném qua đi, hắn lập tức sẽ cùng ý lại để cho quản dịch đảm đương nghênh tiếp ở cửa. Bởi vì Lý Kiến Nam bái kiến địa nữ nhân cũng không ít, như cao hiểu tiết như vậy còn có chút thanh trẻ con. Hơn nữa nhà đầu kia là cái đồ ba gai, không dễ chọc, cho nên hắn một mực không dám động cao hiểu tiết chủ ý, nhưng nhìn quản dịch rõ ràng tựu là thuộc về cái loại này mỹ cốt trời sinh nữ nhân. Lý Kiến Nam vô ý thức tự nhận thức vì cô bé này có lẽ rất tốt thượng thủ, cho nên muốn vội vàng đem cơ hội cho lưu lại. Vì vậy cái này ba cái ra hỏa ngay tại bánh ngọt điếm qua nổi lên một cái rất kỳ quái lễ tình nhân. Hôm nay là lễ tình nhân, cho nên lui tới đám tình nhân rất nhiều, trong tiệm bể bộn hơn là chết đi được. Trần Húc hiện tại muốn lười biếng cũng trộm không được, trong tiệm trong hành lang tựu hắn một cái nam sinh, tăng thêm hôm nay đính bánh ngọt người rất nhiều, có chút là đến thăm tới lấy, nhưng có chút lại yêu cầu đưa hàng địa phương. Cho nên Trần Húc bề bộn chính là chết đi được, cưới xe đạp vị tiểu PP đều bị ghế ngồi cứng cho đỉnh địa đau nhức, đoán chừng lại như vậy xuống dưới nói không chừng tự hội trưởng lét đít rồi. Trần Húc đưa xong lần thứ năm bánh ngọt trở lại đến bánh ngọt điếm sau. Lý Kiến Nam không biết từ nơi này bật đi ra nói, người như thế nào như vậy chậm như vậy. Người không nhìn xem hiện tại cũng mấy giờ rồi, còn có khách người chờ đây này. Nghe xong lời này Trần Húc thì có châm lửa rồi, hắn vừa mới cưới xe cưới nửa giờ, hay vẫn là một chuyến, qua lại đi tới đi lui một giờ lộ trình, cái này trời đang rất lạnh gió thổi mặt đều nhanh liệt rồi. Nếu như không phải mình nghĩ đến rèn luyện thoáng một phát, làm sao có thể đến phiên hắn đến thụ loại này tội. Cái này lý kiến nam tự ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt à, có bản lĩnh chính ngươi đi tiến đưa thoáng một phát thử xem. Bất quá nghĩ đến cao hiểu tiết còn phải ở chỗ này nằm vùng, Trần Húc cố nén đem nóng tính áp xuống dưới nói, để cho ta nghỉ một lát được hay không được? Ta vừa rồi cưới xe chạy hơn một giờ, ngươi nhìn xem trong tiệm có cái gì sống, ta lưu lại làm được hay không được. Lý Kiến Nam vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, a, à, tốt, ngươi xem xem người ta đường Bích Hiên đều đi ra ngoài tiễn đưa bên ngoài bán đi, ngươi một cái nam sinh ở chỗ này ngồi, tựu không e lệ sao? Nghe xong lời này Trần Húc lại là hỏa lại là có chút áy náy, thiên lạnh như vậy, đường Bích Hiên cái tiểu nha đầu kia đi ra bên ngoài nhất định bị đông cứng rất khó chịu nàng nếu đông lạnh ra điểm bệnh đến, đoán chừng lão đại có thể đem mình tươi sống cho bổ. Lý Kiến Nam thấy hắn không nói lời nào, đang muốn tái mở miệng mắng, nhưng này lúc bên cạnh một đôi tiểu tình nữ đột nhiên kêu lên, lão bản đâu này. Chúng ta muốn hoa quả cháo như thế nào còn không có có bưng lên. Nếu không đến chỗ này lời nói chúng ta đã đi, Lý Kiến Nam bất chấp Lý Trần Húc, vội vàng hấp tấp đi qua cùng cười nói, ngài khỏe chứ, xin chờ một chút thoáng một phát, lập tức tự đợi một chút các loại, còn chờ cái gì chúng ta cũng chờ hơn nửa canh giờ rồi, nam sinh kia vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng, ngữ khí cũng rất sông. Mà dù sao khách hàng là thượng đế à, Lý Kiến Nam chỉ có thể cười làm lành nói, lập tức là tốt rồi, lập tức là tốt rồi. Uy, no, 18 hoa quả cháo nhanh lên đưa lên đến, sau đó hắn đối với Trần Húc nói, còn thất thần làm gì vậy, tranh thủ thời gian đi cho khách nhân đầu cháo à. Lý Kiến Nam cái này bước thái độ thật sự lại để cho Trần Húc khó chịu, nhưng là dù sao nghĩ đến chính mình là cho người ta làm công đấy, làm công bị khinh bỉ cũng là chuyện rất bình thường, vì vậy đành phải chịu đựng khí đi qua đầu cháo, sau đó lộ ra khuôn mặt tươi cười nói, thỉnh hai vị chậm dùng. Nam sinh kia rất không thoải mái ân thoáng một phát, lúc này thời điểm cao hiểu tiết cũng bưng bánh ngọt đã tới, quản dịch cũng gom góp tới hì hì cười. Nói, xem ra làm loại công việc này hoàn toàn chính xác rất có ý tứ à. Trần Húc bị cái này yêu tinh tại bên tai thổi hơi ngứa tay run lên, không cẩn thận đem trước mặt một khối bánh ngọt đụng đổ, một đại đống bơ đánh rơi nam sinh kia áo khoác bên trên. Ai nha ai nha, thực xin lỗi thực xin lỗi. Trần Húc Trừng quản dịch liếc vội vàng nói xin lỗi, nam sinh kia rất là hỏa đại kêu lên, các ngươi làm cái gì máy bay à? Ta y phục này rất quý địa được không? Lúc này thời điểm Lý Kiến Nam vẫn đang ngó chừng bên này, chứng kiến Trần Húc lộ ra ngoài vui cười miệng đều nhanh đã nứt ra, vội vàng tới nói, làm sao vậy làm sao vậy? Sau đó hung hăng gian dậy Trần Húc, ngươi làm gì đó. Không yên lòng bộ dạng, nhất định phải hung hăng phê bình ngươi. Lý Kiến Nam lại quay đầu đối với nam sinh kia nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, là chúng ta công nhân sơ suất quá, ta hướng ngài chịu nhận lỗi, một hồi chúng ta hội hung hăng xử lý hắn. Nam sinh này mắng một câu, nhưng ngẩng đầu chứng kiến mấy người bộ dạng lập tức lặng rồi, kinh hô nói, là các ngươi. Chúng ta, đang tại cầm giấy ăn chuẩn bị giúp hắn sát quần áo địa trần húc kỳ quái nhìn xem hắn, người nhận thức chúng ta, nam sinh kia vội vàng tiếp nhận giấy nói, cái này sao có thể lại để cho ngài đến động thủ đâu này. Như thế nào, các người vậy mà ở chỗ này làm công. Quản dịch lông nghi nhảy lên, cười nói, ý của ngươi là chưa thấy qua phục vụ viên, chạy đường cùng nghinh tiếp ở cửa cùng một chỗ tại bánh ngọt trong tiệm làm công dầu tương đương. Không đúng không đúng, nam sinh kia cũng không để ý áo khoác bên trên bơ rồi, đẩy trước mặt có chút khó chịu nữ hài tử nói, ngươi còn không nhận ra đến. Quản dịch cao hiểu tiết cùng cái này ai, đúng rồi ngươi tên là gì kia mà. Trần Húc liếc mắt, chỉ chỉ công tác của mình chứng nhận, nam sinh kia gom góp đi lên nhìn thoáng qua đối với nữ hải nói, này này, chính là bọn họ à, chúng ta đùa cái kia khoản kim dung bảy hiệp chuyện chính là bọn họ khai phát địa. Thật sự à, nữ hải cũng giật mình đứng, nhìn nhìn quản dịch cùng cao hiểu tiết về sau kích động nói, đúng vậy à đúng à. Ta tại trên mạng xem qua hình của các ngươi đấy, wow các ngươi thật sự giỏi quá à, làm ra như vậy đặc sắc địa trò chơi cho chúng ta ký cái tên A, à. lần này phong hồi lộ chuyển, Lý Kiến Nam thoáng cái tựu choáng váng, hắn tuy nhiên thường xuyên lên mạng nhưng là đều là chơi game online, có rất ít chú ý đến phương diện khác tin tức. Cho nên một mực cũng cũng không nhận ra quản dịch cao hiểu tiết bọn người. Nam sinh kia đứng, bị kích động từng thanh bên cạnh địa Lý Kiến Nam cho đẩy ra, lôi kéo trần hút quần áo nói, lão đại. Ta thật sự quá bội phục các ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy các ngươi à, có thể hay không phần mặt mũi cùng chúng ta phiếm vài câu, cho cái ký tên cái gì đó a." À. Trần Húc cười hắc hắc sờ lên cái mũi, nói, "Chúng ta còn đang làm việc." "Công tác?" Nam sinh vẻ mặt đĩa có chút phản ứng không kịp biểu hiện, nói, "Chơi ạ, à, các người còn dùng được lấy ở chỗ này làm công à?" "Có phải hay không tiếp theo khoản trò chơi kinh phí chưa đủ hay vẫn là làm sao vậy? Nếu chưa đủ ngài tại trên mạng nói một chút à, chúng ta các người chơi đến vì ngài quyên tiến chủ khoản." Chứng kiến bên cạnh nữ sinh cũng một cái kính mà liều mệnh gật đầu, Lý Kiến Nam có chút choáng luôn. Nghĩ thầm đây rốt cuộc là cái gì thế đạo à? Tại sao có thể như vậy hay sao? Cái này mấy một học sinh nghèo rốt cuộc là thần thánh phương nào à? Trần Húc chứng kiến không ít mọi người hướng bên này xem, còn muốn nói gì? Đột nhiên điện thoại một hồi chấn động, hắn nói lời xin lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, xem xét dãy số dĩ nhiên là Cao Hiểu Tiết đánh tới, vì vậy hắn ngạc nhiên địa nhìn xem Cao Hiểu Tiết nói, Ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì vậy? Cao Hiểu Tiết lại thoáng một phát rất khẩn trương địa đưa di động đoạt lấy mà nói. Vừa rồi Bích Hiên đi ra ngoài tiễn đưa bánh ngọt, ta sợ nàng có chuyện gì, tự đưa di động cho nàng rồi. Sau đó nàng lập tức tiếp thông điện thoại nói, Bích Hiên, ngươi làm sao vậy? Điện thoại bên kia Đường Bích Hiên thanh âm mang theo tiếng khóc. Hiểu Tiết tỷ, mau tới à? Đã xảy ra chuyện. Đường Bích Hiên tiểu cô nương là cái loại này đặc dễ dàng thẹn thùng, lá gan đặc tiểu cái chủng loại kia nữ hài nếu như người khác cùng nàng tiếng nói hơi chút lớn một chút nàng sẽ xấu hổ không thành bộ dáng sau đó thanh âm của mình giống như mũi nột sợ hãi nói không ra lời mà thôi cô bé này đích thói quen nếu như không thật sự có chuyện gì nàng là tuyệt đối không có khả năng gọi điện thoại cho mình bởi vì lá gan của nàng rất tiểu rất nhỏ một mực rất cẩn thận sợ phạm sai lầm cho nên trần húc phán đoán hiện tại khẳng định đã xảy ra chuyện trần húc lập tức tự vào tới quầy hàng cầm lấy bên ngoài bán tờ danh sách tới một phát bắt được Lý Kiến Nam quát, Bích Hiên đi nơi nào? Là cái nào địa chỉ? Trần Húc cái này không có băn khoăn toàn lực ra tay, quả nhiên là thế như tia chấp tật phong, Lý Kiến Nam giống như chỉ con gà con đồng dạng đã bị hắn để đưa tới tay, lập tức cũng cảm giác được một cổ thẳng bước đến thực chất bên trong áp lực. Vội vàng nói, là 13 số đơn, mang đến Thanh Dương lộ đấy. Thanh Dương đường, Trần Húc vội vàng tại tờ đơn bên trên cha xét thoáng một phát, Thanh Dương lộ vật liệu xây dựng ván cục ký túc xá ba tòa nhà 101, sau đó hắn lập tức muốn lao ra cửa đi. Lúc này thời điểm cao hiểu tiết cùng quản dịch đồng thời ở phía sau hô một tiếng chờ ta một chút, sau đó vừa rồi ăn bánh ngọt nam sinh kia cũng gọi là nói, mấy vị lão đại chờ ta. Ta có xe, Thanh Dương lộ cách nơi này không gần, ngồi xe buýt tối thiểu cũng có 5-6 đứng đường, cho nên hiện tại lái xe đi là không thể tốt hơn đấy. Nhưng nhìn cái này nam sinh lấy ra chìa khóa xe, rồi lại luống cuống tay chân đi kéo bạn hắn, lại đang thu thập trên mặt bàn thứ đồ vật bối rối bộ dáng, quản dịch nhanh chóng từng thanh cái chìa khóa đoạt lấy mà nói, người ở chỗ này chờ, cái đó chiếc xe. Nam sinh bị đoạt đi cái chìa khóa, lập tức có chút ngây ngốc không biết làm sao, vô ý thức đáp, cửa ra vào cái kia chiếc màu trắng âm thanh thiên nhiên công tước, sau đó tự nhìn xem quản dịch Trần Húc Cao hiểu tiết gấp vội vàng chạy ra ngoài, thật lâu mới kịp phản ứng, kêu lên, khóc à. Lão bà, thấy được chưa, quả nhiên là quản dịch à. Nữ hiệp phong phạm ai, Cô bé kia cũng dốc sức liều mạng gật đầu, bởi vì vì bọn họ bọn này Kim Dung bày hiệp chuyện đáng tin các người chơi cũng biết sảng khoái ngày trò chơi dương hội bên trên chuyện đã xảy ra. Quản dịch ngày đó theo 2 mét cao điểm dương trên đài kinh diễm nhảy lên, sau đó dùng kiếm chỉ lấy người nam nhân kia video đã sớm tại trên mạng bị sao lửa nóng. Quản dịch cũng một lần hành động trở thành phần đông người chơi thần tượng trong lòng, hơn nữa không ít nữ hải cũng nhao nhao noi theo, càng là đối với cái này ngày đó tư thế hiên ngang nữ hải tử tràn đầy kính nể lúc này thời điểm Lý Kiến Nam đi tới, lau mồ hôi nói, cái kia, thật xin lỗi, chờ bọn hắn trở lại ta nhất định trừng phạt bọn hắn, nhất định trừng phạt. Trừng phạt cái dám Nam sinh kêu lên, ngươi nếu là dám nói bọn hắn một câu ta tự đi trách cứ ngươi, nói cho ngươi biết. Ta lão tử là vốn là XX cục trưởng ngươi cẩn thận một chút, Lý Kiến Nam, lời nói phân hai đầu, quản dịch cầm cái chìa khóa liếc tự nhận ra bên ngoài ngừng lại cái kia chiếc âm thanh thiên nhiên công tước. Thuần thuộc địa mở cửa xe ơ một tiếng, nói tiểu tử này ra rất có tiến sao. Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết đối với xe cũng không có giải, tiến vào đến chỗ ngồi phía sau về sau Trần Húc tự hỏi trên ghế lái quản dịch, người biết lái xe sao? Quản dịch dùng cái chìa khóa đánh lửa cười nói, ta từ nhỏ tự khai đụng đụng xe, đem dây an toàn cột chắc. Đụng đụng xe, Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết liếc nhau, lúc này thời điểm thân thể đột nhiên nghiêng một cái, xe lập tức phát động, hai người đều bị hù phát ra một tiếng thét lên ôm lại với nhau, âm thanh thiên nhiên công tước giống như một đầu thoát cương chó hoang, bá thoáng một phát liền xông ra ngoài sau đó tại đường đi quẹo vào chỗ một cái vô cùng xinh đẹp vung đuôi liền xông ra ngoài quản dịch tuy nhiên là hay nói dẫn nói lấy nhưng là kỹ thuật lái xe hoàn toàn chính xác không tệ em m thanh thiên nhiên công tước v 6 động cơ thể hiện ra xe thể thao yêu việt tính năng xinh đẹp mấy cái chuyển biến về sau liền đi tới thanh dương trên đường đoạn đường này ngược lại là hữu kinh vô hiểm ngoại trừ liền sông nhiều cái đèn đỏ căn cứ địa chỉ giết đã đến cái chỗ kia là một cái xem so sánh cũ kỹ cư xá Trần Húc xông đi lên tựu là rầm 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 một hồi điên cuồng phá cửa, bên trong mơ hồ có thể nghe được có người tại thống khổ mạch rên gì. Nghe xong thanh âm này Trần Húc tựu sẽ lo lắng, nghĩ thầm đường Bích nhiên sẽ không bị người chiếm tiện nghi đi à nha. Cao Hiểu Tiết một mặt cầm Trần Húc điện thoại gọi điện thoại. Trần Húc bên này lập tức hung hăng hướng môn đi lên đụng. Trần Húc khẩn trương như vậy không thể không lý do đấy, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì lão đại ngô nguyên. Đang nghe nói Đường Bích Hiên tiểu cô nương hiện tại qua vô cùng thất vọng rất khó khăn về sau, Ngô Nguyên tiện nhân này vậy mà hô lên ta muốn cho nàng hạnh phúc khẩu hiệu. Đem Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết lôi hợp lý chàng tựu cười phun ra. Bất quá cũng có thể nhìn ra, Ngô Nguyên sợ thật sự cứ như vậy rơi vào bể tình rồi, mỗi ngày đều bị Trần Húc đem điện thoại giao cho Bích Hiên tiểu em em, sau đó thì thầm hự cả buổi không biết nói cái gì đó, về sau hỏi Đường Bích Hiên nàng tựu cười nháy mắt to nói không có gì à, tựu là để cho ta hảo hảo bảo trọng thân thể các loại người của hắn thật rất tốt nha dùng trần húc đối với mình ra lão đại rất hiểu rõ cảm thấy loại chuyện này cũng không phải không có khả năng bởi vì ngô nguyên thằng này thật sự là thái quá mức khó chịu rồi muốn cho hắn cứ như vậy thổ lộ là tuyệt đối chuyện không thể nào đoán chừng hắn chính là loại hự cả buổi hự không xuất ra một cái cái rắm địa cái loại này đành phải sử dụng loại này rất quê mùa rất buồn nôn ních thủ đoạn quan tâm đối phương không có lời nói tìm lời nói cái này cứ xá phòng ở so sánh cố kỹ cho nên như vậy một cái cửa gỗ không tính rắn chắc, Trần Húc hiện tại luyện tập lực lượng cùng phương pháp phát lực đều có nhất định được trình độ, hung hăng đụng vài cái về sau, lập tức sẽ đem môn cho phá khai rồi. Bất quá phá khai về sau mới phát hiện vô cùng kinh ngạc một màn. Trong phòng khách một người nam nhân toàn thân là huyết nằm trên mặt đất, trên người của hắn huyết nhục mơ hồ vô cùng thê thảm, máu tươi chảy đầy đất, không biết toàn thân có bao nhiêu vết thương, mắt thấy đã gần kỳ nhiều thở ra ít rồi mà trong tay của hắn tắc thì nói ra một bả máu tươi đầm đìa địa giao phay, phòng khách có một cái đại rơi xuống đất điều hòa đang tại khai, gian phòng địa nhiệt độ hay vẫn là rất cao, mà còn bày đặt một máy tính, đang tại phát ra một thủ giai điệu, nhịp điệu rất là quỷ dị ca khúc, trên tấm hình cũng có không hiểu thấu hình vẽ tại chấp động, hình như là Windows Media Play phát ra âm nhạc lúc cái chủng loại kia gợn sóng bề ngoài, nhưng là ca khúc thanh âm lại lớn đến không tính được, ít nhất vừa rồi cách một đầu môn trần húc tựu không nghe thấy. Một cái trong phòng khách tràn đầy đều là huyết, bên cạnh phòng khách đóng chặt, thượng diện đã có rất nhiều đao bổ dấu vết bích hiên đâu này. Thấy như vậy một màn hai cái nữ hài tử đều là một tiếng thét lên, Trần Húc cố nén trong lòng đích sợ hãi cùng buồn nôn sông đi vào kêu lên, Bích Hiên, Bích Hiên ngươi ở đâu? Cao hiểu tiết, tranh thủ thời gian gọi điện thoại báo động. Còn có thông chi xe cứu thương, cái lúc này phòng khách bên cạnh một mực đóng chặt lấy cửa phòng ngủ đột nhiên đánh cho mở, đường Bích Hiên thất kinh cái đầu nhỏ lộ liễu đi ra, chứng kiến là Trần Húc sắc mặt vốn là vui vẻ, nhưng khi thấy phòng khách cảnh tượng thê thảm về sau lập tức cũng là một tiếng thét lên. Đừng sợ, đừng sợ, Trần Húc liền tranh thủ nàng kéo ra ngoài, khẽ vươn tay sẽ đem nhà đầu ôm vào trong lòng ngực của mình, ôm nàng đi đi ra ngoài, nhưng là ngay tại đi ra ngoài trước một khắc, Trần Húc trong nội tâm đột nhiên cảm giác được một hồi mãnh liệt buồn nôn, cầm lấy đường bích hiên tay nhịn không được dùng sức ngắt thoáng một phát, đau cái tiểu nha đầu này một tiếng thét lên. Tiếng thét chói tai này đem Trần Húc gọi tỉnh lại, trong nội tâm cả kinh vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Như thế nào hình như là nhập ma đồng giạc mà lúc này đây đột nhiên sau đầu một trận gió tiếng nổ, trong vô thức, Trần Húc bản năng phản ứng tự làm ra phán đoán, trở tay một chảo bắt được tay của một người cổ tay, không kịp phán đoán là ai, thân thể về phía trước một nghiêng thoáng cái liền đem cái kia người đến cái xinh đẹp ném qua vai. Nhưng là ngã sắp xuống không chung lúc, Trần Húc đột nhiên nghe được một cái nữ nhân tiếng thét chói tai lập tức tâm gọi không tốt, hình như là cao hiểu tiết thanh âm vì vậy trần húc vội vàng dùng tay xuống một nắm kéo tại trên mông đít nàng đem nàng vững vàng buông khá tốt không có té bị thương bằng không thì dùng trần húc vừa rồi toàn lực ra tay cao hiểu tiết cái này bờ mông nhất định sẽ ngã thành bốn cánh hoa người điên rồi làm gì vậy công kích ta trần húc nhìn xem cao hiểu tiết có chút căm tức kêu lên cao hiểu tiết sắc mặt có chút kinh hồn chưa định thở hổn hển hai phần khí về sau mới nói ta ta không biết hà ta vừa rồi chính nghe cái kia âm nhạc nhưng là đột nhiên cảm giác được đầu óc trống rỗng, sau đó, sau đó cũng rất muốn đánh người, vì vậy ta không bị khống chế tựu đánh cho một quyền, tốt tà môn. Em mờ nhạc, Trần Húc tâm niệm vừa động, lúc này thời điểm đột nhiên quản dịch mặt âm trầm quay đầu lại, trên tay của nàng nhiều hơn một thanh hàn khí um tùm dao gọt trái cây, không biết từ nơi này cầm đấy. Đã gặp nàng cái dạng này, Trần Húc lập tức tự kêu to không tốt, vội vàng đem đường bích hiên cùng cao hiểu tiết sau này kéo một phát, Lần này kéo rất nặng, cũng không quản các nàng có thể hay không ném tới. Mà quả nhiên, ngay tại hai nữ lão đảo sau này té lăn trên đất thời điểm, quản dịch trong ánh mắt hung quang tăng vọt, nâng lên đao tự hướng phía Trần Húc cổ họng hung hăng cắt đến. Lần này quả nhiên là vừa nhanh lại hung ác, giống như lẫn nhau có cái gì thâm cừu đại hận đồng dạng, khá tốt Trần Húc thời khắc mấu chốt tốc độ phản ứng siêu nhanh, thân thể hơi nghiêng tránh thoát công kích tụ đi bắt cái này tay của nữ nhân. Có thể quản dịch cũng không phải hời hợt thế hệ muốn bộ kia tập thể hình thể thuật nàng luyện qua hồi lâu, đã có thể hoàn thành 50 cái động tác đã ngoài, thân thể cân đối tính tính dẻo dai, còn có tốc độ phản ứng đều cao dọa người. Hơn nữa nữ nhân này trước kia tự nói mình luyện qua, trên thực tế nàng từ nhỏ cũng tự học tập một ít nữ tử phòng thân thuật, nếu như đổi tại Trần Húc không có tiến vào giả thuyết ảo cảnh huấn luyện trước khi, tay không tắc sát khẳng định rất đúng Trần Húc bị đánh. Hai người lập tức tự giao thủ, quản dịch giống như chúng ta đồng dạng từng bước ép sát, Chiêu chiêu cơ hồ đều là công hướng Trần Húc chỗ hiểm, hơn nữa phản ứng của nàng thập phần nhạy cảm, so Trần Húc khả năng cao hơn trên nửa chù, tăng thêm trong tay có đao mà Trần Húc cũng sợ đả thương nàng, cho nên trốn tránh cực kỳ chật vật. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Húc bên cạnh trốn tránh bên cạnh điên cuồng gào thét quản dịch xanh tự, như thế nào êm đẹp, đột nhiên tự chúng tả rồi hả? Quản dịch lần này mưa to gió lớn công kích quả nhiên là đánh chính là Trần Húc cơ hồ không có sức hoàn thủ có mấy lần còn kém điểm bị sắc bén lưỡi đau đâm bị thương. Trần Húc Cao hiểu thiết cùng đường Bích Hiên ba người cùng một chỗ nổi giận hô quản dịch danh tự, động tĩnh lớn như vậy đem trên lầu quê nhà mọi người kinh động đến, quản dịch lại hay vẫn là vẻ mặt lệ khí, dốc sức liều mạng công kích. Tiếp tục như vậy không được à, Trần Húc kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng không chịu nổi quản dịch mạnh như vậy đánh, bởi vì nàng ra chiêu hoàn toàn không có phòng ngự, 100% tự là tiến công, mà Trần Húc có đôi khi muốn ra tay độc ác thời điểm quản dịch phản ứng lại rất nhanh, cái này lại để cho Trần Húc nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Lại như vậy xuống dưới đoán chừng thật sự dược động ở cái này tay của nữ nhân ở bên trong rồi. Trần Húc trong nội tâm một phát hung ác, rốt cuộc xem chuẩn quản dịch suốt đao đâm tới một cái không đương, né tránh nàng lưỡi dao sắc bén về sau thoáng cái nhào tới, hai người cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Đương nhiên quản dịch so sánh thảm, nàng chẳng những ngã, trên người còn đè ép cái Trần Húc, Động tác này là giả thuyết trong khi huấn luyện chưa từng có, bởi vì này dạng bổ nhào về sau, nếu như Trần Húc không thể lập tức chế ngự, đồng phục nàng, làm mất nàng dao găm, như vậy nữ nhân này tự tuyệt đối có thể lập tức đem dao găm đâm ngược đến trên lưng hắn. Thực như vậy Trần Húc tự triệt để cái chết phỉnh lên rồi. Nhưng là Trần Húc cứ như vậy bổ nhào về phía trước ngược lại, quản dịch đầu đụng trên mặt đất thoáng một phát, con mắt lập tức tự mở to. Mà nét mặt của nàng cũng không phải vừa rồi âm lệ cuồng bạo, mà là vẻ mặt mê mang cùng kinh ngạc trong tay đao cũng đâm vào giữa không trung, rốt cục nhẹ nhàng buông lỏng, rơi trên mặt đất. Rốt cục đã tỉnh lại, Trần Húc thở ra một hơi, lúc này thời điểm dưới thân nữ nhân này mới kêu lên, a, đau quá. Ngươi làm gì, làm gì, Trần Húc tức giận trả lời, hóa, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi tốt như bị chúng ta đồng dạng. Thiếu chút nữa giết ta, à, quản dịch cả kinh, cái này biểu lộ tuyệt đối không phải giả ra đến, sau đó nàng đau khổ suy tư thoáng một phát, cái này mới lộ ra nghĩ mà sợ biểu lộ, cũng không để ý Trần Húc tựu dán tại trên người nàng, rất là mê mang nói, vừa rồi, vừa rồi ta làm sao vậy? Vừa rồi ta giống như đột nhiên đặc hận ngươi, đặc muốn giết ngươi. Sau đó ta nhìn thấy trên mặt bàn có thanh đao, ngươi không có bị thương a? À? Không có, Trần Húc bò, sau đó đem nữ nhân này ôm. Cũng là vẻ mặt địa nghĩ mà sợ, nhưng là thiếu chút nữa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quản dịch vuốt cái ót bị đụng địa phương có chút mê mang nói, "Ta vừa rồi." Giống như đang nghe ca, nghe nghe tự mơ hồ, lại là ca, Trần Húc vô ý thức nhìn đồng hồ tay một chút, bởi vì một khi hắn gặp được giải quyết không hết sự tình hoặc là không hiểu sự tình đều hỏi Tiểu Mẫn, nhưng là hiện ở bên cạnh có người, lại không thể trước mặt mọi người hỏi thăm, thế nhưng mà Trần Húc chứng kiến đồng hồ thời điểm nhưng lại chấn động, bởi vì đồng hồ tinh thể lỏng bình bên trên biểu hiện ra cảnh giới. Có quán thâu bạo lực tin tức địa tiềm thức sóng âm. Tiềm thức sóng âm Trần Húc lập tức liền nghĩ đến cái kia khoản trợ giúp người giấc ngủ ngạch thanh tâm phổ thiện chú cùng lại để cho giọng hát nam thần kinh thác loạn đại bi chú. Cái kia lưỡng bài hát đều là thuộc về tiềm thức ca khúc, chỉ có điều tuyên bố tiềm thức tin tức nhưng lại đối với người có lợi địa phương. Mà cái này là đối với người có hại đấy. Nghĩ tới đây Trần Húc lập tức đã kêu nói, tất cả mọi người bộ che lên lỗ tai. Cái kia âm nhạc có vấn đề. Sau đó Trần Húc sẽ cực kỳ nhanh dùng quần áo đem lỗ tai cho bao lấy, xông vào phòng tắt đi âm ly cùng máy tính. Tiềm thức ca khúc, tại sao phải xuất hiện loại này ca khúc, hay vẫn là truyền bá bạo lực tin tức ca khúc. Trần Húc lại nhìn một chút đồng hồ, phát hiện trên đồng hồ nhắc nhở là phân tích nên tần suất sóng ngắn biểu hiện, nên tiềm thức âm nhạc hội mở rộng người bạo lực cảm xúc, khiến người phát sinh cực kỳ nghiêm trọng địa công kích người khác hoặc là tự mình hại mình khuynh hướng. Chứng kiến những lời này Trần Húc lập tức lại là cả kinh, nhìn về phía cái kia ngược lại trong vũng máu nam nhân, cái lúc này hắn đã là không được. Vốn Trần Húc cho rằng đây là mưu sát nhưng là hiện tại xem ra, đây là trần trụi tự mình hại mình hành vi. Cái này cũng thật là đáng sợ, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như loại này tiềm thức âm nhạc tại trên đường cái, hoặc là tại đài truyền hình công khai phát ra, như vậy đem sẽ có bao nhiêu người đã bị tổn hại. Hơn nữa người bình thường còn tuyệt đối không cách nào biết rõ nguyên nhân. Đây quả thực so một ít cao lực sát thương vũ khí còn muốn khủng bố. Lúc này thời điểm coi cảnh sát vang lên, một đám bọn cảnh sát vọt lên tiến đến, chứng kiến trong phòng thảm trạng về sau cũng là lắp bắp kinh hãi. Cầm đầu địa tên kia cảnh sát kêu lên, nhanh thông chi 120 cấp cứu. Còn có là ai báo cảnh, đến cùng chuyện gì xảy ra, vừa rồi Trần hút cùng quản dịch hai người đánh nhau đưa tới không ít vây xem cư dân. Lúc này thời điểm cả đám đều bắt đầu thấp giọng chuyện lấy, nhất định là tình giết, đúng vậy, đúng vậy. Đoán chừng chính là chàng trai làm, cô bé kia có thể là chết mất chính là cái kia bạn gái. Lần này có thể quả thực là oan uổng đại phát, trần húc vội và muốn cùng cảnh sát các thúc thúc giải thích kỳ thật vấn đề này theo chân bọn họ không có điểm quan hệ nhưng là cái kia dẫn đội địa cảnh sát tựu đi đến trước mặt hắn nói vị này đồng chí thì ngươi cùng chúng ta đi một chuyến a còn có mấy vị khác một chúng ta sẽ đối cả chuyện này làm hiểu rõ các ngươi là hiện trường duy nhất người chứng kiến tốt mà lần này trực tiếp đem trần húc địa mũ cho khấu trừ chết rồi trần húc vừa muốn nói chuyện bên cạnh một cái so sánh tuổi trẻ cảnh sát ca ca tựu sụ mặt nói hiện tại cái gì đó đều không cần nói chúng ta hội điều tra n người có quyền bảo trì trầm mặc trần húc thật sự muốn choáng luôn quản dịch cùng cao hiểu tiết đều đứng ra nói chuyện này cùng hắn không quan hệ đấy nhưng là vô dụng lúc này thời điểm xe cứu thương cũng đã đến một đám áo khoác trắng người hô to gọi nhỏ lấy vọt lên đi vào trần húc có chút phát điên nói ta có thể hay không gọi điện thoại hiện tại hai cảnh sát trao đổi thoáng một phát ánh mắt nói đánh đi lúc này thời điểm áo khoác trắng nhóm đám bọn họ mang cáng cứu thương vừa lớn hô gọi nhỏ vọt ra, Trần Húc bọn người vội vàng lại để cho qua một bên, mấy cái cảnh sát đi vào nhà xem xét manh mối rồi, Trần Húc lấy điện thoại cầm tay ra, nghĩ nghĩ trường học bên cạnh cái kia cảnh sát ca ca nói chuyện chỉ sợ không đủ sức nặng, bất quá khá tốt, thành phố cục công an vương cục trưởng điện thoại hắn cũng có. Lần trước chào giọng hát nam thời điểm nhớ kỹ đấy, vì vậy Trần Húc tự bấm vương cục trưởng điện thoại, chuyển được về sau bên kia thanh âm rất thân thiết, là tiểu húc đồng học à, ha ha, tìm thúc thúc sự tình gì, đối với Trần Húc, Vương cục trưởng hay vẫn là rất cảm kích, lần trước giọng hát nam sự kiện quá lớn, vốn là nhiều năm qua lần thứ nhất kéo vang lên cảnh báo, có thể nghĩ hắn lúc ấy vị trí kia ngồi chính là đến cỡ nào cẩn thận. Khá tốt Trần Húc bắt được giọng hát nam, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, cái này lại để cho hắn chẳng những không qua, ngược lại có công, hơn nữa Trần Húc một cái sinh viên mà thôi, lại là truyền thông bên trên tiểu danh nhân rồi, đối với người như vậy, như Vương cục trưởng loại này cấp những quan viên khác nhóm đám bọn họ vì mình danh tiếng hòa thân dân hình tượng, cho nên sẽ không bày cái gì cái giá đỡ, cũng không đáng đắn đo cái gì cái giá đỡ. Trần Húc vội vàng nói, Vương Thúc Thúc à, người còn nhớ rõ ta à? Ta bên này xảy ra chút việc, N, ta tại Thanh Dương lộ tại đây, không biết người có hay không nhận được tin tức, tự là vừa rồi, bên này trong chỗ có một nam nhân bị chặt rất nhiều đau đổ máu quá nhiều, mà ta vừa vặn lại tới đây, bởi vì đã xảy ra một ít tiểu hiểu lầm cho nên mới đến cái này cảnh sát thúc thúc đem làm ta là hung thủ rồi để cho ta trở về làm ghi chép cái kia là ta cùng bạn học ta báo cảnh à làm ghi chép là không có vấn đề cũng là có lẽ nhưng có thể hay không trước không đem ta định nghĩa tại hung thủ thân phận bên trên nghe xong lời này vương cục trưởng vội vàng tựu nói như vậy à ngươi tranh thủ thời gian lại để cho dẫn đầu nghe ta đến nói với hắn cũng khó trách vương cục trưởng có chút khẩn trương bởi vì cục cảnh sát có chút quy tắc hắn biết rõ. Đối với những cái kia hiểm nghi trọng đại nghi phạm, nhất là loại này gây án tính chất so sánh nghiêm trọng đấy. Thẩm vấn quá trình nào có như vậy nhã nhặn, nếu Trần Húc bị mang vào đi không nói hai lời trực tiếp phía trên một chút liệu, cái kia vấn đề tựu lớn hơn. Vị kia dẫn đầu cảnh sát thúc thúc nhận được điện thoại về sau lập tức vội vàng nói hảo hảo hảo, ta hiểu được. Sau đó nhìn Trần Húc sắc mặt đều hiền lành rất nhiều. Đoán chừng còn là vì Trần Húc bắt được giọng hát nam. Bởi vì những này bọn cảnh sát có lẽ sẽ không biết Trần Húc bộ dạng, nhưng tuyệt đối nghe qua tên của hắn. Trần Húc đem điện thoại lấy tới, đi đến một bên nhỏ giọng nói, Vương Thúc Thúc, còn có kiện sự tình ta không thể không nói, bất quá ngài ngàn vạn đừng tưởng rằng ta là đầm rồng hang hổ. Tự là vừa rồi cái kia người bị thương, toàn thân bị chặt hơn 10 đao, có rất lớn khả năng không phải người khác động tay, mà là chính bản thân hắn. Vương Cục trưởng nghe xong tự choáng váng, nói làm sao có thể. Hắn dỗi dãnh không có chuyện gì sao. Trần Húc sửa sang lại thoáng một phát tiểu mẫn cho tư liệu nói, thật sự. Vương Thúc Thúc, cái này sự tình phiền toái lớn rồi, lời nói không cung kính, chuyện này tuyệt đối không phải ngài cùng chúng ta thành phố có thể giải quyết được rồi. Cái kia, Vương Thúc Thúc, ta tuyệt đối không có không tôn kinh ý của ngươi, ngươi trước hãy nghe ta nói. Nghe được Vương Cục Trưởng có chút bất mãn ho khan một tiếng, Trần Húc vội vàng nói, vừa rồi ta vào nhà thời điểm, người nọ trong máy vi tính đang tại phát ra một thủ rất quỷ gì ca khúc đem làm ta nghe được cái kia ca khúc thời điểm liền không nhịn được đột nhiên có loại nóng tính bên trên tháo chạy cảm giác thật sự cùng chúng ta đồng dạng mà ta hai cái bằng hữu nghe xong cái kia bài hát về sau vậy mà hướng ta công kích ta một cái phi thường phải tốt nữ đồng học vậy mà cầm lấy đao đến đâm ta thật sự cùng nhập ma đồng dạng bên kia vương cục trưởng không thể tin nói câu không thể nào thật sự trần húc vội vàng nói ta tự mình kinh nghiệm sự tình làm sao có thể giả bộ ta xem qua một ít cùng loại tư liệu nói đúng là loại này ca khúc có thể là một loại tiềm thức ca khúc có thể thôi miên ảnh hưởng người tiềm thức trước đó không lâu không phải có đưa tin nói một nữ hài tử nghe người nào đó ca nghe nghe đột nhiên tự sát sao không sai biệt lắm tựu là loại ý tứ này loại này ca khúc có thể làm cho người trở nên vô cùng luống cuống muốn phát tiết hội dốc sức liều mạng công kích người khác cũng sẽ biết dùng sức thương tổn tới mình nếu như là vừa mới bị thôi miên ngược lại còn chưa tính coi như dễ dàng thanh tỉnh nhưng nếu như bị thôi miên quá sâu, tựa như vừa rồi người kia, chém chính mình hơn 10 đau đều sắp chết, hay vẫn là tại thôi miên chính giữa. Thiệt hay giả à, vương cục trưởng cũng có chút sợ, nói, tiểu húc à, người cũng đừng dọa thúc thúc, loại chuyện này khai không được vui đùa đấy. Người có phải hay không là khoa học viễn tưởng điện ảnh đã thấy nhiều. Nào có như vậy âm nhạc à, lúc này thời điểm trần húc bên tai đột nhiên bay tới một hồi âm nhạc, cùng với vừa rồi cái kia giống như đúc quỷ dị âm nhạc. Mà lúc này đây thần kinh có chút lớn đầu, hơn nữa một đầu lo lắng Trần Húc vội vàng hướng bắt tay vào làm cơ nói, đã nghe chưa? Tự là cái này âm nhạc, em M nhạc, ai càng làm cái kia âm nhạc cho mở ra. Trần Húc dùng quần áo cột lỗ tai xông vào phòng thời điểm, phát hiện một phòng bọn cảnh sát đều lâm vào mê mang chính giữa, một cái hai cái ngốc đầu gà đồng dạng đứng ở nơi đó, mà có người trên mặt cũng lộ ra cái loại này rất thống khổ, rất phức tạp biểu lộ. Trần Húc lập tức gọi hỏng bét, vội vàng xông đi lên đem máy tính cho đóng lại tiếng âm nhạc âm vừa mới vừa đứt, bọn cảnh sát nguyên một đám hình như là đại mộng mới tỉnh, có người phát hiện mình tay vậy mà đã đặt tại bao súng lên, lập tức tự là một thân mồ hôi lạnh. Sự tình vừa rồi đến cùng làm sao vậy, bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không nhớ ra được, ít nhất có thể nhớ tới chính mình vừa rồi đột nhiên xuất hiện một cổ sát ý, sau đó tự muốn đi phát tiết, sau đó có người liền chuẩn bị móc súng rồi. Nếu như chậm thêm bên trên nửa phút, cái kia rất có thể tự là một hồi thảm trọng đổ máu sự kiện lập tức liền có người đem chuyện này báo cáo nhanh cho vương cục trưởng vương cục trưởng nghe xong lập tức vội la lên hiện tại lập tức đem cái kia máy tính mang tới phải cẩn thận bên trong là bất luận cái cái gì tư liệu cũng không thể mất đi còn có đem tiểu húc cùng hắn mấy người bằng hữu thỉnh đến tổng bộ bảo hộ hiện trường không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào đồng thời nói cho bệnh viện tận lớn nhất cố gắng cứu giúp thương binh nghe được vương cục trưởng dùng thỉnh cái chữ này tất cả mọi người không dám chậm trễ hơn nữa vừa rồi hoàn toàn chính xác cũng thế, nếu như không phải Trần Húc phản ứng nhanh, chỉ sợ cái này phòng cảnh sát sống không được đến mấy cái. Sở hữu tất cả ở đây mọi người đều đối với Trần Húc tràn đầy cảm kích, ngôn ngữ trước khi càng là khách khí lại để cho Trần Húc đều có chút ngượng ngùng. Tuy nói làm cảnh sát phải làm tốt bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ chuẩn bị, nhưng là dù sao không có người muốn chết, thực tế hay vẫn là loại này không hiểu thấu chết kiểu này. Ngẫm lại sự tình vừa rồi, một đám người tựu là có chút không rét mà run. Trần Húc bọn người ngồi xe cảnh sát thẳng đến tổng bộ, lên xe trước khi quản dịch đem cái kia chiếc âm thanh thiên nhiên công thức cái chìa khóa cho một vị cảnh sát, nói lại để cho hắn phiền toái vật quy nguyên chủ thoáng một phát, vừa nhìn thấy xe này cảnh sát kia chính mình tự vui vẻ, nói, cái này không phải là vương ván cục trưởng công tử xe sao. Như thế nào tại người tại đây à? Quản dịch cùng Trần Húc nhìn nhau cười cười, nghĩ thầm cái này thật đúng là xảo à? Tại trên xe cảnh sát, Kinh hồn vừa định đường Bích Hiên tiểu muội muội lúc này mới đem sự tình vừa rồi nói một lần. Nàng tiến đưa bánh ngọt đã đến Thanh Dương lộ cái này địa chỉ, lúc ấy nàng gõ môn, đối phương sẽ đem nàng dẫn dụ đến rồi, có thể dẫn dụ đến về sau nàng đem bánh ngọt đặt ở trên mặt bàn địa thời điểm, đột nhiên nghe phía sau có quan hệ môn thanh âm. Đường Bích Hiên một cái nho nhỏ xinh đẹp nữ hài tử, tại nơi này lạ lẫm thành thị ở bên trong sinh tồn. Tự nhiên ngẫu nhiên gặp được một ít ngấp nghé nàng dung mạo người, cho nên nàng mặc dù có chút nhu nhược nhưng là tính cảnh giác phi thường cao, nghe được tiếng đóng cửa sau phản ứng đầu tiên tựu là xông vào bên cạnh phòng ngủ, sau đó gắt gao đóng cửa lại. Mà ở đóng cửa lập tức, nàng trông thấy người nam nhân kia dẫn theo dao phay hướng phía chính mình vào tới. Sau đó đối với môn dừng lại, một trầu không muốn sống cuồng chém. Cái này có thể thật sự đem đường Bích Hiên làm cho sợ hãi, cho nên vội vàng cho Trần Húc gọi điện thoại. Vốn cái lúc này nàng là có lẽ gọi điện thoại báo động, nhưng là đường Bích Hiên có đôi khi nghe được trên mạng có chút không tốt nghe đồn, nói thí dụ như có một tin tức chính là một cái cường đạo trong đêm sông vào gội đầu phòng. Cưỡng gian hơn nữa tàn nhẫn sát hại một cái nữ hài, cô bé kia bạn cùng phòng lúc ấy tự trốn ở phía sau cửa, gọi điện thoại cho 110 về sau thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới có người tới. Đây là một cái rất lưu hành thiếp mời, bài viết. Mặc dù nói hơn là cực cá biệt hiện tượng, nhưng lại cường điệu nếu như gặp được nguy hiểm, nhất định phải trước hướng chính mình quen thuộc địa người cầu cứu. Còn đối với đường Bích Hiên mà nói, mấy ngày nay Trần Húc cùng Cao Hiểu Tiết đối với chính mình đều rất tốt, đem nàng đem làm tiểu muội muội đồng dạng chiếu cố, cho nên trong lúc vô hình, cái này không có gì bằng hữu nữ hải tử liền trực tiếp đánh cho Trần Húc điện thoại. Sau đó vô cùng sợ hãi vượt qua cả đời chính giữa nhất hắc ám cái kia hơn 10, sau. Cái này hơn 10, sau nội, thật là số một ngày bằng một năm, bởi vì bên ngoài rất nhanh tự truyền đến người nam nhân kia dã thú giống như gào rú, mặc dù không có lại chém môn, nhưng là đường Bích Hiên nào dám mở cửa xem, thẳng đến nghe được Trần Húc thanh âm về sau mới dám ra đây, sau đó tự chứng kiến máu chảy đầm đìa một màn. Nhìn xem tiểu cô nương này thất kinh bộ dáng, quản dịch cùng cao hiểu tiết đều ôm an ủi nàng. Xe cảnh sát một đường lôi kéo còi cảnh sát, sẽ cực kỳ nhanh giết đã đến cục công an. Đã đến cục công an cửa ra vào, vương cục trưởng vậy mà thân tự chờ ở cửa, lúc này thời điểm hắn đã đã biết sự tình từ đầu đến cuối, nhìn thấy Trần Húc cũng rất thân thiết lôi kéo tay của hắn nói, tiểu húc à, cái này thúc thúc thật sự muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Nếu như không là ngươi, cái này chúng ta tổn thất tựu lớn hơn. Trần húc liên tục khách sáo, vương cục trưởng lôi kéo hắn đi vào văn phòng. Thư ký lên trà về sau, vương cục trưởng mới hòa nội một ít cán bộ nhóm, đám bọn họ hỏi thăm về sự tình cụ thể quá trình. Đều nói tiến cục cảnh sát rất sợ hãi, nhưng hiện tại Trần húc bọn hắn ngồi ở trên ghế salon uống trà. Bên cạnh bọn cảnh sát đều là nguyên một đám rất là hòa ái khách khí bộ dáng, Điều này thật sự là lại để cho Trần Húc bọn người có chút thụ sủng nhược kinh, tại đem sự tình khai báo một lần về sau còn có người không tin, nói cái này cũng quá khoa học viễn tưởng một chút ha. Vương Cục trưởng nghĩ nghĩ nói, Tiểu Húc, cái kia âm nhạc phát ra về sau trong thời gian ngắn là đối với không người nào hại địa sao. Trần Húc gật gật đầu, Vương Cục trưởng vỗ một cái tay nói cái này dạng, ta đi tự mình thử một chút. Cái này cả phòng mọi người tại khích lệ, Vương Cục trưởng một cái kính địa lắc đầu nói, chuyện này quá lớn, Đương nhiên tiểu Húc ta không là không tin ngươi, cũng không là không tin vừa rồi tự mình kinh nghiệm chuyện này các vị. Mà dù sao mắt thấy mới là thật, cái này ca khúc nếu quả thật đáng sợ như vậy, một khi truyền bá ra đến hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà tiểu Húc vừa rồi cũng nói rất đúng, loại chuyện này không còn là chúng ta một cái thành phố có thể quản được đâu rồi, được lập tức báo cáo cho thượng cấp, nghĩ ra thích đáng biện pháp giải quyết. Nếu như ta không chính mình thử một chút, cái kia một hồi lên trên báo đạo ta viết như thế nào? mọi người nghe xong lời này cũng là có lý vấn đề này quá khoa học viễn tưởng rồi nói ra đều sẽ bị người coi như là đầm rồng hang hổ không thử một chút làm sao có thể yên tâm vì vậy vương cục trưởng tự cùng một cái khác bối phận rất già cảnh sát đại thúc đem trên người có thể đả thương người đồ vật đều cầm ra rồi đem cái kia máy tính đặt ở một cái phong kín trong phòng thẩm vấn tìm một cái kỹ thuật viên đeo lên cách âm tai to mạch phụ trách thao tác những người khác ở bên ngoài thông qua camera nhìn xem tại vương cục trưởng làm thủ thế về sau cái kia kỹ thuật viên đem máy tính mở ra, quả nhiên theo khởi động máy, một cái nhuyễn kiện tự động nhảy ra ngoài, bắt đầu phát ra âm nhạc. Cái kia kỹ thuật viên rất là khẩn trương nhìn xem vương cục trưởng cùng vị kia cảnh sát đại thúc, mà hai người kia biểu lộ, vốn là khẩn trương giữ lực mà chờ, thẳng đến hơn 2 phút đồng hồ sau mới dần dần xuất hiện mê mang, tiếp qua đại khái một phút đồng hồ, hai người sắc mặt bắt đầu trở nên thô bạo, lúc này thời điểm Trần Húc lập tức thông qua microphone hô, lập tức đóng cửa âm nhạc. Chuyện này vốn không tới phiên Trần Húc như vậy cái tiểu dầu tương đương đến chỉ huy, nhưng vấn đề là ở chỗ này chỉ có hắn đối với cái này âm nhạc hiểu rõ nhất. Cái kia kỹ thuật viên nghe được mệnh lệnh về sau lập tức đóng cửa âm nhạc nguyễn kiện, mà không phải máy tính. Lúc này vốn cũng đã giúp nhau chầm chầm vào đối phương, chuẩn bị đánh đập tàn nhẫn hai người lập tức giống như đại mộng mới tỉnh tỉnh lại, giúp nhau không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đối phương, đầu đầy mồ hôi lạnh. Trần Húc bọn người vội vàng xông vào phòng, chứng kiến vương cục trưởng cùng vị kia cảnh sát đại bá không hề hình tượng co quắp ngồi dưới đất, vương cục trưởng có chút run cho hai người điểm bên trên yên nói câu lời thô tục, đồ chó hoang. Thật đúng là có như vậy khoa học viễn tưởng đồ vật à. Hai người vừa rồi phản ứng tuy nhiên chậm điểm, nhưng chắc là trong nội tâm chuẩn bị kỹ càng nguyên nhân. Nhưng dù là như thế, cũng không có nhiều chống đỡ mấy phút nữa. Bất quá bởi vì chuẩn bị kỹ càng, cho nên đối với quá trình này nhớ rất rõ ràng. Vừa rồi ta ngay tại nghe âm nhạc, trong nội tâm vẫn muốn không thể ra sai không thể ra sai, cái kia cảnh sát đại bá nhớ lại nói, nhưng là dần dần, ta chợt nghe có chút mê mẩn rồi, sau đó đã cảm thấy đầu óc càng ngày càng mơ hồ, lại sau đó tự là trong lòng một cổ hỏa thăng, giống như chính là muốn phá hủy hết thảy cái loại cảm giác này. Đúng vậy, tự là phá hủy hết thảy, tính cả tự chính mình. Lão Vương, người thì sao? Vương Cục trưởng hít một ngụm khói, cười khổ nói, ta với người không sai biệt lắm, tổng cảm giác muốn một quyền đánh xuyên qua địa cầu. Tất cả mọi người nghe xong đều là hoảng sợ, cái kia đúng như Vương cục trưởng theo như lời, cái này âm nhạc nếu như lưu truyền đi, cái kia không biết hội tạo thành bao nhiêu hỗn loạn. Cái này cũng hoàn toàn chính xác không phải bọn hắn một cái thành phố cục công an có thể giải quyết được rồi sự tình. Vương cục trưởng lập tức lại để cho thư ký đi chút hít báo cáo, chính mình vội vàng đả thông trong tỉnh điện thoại. Điện thoại bên kia vốn cũng không tin, nhưng vấn đề là Vương cục trưởng nói mình tự mình trải qua, cái này không thể không khiến thượng diện bắt đầu coi trọng. Cái kia kỹ thuật viên cùng Trần Húc đều nhìn một chút, phát hiện cái này âm nhạc kỳ thật chính là một cái đơn giản MP3 văn bản tài liệu, bởi vì người kia thiết lập khởi động máy tự động khởi động âm nhạc phát ra nhuyễn kiện, mà bài hát này cũng là tuần hoàn phát ra, cho nên một khởi động máy âm nhạc sẽ tiếng nổ. Đối mặt loại chuyện này, mọi người hiệu suất đều thật là cao, báo cáo cùng cái này âm nhạc văn bản tài liệu rất nhanh đã bị truyền đến trong tỉnh, trong tỉnh nghiên cứu thoáng một phát phát hiện thật sự như Vương cục trưởng theo như lời, lập tức tụ lại bên trên trình diện lại thượng diện. Mà lúc này Trần Húc tìm cái toilet né đi vào, bắt đầu hỏi Tiểu Mẫn. Bởi vì Trần Húc nhớ mang máng, ngày đó Kim Dung bày hiệp chuyện cái kia khoản trò chơi chính giữa thanh tâm phổ thiện chú, chỉ có Tiểu Mẫn phát ra mới được là hữu hiệu, những người khác thông qua thu đích thủ đoạn, cho dù là trực tiếp thông qua máy tính âm quỹ trong tiến hành bộ không tổn hao gì thu, tại cái khác trên máy móc phát ra đều là không có có hiệu quả đấy. Nhưng là Trần Húc kiểm tra một chút, cái này chính là một cái rất bình thường âm ly, dựa theo Tiểu Mẫn thuyết pháp, Loại này cấp bậc phần cứng có lẽ còn không cách nào đạt tới thôi miên hiệu quả. Loại này thuyết pháp là sai lầm đấy." Tiểu Mẫn giải thích nói, "Tương lai đối với cái này loại có thể ảnh hưởng tiềm thức, thôi miên đại não âm tần video đều là quản lý vô cùng nghiêm khắc, phải dựa theo chỉ định tiêu chuẩn đến tiến hành. Cái này cũng không bài trừ có ít người không lợi dụng loại này tiêu chuẩn, tự phát tiến hành nghiên cứu. Nguyên lai là như vậy, cái này tiềm thức âm nhạc tự nhiên là dùng hiện tại phần cứng tiêu chuẩn chế tác." như vậy nói cách khác nó có thể tại nhiệm ý trên máy móc phát ra cái này phiền toái tự lớn hơn quả nhiên phiền toái lớn rồi lúc chiều vương cục trưởng sắc mặt trầm trọng lấy tới một phần khẩn cấp văn bản tài liệu nói mọi người xem xem đi thật sự đã xảy ra chuyện trần Húc bọn người gom góp tới xem xét lập tức thay đổi sắc mặt văn bản tài liệu tiêu đề là ai cập vùng trung đông bộ thành thị lúc tác phát sinh đột nhiên bạo động hư hư thực thực cùng một thủ quỷ gì ca khúc có quan hệ audio điện tử võ tấn bền. Lúc tác là Ai Cập Trung Nam Bộ thành thị, ngồi đã rơi vào Cairo dùng Nam Nila sông bờ sông. Ở vào cổ Ai Cập đô thành thiếp Nam nửa bộ di chỉ lên, là nổi tiếng du lịch thành thị, cũng là được vinh dự thế giới lớn nhất lộ thiên nhà bảo tàng, cung điện chi thành. Hàng năm đều có hơn 10 vạn du khách theo toàn bộ thế giới các nơi mộ danh mà đến. Trên văn kiện biểu hiện cấp bậc là S thì ra là ý nghĩa độ cao cơ mật. Như vậy cơ mật văn bản tài liệu đừng nói là Trần Húc, mà ngay cả vương cục trưởng tại dưới bình thường tình huống cũng không có tư cách xem xét. Nhưng là lúc này đây vương cục trưởng với tư cách Trung Quốc cái thứ nhất phát hiện loại này âm nhạc người, cho nên có vinh hạnh đặc biệt này, mà vương cục trưởng đối với Trần Húc cũng có một loại rất không hiểu tín nhiệm, cho nên lại để cho hắn một xem. Ngay tại mấy giờ trước, lúc tác trên không đột nhiên vang lên một hồi rất quỷ dị âm nhạc, cái này âm nhạc là thông qua trung tâm chợ Quảng Bá phát ra, vì vậy tại vài phút về sau, lúc tác cư dân cùng các du khách đã xảy ra xung đột giao thông tê liệt, vô số cỗ xe đụng vào nhau, mọi người hai mắt huyết hồng đã bắt đầu dốc sức liều mạng, điên cuồng công kích bên cạnh có thể công kích một bạo loạn rằng con nửa giờ, thẳng đến âm nhạc chính mình đóng cửa. Mà cái này trong nửa giờ, căn cứ không hoàn toàn công tác thống kê, ước chừng 30 vạn người tham gia trận này bạo động, chết vì tai nạn người cao tới mấy vạn. Kẻ thụ thương càng là vô số kể, cổ xưa lúc tác, lập tức biến thành một mảnh tu la địa ngục. Chuyện này rất nhanh đưa tới toàn bộ thế giới khủng hoảng, căn cứ ở đây người sống sót nói, bọn hắn nghe được âm nhạc thời điểm mà bắt đầu nổi giận rồi, mà âm nhạc chấm dứt, tắc thì lập tức thanh tỉnh lại. Một cái có thể ảnh hưởng đến người tư duy âm nhạc, có thể làm cho một tòa thành thị lập tức biến thành tử thành âm nhạc. Cái này thật là đáng sợ, quả thực so bất luận cái gì lực sát thương vũ khí đều muốn đáng sợ. Vì vậy âm nhạc thấy hiệu quả tốc độ quá nhanh, hơn nữa cơ hồ là không khác nhau đó ảnh hưởng. Nhất là đối với cảnh sát, binh sĩ ảnh hưởng không thể không đi càng thêm đáng sợ. Bởi vì những người này trong tay đều xứng thương, lúc tác sự kiện tử vong nhân viên chính giữa, trong đó có một bộ phận cũng là bởi vì bị cảnh sát nổ súng bắn chết đấy. Cái này lại để cho người nhịn không được liên tưởng đến, nếu như cái này lúc bắt đầu vui cười tại không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống tại một cái có đóng quân địa thành thị hoặc là căn cứ quân sự trên không vang lên, như vậy kế tiếp hội tạo thành một loại đáng sợ cờ nào hậu quả. Lúc tác sự kiện chấn kinh rồi toàn bộ thế giới địa chính thức, vì để tránh cho khiến cho khủng hoảng, các quốc gia truyền thông đối ngoại tuyên truyền đều là lúc tác đã xảy ra không phải chính phủ võ trang tổ chức bạo động, hơn nữa Liên Hiệp Quốc đối với hắn tiến hành mãnh liệt khiển trách, nước Mỹ cũng lại một lần nữa dùng thế giới cảnh sát địa thân phận, tại sự tình phát 2 giờ về sau tự thông qua được quyết nghị. Tổ chức Liên Hiệp Quốc quân tiến vào chiếm giữ lúc tác. Về phần đang Trung Quốc trong nước, đối với cái này sự kiện tuyên truyền cũng gần kề cũng chỉ có một câu lúc tác bạo động, cái gì khác đều không có đề. Vì vậy sự tình nếu quả thật truyền đi chỗ tạo thành khủng hoảng tự quá lớn chỉ sợ căn bản không có bất kỳ quốc gia nào tổ chức có thể thừa nhận được được. Nhưng việc này dù sao giấu giếm cũng chỉ là dân chúng bình thường, quốc gia cơ cấu là căn bản giấu giếm bất trụ đấy. Cho nên khi nghe nói tại Hoa Hải City vậy mà cũng xuất hiện loại này quỷ dị âm nhạc, cho nên chính thức cơ hồ là lập tức tụ phái các chuyên gia cưới chuyên cơ bay tới. Cái lúc này Trần Húc trên đồng hồ cũng nhận được hách ái quốc địa khẩn cấp xin giúp đỡ. Ngày đó quân đội cho cái kia khoản đặc thù công cụ truyền tin cho SMMS thì ra là Trần Húc, mục đích cố nhiên là không muốn làm cho vị gia này không có việc gì sẽ tới xâm lấn thoáng một phát quân đội địa hệ thống qua mọi nhà chơi. Một phương diện khác cũng là hy vọng về sau có chuyện gì có thể liên lạc với vị này đại thần. Dù sao cùng SMMS hợp tác nhất định là một loại trường kỳ địa quan hệ, cho nên tại không có gì chuyện khẩn yếu dưới tình huống, quân đội cũng là sẽ không tùy ý tới quấy giày đấy. Dù sao cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều đến phiền toái người ta đại thần, như thế nào đều có chút băn khoăn. Bất quá chuyện này rất nghiêm trọng, hoàn toàn chính xác rất nghiêm trọng. Trần Húc cũng lập tức tướng tướng quan tư liệu cho quân đội phát tới, trong đó tự kể cả thôi miên tiềm thức nguyên lý chờ các loại, nhưng chuyện kế tiếp Trần Húc chỉ có thể nói, thực xin lỗi, ta cũng không phải thần. Chuyện này ta cũng chỉ có thể âm thầm làm một ít điều tra, nhưng rất khó có cái gì phá giải phương pháp. Nhưng nếu như về sau quả thực có phần tử khủng bố lợi dụng loại thủ đoạn này làm ác, như vậy thỉnh lập tức phát ra cái này lúc bắt đầu vui cười mới có thể đủ đối với cái loại này có ác ý tin tức tiềm thức âm nhạc có khắc chế địa tác dụng. Trần Húc cho quân đội tự nhiên là cái kia thủ đại bi chú, có thể nói đại bi chú cùng cái kia thủ bị các quốc gia quân đội quan dùng danh hiệu vi ác ma chi ca âm nhạc là vừa vặn khắc tinh. Đại bi chú là nguồn gốc từ tại Phật môn chính đạo phạm âm. Đem làm có trong truyền thuyết cái loại này Phật tổ cũng làm sư tử hống, cho phạm nhân dùng cảnh tỉnh tác dụng. Đại bi chú có thể làm cho người theo đáy lòng tỉnh lại chán ghét sai lầm của mình mà ác thì là lại để cho người theo đáy lòng sinh ra không cách nào ức chế tội ác lưỡng bài hát khúc nếu là đối đầu cái kia đồng thời phát ra hội sinh ra cái dạng gì hậu quả đâu này hoặc là nói có phải hay không cái nào giọng đại cái nào có thể chiến thắng đâu này đương nhiên không phải như thế ảnh hưởng tiềm thức ca khúc dựa vào là cũng không phải giọng đại mà là thôi nguyên. cho nên trước khi ác ma thanh âm tuy nhiên không lớn nhưng lại có thể làm cho người nghe xong cũng có chút mê mẩn có phần giống như loại trong truyền thuyết cái loại này có thể khiếp người tâm hồn tác dụng. Quản dịch cao hiểu tiết cùng vương cục trưởng bọn hắn đều tự mình thí nghiệm qua. Dùng tự mình thí nghiệm kinh nghiệm mà nói, bọn hắn lúc ấy đều là cảm giác được đáy lòng đột nhiên sinh ra một cổ sát ý, tốt hướng đại não ở bên trong có người đang gọi lấy, giết hắn đi. Giết hắn đi, loại này tiềm thức ảnh hưởng là rất ma huyến, bởi vì tự lấy vương cục trưởng cùng cảnh sát hình sự đại đội trưởng đội trưởng hai người nghe xong về sau cảm giác mà nói a. À, hai người vốn là tự nhận thức quen biết vài thập niên quan hệ cũng rất tốt mà ở nghe xong cái này lúc bắt đầu vui cười về sau trong đầu không tự giác tự sẽ nghĩ tới đối phương chỗ hỏng chức vị của hắn so với ta cao tiền lương so với ta cao thậm chí lúc nào hắn uống trộm của ta nước hắn cái này khuôn mặt nhìn xem thật sự là lại để cho người phiền chờ chờ căn bản không tính là nguyên nhân nguyên nhân tại loại này âm nhạc thôi miên xuống những ngày lông gà vỏ tỏi bất mãn bị vô hạn mở rộng mở rộng đến thậm chí muốn động tay giết người tình trạng. Mà đại bi chú vừa vặn tới trái lại, cái kia bài hát khúc đối với người tiềm thức ảnh hưởng là từ bi, hướng mở phương hướng suy nghĩ, tình ngộ sai lầm của mình, đạo người hướng thiện. Cho nên hai chủng âm nhạc đối với người ảnh hưởng hoàn toàn tự là mở rộng thiện niệm cùng ác nghiệp, như vậy giao phong, trên cơ bản có thể giúp nhau đang tiến hành hòa. Bởi vì vô luận là người nào, trừ phi là trong truyền thuyết thánh nhân, nếu không không thể nào là không có ác niệm chỉ có thiện niệm, mà dù là lại đại gian đại ác người cũng đều có thiện lương một phương diện. Người bản thân tựu là mâu thuẫn đấy, thiện cùng ác ở giữa giao chiến từ khi đã có trí tuệ về sau ngay tại đấu tranh. Cho nên lưỡng lúc bắt đầu vui cười đồng thời phát ra sẽ để cho người xa vào đến kịch liệt biệt tư tưởng trong mâu thuẫn. Biểu hiện phương thức tắc thì đại khái là tại nguyên chỗ tiến hành suy nghĩ, mà sẽ không dù thế nào đối với người bên cạnh triển khai công kích. Cho nên chỉ cần tranh thủ đến phương diện này thời gian không sinh ra hỗn loạn, như vậy kế tiếp có thể có đặc thù chấp pháp nhân viên đeo lên không bị âm nhạc quấy nhiễu tai nghe tìm ra ác ma chi thanh âm ngọn nguồn. Cho dù không cách nào bắt được tội phạm, nhưng lại có thời gian có thể tắt đi âm nhạc, hơn nữa bảo trì ở xã hội trật tự. Đương nhiên, đại bi chú cùng ác ma chi bất đồng chính là Đại bi chú cần đặc thù phần cứng thiết bị, mà ác ma chi ca tắc thì không cần. Bất quá đại bi chú cần thiết bị cũng không phải rất khó, dùng trước mắt kỹ thuật hoàn toàn có thể đủ chế tạo đi ra, chỉ có điều so hiện tại bình thường máy tính các âm thanh địa yêu cầu cao hơn nhiều mà thôi. khách khái quốc nhận được cái này âm nhạc thời điểm vui mừng quá đỗi, bởi vì lúc trước hắn địa cầu cứu gần kề chỉ là muốn thử xem xem, không nghĩ tới SMMS thật sự có giải quyết địa biện pháp. Cái này chẳng những càng phát lại để cho hách hái quốc cảm thấy SMMS cao thâm mà chắc, càng thêm kính sợ, hơn nữa cái này thủ đại bi chú đang thí nghiệm về sau cũng làm ra gần như hoàn mỹ hiệu quả. Có thể cam đoan chính là, chỉ cần có cái này thủ đại bi chú tại, như vậy tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện kế tiếp lúc tác sự kiện hai hoa à hai hoa mới được là vương đạo à thật muốn xảy ra chuyện gì ai cũng chịu không được loại kết quả này dù là bắt không được đối phương nhưng có thể có thứ gì có thể khắc chế nó thoáng một phát cũng là tốt trần lũc cung cấp tư liệu rất hưởng hết em m tần phần cứng nhu cầu tần suất phát ra chờ các loại khách ái quốc nói buổi tối hôm nay có thể làm thành thành phẩm sau đó thí nghiệm về sau lập tức cấp cho đến cả nước tất cả thành thị chính giữa sau đó an bài nhân viên chuyên nghiệp tiến hành giám thị, một khi cố ý bên ngoài, tốt xấu có thể đem ngoài ý muốn khống chế tại nhỏ nhất địa phạm vi trong vòng. Trong nước chuyên gia chạy đến địa thời điểm Trần Húc đang nghiên cứu người bị hại cái kia đài máy vi tính. Hôm nay địa sự tình nguy cấp, cho nên Cục Công an làm việc hiệu suất cũng siêu cao. Trong vòng một canh giờ cũng đã xác nhận bị thương nam tử thân phận. Nên nam tử tên là Mông Trùng, là tại cái thành phố này lên đại học, tốt nghiệp đã có 2 năm nhưng đến nay không có chính thức công tác. Hắn thu nhập nơi phát ra là ở một ít trên website làm nguyễn kiện bình luận chắc công tác, là một gã thâm niên mạng lưới bình luận viên. Mà thông qua hắn máy tính chính giữa sử dụng ghi chép đến xem, người này hay vẫn là một gã hacker. Trần Húc tại hắn trong máy vi tính phát hiện hồng khách liên minh chuyên dụng thông tin nguyễn kiện, đã được biết đến hắn thường dùng ID gọi là Tiểu Bạch Mông, tại hồng khách trong liên minh coi như là nổi tiếng nhân vật số má, tuy nhiên so ra kém quản bình chiều càng không sánh bằng lam sắc bảo bối, nhưng lại đã ở tráng niên sớm mập phía trên càng có cái ngoại hiệu gọi là mảng lưới phi cơ trinh sát một gã hacker ít có tinh thông sở hữu tất cả máy vi tính phương diện có am hiểu quan sát lỗ thủng có am hiểu phá giải mật mã có am hiểu ngụy trang số liệu cũng có am hiểu phòng thủ mông trùng người này chỉnh thể trình độ tuy nhiên không được tốt lắm nhưng là tại điều tra phương diện nhưng lại đỉnh cao thường xuyên có thể tìm được một ít không muốn người biết đồ vật trần húc xem xét chính là hắn máy vi tính sử dụng ghi chép căn cứ vương cục trưởng cùng hách ái quốc cung cấp tình báo đến xem, khai phát ra cái này âm nhạc tổ chức hoặc là cá nhân trước mắt mà nói đều không có nhằm vào Trung Quốc y tứ, như vậy mông trùng đã nghe được bài hát này khúc, rất có thể là một cái trùng hợp. Mà nếu như là trùng hợp, như vậy cái này đài máy vi tính chính giữa, có lẽ hội ghi chép một ít gì đó. Trần Húc thẩm tra mông trùng máy tính chính giữa sử dụng ghi chép cùng với mấy khoản nguyễn kiện tin tức, rốt cục đem mục tiêu tập trung tại một cái nước ngoài vực tên bên trên, cái này vực tên thông qua trong nước mạng lưới là không thể đi lên, bởi vì nước ngoài vô cùng nhiều vực tên cùng IP đều là bị phong lại, bất quá vấn đề này căn bản không tính là vấn đề, sử dụng đại lý phi thường đơn giản. Trần Húc năm đó băng giúp lão ba bên trên yêu thành lúc sau đã đùa là quen việc dễ làm rồi. Cái này địa chỉ là một cái nước ngoài cùng loại với blog đồng dạng cá nhân trang chủ, trang chủ bên trên là một mảnh màu đen khủng bố sắc điệu. Loại này khủng bố sắc điệu đại khái là hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi ưa thích đùa siếc, nhưng trong ngoài nước có ít người điểm xuất phát lại bất đồng trong nước một ít tuổi không lớn lắm đang đứng ở phản nghịch kỳ bọn nhỏ ưa thích dùng loại này sắc điệu cùng khủng bố âm nhạc cấu thành trang chủ đến biểu hiện ra bản thân không giống người thường cùng cá tính phản nghịch nhưng là ở nước ngoài đương nhiên không bài chứ có loại đứa bé này nhưng có ít người sử dụng loại này khủng bố sắc điệu tắc thì không phải là vì hù người mà là vì bọn hắn thờ phụng chính là hắc ám cơ đốc giáo tuy nhiên đã chiếm cứ toàn bộ thế giới một nhiều hơn phân nửa người tín ngưỡng nhưng là tại Tây Phương đã có rất nhiều cố ý cùng cơ đốc giáo đối nghịch, những người kia thờ phụng chính là sa tăng. Bây giờ không phải là thời trung cổ thần quyền trí thượng đích niên đại, phản bội nghịch nhiều người, thờ phụng sa tăng đã không phải là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình, mà kinh khủng hơn là quy tắc còn có một chút làm hành vi nghệ thuật, giao thân xác đâm ngàn vết lở loét trăm lỗ giả trang ma quỷ đều có. Tiến nhập cái này website về sau Trần Húc phát hiện website ở bên trong cũng không có nội dung, tự là một mảnh màu đen mang theo huyết tinh khủng bố nhạc dạo, bên trong không có nhật ký chỉ có một chút ca khúc trần húc đem ca khúc download xuống lại để cho tiểu mẫn kiểm tra một chút phát hiện đây chỉ là một chút ít rất bình thường ca cũng không có cái loại này có thể ảnh hưởng đến người tiềm thức địa tác dụng trần húc có chút không thế nào cam tâm vì vậy xâm lấn cái này website server phát hiện thượng diện toàn bộ đều là lỗ thủng hắn dễ dàng tự tiềm nhập đi vào sau đó đã tìm được liên tiếp kết nối đến cái này cá nhân trang chủ địa chỉ ip ghi chép có thể đang lúc Trần Húc muốn đi theo cái này y địa chỉ tiếp tục xâm lấn thời điểm, thượng diện các chuyên gia chạy tới, không nói hai lời sẽ đem Trần Húc cho đá đi ra ngoài. Ai, người trẻ tuổi không có nhân quyền à, bất quá khá tốt phương cục trưởng nói, vị này Trần Húc đồng học là bắt cắt hít hầu nam cùng với thủ phát hiện ra trước mông trùng cùng với cái kia có thể ảnh hưởng đến đại não âm nhạc, những này mắt cao hơn đầu các chuyên gia này mới khiến hắn tiến đến đứng ngoài quan sát. Cắt hít hầu nam đối với những này các chuyên gia mà nói không sao cả, nhưng cái thứ nhất phát hiện loại này có thể ảnh hưởng tiềm thức âm nhạc người, nhưng lại rất có giá trị. Trần Húc tại chuyên gia hỏi thăm hạ nhớ lại thoáng một phát ngay lúc đó quá trình, sau đó nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy được cái này âm nhạc địa tác dụng tựu là thôi nguyên, nhất là đem làm người đắm chìm ở âm nhạc trong đó thời điểm. Nói cách khác càng dụng tâm nghe thời điểm lại càng dễ dàng say đắm ở trong đó. Hơn nữa cái này âm nhạc hoàn toàn chính xác rất là có thể hấp dẫn người, bất chi bất giác sẽ đắm chìm tại âm nhạc giai điệu nhịp điệu bên trong, mà đắm chìm về sau đại não cũng có chút không bị khống chế rồi. Giống ta lúc ấy cái kia người bằng hiếu, đường bích hiên, nàng cũng là bởi vì sợ hãi mà núp ở phía sau cửa. Cho nên âm nhạc tuy nhiên tại tiếng nổ, nhưng bởi vì nàng quá sợ hãi, cho dù có nghe được cũng không có cái gì phản ứng, loại này có tai như điếc thật ra khiến nàng đã tránh được một kiếp. Nghe được Trần Húc nói như vậy, các chuyên gia ngược lại là đối với hắn cải thiện thoáng một phát ánh mắt cầm đầu một gã mặc quân trang treo lưỡng gạch tam tinh trung niên nhân hòa ái nói: "Tiểu bằng hữu, người nói rất đúng, điểm ấy chúng ta chuyên gia cũng nghiên cứu đã qua. Lúc này đây thật là đa tạ ngươi rồi, cảm ơn ta." Trần Húc gãi gãi đầu ha ha cười: "Ta phải làm địa phương, bất quá lời này nói một chút cũng không khiêm tốn, bởi vì Trần Húc nghĩ thầm các ngươi đích thật là có lẽ cảm ơn ta, cảm ơn ta một thân phận khác. Hắc hắc, tên kia thượng tá quân Hàm Văn chức chuyên gia vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đương nhiên là muốn cảm ơn ngươi." bởi vì căn cứ chúng ta trong tay lấy được tư liệu, trên cơ bản đã xác nhận, chuyện lần này kiện là một cái tên là sa tăng tổ chức làm đấy. Ngay tại này trước đó không lâu, nên tổ chức đã tuyên bố thanh minh đối với lúc tác sự kiện phụ trách, hơn nữa uy hiếp nước Mỹ phóng thích nên tổ chức vài tên bị bắt thủ lĩnh. Nếu như 24 tiếng đồng hồ ở trong không chiếm được giải quyết, như vậy bọn hắn sẽ lại một lần nữa địa chế tạo khủng bố sự kiện, địa điểm chính là tại nước Mỹ tùy ý một tòa thành thị. Không thể nào, cái kia chuyên gia gật gật đầu nói, tại lúc tác chế tạo sự kiện lần này một là vì giết gà dọa khỉ, tìm một chỗ làm thí nghiệm. Cái thứ hai là vì lúc ấy Rockefeller công ty phó tổng giám đốc một đoàn người tại lúc tác du lịch. Rockefeller công ty người biết ha, thao túng lấy dầu mỏ giá cả, hơn nữa tính toán bên trên là toàn Mỹ lớn nhất buôn bán vũ khí, bọn hắn lúc ấy đi đàm một số súng ống đạn được sinh ý. Nói đến đây thời điểm bên cạnh một người thọt cái này chuyên gia, cái kia chuyên gia cười nói cái này không có gì, rất nhiều người cũng biết. Chưa tính là bí mật, sau đó hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, Rockefeller gia tộc một mực rất thờ phụng cơ đốc giáo, là thành kính địa giáo đồ. Sa tăng địa ý tứ cũng rất rõ ràng, bất quá những này không phải vấn đề gì, trên quốc tế cũng sớm đã đem sa tăng định nghĩa vì tà giáo cùng với khủng bố tổ chức. Bất quá thế lực của bọn hắn phân bố tại châu Mỹ châu Âu cùng châu Phi chiếm đa số, Á châu rất ít, cho nên trên cơ bản cùng quốc gia của ta là kéo không bên trên cái gì quan hệ đấy lúc này đây sự tình tiểu bạch mông đã nhận được cái này âm nhạc có thể là vô tình ý đấy a à, đừng như vậy xem ta tiểu bạch mông là hồng khách người trong liên minh hồng khách liên minh cùng quân đội một mực có trao đổi cho nên ta biết rõ hắn cũng không kỳ quái ta cũng biết tiểu bạch mông ngoại hiệu mạng lưới phi cơ trinh sát thường xuyên sẽ phát hiện một ít người khác phát hiện không được thứ đồ vật cho nên chúng ta căn cứ cái này đến đoán chừng tiểu bạch mông là trong lúc vô tình phát hiện bài hát này khúc sau đó chúng chiêu cũng không phải sa tăng người muốn đối với chúng ta quốc gia ra tay. Trần Húc gãi gãi đầu, kỳ thật hắn cũng là nghĩ như vậy đấy, bởi vì hắn tuy nhiên không biết sa tăng, nhưng là căn cứ tư liệu đến xem, Nigeria địa người cùng Trung Quốc có cái gì cùng xuất hiện à? Vì vậy Trần Húc tự hỏi, cái kia nước Mỹ là như thế nào trả lời thuyết phục hay sao? Thượng tá nở nụ cười thoáng một phát, như vậy trước mặt mọi người vẽ mặt địa sự tình nước Mỹ như thế nào sẽ đồng ý? Xem bọn hắn tổ chức Liên Hiệp Quốc quân như vậy tích cực, khó không phải tại đánh loại này âm nhạc chủ ý. Bởi vì S, nói đến đây thượng tá đột nhiên dừng lại một chút, nói tiếp, bởi vì căn cứ chúng ta chuyên gia nghiên cứu, tiềm thức tin tức công tác chính là ngày sau chiến tranh một cái trọng yếu thủ đoạn. Loại thủ đoạn này rất là hữu hiệu hơn nữa ẩn nấp, nhưng là bất đắc dĩ hiện tại các quốc gia tuy nhiên đều tại nghiên cứu, nhưng khổ nổi không có tiến triển. Lần này không nghĩ tới lại để cho Satan nhanh chân đến trước rồi, lão Mỹ lớn như vậy động tác, đơn giản cũng là muốn đạt được nghiên cứu của bọn hắn tư liệu cùng nhân tài. Nước Mỹ bên kia đã nghiên cứu ra đối ứng phương pháp, tự là cầm đại loa đến đối kháng cái này âm nhạc. Bọn hắn bộ đội đặc chủng hôm nay đã trang bị cách âm tai nghe, hoàn toàn thông qua thống nhất kênh hạ đạt mệnh lệnh, một khi cố ý bên ngoài cũng có thể lập tức xử lý, về phần hội tạo thành cái gì tổn thất tựu không rất rõ. Trần Húc nghe hắn nói thú vị, nhịn không được cười nói, đúng thế, chỉ có ngày hôm trước làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý à. Thượng tá cũng đang cười, nói, tự là đạo lý này, cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải bắt được đám người kia, bất kể là chúng ta quốc gia hay vẫn là quốc gia khác. Đối với những này kỹ thuật vi cũng là muốn muốn, bởi vì tiềm thức tin tức không chỉ có chỉ là có thể hại người, càng lớn tác dụng là có thể trợ giúp người. Bất quá việc cấp bách là không thể để cho Satan tăng lại tiếp tục tồn tại xuống dưới, bằng không thì một ngày kia đến phiên tự chúng ta trên đầu, vậy làm phiền tự lớn hơn. Trần Húc gật đầu đồng ý, lúc này thời điểm bên cạnh chuyên gia hưng phấn nói, đã đã tìm được tiểu bạch mông xâm lấn chính là cái người kia máy vi tính địa chỉ rồi, đang tại sâm lấn đi vào, đối phương không có phát giác, tư liệu cũng đã đã tìm được. Cái gì tư liệu cái gì tư liệu, các ngươi xem, cái kia chuyên gia rất là kích động nói, cái này rõ ràng cho thấy một đài tư nhân máy tính, WINDOWSV cá nhân người sử dụng. Cái này đài trong máy vi tính mặc dù không có cái gì trọng yếu vi phạm lệnh cấm đồ vật, nhưng lại có như vậy một cái ca khúc văn bản tài liệu tự là đặt ở trên mặt bàn đấy đoán chừng lúc ấy tiểu bạch mông tựu là hiếu kỳ đem cái này văn bản tài liệu đã copy sau này trở về mới xuất hiện sự tình phía sau. Tiểu bạch mông dỗi dãnh được nhức cả trứng à, hắn khảo âm nhạc văn bản tài liệu làm gì vậy, nghe được Trần Húc như vậy gọi cái kia thượng tá tự nhịn cười không được, nói người cho rằng tiểu bạch mông mạng lưới phi cơ trinh sát ngoại hiệu là được không hay sao. Cũng là bởi vì hắn tại trộm người ta thứ đồ vật thời điểm trộm nhiều, loạn thất bát tao cái gì văn bản tài liệu đều trở về cầm. Cho nên thường thường có thể phát hiện rất nhiều vật hữu dụng. Trần Húc nghe xong, nghĩ thầm rất phi tiểu bạch mông đồng học không đáng, lòng hiếu kỳ quá tràn đầy xem ra cũng không phải cái gì chuyện tốt, vì vậy Trần Húc tự nói, cái này người trong máy vi tính lại có đồ vật gì đó. Có sa tăng các thành viên thân phận không vậy? Không biết, chuyên gia nói, xem địa chỉ là ở Nigeria thủ đô A Bố Cổ, vừa vặn chúng ta chỗ đó có đại sứ quán. Thượng tá gật gật đầu, lập tức nhớ cái cụ thể địa chỉ đi gọi điện thoại rồi. Tuy nhiên chưa nói cụ thể là chuyện gì, nhưng là Trần Húc biết rõ, hắn nhất định tìm người đi tiến hành đã điều tra một giờ về sau lập tức liền có vẽ truyền thần phát tới thượng tá xem xét sau liền không nhịn được nhíu lông mi trần húc vội hỏi chuyện gì xảy ra thượng tá không có đem vẽ truyền thần cho hắn mà là đưa cho sau lưng các chuyên gia nói người của chúng ta đi trễ đến đó cái địa chỉ về sau mới phát hiện người nọ đã bị chết chết rồi hả sự tình lại một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc chú nigeria đại sứ quán nhân viên công tác đuổi đi qua lúc phát hiện nơi đó là một người da đen, đã tử vong đã lâu, nguyên nhân cái chết là tự sát, cùng tiểu bạch mông đồng dạng, thân thể nhiều chỗ bị thương, đã hư thối không thành bộ dáng. Nigeria thì khí trời nóng dọa người, người này chết tại chính mình trong căn hộ đã có mùi rồi, nhưng phụ cận không có người ở lại cho nên người khác không biết, đoán chừng tử vong thời gian đã vượt qua 24 tiếng đồng hồ, mà máy tính tắc thì một mực khai. Manh mối đến nơi đây tựu lại đã đoạn, chân Húc buồn bực không vui trở về, dù sao hắn một đệ tử thân phận ở chỗ này gấp cái gì đều không thể giúp đã bị chạy về đi ngủ đã đến chỗ ở đẩy môn liền phát hiện trong phòng một mảnh đen kịt trần húc lập tức liền có chút hít chóng mặt nghĩ thầm dựa vào sẽ không lại bị cúp điện a à. trong phòng bếp một mảnh ngọn nến hào quang quản dịch cùng cao hiểu tiết đang ngồi ở trước bàn ăn cười cười nói nói trần húc tiện tay ấn xuống một cái công tắc điện ba đèn vậy mà sáng cái này trần húc tự lại choáng luôn nghĩ thầm cái này rõ ràng có điện à Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp nói chuyện, quản dịch cùng cao hiểu tiết tự cùng một chỗ gọi, này. Đem đèn đóng đóng, không có điểm tư tưởng nói. Sau đó còn có một nữ hài hồng hộc cười, trần húc một nghe thanh âm, dĩ nhiên là đường bích hiên tiểu cô nương. Nàng như thế nào cũng ở nơi đây, lúc này thời điểm quản dịch xông lại, trực tiếp tắt đèn, lôi kéo trần húc tự hướng phòng bếp đi, vừa đi một bên oán trách, hiện tại mới trở lại. Một trở lại sẽ đem hảo hảo hào khí cho phá hư hết, người có biết hay không hôm nay ngày mấy à? Trần Húc một đầu sương mù, ngày mấy, lễ tình nhân à, cao hiểu tiết tại trong phòng bếp hô, ai nha nha, thật là một cái đại mộc đầu, liền ngày hôm nay cũng không biết. Trần Húc lúc này mới kịp phản ứng, làm cả buổi là lễ tình nhân à. Hôm nay ra loại chuyện này hắn sớm đem lễ tình nhân sự tình cấp quên đến sau đầu mặt đi. Bất quá Trần Húc cùng nàng hai người đấu võ mồm chơi đùa cũng chơi thói quen, ha ha cười nói, xin nhờ, quỷ Tây Dương địa ngày lễ có cái gì sống khá giả hay sao? Muốn qua tự qua đêm thất tịch, tốt, quản dịch thoáng cái bắt được Trần Húc sơ hở trong lời nói, người nói à, đêm thất tịch muốn cùng chúng ta qua. Ta muốn đi dạo phố, nghe xong lời này Trần Húc hận không thể quất chính mình một cái và miệng tử. Không phải đâu tỷ tỷ, dạo phố, Trần Húc biết rõ cùng nữ nhân này dạo phố kinh khủng đến cỡ nào. Nàng có thể theo một đầu phố khởi điểm vừa ý một bộ y phục. Nhưng là một đường đi dạo đến tới hạn đi tìm rất tốt quần áo, đón lấy lại một đường đi dạo trở lại, trở lại đệ nhất ra phải nhìn, nữa cái này hai cái nhà đầu cười cái kia sao trang điểm xinh đẹp đấy, Trần Húc mới mặc kệ các nàng đâu. Chứng kiến đường Bích Hiên cười nói, tiểu nha đầu, người như thế nào cũng cùng hai nữ nhân này trở lại rồi. Còn nói sao, quản dịch vỗ Trần Húc thoáng một phát, sẵn giọng chúng ta bốn người đều bị đuổi việc á, Lý Kiến Nam cái kia tiện nam tìm một đống lớn lý do, nói cái gì đã xảy ra án mạng đối với trong tiệm ảnh hưởng không tốt các loại. Làm hại Bích Hiên cũng bị chúng ta cho làm phiền hà. Cái gì, Trần Húc giật mình nói nói, bị đuổi việc rồi hả? Cái kia tiền lương đâu này? Quản dịch cười đắc ý, cái kia tiện nam nói chúng ta không có ký hợp đồng, không để cho phát lương nước. Nhưng hắn cảm thấy khả năng sao? Có chúng ta cao hiểu tiết đồng học ở đây, hắn thành thành thật thật cuối cùng đem tiền công đều cho kết toán rồi, ta tại đâu đó đã làm cả buổi, cầm 15 khối tiền, cũng xem là tốt rồi. Trần Húc chứng kiến cao hiểu tiết tại đâu đó cười đắc ý, tại rất là hiếu kỳ hỏi ngươi như thế nào lại để cho hắn cho ngươi tiến hay sao? Cao hiểu tiết cười rất là bay lên, mở miệng tựu là một câu lão nương, hừ, lão nương cùng quản dịch còn có bích hiên tại đâu đó đã ngồi đến chưa, một vừa uống trà vừa ăn bánh ngọt một bên thảo luận một chút hoa điệp hiên sữa bò đến cùng có không có vấn đề. Cuối cùng khách nhân đều bị sợ chạy, cái kia tiện nam đành phải cho chúng ta đem tiền lương cho kết liễu. Trần hút đổ mồ hôi thoáng một phát, nói các người cường hãn. Cao hiểu tiết tự nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ nói, xin nhờ, chúng ta điểm này tiền lương không có nhiều, còn không có buổi chiều mấy cái bánh ngọt nhiều tiền đây này. Nhưng Bích Hiên tân tân khổ khổ một tháng không thể làm không công a. À. Nàng tiền công khẳng định phải cầm trở lại đấy. Quản dịch cũng ha ha cười nói, tự là là được. Lần này mặc dù ngay cả mệt mỏi Bích Hiên, bất quá chúng ta bánh ngọt điếm lập tức cũng muốn khai trương, bởi vì vì chúng ta đều muốn lên học. Đang cần một cái có thể trường kỳ băng giúp chúng ta quản lý, cho nên đặc xính Bích Hiên đến chúng ta nơi nào đây công tác, thế nào, có đồng ý hay không. Trần Húc nghe xong đã kêu tốt, bởi vì hắn cũng muốn trợ giúp cái này rất nhu nhu yếu ớt nữ hải nhi, một mặt là bởi vì lão đại, một phương diện tắc thì là vì vậy nữ hải đích xác là rất làm cho người ta thương đấy. Hơn nữa quản dịch nói cũng đúng vậy, bốn người bọn họ đệ tử mở cửa tiệm, không có khả năng 24 tiếng đồng hồ đều tại đâu đó, cùng đường Bích Hiên tuy nhiên nhận thức thời gian không dài, nhưng có thể cảm giác được nàng là một cái rất có thể làm cho người tin tưởng người, có nàng địa tại đâu đó, Trần Húc cũng rất yên tâm lúc này thời điểm cao hiểu tiết bị kích động kêu lên tốt à tốt à cái này người đến đông đủ ăn cơm ăn cơm sau đó ba nữ hài tử cũng rất bận việc theo sóng vi ba trong lò lấy ra đồ ăn quản dịch còn như làm ảo thuật đồng dạng biến ra một lọ rượu đỏ cùng bốn cái ly đế cao cao hiểu tiết cầm qua rượu đỏ nhãn hiệu nhìn nhìn đều là không biết văn tự vì vậy hiếu kỳ hỏi cái đó mua đất à cái gì nhãn hiệu hay sao quản dịch ha ha cười dùng dụng cụ mở chai thuần thục mở ra nắp bình sau đó nhẹ nhàng đến hơi có chút tại ly đế cao chính giữa, đối với ánh nến chiếu chiếu nói, ta theo trong nhà mang tới, n, không đắt, chừng 100 khối tiền mà thôi, nhìn xem thú vị tựu mang đã tới. Cũng không biết là cái gì nhãn hiệu đấy, Trần Húc cắt một tiếng, nói, hơn 100 rượu đỏ còn đùa chính nhi bát kinh đấy, lấy tới ta đến ngược lại. Vì vậy Trần Húc mượn qua bình rượu, cho bốn cái trong chén tất cả đổ nửa chén. Cảm giác kia cùng ngược lại bia giống như địa, quản dịch mắt trắng không còn chút máu, thật là như nhai mẫu đan, không có điểm tình thú. Cái chai câu trên chữ là anh ngữ Petru, thì ra là tiếng Latin trong điệp Peter, dùng chúa Jesus môn đồ ST. Peter mệnh danh đấy, là thế giới đỉnh cấp rượu đỏ một trong, hơn nữa sản lượng cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa chai này rượu năm hay vẫn là 82 năm, thật muốn tính toán, hiện tại chai này rượu giá cả tối thiểu tại 3 vạn 5 nghìn khối tiền đã ngoài. Kết quả Trần Húc uống một ngụm, nói N, hương vị coi như cũng được, rất trượt, so trường thành làm hồng tốt hơn nhiều. Quản dịch thiếu chút nữa bật cười, nói, muốn hay không thêm điểm tuyết bích. Trần Húc nghe xong tựu nói, N, cho ta thêm điểm, rượu này rất hương, nhưng không ngọt. Quản dịch rất dứt khoát nước mắt, nhìn xem Trần Húc cầm bình tuyết bích bỏ thêm đi vào, uống uống cảm giác mùi vị không tệ, khen một câu, so vừa rồi ngọt khá hơn rồi, mà cao hiểu tiết cùng Bích Hiên cũng muốn thêm điểm, bị quản dịch khích lệ ở, nói rượu này tuy nhiên không đắt, nhưng là không thể như vậy trà đạp, Tuyết Bích lúc nào không thể uống à? Hiện tại hay vẫn là thành thành thật thật uống rượu đỏ a? À? Chê cười à, không biết loại này đỉnh cấp rượu đỏ đều là không đường, kẹo đấy sao? Châu U địa rượu đỏ kỹ thuật lắng động mấy trăm năm mới rốt cuộc tìm được theo rượu nho bên trong thoát đường, kẹo phương thức. Người như vậy một thêm Tuyết Bích, không phải càng làm đường, kẹo thêm đi trở về sao? Rượu đỏ bò biết Tết còn có quản dịch mang đến trứng ca muối, cái này là buổi tối hôm nay đồ ăn, xem rất tiểu tư, bất quá ăn trần hút cắn một cái trước mặt bò bít tết lập tức con mắt tựu mở to ngồi ở hắn đối diện quản dịch cười nói ăn ngon a à. người cái kia khối bò bít tết thế nhưng mà ta tự mình sắc thuốc à. người xem tự chính mình đều ăn cao hiểu tiết làm đấy đủ cho mặt mũi người a à, của ta lần thứ nhất ai lời này nói quá mập mờ rồi đường bích hiên nghe không hiểu ngược lại là không có gì cao hiểu tiết tắc thì cười thiếu chút nữa nâng cốc phun ra đến mà trần húc lúc này thời điểm cũng không rảnh đi nhận thức lời kia bên trong đích mập mờ rồi lần thứ nhất n cái từ này là có chút mập mờ bất quá tại có chút đặc biệt dưới tình huống lần thứ nhất ý nghĩa chỉ sợ càng thêm đáng sợ nhất là nấu đồ ăn trần húc rất cố gắng lộ ra cái khuôn mặt tươi cười vừa muốn nói gì quản dịch tựu nói người không sẽ cảm thấy ta đốt không thể ăn a à. như vậy đã có thể quá đả thương người ra tâm rồi nhất định phải ăn xong à trần húc nhìn xem quản dịch mặt cố gắng mà nghĩ phân biệt nàng rốt cuộc là cố ý cả chính mình hay là thật tự là lần đầu tiên nấu đồ ăn nhưng nhìn xem nữ nhân này vẻ mặt chờ mong giống như trẻ em ở nhà trẻ vừa làm một kiện chính mình cho rằng rất rất giỏi sự tình chờ đợi bị lão sư khích lệ đồng dạng trần húc cũng rất cố gắng mà cười cười nói n ăn ngon nói xong câu đó về sau trần húc tự ôm rượu đỏ dốc sức liều mạng địa rót chơi ạ trong nhà muối không cần tiền à còn có cái này thịt bò đây là cho người nguyên thủy ăn sao bên trong vậy mà đều là mang huyết đấy. Bên trong mang huyết còn chưa tính, là trọng yếu hơn là bên ngoài hay vẫn là tiêu, hiện lên các bon hình dáng đồ vật. Cái này lại để cho Trần Húc nhớ tới chính mình lần thứ nhất cùng các bằng hữu đi leo núi đổ nướng, đó là tại tiểu học năm thứ hai địa thời điểm, lúc ấy tự đồ thú vị, cái gì đó đều không có chuẩn bị cho tốt. Tự dẫn theo một khối thịt, một điểm muối lên rồi. Thịt heo hay vẫn là cái loại này lưỡng cân nặng khối lớn, không có cắt cái chủng loại kia. Về phần những thứ khác, cái gì đồ nướng khung, dầu cùng với loạn thất bát tao gia vị đều không mang. Đồ nướng kết quả có thể nghĩ, cái kia thịt sấy nướng tự cùng hiện tại đồng dạng, bên ngoài cùng than cốc giống như trong đất còn bốc lên tơ máu đây này. Sau này trở về tất cả mọi người kéo lưỡng thiên địa bụng. Bất quá cũng có một chỗ tốt, bởi vì lúc ấy mang thịt là mập gầy tương liên địa thịt ba chỉ, thịt mỡ bị dùng lửa đốt về sau luyện ra dầu mỡ heo nhỏ tại thịt nạc lên, cái này mới phát hiện bị dầu tích qua thịt sấy, nướng tự cũng không tiêu rồi, vì vậy đã biết rõ lần sau đi đổ nướng lúc đem dầu mang lên. Ngẫm lại chính mình khi đó cùng hiện tại, Trần Húc đã cảm thấy không thể đánh như vậy kích quản dịch tin tưởng. Không nghĩ tới nữ nhân này là biểu diễn vũ đạo võ thuật mọi thứ đều biết, quả thực là một cái tuyệt thế yêu tinh, không nghĩ tới xuống bếp lúc lại trở thành cái này bức đức hạnh. Ai, quả nhiên trời cao đúng là công bình à, nhìn xem Trần Húc ăn rất vui vẻ, nhưng thật ra là đem nước mắt cùng độc dược cùng một chỗ hướng trong bụng nuốt còn mạnh hơn nhan cười vui, quản dịch cười con mắt ngoặt khom trở thành một tháng sáng, tại dưới ánh nến thật là kiều mị động lòng người. Nến đỏ chập chờn ba cái như hoa như ngọc nữ hài tử ngồi ở trước bàn. Mấy người đều không nói lời nào, nhưng hào khí cũng rất có một phen cảm giác ấm áp. Trần hút cái này là lần đầu tiên qua lễ tình nhân, không nghĩ tới tự cùng ba nữ hài tử cùng một chỗ, tuy nhiên chính giữa có một cái là chính mình khẳng định không thể động, nhưng mặt khác còn có hai cái thẩm mỹ phải chết muốn sống cô nàng cùng mình cũng có như vậy vài phần mập mờ, Nghĩ vậy Trần Húc đã cảm thấy bỏ biết tết cũng không có khó như vậy ăn hết, loại cảm giác này thật sự rất không tồi. Ăn vào một nửa, quản dịch đột nhiên một vỗ bàn nói, buổi tối hôm nay chúng ta bốn người như thế nào ngủ à? Trên giường giỏi ngủ hạ ba người sao? Cái đề tài này có chút sự thật, Cao Hiểu Tiết cùng Trần Húc liếc nhau cũng nhịn không được nghĩ tới đêm hôm đó kiểu diễm, vì vậy lập tức đưa ánh mắt tách ra, đỏ mặt cúi đầu không nói. Đường Bích Hiên vội vàng nói, à à, cái kia, tự chính mình trở về ở là được rồi không cần phải xen vào ta đấy vậy không được cao hiểu tiết nói bích hiên người ở cái chỗ kia cũng quá lệch nhưng lại như vậy loạn người một nữ hài tử ở tại đâu đó rất không an toàn hoặc là ngay tại chúng ta tại đây ở a quản dịch đã ở khích lệ trần húc phụng trộm hỏi cao hiểu tiết các ngươi đi nàng nơi đó cao hiểu tiết gật gật đầu nói xế chiều hôm nay ngươi không phải ở lại cục công an bên trong nha ta cùng quản dịch không có việc gì liền mang theo bích hiên hồi hoa điệp hiên rồi sau đó không phải là bị cái kia tiện nam cho đuổi việc mà về sau ta cùng quản dịch đã giúp Bích Hiên đem một ít gì đó đưa trở về. Bởi vì nàng ở quá xa rồi, tại đây còn thả một giường chăn mền buổi tối ngủ địa phương. Bích Hiên trong nhà ở cái đó à, rất thiên rất thiên, cơ hồ là ngoại ô thành phố rồi. Chỗ đó chị An rất loạn, không qua phòng ốc thuê tiện nghi, một cái phòng nhỏ một tháng tự 70 khối tiền, bất quá cái kia phòng rất phá, lại ẩm ướt nấm mốc khí vừa nặng. Hơn nữa lộ hai bên đều là cái loại này tiểu tiệm uốn tóc à các loại, lóe lên đèn đỏ cái chủng loại kia, tựu là trong truyền thuyết làng chơi rồi. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nói đến làng chơi lúc hắn liền nghĩ đến phòng ngủ lão nhị tần tiểu ngạn đất khô một kiện rất sự tình bẩn thỉu. Bởi vì vì bọn họ đám người kia mới từ trường cấp 3 lên đại học thời điểm kỳ thật đều là rất thuần khiết đấy. Thiệt nhiều sự tình cũng không biết, làng chơi cái tên này tuy nhiên trước kia ngẫu nhiên có nghe nói qua, nhưng là không biết cụ thể là làm gì vậy đấy. Hợp hiệp đại đằng sau một đầu phố tựu là cái đèn đỏ khắp nơi trên đất địa phương, trời vừa tối đầy đường lập loè đều là màu đỏ ngọn đèn. Hơn nữa đều là một ít tiệm uốn tóc à, khách sạn à các loại địa phương. Tiệm uốn tóc thượng diện đều viết gội đầu, mát xa, bảo vệ sức khỏe chờ chờ chữ. Kết quả có lúc trời tối tần tiểu ngạn muốn hớt tóc phát, không nghĩ qua là liền chui tiến một chỗ như vậy ở bên trong rồi. Kết quả một cái mặc vô cùng bạo lộ tiểu thư vừa cho hắn vuốt vuốt đầu sẽ đem bàn tay đến tiểu ngạn giữa hai chân đi, bị hù tiểu ngạn tranh thủ thời gian ném đi 10 khối tiền gội đầu phí, đỉnh lấy một đầu bong bóng đã chạy ra đã đến. Nghe được đường Bích Hiên ở tại đâu đó, Trần Húc cũng tự lo lắng rồi, đồng thời cũng có chút tiểu bội phục. Bởi vì tục ngữ nói nam nhân có tiền tựu đổi bại, nữ nhân đổi bại thì có tiến. Đương nhiên phía trước một đầu khác nói, Trần Húc cảm giác mình hiện tại cũng rất có tiến đấy. Nhưng hay vẫn là như vậy thuần khiết thuần khiết cùng tiểu bạch hoa tựa như khục khục, tự biên tự diễn có chút xấu hổ liệt bất quá nữ nhân đồi bại thì có tiếng như thế lời nói thật, dùng đường bích hiên như vậy địa điều kiện, tùy tiện nàng khai cái giá rất nhiều rất nhiều người giàu có tự chính mình dán lên đây bất quá nàng nhưng vẫn hay vẫn là như vậy tự lập, cho dù thời gian qua kham khổ, nhưng lại hay vẫn là như vậy vui vẻ chịu đựng cô gái như vậy tử thật rất khó được à vì vậy Trần Húc cũng nói, bích hiên hoặc là người cứ tới đây ở A à? cùng lắm thì buổi tối hôm nay ta ngủ phòng khách, ngày mai sẽ tìm đại điểm phòng ở. Người một cái tiểu cô nương ở tại đâu đó hoàn toàn chính xác không an toàn, có trời mới biết lúc nào thì có cái hán tử say sông vào trong phòng của ngươi mặt. Cao hiểu tiết vỗ trần húc thoáng một phát, có như vậy khích lệ người đấy sao? Bất quá muốn nói đến khích lệ người, tự nhiên là quản dịch đồng học sở trường nhất, vì vậy nữ nhân rất thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra đường bích hiên tại sao phải cự tuyệt. Vì vậy nàng nghĩ nghĩ tự nói, như vậy đi, bích hiên ngươi buổi tối hôm nay về trước đi cũng thành bất quá đem đồ đạc của ngươi đều thu thập thoáng một phát ngày mai ta cùng cao hiểu tiết đi tìm một gian đại điểm phòng ở đến lúc đó mọi người cùng nhau trụ tiến đến như thế nào bích hiên ngươi không nên cự tuyệt ngươi có thể giao tiền thuê nhà địa phương hơn nữa tin tưởng ta ta tìm phòng ở giá cả cũng sẽ không cao đi nơi nào đến lúc đó chúng ta mấy người cùng một chỗ đem tiền thuê nhà chia sẻ một chút tuyệt đối sẽ không so ngươi bây giờ chỗ ở muốn quý đấy Cao hiểu tiết lập tức sẽ hiểu quản dịch ý tứ cười nói, đúng vậy a à, đúng vậy a. À. Bích Hiên, người nhìn người lập tức muốn tới chúng ta tại đây đi làm. ở tại nơi này bên cạnh cũng gần một ít, nhưng lại an toàn một ít. người phải biết rằng hà, chúng ta đều là đệ tử trong tiệm chủ yếu hay là muốn giao cho người tới chiếu cố mới được là. nghe nói như thế Đường Bích Hiên cũng có chút ý động. đương nhiên nàng khẳng định biết là quản dịch các nàng tại chiếu cố chính mình. hơn nữa nàng có thể nhìn ra, các nàng địa loại này chiếu cố là không mang theo mọi khác ý nghĩa địa phương. Tuy nhiên đường bích hiên niên kỷ so ở đây địa mấy người đều muốn nhỏ hơn 1-2 tuổi, nhưng là nàng nếm qua đau khổ thế nhưng mà rất nhiều, kinh nghiệm sự tình gặp được người cũng rất nhiều. Xã hội này thật là sự thật, nàng bái kiến rất nhiều người, nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy loại này không so đo được mất rất dứt khoát sẽ tới trợ giúp nàng đấy. Nghĩ tới đây đường bích hiên tự cảm giác mình nếu từ chối tự quá làm kiêu, vì vậy tự cảm kích gật đầu. Ha ha, bích hiên đồng ý, cao hiểu tiết cao hứng vỗ bàn tay, giơ lên chén rượu nói, đến đến, mọi người chúng ta uống một cái. Rượu đỏ không say người, nhưng là người lại tự say. Vừa rồi một cái cạn ly, ba nữ tử mặt đều có chút đỏ lên, tại dưới ánh nến càng là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Nhất là quản dịch, sóng mắt lưu truyền, nói không ra kiều mị động lòng người. Quản dịch vốn chính là cái loại này tướng mạo đặc yêu mị nữ sinh, hôm nay uống chút rượu trên mặt treo đỏ ửng không ngừng cho Trần Húc ném tiến đưa trời thu rau cải xôi, điều này thật sự là lại để cho Trần Húc có chút chịu không được rồi. Cười hắc hắc nói, vật này ăn không sai biệt lắm, chúng ta có thể trước bật đèn đi à nha. Thật sự là không có tình thú rõ ràng si, quản dịch vỗ vỗ cái chán, Trần Húc thừa lúc cơ hội vội vàng đem trong mâm nửa khối bò biết tết cho lấy được cái bản dưới đáy. Thứ này lại ăn có thể thật sự muốn mạng người đấy. Động tác này quản dịch không thấy được, nhưng là cao hiểu tiết cùng đường bích hiên nhưng lại buồn bực phía dưới đến hồng hộc cười, Trần Húc Tự liếc mắt hạ giọng nói, hai người các ngươi là cố ý a à? Cố ý làm cho nàng để làm hay sao? Cao hiểu tiết che miệng, con mắt đều cười ngoặt khom, xin nhờ được không? Người ta đại mỹ nữ tự mình xuống bếp đến cấp ngươi làm bò biết tết là vinh hạnh của ngươi mới được là. Nữ nhân này tuyệt đối là cố ý đấy. Trần Húc rất muốn lấy nàng tròn vào mông đít nhỏ đập bên trên hai cái, nhưng tưởng tượng cái này càng mập mờ cho nên coi như xong. Chứng kiến Trần Húc nhìn mình chằm chằm mông đít nhỏ, Cao Hiểu Tiết sướng sờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi bấm véo Trần Húc thoáng một phát, véo Trần Húc thiếu chút nữa ngao một tiếng kêu đi ra. Mà lúc này đây Trần Húc trên đồng hồ lại đột nhiên một hồi điên cuồng chấn động, Trần Húc sướng sờ, nói ta đi nằm toilet, sau đó tự nhanh chóng tránh thoát. Trên đồng hồ là hách ái quốc phát tới khẩn cấp tin tức. Bởi vì tiểu mẫn là có điện thoại công năng, cho nên Trần Húc sẽ làm lý một thẻ điện thoại di động tiếp tại cái này đài từ bên ngoài đến trên máy vi tính cho nên hiện tại tiểu mẫn tại nhiệm ý thời khắc cũng là có thể liên tiếp, kết nối đến mạng lưới đấy. Hai khái quốc tin tức có chút nghe giận cả người, ngay tại vừa rồi, 15 phút trước khi, sa tăng phần tử khủng bố tại Seattle thành phố trên không phát ra cái này thủ ác ma ca, nước Mỹ chính phủ tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức sử dụng đại công suất tạp âm tới đối kháng, cuối cùng là tại phát sinh không thể vãn hồi đổ máu sự kiện trước khi đem âm thanh nguyên cho tắt đi, nhưng lại chưa bắt được bất luận cái gì tội phạm. Nhưng là sự tình này lại cho toàn bộ thế giới gõ vang một cái cảnh báo, bởi vì sử dụng tạp âm phòng ngự tuy nhiên có thể phát ra nổi nhất định được hiệu quả. Nhưng là đối với dân chúng tổn thương cũng là cực lớn, nhìn xem kế tiếp Seattle thị trưởng văn phòng vô số trách cứ tín cùng điện thoại sẽ biết, kế tiếp đủ nước Mỹ chính phủ đau đầu, đến cùng giải thích như thế nào loại chuyện này đâu này. Bất quá nước Mỹ chính phủ đau đầu mặc kệ Trung Quốc sự tình, nhưng là từng quốc gia cũng đều muốn nếu như sa tăng cái này đám người điên đến quốc gia mình ứng nên ứng phó như thế nào một ngày không bắt được sa tăng đám người kia, tụ một ngày tuyệt đối không thể buông lỏng. Nhưng là giống như là Trần Húc nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý à. Nhưng là lần này hách ái quốc mang đến nhưng lại một cái phi thường tốt tin tức. Trải qua các chuyên gia cẩn thận điều tra, rốt cuộc tại Nigeria cái kia người chết máy tính chính giữa đã tìm được một tấm hình. Cái này tấm hình là 5 người chụp ảnh chung, mà có thể khẳng định chính là, cái này chụp ảnh chung chính giữa hai người, đúng là đã bị nước Mỹ chính phủ chỗ bắt được, bây giờ là sa tăng yêu cầu phóng thích, sa tăng tổ chức hai gã người lãnh đạo vật. Cái này tấm hình hách ái quốc cũng phát đi qua, năm người toàn bộ đều là người da đen, đậm trọng địa màu đen làn da đặc thù, lời nói đối với châu Phi huynh đệ không thế nào cung kính. Tại Trần Húc trong mắt xem ra sở hữu tất cả người da đen lớn lên đều là đồng dạng, thật giống như tại một ít người nước ngoài trong mắt xem người châu Á trường địa cũng đều là đồng dạng địa giống như địa phương. Chính giữa địa hai người tên gọi là Mế Ngoá Đức cùng Điều Ta Ca là sa tăng địa hai gã người lãnh đạo, bất quá bọn hắn lại cũng không là châu Phi địa quốc tịch, hai người đều là sinh trưởng ở địa phương địa người Mỹ, mà sa tăng cái này nửa tổ chức nửa tôn giáo đồ vật này nọ. Chính là bọn họ thành lập, đầu độc một ít châu Phi địa huynh đệ, dùng tự do vi khẩu hiệu đến phiến động đến bọn hắn gia nhập giáo hội. Hai người kia cùng 2004 năm xa lưới. Từ nay về sau sa tăng vẫn không có buông tha cho đối với hai người địa nghĩ cách cứu viện công tác. Mà có nghe đồn nói, bởi vì sa tăng tổ chức thu hết đi lên địa tiền tài hoàn toàn tự khống chế tại hai người này địa trong tay sa tăng tại không năm địa thời điểm đã từng hồng cực nhất thời tại châu phi giáo đồ cũng đã cao tới 30 vạn người đã ngoài lại tính cả châu u cùng châu mỹ thành viên lại để cho bọn hắn kiếm đã đến tối thiểu 1 tỷ đô la đã ngoài của chìm phú mà khoản này tài phú nơi cất giấu địa phương tự hoàn toàn chỉ có mễ ngõa đức cùng điều ta ca mới biết được cho nên sa tăng địa người cứu bọn họ chỉ sợ cũng là vì cái kia bút lớn của chìm phú trên tấm ảnh địa trái đếm đệ nhất chính là cái kia người da đen. Tự là đã bị chết ở tại Nigeria địa cái kia không may địa ra hỏa. Hắn địa tính danh tư liệu hiện tại đã điều tra ra rồi. Gọi là kéo bằng ngựa tư, là một cái cao cấp lập trình viên, nhưng không nghĩ tới cũng là Satan tăng người lãnh đạo vật một trong. Kéo bằng ngựa tư chết, trải qua hiện trường địa nhân viên phân tích hẳn là nguyên ở nội chiến. Trên tấm ảnh còn lại thân phận của hai người tuy nhiên còn không có có điều tra rõ ràng nhưng căn cứ máy tính sử dụng ghi chép đến xem, cái này lúc bắt đầu vui cười là một cái y gọi là sơ địa người chia hắn địa phương. Nói chuyện phiếm ghi chép bên trên đều có biểu hiện bọn hắn đã từng nói qua cái gì. Mấy có lẽ đã có thể để xác định cái này sơ tựu là hai người kia chính giữa một trong. Danh hiệu vi bò cạp, bò cạp đem cái này âm nhạc chia kéo bằng ngựa tư hơn nữa lửa gạt hắn mở ra. Lại cũng không nói gì cái này âm nhạc tác dụng, chỉ là đầu độc tính nói đây là một thủ hội ca cái này dụng tâm lại không thể vị không ngoan độc rồi. Kéo bằng ngựa tư mở ra âm nhạc văn bản tài liệu. Cho nên tự nhiên mà vậy chúng chiêu, mà nhân viên kỹ thuật căn cứ địa chỉ IP truy tra đi qua thời gian. Lại phát hiện đối phương đã đã ẩn tàng chính mình thực là chân thật địa chỉ. Nhưng là không thể nghi ngờ, trên tấm ảnh hai người khác cũng hẳn là sa tăng địa người lãnh đạo viên. Nhưng vấn đề là hai người đều đeo kính dâm thấy không rõ gương mặt, mà hôm nay vừa rồi không có có thể thông qua hình ảnh tiến hành tìm tòi động cơ cho nên vì mau chóng địa đem sa tăng địa thành viên bắt được. Trung Quốc đã đem này ảnh chụp chia nước Mỹ chính phủ, phát động hết thảy lực lượng bắt đầu thẩm tra này hai người địa thân phận chân thật. Hai khái quốc đến tìm Trần Húc, tự là muốn hỏi một chút SMMS đại thần có biện pháp nào không có thể đem chuyện này cho giải quyết. Vì vậy Trần Húc tự lại để cho tiểu mẫn đối với ảnh chụp quan sát thoáng một phát. Nhìn xem có thể hay không tìm được phù hợp hai người này bên ngoài địa ghi chép, nhưng rất là tiếc nuối, tiểu mẫn niệm miệng người tổng điều tra hệ thống chính giữa chỉ có đối với Trung Quốc công dân ghi chép. Đối với cái này hai cái người nước ngoài là không có cách nào địa bất quá chiêu này không thể thực hiện được. Trần Húc còn có mặt khác địa đường đi, hình ảnh tìm tòi động cơ. Hôm nay địa võng lạc tìm tòi động cơ chỉ có thể nhằm vào văn tự mấu chốt chữ đến tìm tòi, muốn thông qua hình ảnh đến tìm tòi thì không cách nào làm được đấy. Nhưng kỳ thật cái này gần kề chỉ là một loại vấn đề nhỏ, đối với ở hiện tại địa người đến nói là lâm vào nghĩ cách địa một cái góc chết, mà thực sự không phải là trước mắt địa kỹ thuật phân biệt cách. Hình ảnh tìm tòi động cơ chính thức xuất hiện tại 10 năm về sau, có thể căn cứ trên hình ảnh tin tức đến tìm tòi ra tương tự địa đồ phiến. Nhưng là gần kề chỉ là tương tự mà thôi, muốn đạt tới 100% địa nhất trí cái kia là không thể nào đấy, bất quá muốn như vậy tìm. Cái kia tìm phạm vi tiểu đại địa nhiều hơn, nếu như người này tại trên Internet không có ảnh chụp. Hoặc là nói hắn dứt khoát cả qua dung mạo, vậy thì hoàn toàn là mò kim đáy biển rồi. Bất quá không biết là Trần Húc vận khí tốt hay vẫn là cái gì, lại vẫn thật làm cho hắn tại trên mạng đã tìm được một chương so sánh tương tự địa ảnh chụp. Ảnh chụp địa võng trang là một cái tin tức, bất quá tin tức trong đất cho nhưng lại đem Trần Húc cho bị hoảng sợ hãi hùng khiếp vía. Tin tức thời gian tựu là tại một tháng trước, là đến từ nước Mỹ địa một cái khảo sát đoàn đến Thượng Hải tiến hành thương vụ khảo sát, mà cái này khảo sát đoàn chính giữa tựu có một người cùng trên tấm ảnh phải mấy người thứ hai trường địa phi thường địa như, nhìn xem đưa tin cái này khảo sát đoàn tại thượng hải địa ngốc địa thời gian là 3 tháng nói cách khác người này hiện tại còn tại thượng hải khi biết tin tức này về sau thượng diện lập tức tự áp dụng hành động trời ạ à, cái này tương đương với một cái không định giờ địa vũ khí hạt nhân phóng tại thượng hải à nếu là hắn một kíp nổ cái kia ma đều thì xong rồi thượng diện nhận được tin tức này lập tức tự phái người hành động rất nhanh cũng tự xác định người này địa thân phận tuy nhiên xem không có gì chỗ khả nghi nhưng hiện tại hoàn toàn tự là thà rằng giết lầm một ngàn không thể buông tha một cái, thực sự cái gì hiểu lầm ngoại giao thủ đoạn lại đến giải quyết, việc cấp bách là phải đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh chính giữa. Bắt tiến hành vô cùng thuận lợi, đợi cho Trần Húc bên này thu thập xong bản ăn địa thời điểm tự nhận được hách ái quốc địa cảm tạ tin tức. Người kia tên là Dimis, cũng đích xác là đã từng sa tăng tổ chức một thành viên. Đối với cái này hắn thú nhận bộc trực, hơn nữa hắn cũng khai ra cuối cùng một tên địa thân phận cùng với hắn có thể sẽ tập kích thành thị. Sở dĩ nói là đã từng là vì Dimis tại một năm trước cũng đã thối lui ra khỏi cái này cái tổ chức. Hắn dùng phân đến địa tiến tại nước Mỹ mở một nhà ngoại thương công ty, đem tiền đen tẩy trắng. Mà khi nghe nói kéo bằng ngựa tư lại bị bò cạp giết chết về sau, Dimis lập tức đem mọi chuyện cần thiết đều cung khai rồi. Hơn nữa thỉnh cầu quốc tế tổ chức bảo hộ, bởi vì tại năm người chính giữa, bò cạp là bạo lực nhất cũng là tàn nhẫn nhất địa một cái, đồng thời cũng là nhất kiên trì địa một cái. Hắn kiên trì muốn phá vỡ cái thế giới này. Đồng thời hắn cũng là một cái tôn giáo cùng khoa học cuồng nhân. Căn cứ Dimiss suy đoán, bò cạp thứ hai mục tiêu công kích có lẽ sẽ ở nước Mỹ North Dakota châu thủ phủ Bismarck. Bởi vì nơi này là bò cạp lớn lên địa phương, hơn nữa 91% đã ngoài địa đều là người da trắng, thiên chúa giáo cùng đạo tin lành ở chỗ này cũng rất phát đạt. Bò cạp từ nhỏ ở chỗ này tựu đã bị kỳ thị, nếu như hắn muốn thật sự công kích một chỗ khu Bismarck hẳn là chọn lựa đầu tiên, tại đã được biết đến tin tức này về sau Trung Quốc lập tức thông báo nước Mỹ chính phủ. Hơn nữa giúp đỡ bọn hắn một đám khẩn cấp đặc thù âm ly. Đương nhiên, đây tuyệt đối không phải miễn phí, về phần bao nhiêu chỗ tốt. Vậy thì phải xem nước Mỹ chính phủ đối với chuyện này để coi trọng trình độ. Buổi tối tại Trần Húc nhanh buồn ngủ địa thời điểm, thì ra là giờ Bắc Kinh 23 điểm, Bismarck thời gian vi ngày đó buổi chiều 3 điểm thời gian. Bismarck mấy đại radio cùng đài truyền hình đều bị không rõ thân phận địa nhân vật tập kích, chica hát tiếng nổ toàn thành. Có thể đang lúc bò cạp đứng tại 25 tầng lầu mái nhà hưởng thụ cái này thời khắc địa thời điểm. Đột nhiên mặt khác một lúc bắt đầu vui cười tại thành thị chính giữa tiếng nổ. Cái này âm nhạc so về ngày đó tại Seattle thành phố tạp âm bất đồng, tạp âm mặc dù lớn, nhưng là chỉ có thể đối với mọi người tiến hành ảnh hưởng, khiến cho bọn hắn sẽ không đi quá độ địa chú ý chica nhưng là cái này lúc bắt đầu vui cười hào hùng khí thế, thần bí tang thương. Lại vững vàng địa đem ác ma chi ca đẻ ở. Ác ma chi ca cùng đại bi chú là hoàn toàn trái lại địa hai cái cực đoan, một cái là xúi dục người làm ác. Một cái là đạo người hướng thiện, mà bình thường bình dân trong nội tâm mặc dù có ác nghiệp, nhưng là tại trải qua thời gian giải pháp luật, tôn giáo tín ngưỡng cùng luân lý đạo đức ước thúc xuống, làm việc thiện, từ lâu kinh trải qua, với tư cách một loại tiềm thức tin tức khác sâu tại đại não chính giữa lúc này thời điểm tại đại bi chú địa ảnh tiếng nổ xuống. Thiện niệm cuối cùng hay là muốn lỗi nặng ác niệm, cho nên lưỡng bài hát cùng một chỗ phóng địa thời điểm. Thành trấn địa các cư dân đều lâm vào mê mang chính giữa. Cũng không có xuất hiện mong muốn ở bên trong toàn thành hỗn loạn cục diện. Mà mà ngay cả bò cạp chính mình, nghe được ca khúc thời điểm cũng là sửng sờ. Không có người nào là trời sinh xa đọa bò cạp là người da đen, từ nhỏ tựu đã bị người da trắng địa kỳ thị. Tuy nói chủng tộc ngang hàng khẩu hiệu đã hô trên trăm năm, nhưng phổ biến lại không phải thuận lợi như vậy. Bò cạp từ nhỏ sinh hoạt tựu là bi thảm đấy, mà hắn địa giáo phụ. Dẫn đạo hắn thờ phụng thiên chúa giáo, nhưng lại là một cái đồng tính luyến ái. Vì vậy bò cạp cũng không tin trên cái thế giới này có thượng đế. Cho dù quả thực có thượng đế, như vậy hắn cũng phải đem thượng đế cho đả đảo. Cho nên về sau bò cạp theo Dimis bọn hắn cùng một chỗ sáng lập cái này gọi là sa tăng địa giáo phái, bắt đầu hấp thu người da đen huynh đệ. Phản đối thiên chúa giáo, nhưng là thời gian dần qua. Cái này giáo phái tựu trầm luân dưới đi, bắt đầu biến thành vơ vét của cải công cụ. Thủ đoạn không chỗ nào không cần, mà ở mế ngóa đức cùng điều ta ca hai người bỏ tù về sau, còn lại địa hai người đều là loại nhu nhược. Cho nên bò cặp phải,